chủ, ta nhất thời hồ đồ, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Phiền xanh hóa theo lăng hà nghiêm nghị nói, ngươi lên, lăng hà, ngươi điên. Nàng xem như không bị thương tổn lại như thế nào, có tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ tại, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, như cũ có thể giết nàng. Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, có làm được cái gì? Nàng tiêu minh nguyệt thủ đoạn độc ác, làm sao có thể cho chúng ta đường sống? Đường sống, thật là không có minh nguyệt tiên tôn giọng nói lạnh lẽo nàng nói ra phiền sanh hóa lăng hà trước đó bổn tỏa đã cho các ngươi cơ hội chỉ tiếc các ngươi không có chân quý hiện tại các ngươi là muốn tự sát vẫn là muốn bổn tỏa xuất thủ cung chủ người thật muốn như thế chi tuyệt sao lăng hà sắc mặt trắng bệch nàng đứng lên đúng minh nguyệt tiên tôn lông mày nhớn lên nói ra là như thế chi tuyệt người đợi như thế nào ha 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 tại lúc này tiêu viễn sơn cười ha hả hắn cùng tiêu gặp vũ chợt lách người đi vào tràng đứng tại phiền sanh hóa cùng lăng hà trước mặt minh nguyệt đồ nhi hôm nay vi sư thật sự là nhìn một chỗ trò vui a à. tiêu viễn sơn vỗ tay cười to minh nguyệt tiên tôn từ tốn nói cái kia ngươi nhìn cho thật kỹ bởi vì này lại là ngươi nhân sinh sau cùng nhìn một cảnh phim tiêu minh nguyệt ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây tự đại tự cuồng a à. tiêu gặp vũ cười lạnh một tiếng nói ra Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra: không cần nói nhảm nói, chúng ta so tài xem hư thực đi. Nàng sau đó liền lệ quát một tiếng, bố trận. Cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Cung cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Món kia bí mật pháp khí rốt cục khởi động, địa mạch chi lực trong nháy mắt đem chọn cái Minh Nguyệt Cung hư không bao phủ. Phương viên ba trăm dặm, toàn bộ bao phủ. Động Thiên buông xuống, Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất thủ lần nữa. Trong chớp mắt động thiên pháp tắc buông xuống. Đủ mọi màu sắc pha trộn vầng sáng đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại, pha trộn vầng sáng chi, trùng điệp không gian pháp tắc hình thành. Đông đảo các đệ tử toàn bộ bị minh nguyệt tiên tôn thả tại bí mật không gian chi. Bọn họ toàn bộ đều có thể nhìn đến tràng tình hình chiến đấu. Mà còn lại động thiên pháp tắc, vô số không gian đem lăng hà, còn có phiền xanh hóa cũng phân biệt phây khốn chính là tiêu gặp vũ cùng tiêu viễn sơn cũng bị động thiên không gian mỗi người tách ra. Vô số không gian hình thành, mỗi một cái không gian bên trong, đều có hư không vô tận. Đây là động thiên pháp tác chỗ kinh khủng, cũng là động thiên cảnh cao thủ chỗ kinh khủng. Tiêu viễn sơn, người nhiều năm như vậy cũng là động thiên cảnh sơ kỳ. Nhưng dù vậy, người cũng một mực không có cách nào đem ta chấn áp, hôm nay, là người ta ân oán kết thời điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn giọng nói lạnh lẽo. Cái kia tiêu gặp vũ bị vây ở không gian chi, hoàn toàn không cách nào phá vỡ không gian mê chướng. địa mạch chi lực, đem cái này phương viên 300 giảm khóa lại. Người đảm nhiệm hà thần thông, cũng đừng nghĩ đào tẩu. Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếp tục nói. Tiêu Viễn Sơn rốt cục ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn xác thực rất sớm là động tiên cảnh sơ kỳ, nhưng cho tới nay, hắn đều chiến không dưới Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn lưu ly tịnh bình nơi tay, đồng thời thần thông quảng đại nàng mặc dù là hư tiên cảnh đỉnh phong, nhưng chiến đấu lực động tiên cảnh cũng sẽ không kém. Mà lại, mấu chốt nhất là, tiêu viễn sơn động tiên cảnh là tổ sư tiêu linh cưỡng ép cho hắn tăng lên. Tiêu viễn sơn một mực cũng không có cách nào đem động thiên pháp tác đại diện tích hàng lâm xuống. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc kiến thức đến tránh thức động thiên pháp tắc là bực nào bá đạo, khủng bố. Audio điện tử võ tấn bền Tiêu viễn sơn hít sâu một hơi, Hắn mắt thấy nhìn về phía hư không vô tận. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn giấu ở cái này hư không vô tận chi, giống như là lạnh lùng thiên đạo, ngay tại lạnh lùng nhìn lấy giấy rựa hèn mọn sinh linh. "Minh Nguyệt, ta cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ngươi." Tiêu Viễn Sơn trầm giọng nói ra. "Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đã từng ngươi là ta tôn kính nhất sư phụ, hiện tại, ngươi là ta lớn nhất cam hận cửu nhân." Tiêu Viễn Sơn trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, hắn nói ra sự tình đã đến hôm nay tình trạng này, không có gì để nói nhiều. Cái kia, xem hư thực đi. Hắn đột nhiên bạo giống một tiếng, tiếp lấy liền đem thần vương quyền trượng tế ra tới. Chúng thần lĩnh vực, tiêu viễn sơn xuất thủ. Cái kia thần vương quyền trượng tinh thạch tuôn ra vô cùng quang hoa, thánh quang trong nháy mắt đem chỗ có không gian chiếu sáng. Lĩnh vực đem động thiên tràn ngập, thánh quang phổ chiếu chi, chỗ có không gian đều bị liên tiếp. Cái này một cái chớp mắt, Phiền xanh hóa, lăng hà, còn có tiêu gặp vũ liền đồng thời đều trông thấy tiêu viễn sơn. Mọi người thân hình biến hóa, lập tức hướng tiêu viễn sơn dựa sát vào. Chỉ là một cái nháy mắt, cái này cả đám liền tụ tập cùng một chỗ. Minh Nguyệt, người không biết coi là, vì sự thật chỉ có như vậy bản lĩnh A. À. Tiêu viễn sơn cười lạnh một tiếng. Đón lấy, hắn lại quát một tiếng, nói ra, chúng thần lĩnh vực, ta lấy thần vương danh nghĩa, nạp chúng thần chi thần lực. Tiêu Viễn Sơn hai mắt huyết hồng, dâu tóc đều dựng, thân pháp lực lưu động, liền như núi non sông suối cuồn cuộn lao nhanh. Hắn đem pháp lực thôi vận đến cực hạn. Cái kia thần vương quyền trượng chi, khí linh chi thần vương nguyên thần hiển hiện. Thần vương ở trên không ngồi xếp bằng, nửa người trần trụi, đầu đội tử kim vương quan, pháp tướng trang nghiêm. Phía sau hắn chính là có tầng 18 vòng sáng, vòng sáng pha trộn, năm màu thập sắc, pha tạp lưu ly thần vương nguyên thần to lớn vô cùng, tựa như nhất tôn to lớn Phật đà cung cấp nuôi dưỡng tại chùa miếu. Cái này thần vương nguyên thần thân thể kim quang trói mắt. Đột nhiên, ngón tay hắn pháp ấn liên tục biến hóa, nhất thời, trước đó lóa mắt gấp 10 lần thánh quang đem tiêu gặp vũ bọn người toàn bộ bao phủ. Cái kia thánh quang điên cuồng cướp lấy mọi người thân pháp lực. Tiêu gặp vũ các loại người biết việc quan hệ sinh tử tồn vong, không có chút nào có thể chủ quan liền lập tức đem thân pháp lực không cần tiền giống như hướng thần vương nguyên thần rót vào đi qua. Thần vương nguyên thần cấp tốc biến lớn. Minh Nguyệt tiên tôn nhưng cũng một mực không xuất thủ, mắt lạnh nhìn Tiêu Viễn Sơn thi pháp. Đại phá diệt thuật, Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên thi pháp. Hắn vừa nói, thần vương nguyên thần cũng mở miệng. Nói cũng là đại phá diệt thuật. Giờ phút này, Tiêu Viễn Sơn là thông qua thần vương quyền trượng triển khai chúng thần lĩnh vực thông qua lĩnh vực uy lực đem mọi người lực lượng tụ tại thần vương nguyên thần chi. Lại lấy thần vương thân thể tới đối phó minh nguyệt tiên tôn. Tiêu viễn sơn động thiên pháp tắc một mực có chỗ cực hạn, nhưng hắn lại nhờ vào đó chế tạo ra mạnh nhất lĩnh vực lực lượng. Tại nhiều thần lĩnh vực chi, thần quy tắc bao trùm hết thảy quy tắc chi. Lúc này, tiêu viễn sơn đem đại phá diệt thuật triển khai. Cái này một cái chớp mắt, vô cùng màu đỏ phân tử nổ tung những thứ này màu đỏ phân tử như núi như biển khủng bố cùng cực lan tràn tựa như thiên địa biển động đem thế gian hết thảy đều muốn nổ tung vô cùng động thiên không gian tại dạng này sụp đổ lực lượng phía dưới bắt đầu đổ sụp tiêu viễn sơn đại phá diệt thuật lần này quả nhiên là bá đạo tới cực điểm nhưng minh nguyệt tiên tôn lúc này chỉ là lạnh hư một tiếng nàng cũng xuất thủ đại thôn phệ thuật minh nguyệt tiên tôn mi tâm chi thần nhãn mở rộng bên trong thiên địa, tâm không hình thành to lớn màu đỏ lốc xoáy. Vòng xoáy này như một chương quái thú miệng lớn, trong nháy mắt liền đem tất cả màu đỏ phân tử toàn bộ thôn vệ đi vào. Trong chớp mắt, giữa thiên địa khôi phục thư thái. Vô số động thiên không gian cấp tốc tu bổ hoàn thành. Thế mà, dạng này đều có thể thôn vệ, tiêu viễn sơn tâm chấn kinh không. Thần vương chi thủ, tiêu viễn sơn không kịp nghĩ kỹ, lần nữa ra nhận. Liền như vậy, cái kia thần vương hướng hư không nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia trống trơn ở giữa toàn bộ bắt thành phấn vụn. Minh Nguyệt tiên tôn thân hình dần hiện ra tới. Tiêu viễn sơn xuất thủ lần nữa. Đại thần vương quyền thuật. Cái kia một cái chớp mắt, thần vương nguyên thần hướng Minh Nguyệt tiên tôn phát ra ba đạo ngập trời quyền lực. Ánh sáng màu vàng cùng thần vương nguyên thần sau lưng thập bát trọng ánh sáng dung hợp lại cùng nhau, hình thành kinh thiên động địa ba quyền mỗi một quyền chi đều ẩn chứa khủng bố thế giới chi lực nhất quyền có thể đem tinh không chấn động để nhật nguyệt thất sắc để sơn hà cuồn cuộn một quyền này lực lượng chấn áp thế gian vô cùng pháp tắc động thiên pháp tắc hoàn toàn không cách nào đem quyền lực ngăn cản ba quyền lực lượng từng quyền từng quyền hung ác bọn họ cấp tốc xé rách vô cùng không gian chi lực hướng minh nguyệt tiên tôn tư giết tới cái kia là tuyệt đối khủng bố vô cùng lực lượng thế gian chi tựa hồ chỉ còn lại cái này ba quyền minh nguyệt tiên tôn lúc này cũng không dám khinh thường nàng tại hư không chi hướng phía trước một bước thân hình đột nhiên đứng vững sau đó nàng hít sâu một hơi đón lấy như lai áo cà sa tế ra đến như lai áo cà sa trong nháy mắt câu thông phật giới chi môn vô cùng phật giới chi khí quán chú đến như lai áo cà sa thân thể như lai áo cà sa chi kim quang trói mắt đại phong ấn thuật minh nguyệt tiên tôn ngón tay kích động liền lấy đại phong ấn thuật bản nguyên chi lực dung hợp phật lực nhất thời trăm ngàn đạo màu trắng sợi tơ phát biểu biến thành kim sắc sợi tơ cái này kim sắc sợi tơ trực tiếp đem ba đạo ngập trời quyền lực phong ấn chặt chỉ trong tích tắc ba đạo ngập trời quyền lực bị phong ấn thành chừng hạt gạo đan hoàn trả lại cho ngươi minh nguyệt tiên tôn quát lạnh một tiếng nhất chỉ bắn ra nhất thời ba hạt đan hoàn liền hướng cái kia thần vương nguyên thần chạm giết tới. Trong một chớp mắt, ba hạt đan hoàn hóa thành ba đạo hung hãn quyền lực chém tới thần vương nguyên thần. Tiêu viễn sơn nhất thời hoảng sợ, hắn không nghĩ tới minh nguyệt tiên tôn thế mà như vậy nhẹ nhàng bâng cua đem hắn thần vương quyền lực tiêu trừ. Tiêu viễn sơn lệ hống một tiếng, đột nhiên há mồm. Cái kia thần vương nguyên thần liền là há mồm, chỉ nháy mắt, liền đem ba đạo hung hãn quyền lực thôn phệ tiến bụng. Tiêu minh nguyệt, là ngươi bức ta, tiêu viễn sơn lệ hống một tiếng. Đại trí nguyện thuật, tiêu viễn sơn liên tục bắt không được minh nguyệt tiên tôn, rốt cuộc vận dụng giao uy chấn chư thiên đại trí nguyện thuật. Tiêu viễn sơn lần này đối mặt minh nguyệt tiên tôn, hắn cảm nhận được như vực sâu biển lớn áp lực. Trước kia, hắn một mực tuy nhiên bắt không được minh nguyệt tiên tôn, nhưng đối phương thực lực này đều tại sàn sàn với nhau. Nhưng lần này, hắn cảm giác được minh nguyệt tiên tôn thực lực trở nên càng thêm thâm bất khả chắc cho nên liên tiếp mấy lần xuất thủ, hắn đều là thi triển ra đòn sát thủ. Mà lại, hắn vẫn là liên hợp ba vị hư tiên lực lượng. Ba vị hư tiên chi lực, thêm hắn động tiên thực lực, cùng thần vương quyền trượng đặc thủ tính. Vân vân, như thế lực lượng đến cùng minh nguyệt tiên tôn chiến đấu, thế mà còn là ở vào hạ phong. Ta trung quy là, sai, cái này một cái chớp mắt, tiêu viễn sơn tâm là điều hưu mà thê lương. Hắn cho tới nay, cũng không nguyện ý vì năm đó sự tình nhận lầm. Nhưng Tiêu Minh Nguyệt qua nhiều năm như vậy tiến bộ chính đang từng bước phá hủy hắn niềm tin. Tiêu Viễn Sơn đại trí nguyện thuật triển khai. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu gặp Vũ, phiền sanh hóa, lăng hà tâm ý bị thần vương nguyên thần câu thông. Tiêu Viễn Sơn mở miệng, Tiêu gặp Vũ mấy người cũng cùng theo một lúc mở miệng. Bốn người thân thể đầy đủ ra một đoàn kim quang. Thiên nhân tổng giám, ta chứng đại đạo lúc, nguyện thiên địa không ma. Thiên nhân tổng giám, ta chứng đại đạo lúc, nguyện người người như long. Thiên nhân tổng giám, ta chứng đại đạo lúc, hết thảy có, không, đều muốn đến Vĩnh Ninh. Thiên nhân tổng giám, ta chứng đại đạo lúc. Lấy Thần Vương Nguyên Thần cầm đầu, mọi người chú ngữ cùng thủ ấn phối hợp, từng đạo từng đạo cường đại kim sắc nguyện lực xông vào chân trời. Những thứ này kim sắc nguyện lực cuồn cuộn như tinh thần đại hải, rồi dào mãnh liệt xông vào đến động thiên pháp tắc chi. Vô cùng không gian tầng tầng vỡ tan. Kim sắc nguyện lực đem cả mảnh trời hư không đều khuế đại thành kim sắc. Những thứ này kim sắc nguyện lực cũng trong nháy mắt như hải dương đồng dạng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ. Cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm nhận được cường đại áp bách bên trong. Kim sắc nguyện lực tại tan giã Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp thuật, quy tắc, chờ một chút hết thảy. Nàng cảm giác mình liền muốn đắm chìm trong dạng này hoành viễn chi, từ đó trầm luân, thần phục, cũng vì cầu nguyện bỗng nhiên minh nguyệt tiên tôn hai mắt mãnh liệt tiếp lấy lông mày nhướn lên cái kia như lai áo cả sa lập tức choàng tại nàng thân thể nàng thân thể như lai áo cả sa chi phật giới chi cửa mở ra phật giới chi môn một đầu dòng sông màu vàng óng dâng trào mà ra cái này dòng sông trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm vây lại dòng sông màu vàng óng dâng trào không thôi giống như kim sắc thần long tung hoành ngang dọc thỏa thích bờ sông thỏa thích nước sông chuyên môn ngột rửa nhân tâm ma, niệm lực. Mà lúc này, tất cả kim sắc nguyện lực liền đến thỏa thích trong sông, thỏa thích bờ sông cũng bộc phát ra cường hãn vô cùng thỏa thích quy tắc tới. Âm âm, kim sắc nguyện lực tại thỏa thích nước sông kịch liệt chấn động, cái kia trong nước sông, liền giống như dấu ngập trời cự long, ngay tại quấy mưa gió. Đại Nhật Như Lai, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên Pháp tướng trang nghiêm lên. Cái kia thỏa thích nước sông tại nàng cường hãn pháp lực thôi động phía dưới, lập tức biến hóa, vô số thỏa thích nước sông tại Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Phật giới chi khí thôi động phía dưới, hóa thành vô cùng thiên long. Minh Nguyệt Tiên Tôn thiên long lĩnh vực cũng xuyên vào. Nước sông lao nhanh, Phật giới chi khí trùng trùng điệp điệp. Lại nói tiếp, tất cả thiên long sau cùng hội tụ thành nhất tôn thiên long, ngày này long dài đến 30.000 trượng, uốn lượn xoay quanh, như một tòa vô pháp tưởng tượng đại sơn cuộn tại hư không. Thỏa thích nước sông cùng Phật giới chi khí hội tụ thành nhất tôn Bồ Tát, tôn này Bồ Tát cao có 10.000 trượng. Cả tòa bầu trời, chỉ còn lại có cái này nhất tôn Thiên Long Bồ Tát. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này chính là Thiên Long Bồ Tát, nàng đột nhiên một trưởng vỗ dưới. Chính là hướng về cái kia thần vương nguyên thần đánh giết tới. Đại trí nguyện thuật kim sắc nguyện lực bị Thiên Long Bồ Tát hung hăng ngăn chặn. Một trưởng này đánh tới, Tiêu Viễn Sơn không khỏi giật mình. Không kịp nghĩ nhiều, liền cũng vung ra nhất trường. Bầu trời chi, tràng diện kinh tâm động phách. Cự đại thần vương nguyên thần đầu đội tử kim vương quan, vương giả uy nghiêm. Mà thiên long bồ tát đại biểu Phật quốc, an tường chi, uy nghiêm đồng dạng sâu nặng. ầm ầm quyền trưởng oanh sát cùng một chỗ. Thần vương nguyên thần sau lùi lại mấy bước, mà thiên long bồ tát lần nữa một trưởng vỗ dưới. Trong chớp mắt, thiên long bồ tát đánh ra ba trưởng. Mỗi một trưởng đều là như Phật quốc buông xuống, uy chấn chư thiên thần vương nguyên thần tại tiếp nhận thiên long bồ tát ba trưởng về sau rốt cục phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đón lấy tiêu viễn sơn mọi người toàn bộ theo phun ra một ngụm máu tươi thần vương nguyên thần tiêu tán thần vương quyền trượng quang mang tiêu tán tiêu viễn sơn một đoàn người uể oải trên mặt đất mà thiên long bồ tát y nguyên an tường y nguyên uy nghiêm hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn xuống tiêu viễn sơn một đoàn người chiến đấu cuối cùng kết thúc cái kia một cái chớp mắt, bầu trời chi, càng yên tĩnh, an lành. Bạch Vân du du, gió mát thổi, giống hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Trận này Minh Nguyệt cung chi loạn, liền tại Minh Nguyệt tiên tôn cường thế như vậy chân áp xuống, giải quyết triệt đề. Minh Nguyệt tiên tôn danh vọng, uy thế tại Minh Nguyệt cung chi nhảy lên tới một cái không dám tưởng tượng độ cao. Mà những cái kia đã từng đung đưa không ngừng điện chủ nhóm tâm càng là lo sợ bất an, không biết Minh Nguyệt Tiên Tôn hội hạ xuống cái dạng gì lửa giận. Tại trận này sau đại chiến, Minh Nguyệt cung, Minh Nguyệt trước điện. Chúng đệ tử, điện chủ đều cung kính đứng ở một bên. Minh Nguyệt Tiên Tôn tôn tòa bị vận chuyển đi ra, mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn ngồi tại tôn tòa mặt. Là quân, kiều ngưng, ly thiên nhược, kiếm hồng bụi đều đứng tại Minh Nguyệt Tiên Tôn bên người. Mà tại chỗ ở giữa, phiền xanh hóa, lăng hà, tiêu gặp vũ đều bị buộc quỳ ngay tại chỗ chỉ có Tiêu Viễn Sơn là khoanh chân ngồi, đây là minh nguyệt tiên tôn cho Tiêu Viễn Sơn đặc quyền. Tuy nhiên có ân oán, nhưng Tiêu Viễn Sơn dù sao từng làm qua minh nguyệt tiên tôn sư phụ, cho nên minh nguyệt tiên tôn cũng sẽ không để Tiêu Viễn Sơn đến quỷ nàng. Lúc này, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương như huyết, cái kia chân trời dáng chiều giống như là bị nhuộm một tầng máu tươi. Gió đêm thổi, cái kia không khí chỉ có một loại bãi biển ướt mặn chi vị. Trang, An tĩnh không, an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn mới chậm rãi mở miệng. Phiền Sanh Hóa, Lăng Hà, các ngươi còn có lời nói sao? Cái kia Lăng Hà lại là khéo đưa đẩy hạng người, nàng là muốn cùng Phiền Sanh Hóa vơ vét chỗ tốt. Bây giờ sự tình có biến, liền chỉ muốn cầu sinh. Nàng ngẩng đầu nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, Cung chủ, cho tới nay ta đều không muốn làm như vậy. Nhưng Phiền Sanh Hóa không ngừng bức ta, lúc trước ngươi cho chúng ta cơ hội thời điểm, ta muốn đáp ứng, nhưng là phiền sanh hóa phản ứng, ngài cũng nhìn đến. Ta có sai, nhưng ta hy vọng ngài cho ta một đầu sinh lộ. Chỉ cần ngài chịu cho ta một đầu sinh lộ, về sau ta vì ngài làm châu làm ngựa, không một câu oán hận. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên hạ này, chỉ cần Bổn tọa mở miệng. Nguyện ý cho Bổn tọa làm châu làm ngựa người không đếm hết. Bổn tọa cần gì phải ngươi đầu này bất chung bất nghĩa xúc sinh. Cái này, Lăng Hà không khỏi nghẹn lời, cung chủ, ta cầu ngài cho ta một đầu sinh lộ. Nàng cuối cùng vẫn là trùng điệp đập một cái đầu. Đường sống sao, Minh Nguyệt Tiên tôn giọng nói kéo dài, tựa hồ là đang cân nhắc. Mà Lăng Hà tâm tư lập tức hoạt lạc, nàng trông đợi nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên tôn. Không có, nhưng tại lúc này, Minh Nguyệt Tiên tôn lạnh lùng tuyên bố. Không muốn, Lăng Hà nhất thời sắc mặt trắng bệch. Minh Nguyệt Tiên tôn ánh mắt xét lạnh, nàng nói với Ly Thiên Nhược, đem nàng đầu, cho bổn tọa cắt bỏ, sau đó tại minh nguyệt mặt bàn treo. Không có bổn tọa mệnh lệnh, về sau người nào cũng không cho đem lấy xuống. Nói cho thế nhân, đây là phản bội minh nguyệt cung xuống chàng. Đúng, sư phụ, Ly Thiên Nhược ngang nhiên nói ra. Nàng cảm thấy khoái ý tới cực điểm. Không muốn, cung chủ, không muốn, cung chủ. Lăng hà thân thể run lẩy bẩy, nàng ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng lắc đầu toàn bộ thân thể, dốc hết ra thành run rẩy. Nàng là thật sợ, nhưng Ly Thiên Nhược lại là một đạo đao cương chém giết tới, phía dưới một cái nháy mắt, Lăng Hà đầu bị Ly Thiên Nhược lấy trong tay. Máu tươi từ Lăng Hà cái cổ như biêu tung tóe phun ra. Lăng Hà nhất thời chết thảm tại chỗ. Mặc cho nàng lúc còn sống thần thông vô địch, sau khi chết y nguyên bất quá là một đống bạch cốt. Máu tươi nhuộm đỏ bậc thang. Một loại không hiểu hoảng sợ theo đáy lòng của mọi người dâng lên. Tiên tôn thủ đoạn lần nữa khiến người ta run rẩy. Là như vậy thiết huyết cổ tay, không cần biết ngươi là cái gì thái trưởng lão, chỉ cần ngươi dám ngư phản, cái kia muốn giết chết ngươi. Chúng đệ tử, điện chủ vốn cho rằng tiên tôn không biết giết những người này, nhưng các nàng lúc này mới biết mình muốn sai. Phiền sanh hóa, ngươi rất có cốt khí. Nếu như ngươi không có lời gì để nói, vậy bản tọa muốn thiên nhược động thủ. Minh Nguyệt Tiên tôn từ tốn nói phiền xanh hóa nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, không có gì để nói nhiều, được làm vua thua làm giặc, ta thua. Nhưng là, tiêu Minh Nguyệt, ta không hối hận, ta là muốn phản ngươi, ngươi biết tại sao không? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, bổn tọa đương nhiên biết, bởi vì ngươi cảm thấy thực lực ngươi mạnh nhất, tài hoa hơn người. Mà bổn tọa lại sùng từ người đệ tử, làm cho các nàng quyền uy bao trùm tại mặt ngươi. Khiến ngươi cảm thấy rất là không vui, đúng hay không? nguyên lai like ngươi biết phiền sanh hóa ngốc ngẩn ngơ minh nguyệt tiên tôn đứng lên nàng nói ra minh nguyệt cung chính là bổn tọa một tay sáng lập các người tại chỗ những người này mặc kệ là đến từ chỗ đó nhưng tại minh nguyệt cung bên trong đều xem như đạt được bổn tọa hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt mà phiền sanh hóa ngươi ngươi nhận vì bản tọa an bài có vấn đề nhưng ngươi theo không nghĩ tới nếu như tòa này minh nguyệt cung cho ngươi tới quản lý lại sẽ là như thế nào thiên nhược trưởng quản minh nguyệt cung Tối thiểu có thể làm được thưởng phạt phân minh, không tham không chiếm. Mà ngươi thì sao, ngươi người này tư dục mạnh, không cần bổn tọa nhiều lời. Minh Nguyệt cung nếu để cho ngươi quản lý, không tới 3 năm, trong tàng bảo các sẽ bị ngươi tiêu hao sạch sẽ. Thích ngươi, phụ thuộc ngươi người sẽ nhận được chỗ tốt to lớn. Không xu nịnh ngươi người, sau đó chàng thê thảm, đừng nói thiên nhược là bổn tọa một tay nuôi nấng đệ tử, cho dù nàng không phải, bổn tọa tại ngươi cùng nàng ở giữa, cũng chỉ có thể lựa chọn nàng. Bổn tọa nhìn a, à, có ít người, mãi mãi cũng chỉ nhìn thấy người khác vấn đề, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, mình rốt cuộc có vấn đề hay không. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không hề có một chút vấn đề? Phiền xanh hóa cả giận nói. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, có lẽ đi, bất quá bổn tọa lười suy nghĩ nhiều. Cho ngươi một lời giải thích, là bổn tọa xem ở ngươi còn có chút cốt khí phần. Còn bổn tọa có vấn đề hay không? Đây không phải ngươi có tư cách đến hỏi, bởi vì ngươi cùng bổn tọa, tầng thứ khác biệt. Tiêu Minh Nguyệt, ngươi tha ta một mạng, từ nay về sau, ta để mạng lại báo ngươi hôm nay tri ân. Ta phiền sanh hóa ở đây thề với trời, ngày sau đối tiêu minh nguyệt trung thành tuyệt đối, như làm trái thề, đạo tâm không thông, tâm ma quấn thân, tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phiền sanh hóa đây là triệt để hướng tiêu minh nguyệt nhận thua, cúi đầu. Minh Nguyệt tiên tôn nhàn nhạt, nhạt nhìn phiền xanh hóa liếc một chút, nói ra phiền sanh hóa bổn tọa tin tưởng ngươi giờ phút này chính là là thật tâm cũng tin tưởng ngươi ngày sau chắc chắn trung thành tuyệt đối ngươi cùng lăng hà khác biệt người người này vẫn còn có chút bảo thủ cùng tử trung bất quá quốc có quốc pháp cùng có cung quy bổn tọa nhìn người vẫn là chết tốt thiên nhược cắt lấy nàng đầu vâng ly thiên nhược nói ra chúng điện chủ nhất thời sợ hãi không ai dám phát ra một tia thanh âm tới phiền xanh hóa đầu người liền bị ly thiên nhược cắt bỏ. Về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn vừa nhìn về phía tiêu gặp vũ. Tiêu gặp vũ, đại khái, ngươi cả đời này lớn nhất đại bất hạnh, chính là gặp phải ta đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói đến đây, khe khẽ thở dài, có chút ít cảm khái, năm đó ngươi là thiên tri kiêu tử, ngút trời mới. Đáng tiếc, ngươi thủy chung bị ta áp một đầu, về sau, ta mưu phản vũ hóa môn, đại khái ngươi là cảm động. Chỉ tiếc, ta rất nhanh lại sáng tạo minh nguyệt cung. Từ nay về sau, ta là người tiêu gặp vũ ác mộng, vậy đại khái cũng là người như thế hận ta nguyên nhân. Chỉ là, thật đáng tiếc, lúc trước, người không có có thể thắng được ta. Hiện tại, người y nguyên không thể, mà lấy sau. Người lại không có cơ hội, chúng ta ân oán dừng ở đây đi, thiên nhược, cắt đầu hắn, cất giữ lên, tùy ý đưa về vũ hóa môn. Vâng, Ly Thiên Nhược nói ra. Tiêu gặp Vũ run rẩy lên, hắn sắc mặt trắng bệch chết nhìn về phía minh nguyệt tiên tôn nhưng cuối cùng hắn chẳng hề nói một câu cuối cùng ly thiên nhược cũng cắt lấy tiêu gặp vũ đầu về sau minh nguyệt tiên tôn nhìn về phía tiêu viễn sơn tiêu viễn sơn cũng nhìn về phía minh nguyệt tiên tôn tiêu viễn sơn mỉm cười nói ra ta là sư phụ ngươi người dám giết ta minh nguyệt tiên tôn ánh mắt lóe qua vẻ phức tạp ngươi thật là ta nhập môn ân sư ta đi đường này là ngươi một tay mang ta." Minh Nguyệt Tiên Tôn chậm rãi nói ra. "Ngươi cũng hẳn phải biết, nếu như ta trước đó không đối với ngươi lưu thủ, ngươi không có hôm nay." Tiêu Viễn Sơn nói ra. "Ngươi lưu thủ không phải là bởi vì ngươi lòng mang ân từ, mà chính là ngươi muốn bắt ta trở về, để ta cúi đầu, để ta hướng ngươi nhận lầm." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. "Ngươi vốn là sai." Tiêu Viễn Sơn đột nhiên hơi hơi kích động lên, "Ta là sư phụ ngươi, ta một tay nuôi nấng ngươi." Chúng ta cùng phụ thân ngươi. Ngươi đến cái kia tinh thần toa, ta người sư phụ này làm một chút an bài, muốn muốn lấy đi, tính được là thiên sai lầm lớn sao? Mà ngươi thì sao, ngươi bởi vì cái này không có ý nghĩa việc nhỏ, đem sự tình huyên náo long trời lỡ đất, không thể vãn hồi. Tiêu Viễn Sơn, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vốn là ngày đó chuyện xưa, vô vị lại sách. Có thể ngươi miệng nói quá nhẹ, tinh thần toa chưa chắc là nhiều không dậy nổi pháp bảo, ngươi là sư phụ ta người muốn lấy đi, xác thực không phải nhiều chuyện lớn. Chẳng qua là khi ngày, ngươi là làm sao làm, ngươi là ra lệnh cho ta giao ra, người muốn đem sao trời con thoi cho tiêu gặp vũ. Phàm là ngươi có thể hảo ngôn hảo ngữ nói hai câu, ta chưa chắc sẽ ngỗ nghịch ngươi. Hết thảy, đều là ngươi bức. Tiêu gặp vũ, hắn là nhi tử ta, tiêu viễn sơn từng chữ nói ra. Ừm, minh nguyệt tiên tôn nhất thời giật nảy cả mình. Toàn trường ồn ào đây thật là một cái sự vang dội tin tức mà cái này một cái chấp mắt minh nguyệt tiên tôn rốt cuộc nghĩ rõ ràng rất nhiều sự tình khó trách tiêu viễn sơn một mực như thế thiên vị tiêu gặp vũ khó trách tiêu gặp vũ một mực đối tiêu viễn sơn trung thành như vậy nói như vậy lên ta vừa mới giết ngươi nhi tử minh nguyệt tiên tôn sắc mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh từ tốn nói tiêu viễn sơn thần sắc ảm đạm một ý nghĩ sai lầm đây đều là mệnh một ý nghĩ sai lầm Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể mềm mại chấn động, nàng thấp giọng nỉ non, suy nghĩ trở lại cái kia 800 năm trước thời gian. Hết thảy ân ân oán oán, quả nhiên đều chỉ là bởi vì một ý nghĩ sai lầm. Nếu không có Tiêu Viễn Sơn một tia tham niệm, không có hôm nay Minh Nguyệt Cung, không có hôm nay Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nếu không có Minh Nguyệt Tiên Tôn một tia ý giận, cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Minh Nguyệt Tiên Tôn nếu là đem sao trời con thoi giao ra, như vậy mọi chuyện đều sẽ không phát sinh có thể thế sự thường thường là như thế, một ý niệm, thương hải tang điền. Minh Nguyệt, người động thủ đi, người xưa nay hành sự quả cảm, làm theo ý mình, cho dù ta là sư phụ ngươi, muốn đến ngươi cũng sẽ không có cái gì không dám giết. Tiêu Viễn Sơn trầm giọng nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn trầm mặc đi xuống. Rất rất lâu về sau, tại mọi người coi là Minh Nguyệt Tiên Tôn muốn thả qua Tiêu Viễn Sơn thời điểm, Minh Nguyệt Tiên Tôn từ tốn nói, giết. Tiêu Viễn Sơn thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó, hắn đầy mặt thê lương, nói ra, "Tốt, tốt, Minh Nguyệt, ta Tiêu Viễn Sơn có thể có dạng như ngươi đổ Nhi, cũng coi là một trận đại tạo hóa. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Tiên Tôn, La Quân ở một bên giật mình, hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Tiên Tôn thế mà thật muốn giết Tiêu Viễn Sơn. Hắn trầm giọng nói ra, "Giết sư điểm xấu a, ta nhìn hủy bỏ hắn tu vi, liền cũng đầy đủ đi." minh nguyệt tiên tôn nhàn nhạt quét mắt một vòng la quân nói ra điểm xấu điểm xấu đi có hậu quả gì không bổn tọa chịu trách nhiệm cái này la quân nhất thời á khẩu không trả lời được ly thiên nhược giơ tay chém xuống cấp tốc đem tiêu viễn sơn đầu người cắt bỏ minh nguyệt tiên tôn đối ly thiên nhược phân phó nói đem tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ nhân đầu xử lý một chút sau đó trang tốt chờ mấy ngày nữa bổn tọa liền đem chiếc này cái đầu người đưa đến vũ hóa môn Đúng, sư phụ, ly thiên nhược đáp. Cung chủ, lập tức, trăm dặm nguyệt điện chủ đứng ra, nàng nói ra, vũ hóa môn dù sao cũng là tiên môn đại tông, nội tình thâm hậu. Cái này tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ sông tới, ngài giết giết. Nhưng nếu là còn muốn đem đầu người đưa trở về, đây là rõ ràng nhục nhã vũ hóa môn. Chỉ sợ vũ hóa môn không biết này từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nếu là đánh sắp nổi đến, lưỡng bại câu thương, đều là không tốt còn mời cung chủ nghĩ lại minh nguyệt tiên tôn từ tốn nói vũ hóa môn muốn chiến cái kia đánh đi chúng ta không phải quốc gia không phải điều dưỡng bách tính chúng ta là tu sĩ tu là nghịch thiên tri đạo nếu như các người muốn một mực tại nhàn hạ vượt qua quãng đời còn lại cái kia tu tiên làm cái gì mà nếu như các người sợ hãi cái kia cũng có thể cũng có thể rời đi minh nguyệt cung có muốn rời khỏi bổn tọa tuyệt không tướng lưu bổn tọa sáng tạo minh nguyệt cung thiên nhược cùng hồng trần là bổn tọa đệ tử thân truyền bổn tọa chính là dùng người không khách quan các người không nguyện ý lưu lại cũng cũng có thể rời đi cái này minh nguyệt cung đại môn mở ra lấy bổn tọa tuyệt sẽ không làm ép buộc sự tình kể từ hôm nay có muốn rời khỏi minh nguyệt cung bổn tọa đưa nàng mười cái thần đan chúc mừng lẫn nhau giải thoát minh nguyệt tiên tôn nói càng về sau mắt hàn ý lóe qua đệ tử chờ vĩnh viễn đi theo cung chủ cái kia một đám đệ tử nhóm lập tức quỳ đi xuống la lớn trăm dặm nguyệt nhất thời ngây người luyện như yên ra đi sau đó minh nguyệt tiên tôn nhàn nhạt hô một tiếng cái kia bôn nguyệt điện điện chủ luyện như yên chính là là cái thứ nhất đứng ra chống đỡ phiền xanh hóa người còn lại người thực cũng còn không có tỏ thái độ cung chủ luyện như yên sắc mặt trắng bệch phù phù một tiếng quỳ đi xuống cung chủ đệ tử nhất thời hồ đồ a luyện như yên âm thanh nước mắt khóc dưới minh nguyệt tiên tôn từ tốn nói ngươi không cần sợ hãi bổn tọa không sẽ như thế nào ngươi các ngươi đều là tu sĩ su cát thị hung cái này bổn tọa có thể lý giải bổn tọa chỗ lấy muốn giết những người kia là bởi vì bọn họ không phải dựa vào su cát thị hung cái này dự tính ban đầu bọn họ là muốn ngư hại bổn tọa cái này từ không làm tha thứ a à, luyện như yên thở phào một hơi nàng cảm giác mình đầu đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, hiện tại, các ngươi dù sao cũng nên minh bạch, bổn tỏa tại sao muốn yêu trộm thiên nhược cùng Hồng Trần A. Bởi vì, tại bổn tỏa nguy nan nhất thời điểm, có thể cùng với bổn tỏa, không phải tại chỗ các vị, mà chính là thiên nhược cùng Hồng Trần. Đệ tử các loại hổ thẹn, mọi người xấu hổ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chuyện hôm nay, như là đã đi qua, liền làm chưa từng xảy ra. Ngày sau, ai đều không được lấy chuyện hôm nay đến được công kích chi từ. Chuyện hôm nay, dừng ở đây, còn luyện như yên, người tại người điện đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ba tháng đi. Đa tạ cung chủ, luyện như yên cuồng hỉ. Còn có, Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếp tục nói, trong vòng một tháng, có muốn rời khỏi Minh Nguyệt Cung, bổn tọa đưa tặng 10 cái thần đan. Sau một tháng, người nào nếu là còn dám đối Minh Nguyệt Cung có một tia ý đồ không tốt, đừng trách bổn tọa đáng sợ vô tình minh Nguyệt Tiên tôn ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là muốn đi đi, nhưng là lại nghĩ đến muốn minh Nguyệt Cung che chở cùng chỗ tốt, thời điểm then chốt còn làm Nguyễn chân tôm, sợ vãi hà, như xe bị tuột xích, cái kia rất xin lỗi, minh Nguyệt Cung cũng không cần dạng này người, cái này cùng một cái xí nghiệp một dạng, xí nghiệp dùng người cũng sẽ không dùng loại kia lại cầm tiền lương, lại không trợ lý người. về sau chúng đệ tử ai đi đường nấy, tại minh Nguyệt Điện, minh Nguyệt Tiên tôn là quân kiều ngưng ly thiên nhược kiếm hồng bụi đều tại minh nguyệt tiên tôn ngồi tại bài ly thiên nhược cùng kiếm hồng bụi đứng tại hai bên thiên nhược hồng trần lần này vi sư thương tổn có thể đột nhiên hoàn hảo chính là nhờ có la quân cùng kiều cô nương ngày sau hai người bọn họ liền là vi sư ân nhân cũng là các ngươi ân nhân các nàng như có gì cần các ngươi cần dốc hết toàn lực hiểu sao minh nguyệt tiên tôn nói ra Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi lập tức hướng La Quân cùng Kiều Ngưng hành đại lễ. La Quân cùng Kiều Ngưng lập tức đứng lên, bọn họ liền muốn ngăn cản. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, La Quân, Kiều Cô Nương, cái này lễ, các ngươi thụ. Ta Tổng không có ý tứ cùng các ngươi hành lễ nói tạ, các nàng là đệ tử ta, đây là các nàng nên bổn phận. La Quân cùng Kiều Ngưng bất đắc dĩ, đành phải sinh sinh thụ Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi đại lễ. Sau đó, la quân cùng kiều ngưng ngồi xuống minh nguyệt tiên tôn nói ra là quân kiều Cô nương các ngươi lần này tới là có chuyện a à. Là quân nói ra đi ngang qua thiên châu liền muốn lấy tới thăm tiên tôn ngài ngược lại không có gì hắn sự tình ngươi lần này thăm viếng ngược lại là thành bản máy riêng duyên minh nguyệt tiên tôn mỉm cười Là quân nói ra cái này gọi trong số mệnh có khi cuối cùng cần có đại khái cũng là tiêu viễn sơn bọn họ khí số tận Minh Nguyệt Tiên Tôn bỗng cảm giác tiêu điều, điều, nói ra, đúng vậy a, à, khí số tận. Bây giờ là bổn tỏa khí số chưa hết, mà bổn tỏa cũng cuối cùng cũng có khí số hội tận ngày đó. Tiên Tôn cần gì suy nghĩ nhiều, La Quân nói ra, phàm nhân có sinh lão bệnh tử, mà chúng ta lại có khí số cùng mệnh số tận lúc. Giống phàm nhân chỉ có người giàu có, người nghèo, nhưng trung quy đều muốn bụi về với bụi, đất về với đất. Mà chúng ta, cái này vạn pháp cuối cùng vẫn là giống nhau minh nguyệt tiên tôn nói ra người nói không sai đối với cái này mệnh số khí số bổn tọa một mực chưa từng trốn tránh qua nên đến cuối cùng trở về thản nhiên nghênh đón chính là người sống nhưng cầu thống thống khoái khoái không tiếc mà thôi la quân nói ra tiên tôn thoải mái la quân bội phục ngay vào lúc này kiều ngưng bỗng nhiên mở miệng nàng nói ra ngược lại thật sự là có một việc muốn cùng tiên tôn nói đến minh nguyệt tiên tôn mỉm cười nói Kiều cô nương, người nói đi. Kiều ngưng nói ra, là quần tại thế giới bao la thế tục chi dự định tổ chức một trận hôn lễ, một trận có một không hai hôn lễ. Đến lúc đó, hy vọng tiên tôn có thể nể mặt tham gia. Há, các người hôn lễ, vậy bản tọa nhất định sẽ đến đúng giờ. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra. Không phải, Kiều ngưng nói ra. Ừm, Minh Nguyệt tiên tôn nghi vấn. Kiều ngưng nói ra, việc này, nói đến có chút phức tạp. Đại khái là, nàng rất nhanh trước sau khúc chiết nói ra. Há, bổn tọa minh bạch, minh nguyệt tiên tôn nói ra, thế tục trần duyên, đã nhiếm, cũng là cần phải giải quyết. Không phải vậy đạo tâm không thông, nếu là la quân muốn chấn nhiếp thế tục, vậy bản tọa đến lúc đó cũng an bài một chút kinh hỉ. Đa tạ tiên tôn, kiều ngưng nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười cười, nàng ngược lại nhìn về phía La Quân, nói ra, Kiều cô nương đối ngươi, thật đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi không cần thiết không thể cô phụ kiều cô nương la quân nói ra ta cùng kiều ngưng tâm ý dung hợp nhất định sẽ không có hiểu lầm gì đó cùng biến cố kiều ngưng mỉm cười tại kiều ngưng trong mắt cuộc hôn lễ này là thế tục trần duyên la quân không thể trốn tránh nhất định phải đem trận này trần duyên giải quyết tốt không phải vậy lời nói hắn biết nói tâm không thông mà la quân đạo tâm không thông về sau kiều ngưng cũng sẽ chịu ảnh hưởng điểm ấy độ lượng Kiều Ngưng vẫn là có. Về sau là quân cùng Kiều Ngưng liền trước cáo từ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đến lúc đó bổn tòa hội đến đúng giờ. Đa Tạ Tiên Tôn là quân ngay sau đó cùng Kiều Ngưng ôm quyền, sau đó hai người thi triển đại na di thuật rời đi Minh Nguyệt Cung. Kiều Ngưng, người về trước Đại Khang thương lượng với Hoàng Lấy xử lý. Ta còn muốn hồi thế giới bao la trước xử lý một ít chuyện. Là quân ở trên không nói với Kiều Ngưng. Kiều Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. Về sau, là quân đem Kiều Ngưng đưa về Đại Khang Hoàng Thành. Hắn thì mượn nhờ thiên trì các truyền tống trận trở về thế giới bao la. Ở trên trời châu hết thảy lưu lại chừng 5 ngày, ly hôn kỳ còn có 4 ngày. Đến Đại Hưng An lĩnh truyền tống trận lúc, chính là muộn. Là quân thôn vệ 1.000 mai thuần dương đan, cấp tốc khôi phục tất cả công lực. Về sau, là quân quyết định trước đi một chuyến Bắc Nhĩ Châu. Bác Nhĩ Châu Chi cũng là thuộc về La Quân Trần Duyên, La Quân cũng cần giải quyết. Huống Chi, nơi đó còn có hắn hảo huynh đệ đo rần đây. La Quân thì triển đại na di thuật, trong nháy mắt, thừa dịp lúc ban đêm đến Bác Nhĩ Châu, đồng thời trực tiếp buông xuống tại đích khỏe mạnh cổ bảo. Bác Nhĩ Châu nhiệt độ không khí, bốn mùa như mùa xuân, chính là vừa vặn thành phố du lịch. Mà lúc này đích khỏe mạnh trong pháo đài cổ ánh đèn sáng tỏ, đồng thời nhưng lại một mảnh tĩnh mịch là quân hướng phía trước đi mấy bước liền có thủ vệ quát lớn người nào đích khỏe mạnh cổ bảo tại bác nhĩ châu thế lực to lớn tại đích khỏe mạnh trong pháo đài cổ thủ vệ đều là thuộc về huyết tộc tâm phúc bọn họ cũng sẽ không bị nhiều lần thay đổi cho nên là quân vẫn không nói gì những thủ vệ này nhận ra là quân a à, là bệ hạ bọn thủ vệ lập tức nửa quỳ hành lễ toàn bộ hành trình đều dùng anh tham kiến bệ hạ. La Quân luôn cảm thấy cái này bệ hạ hai chữ nghe tới rất là cổ quái, nhưng cũng không thể nói cái gì. Hắn mỉm cười, nói ra, miễn lễ, bọn thủ vệ đứng dậy. La Quân nói ra, các người đi cùng Bạch Tuyết cùng Va Lai Nhân thông báo một tiếng, nói ta trở về. Vâng, bọn thủ vệ nói ra. Bạch Tuyết, Va Lai Nhân còn có Doran rất nhanh ra đón. Tham kiến bệ hạ, Bạch Tuyết cùng Va Lai Nhân hành lễ. Doran thì là trông thấy La Quân kích động không? nhưng kích động chi lại có một tia cổ quái. La quân lại là không có chú ý tới Doran vi diệu thần sắc. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. La quân theo rồi nói ra. Mọi người đương nhiên hẳn là tại cổ bảo thiên điện chi ánh đèn mờ nhạt, huyết tộc người hoặc nhiều hoặc ít đều không quá ưa thích loại kia sáng người trắng như tuyết hoàn cảnh, mà lại cũng so với sợ nóng, cho nên đích khỏe mạnh cổ bảo phong cách thật đúng là có chút hấp huyết quỷ vị đạo như trong pháo đài cổ thiên nhiên rét lạnh, như vẫn luôn so sánh tối tăm chờ chút. Lần này bệ hạ trở về, sẽ thêm đợi mấy ngày a à. Bạch tuyết so sánh tha thiết nhìn về phía La Quân. Doran cùng va nhân cũng nhìn về phía La Quân, mọi người đối La Quân đều là có rất cảm giác sâu sắc tình. Cho nên vẫn là hy vọng hắn ở chỗ này có thể nhiều đợi một thời gian ngắn. La Quân nói ra, cái này sao, còn thật không thể chờ lâu. Bạch tuyết trợn mắt chừng một cái, nói ra, Ngài lần cũng là lời này. Ngài cái này mỗi ngày cũng quá mau lên." La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, bất quá ta đến, vẫn là có kiện sự tình. Bạch Tuyết lập tức nghiêm mặt nói ra, "Bệ hạ xin ngài phân phó." La Quân nói ra, "Phân phó nói không, ân, triệu tập tất cả thân vương đi." Phái ở bên ngoài thân vương toàn bộ triệu tập tới, ta ngựa đem sắp kết hôn, muốn mời mọi người đi hoa hạ xem lễ. Bạch Tuyết đám người nhất thời bị kinh ngạc ngài sắp kết hôn. Bạch Tuyết nói ra, và lai nhân thì nói ra, ngài không đã kết hôn sao? Doran ánh mắt phức tạp, càng nhiều lại là có một tia mừng rỡ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, sự tình có chút phức tạp, khó có thể dăm ba câu nói rõ ràng. Dù sao việc này, các ngươi chuẩn bị đi xem lễ đi. Những thân vương kia, cần phải đều muốn đến. Để bọn hắn đều tới trước đích khỏe mạnh cổ bảo tập hợp, về sau, ta sẽ đến mang các ngươi cùng đi. Bạch Tuyết cùng Va Lai Nhân nhìn nhau, sau đó Bạch Tuyết nói ra, tốt, bệ hạ. La Quân nói ra, các thân vương đều còn tốt đó chứ. Bạch Tuyết nói ra, cũng còn tính toán an phận, nhưng ngày lâu không xuất hiện, bọn họ kêu căng chi tâm lại lên, có mấy cái thân vương đã có hai năm cung phụng phân hoa hồng không có giao nộp. Ngài một mực chưa có trở về, chúng ta cũng không biết nên thế nào làm việc. La là Quân mỉm cười, nói ra, đây đều là việc nhỏ. Lần này, người cùng những thân vương kia nói, nếu như ta hôn lễ dám có người không tham gia, như vậy khác ta đáng sợ vô tình. Bạch Tuyết nói ra, vâng. Là quân kiểu nói này, Bạch Tuyết tâm cũng yên ổn rất nhiều. Lão Tổ Tông để ta làm cái này bệ hạ, là muốn huyết tộc an ổn không việc gì. Ta đã đến huyết tộc chỗ tốt, như vậy ta cũng sẽ dốc hết toàn lực cam đoan huyết tộc an toàn. Là quân sau đó đối Bạch Tuyết cùng va lai nhân nói ra. Hắn nói tiếp, đến mức quản lý huyết tộc, cái này còn cần chính các ngươi nỗ lực. Chúng ta minh bạch, bệ hạ." Bạch Tuyết cùng Va Lai Nhân cùng một chỗ nói ra. La Quân mỉm cười, hắn theo rồi nói ra, "Tốt, các ngươi trước đi làm việc đi. Ta cùng Doran có chút từ mật thoại muốn nói." Bạch Tuyết cùng Va Lai Nhân nói ra, "Đúng, bệ hạ." Hai người sau đó lui xuống đi. Sau đó thiên điện chỉ còn lại có La Quân cùng Doran. Doran đã lâu không gặp La Quân trước trực tiếp nắm ở Doran bả vai rất là thân mật nói ra. Doran cũng là thật lòng cao hứng, hắn nói ra là ngươi vẫn luôn bận quá ha. là Quân cười ha ha một tiếng nói ra ta là lao lực mệnh thực ta càng muốn giống như ngươi như thế nhàn dỗi a. À. hắn đón đến nói ra đúng Doran người còn muốn hồi mất phương hướng đại lục sao? Ta hiện tại có năng lực như thế có thể đưa ngươi đưa trở về mà lại người cũng không cần lo lắng giáo thần, Lena Hoya a à các nàng sẽ làm khó ngươi. Mặt mũi này ta hiện tại vẫn là có, ta sẽ không đi. Doran lập tức nói ra, ta ở chỗ này không biết tốt bao nhiêu. Hồi cái chỗ kia đi làm à, ta ở nơi đó cũng không có gì thân nhân, bằng hữu. Ta cảm thấy cái này thế giới bao la tốt, tự do, không biết bức bách người đi tín ngưỡng cái gì. La Quân nói ra, há, không quay về cũng được a. À. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi?" Doran nói ra. "Dĩ nhiên không phải," La Quân nói ra, "ta hy vọng ngươi có thể qua tốt, qua vui vẻ." Doran thân thể hơi chấn động một chút, hắn lập tức nói ra, "La Quân, ta..." "Ừm, làm sao?" La là Quân cười một tiếng, nói ra, "Mình hai huynh đệ ở giữa, còn có cái gì không tốt nói thẳng?" "Ta," Doran cắn răng một cái, nói ra, "ta thích Yuna." La Quân nào nào, sau đó cười lên ha ha nói ra ta ngược lại là chuyện gì đâu ngươi ưa thích yuna cái này rất tốt nha chẳng lẽ ta hội phản đối với các ngươi sao thế nhưng là ngươi cùng nàng doran nói ra la quân nói ra ta cùng nàng ở giữa trước kia là có như vậy một đoạn không bệnh mà chết luyến tình bất quá cái này không phải tính toán huynh đệ ta xin lỗi ngươi bởi vì đó là trước khi biết ngươi mà lại ta cùng nàng cũng chưa từng xảy ra cái gì thực chất tính sự tình ta nghĩ cái này không tính là gì sự tình A. À. Doran nhất thời đại hỷ, nói ra, ta không phải so đo cái này, trước kia sự tình, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không so đo. Vấn đề bây giờ là, Yuna không thể tiếp nhận ta. Bởi vì, nàng cảm thấy nàng phải chờ đợi ngươi, nàng cảm thấy nàng là ngươi nữ nhân. Mà lại, ta biết nàng trong lòng cũng là thích ta. La Quân nói ra, vậy cái này dễ nói, chỉ cần nàng thích ngươi tốt ta hội đem chuyện này xử lý tốt. Doran kích động không, nói ra, là quân, cảm ơn ngươi. Là quân cười một tiếng, nói ra, huynh đệ ở giữa, không nói những lời nhảm nhí này. Doran sau đó lại cảm thấy hổ thẹn, nói ra, nói đến, là quân, ta biết ta việc này làm không nhân nghĩa, không chân chính. Yuna cùng ngươi, trước đó có cảm tình, có thể ta thật sự là khống chế không nổi chính mình, ta thích Yuna, ta thích nàng đến phát cuồng ta vẫn luôn muốn theo ngươi thẳng thắn, có thể ta vẫn luôn không liên lạc được ngươi. Ta cũng biết, giữa các ngươi, cũng không có cái kia một mối liên hệ. Nếu như Yuna thật là ngươi nữ nhân, ta chính là vô luận như thế nào, cũng sẽ không cùng ngươi mở cái miệng này. Trong lòng ta, ngươi là ta lớn nhất hảo huynh đệ. Không có việc gì, Doran, thế giới tình cảm, không có chuyện gì để nói. Là quân nói ra, chúng ta có thể khắc chế chính mình hành vi, lại khắc chế không được chính mình nội tâm ngươi không có làm có lỗi với ta sự tình. Doran thở phào một hơi, nói ra, ta hiện tại tâm lý tốt nhiều, cũng thống khoái nhiều. Ta vẫn luôn tại hy vọng ngươi trở về, ngươi không trở lại, ta cái này tâm, mỗi ngày đều là nung nấu. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, làm đến giống như lão tử là gay giống như. Doran cũng cười rộ lên, hắn đến cái thế giới này mấy năm, cho nên đối với nơi này lời nói, lịch sử, hóa đều đã giải hắn hoàn toàn dung nhập vào trong thế giới này, cũng thích cái thế giới này. La Quân nói ra, tốt, ta biết trong lòng ngươi sốt ruột. Ta cái này gặp Yuna, cùng nàng nói rõ ràng. Doran nói ra, tốt. Sau đó, La Quân để Doran đi xuống trước, hắn khiến người ta đi đem Yuna kêu đến. Yuna tại sau 10 phút chậm rãi mà đến. Yuna xuyên xanh biết váy dài, nàng ngọc khiết băng thanh, nhu nhu nhược nhược, lại lại cực kỳ xinh đẹp dạng này nữ hài tử, tuyệt đối là ta thấy mà yêu. Bệ hạ, Yuna nhìn đến La Quân, thi lễ, nhẹ giọng hô. La Quân nói ra, miễn lễ, hắn đứng lên, mỉm cười, nói ra, Yuna càng phát ra xinh đẹp. Yuna nhất thời khuôn mặt đỏ lên. La Quân sau đó trầm giọng nói ra, Yuna, cho tới nay, trong lòng ta đều đối ngươi rất là ái náy. Bởi vì, ta cảm thấy ta cô phụ ngươi, cũng có lỗi với ngươi cho nên mỗi lần trở về, ta đều có chút sợ gặp ngươi. Bởi vì ta sợ ngươi kỳ vọng lớn, thì thất vọng lớn. Ta hôm nay nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề, cũng hy vọng trong lòng ngươi không muốn có ý nghĩ gì. Lúc này, ta nhìn thấy ngươi cùng đo lần tình ý tương thông, ta là đánh trong đáy lòng thay các ngươi vui vẻ. Ta cũng hy vọng ngươi không muốn có bất kỳ cố kỵ gì, dũng cảm theo đuổi ngươi ái tình cùng hạnh phúc. Bệ hạ, Yuna ngây người. Nàng thân sắc phức tạp tới cực điểm, la quân nhìn về phía yuna hắn nói ra làm sao chẳng lẽ tại bệ hạ tâm lý cho tới bây giờ đều chưa từng có yuna sao bệ hạ nghĩ như vậy muốn đem yuna đuổi đi sao yuna thảm thiết muốn tuyệt nói ra la quân nhất thời có chút đoán không ra yuna tâm tư ngươi nhất định muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào la quân không muốn cho yuna bất cứ hy vọng nào hắn cảm thấy mình càng tuyệt tình mới càng có thể đoạn yuna tưởng niệm ngay sau đó liền nói ra như vậy đi ngươi đi xuống đi yuna trong hốc mắt nhất thời châu lệ lăn xuống nàng quay người chạy ra ngoài la quân giật mình trong lòng ám đạo khác nên xảy ra chuyện gì mới tốt hắn lập tức lấy thần thức bắn phá cấp tốc cầu thông đến doran doran còn đang chính mình trong phòng ngủ đi qua đi lại đây doran la quân cách không hô một tiếng doran nghe được la quân thanh âm nhất thời giật mình hắn khắp nơi tìm kiếm, lại là không có gặp La Quân. "Ngươi ở chỗ nào?" Doran hỏi. "Đừng tìm ta, đây là ta thần thông, ta vừa mới cùng Yuna nói thẳng, khả năng lời nói có chút nặng, nàng trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Ngươi nhanh đi tìm nàng đi, đây là ngươi cơ hội biểu hiện." Ân nàng mới ra cổ bảo, hướng phía bắc đi. "Tốt, ta ngựa đi." Doran lập tức thoát ra phòng ngủ. La Quân cái này mới thu hồi thần thức la quân còn có rất nhiều chuyện phải làm hắn ngay sau đó lại lấy thần niệm cùng bạch tuyết còn có va lai nhân câu thông các ngươi trong vòng ba ngày cần phải đem sự tình làm thỏa đáng ba ngày sau đó ta tới đón các ngươi la quân nói ra ta hiện tại muốn đi trước nhanh như vậy đi bạch tuyết bị kinh ngạc nàng vốn là bị la quân đột nhiên như vậy hư không âm thanh giật mình lúc này lại nghe được la quân nói muốn đi chính là càng thêm không muốn la quân cười một tiếng nói ra bây giờ ta thần thông đại thành, ngàn dặm mười ngàn dặm, chỉ ở một cái trước mắt. Về sau gặp mặt còn nhiều cơ hội, không cần mong nhớ. Hắn sau khi nói xong, liền thu hồi thần niệm, sau đó triển khai đại na di thuật rời đi bát Nhĩ Châu. La Quân trong lòng vẫn là vui sướng. Đối với Yuna, hắn thật là vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Luôn cảm thấy chậm chế tốt như vậy cô nương, cần phải hắn như vậy thua cô nương này, đối nàng cũng không tính là chuyện gì tốt, càng là vô tận chờ đợi dạng này tất nhiên là không tốt mà bây giờ doran có thể cùng yuna đi cùng một chỗ la quân cảm thấy cái này rất tốt chính mình cũng coi là không lại lo lắng la quân còn rất muốn đi tìm tới tứ đệ chớ võ chỉ là đáng tiếc hắn hoàn toàn tìm không thấy chớ vai võ phụ tung giống hắn cũng tìm không thấy đại ca nhị ca hành tung tìm tứ đệ chớ võ ngược lại không phải là muốn hắn tới tham gia hôn lễ mà là muốn cho tứ đệ một chút chỗ tốt huynh đệ một trận chính mình thăng chức rất nhanh, tự nhiên cũng hy vọng kéo huynh đệ một cái. La Quân đi theo sau châu Phi bên kia. Hắn muốn muốn đi tìm vị kia lang đệ Diệp Áo Vải. Diệp Áo Vải một mực sống ở châu Phi một mảnh nhiệt đới rừng cây chi. Ra ra hắn đã từng là một vị đánh qua càng đánh lão binh, nắm giữ phong phú kinh nghiệm cận chiến, đồng thời tinh thông nội kinh, chính là là chân chính cách đấu cao thủ. Đáng giá nói chuyện là, Diệp Áo Vải cũng không phải là ra ra hắn cháu trai ruột, chính là gia gia hắn thu dưỡng hắn. Diệp áo vải gia gia đã từng trợ giúp Qua La Quân, La Quân cùng Diệp gia gia tính được là bạn vong niên. Về sau, Diệp gia gia lúc sắp chết, đem Diệp áo vải giao phó cho La Quân. La Quân nghĩ tới muốn đem Diệp áo vải mang rời khỏi rừng cây, nhưng Diệp áo vải từ nhỏ tại rừng cây lớn lên, cũng không nguyện ý ra ngoài. Về sau, La Quân gặp biến đổi lớn, đoàn đội lọt vào nghiêm trọng tổn thất, Lâm Nam tự trách tự sát la quân không có chú ý đến diệp áo vải nhớ tới diệp áo vải la quân liền cảm giác tâm rất là ái náy la quân thì triển đại na di thuật ở trên không cấp tốc xuyên thẳng qua trong nháy mắt đến châu phi hư không đón lấy la quân đến diệp áo vải thường ở rừng cây hư không hắn thần niệm bắn phá đi xuống trong nháy mắt đó la quân thần niệm đem phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ bao phủ vô cùng vô tận như hải như nước thủy triều tin tức hướng hắn não vực chi vào tới sau đó la quân tìm tới diệp áo vải diệp áo vải quả nhiên còn tại rừng cây chi mà lại vừa mới đi qua một trận huyết chiến hắn y nguyên vẫn là tại cùng một chút lính đánh thuê hợp tác giờ phút này diệp áo vải tựa ở bên cây nghỉ ngơi bên cạnh còn có sáu tên lính đánh thuê ngay tại khôi phục nguyên khí máu và lửa khí tức ở trên không tràn ngập la quân thân hình lóe lên lập tức xuất hiện tại diệp áo vải trước mặt tiểu diệp tử la quân hô một tiếng Diệp áo vải vốn là hứng hờ, lần này đột nhiên trông thấy La Quân, còn nghe được hắn hô tiểu Diệp tử, kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Diệp áo vải tay dao găm rơi xuống, cái cầm đều kinh ngạc đến suýt chút nữa thì rơi xuống. Đại ca, Diệp áo vải không thể tin. La Quân mỉm cười, nói ra, là ta. Cái kia còn lại sáu tên lính đánh thuê nhìn thấy La Quân, nhất thời như giống như gặp quỷ. Bởi vì La Quân xuất hiện quá không có dấu hiệu, La Quân thì là một phát bắt được Diệp Áo vải, sau đó nói, "Theo ta đi." Sau đó, chàng một cơn bão táp cuốn lên, một giây sau, La Quân cùng Diệp Áo vải đã biến mất tại chỗ. Gặp quỷ, mấy cái kia lính đánh thuê mắt trợn tròn. La Quân mang theo Diệp Áo vải đến một chỗ yên lặng sơn phong chi. Diệp Áo vải kinh ngạc không thôi, hắn sau khi đứng vững, không thể tin nói ra, "Đại ca, cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vừa mới chúng ta đang bay ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn vốn là kiệm lời ít nói người, nhưng trước mắt hết thảy quá mức quỷ dị, cho nên xem như lạnh lùng như hắn, cũng không nhịn được lời nói nhiều lên. Huống chi, hắn tuy nhiên lời nói thiếu, nhưng ở La Quân trước mặt, còn tính là so sánh nói nhiều. La Quân mỉm cười, nói ra, "Tiểu Diệp tử, ngươi không phải đang nằm mơ, đây đều là thật. Đây là thần thông, ngươi có muốn hay không học dạng này thần thông? Ta có thể dạy ngươi." Ta Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp áo vải cảm thấy mình thần kinh đều có chút rối loạn, tin tức này lượng thật sự là quá lớn. La quân liền lôi kéo diệp áo vải ngồi xuống, nói ra, ta thật tốt cùng ngươi nói một chút đi. Diệp áo vải ngoan ngoãn ngồi xuống. La quân liền nhẫn nại tính tình, đại khái nói xuống mình tại Tân Hải về sau tao ngộ. Hắn một đường quá quan trảm tướng giảng, đem thần thông nguyên lý, giảng chính mình tu luyện tiến triển. Vân vân, diệp áo vải cũng là người thông minh, rất nhanh minh bạch cái đại khái. Nghĩ không ra đại ca ngươi thế mà có nhiều như vậy gặp cùng tao ngộ, nắm giữ dạng này thần thông. Diệp áo vải có chút hít cảm khái nói là nói. Là quân nói ra, người từ nhỏ quá nặng sát phạt, nội kinh cực đoan, cho nên dẫn đến người sát phạt lợi hại, nhưng là tu vi rất khó đi. Ta hiện tại trước giúp người sắp xếp thân thể một cái. Hắn sau khi nói xong, liền cầm ra một cái ngưng tuyết đan tới cái kia ngưng tuyết đan hiệu lực bị la quân trực tiếp đánh vào đến diệp áo vải trong thân thể nhất thời diệp áo vải liền cảm giác thân thể chi một dòng nước nóng chuyển động cỗ nhiệt lưu này tại thể nội lao nhanh như hải chập trùng ở giữa vô số nội thương tạp chất liền toàn bộ đều bị thối luyện sạch sẽ đồng thời diệp áo vải còn cảm giác được thân thể của mình ngay tại thoát thai hoán cốt cái này đại ca đây là tiên đan rượu dược a diệp áo vải kinh ngạc không La Quân mỉm cười, nói ra, tính được đúng không, loại đan dược này, đại ca ngươi ta phần lớn là. Người bây giờ chỉ để ý an tâm tu luyện, về sau đan dược sự tình, đại ca cho ngươi bao no. Hắn đón đến, lại nghiêm mặt nói ra, có điều, tiểu Diệp tử. Thế nào, đại ca? Diệp áo vải lập tức hỏi. La Quân nói ra, phàm nhân có phàm nhân buồn bực, tiên nhân có tiên nhân kiếp. Tuy nhiên người học ta thần thông, có thể bao trùm phàm nhân chi nhưng tương lai cũng sẽ có rất nhiều kiếp số chuyện này ta trước hết cùng ngươi nói rõ còn lựa chọn thế nào chính ngươi làm quyết định diệp áo vải rất là kiên định nói ra đại ca ta không sợ kiếp số ta tại cái này rừng cây chi vốn là máu trên lưỡi đao la quân cười một tiếng nói ra ta biết ngươi sẽ như vậy tuyển nếu là ngươi tại trần thế chi cuộc sống hạnh phúc ta chắc chắn sẽ không để ngươi đi đường này nhưng ngươi tính cách quá quái gở có lẽ con đường này mới là người tránh thức đường. Đa tạ đại ca, Diệp áo vải nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Hắn rất ít cười, nhưng đối La Quân lại là đồng thời không keo kiệt nụ cười. La Quân về sau cho Diệp áo vải lưu lại đầy đủ đan dược, theo tụ linh đan đến ngưng tuyết đan, toàn bộ đều lưu lại. Đồng thời, La Quân đem đại thiên nhãn thuật thần thông bản nguyên cho Diệp áo vải một phần. Nơi này còn có một phần pháp quyết luyện khí, người muốn kiên cố pháp lực bản nguyên, trước theo cái này pháp quyết luyện khí bắt đầu là quân tại bàn giao một phen về sau liền nói ra hai năm về sau ta đến nhìn người tốt đại ca diệp áo vải nói ra là quân nghĩ đến cái gì lại lấy ra một kiện pháp khí nói ra cái này ngươi thu mặt có ta bố trí trận pháp phù ngươi bây giờ cầm lấy nó có thể bảo hộ ngươi chờ ngươi tu luyện tới trình độ nhất định chính mình khống chế nó ừm um, đại ca sau đó La Quân rời đi, hắn không có mời Diệp Áo Vải đi tham gia hôn lễ, đây là bởi vì La Quân biết Diệp Áo Vải không thích dạng này xã giao. Sắc trời dần dần sáng lên, La Quân tại bất chi bất giác, đã đến Tân Hải hư không. Tân Hải ở vào bờ biển, cái kia bên trái mặt biển minh mông, mà ở bên phải, lại là thành thị phồn hoa. Sớm Tân Hải, không khí có chút hàn ý, tia nắng ban mai vẩy chiếu khắp nơi. La Quân đến Tân Hải, tự nhiên là tìm Đinh Hàm. Đinh Hàm hiện tại là cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, cái kia tiểu khu La Quân tới qua. La Quân trực tiếp tại tiểu khu bên ngoài cho Đinh Hàm gọi điện thoại. Để La Quân ngoài ý muốn là, tiếp điện thoại cũng không phải là Đinh Hàm, mà chính là Đinh Hàm mẫu thân. Bá mẫu, La Quân nói ra, ngài còn tốt đó chứ. Tiểu La, chúng ta có thể đơn độc gặp mặt một lần sau. Đinh mẫu nói ra, La Quân nào nào, theo rồi nói ra, đương nhiên, la quân cùng đinh mẫu tại tiểu khu sân thượng gặp mặt sân thượng rất an tính gió biển thổi phất qua đến mười phần hài lòng đinh mẫu mặc lấy quý khí bây giờ nàng cũng coi là mẫu bằng nữ quý tiểu la lần ta gặp ngươi vẫn là hai năm trước đi giống như đinh mẫu nói ra la quân nói ra đúng bá mẫu đinh mẫu nói ra ngươi lần này trở về là muốn gặp tiểu tinh mấy ngày nữa sau đó lại đi hai năm là quân khe khẽ thở dài, nói ra, không sai biệt lắm là như vậy, ta sinh hoạt thật là như thế. Cái này, đối với con gái ta công bình sao, nàng đây không phải tại thủ hoạt quả sao, đinh mẫu thần thương không, nàng nói ra, nàng vì ngươi quan sở có lòng môn, có thể ta cái này làm mụ mụ, nhìn đau lòng. Ta không phải không hiểu ngươi, có thể ta càng hy vọng ngươi có thể hiểu được ta cái này làm mụ mụ tâm tình. Là quân nhìn nhiều đinh mẫu lướt một chút, hắn trầm giọng nói ra, bá mẫu, ta không có muốn trói buộc chặt đinh hàm ý tứ. Ta cũng biết, chuyện này đối với nàng rất không công bằng. Nếu như nàng có yêu mến người, ta hội chúc phúc, ta sẽ buông tay, tuyệt sẽ không làm khó nàng. Cái kia u linh chủ đề quán ba cổ phần chờ một chút, toàn bộ đều cho nàng. Thật, đinh mẫu kinh hỉ không? Là quân nói ra, lúc trước chỗ lấy làm cái này quán ba, là bởi vì ta cảm thấy đinh hàm rất tuyệt vọng, tiêu cực. Ta dự tính ban đầu là thành lập nàng tự tin, không để cho nàng muốn đi đem cuộc đời mình. Còn về sau tiến tới cùng nhau, cũng có xúc động thành phần đi. Đinh mẫu hít sâu một hơi, sau đó nói, tiểu la, ta cảm ơn ngươi. Thực đinh hàm đã nói với ta rất nhiều, nàng nói qua, là nàng thích ngươi, yêu ngươi không thể tự kiềm chế. Cho tới nay, ngươi không có nửa phần ép buộc, đều là nàng cam tâm tình nguyện. Bá mẫu, không cần nhiều lời, ta đều hiểu, cổ phần sự tình, ta sẽ an bài người đến xử lý ta nghĩ, tân hải, ta sẽ không lại tới. người cùng binh hàm đều muốn khá bảo trọng. la quân sau đó thi triển đại na di thuật, trực tiếp rời đi sân thượng. đinh mẫu nhìn thấy la quân như vậy rời đi, nhất thời giống như giống như gặp quỷ. có điều nàng trung quy là thở phào một hơi. vốn là, nàng có chút sợ hãi la quân. la quân dạng này bối cảnh, thân phận, nàng không thể không sợ. nàng bất quá là tóc húi của tiểu bách tính, nhưng mặc kệ như thế nào vì nữ nhi của mình, nàng nhất định phải dũng cảm đứng ra. Nàng cũng không nghĩ tới, là quân có thể như vậy dứt khoát. Điều này cũng làm cho đinh mẫu có chút băn khoăn. Người tuy nhiên cho ta nữ nhi rất nhiều, nhưng nữ nhi của ta cũng chờ người mấy năm này, cũng không tính là có lỗi với ngươi. Đinh mẫu khẽ thở dài một cái, nói một mình. Là quân thành toàn đinh hàm, hắn cũng không phải là đơn thuần bởi vì đinh mẫu một phen liền từ bỏ đinh hàm. Mà là tại hắn thần niệm bắn phá chi, phát hiện lúc đó Đinh Hàm điện thoại vang, Đinh Hàm không có tiếp, mà là tại do dự sau một lúc, cầm đi cho Đinh Mẫu nhìn. Hiển nhiên, những lời này là cái nữ ở giữa có ăn ý. Cho nên, tuy nhiên Đinh Hàm không có nói thẳng, nhưng lời nói này cũng chẳng khác gì là Đinh Hàm ý tứ. Đã như vậy, là quân như thế nào lại không thành toàn? Là quân không có chút nào quái Đinh Hàm, ngược lại, hắn cảm thấy giải thoát, cao hứng. Bởi vì, tâm có thể ít một chút bứt rứt cảm giác để một nữ nhân vốn là như vậy không có mục đích không có tận cùng chờ đợi bản thân cái này quá tàn nhẫn như thế rất tốt rất tốt đinh hàm cùng trầm mặc nùng kiều ngưng các nàng quá không giống nhau nàng bất quá là cái phàm tục chi nhân mình còn có vô tận năm tháng mà nàng có hạn sinh mệnh lại tại như vậy đợi chờ mình là quân cảm thấy đối với đinh hàm tới nói quá tàn nhẫn lúc trước tâm là thật thề non hẹn biển tâm càng là thật mà bây giờ đinh hàm tâm phát sinh cải biến đây cũng là thật la quân cảm thấy mình không có tư cách đi chỉ trích hoặc là của trách đinh hàm nàng vì chính mình nỗ lực đủ nhiều có thể kiên trì đến bây giờ cũng quá khó khăn càng là ăn đầy đủ khổ bây giờ nàng có thể nghĩ thông suốt nghĩ tới tân sinh hoạt như vậy la quân tự nhiên sẽ thành toàn la quân đối đinh hàm cũng không phải là không có tình lúc trước yêu là thật chỉ bất quá theo lớn nhất lúc trước bắt đầu muốn liền lớn hơn thích. Mà sau đó, hắn cũng thành công đạt được đinh hàm thân thể. Tại theo hắn ngang dọc tinh không, tu vi tăng trưởng năm tháng chi, muốn dần dần biến mất, mà càng nhiều là một phần trách nhiệm. Bây giờ, đinh hàm lựa chọn tân sinh hoạt, là quân xác thực cảm thấy như chút được gánh nặng. Đời này, ác ý có thể cự tuyệt, có thể tránh đi, có thể bóp chết. Duy chỉ có thích cùng trách nhiệm, khó có thể từ chối cùng cô phụ A. Đinh Hàm, nguyện ngươi sau này, một mực hạnh phúc. La Quân nói thầm, ta hội vĩnh viễn chúc phúc ngươi. Bay khỏi Tân Hải cái kia một cái chớp mắt, La Quân biết, hắn cùng Tân Hải ở giữa trần duyên từ đó chặt đứt. Xưa nay truyền thuyết thần thoại chi, phàm nhân muốn thành tiên trước đó, chính là muốn lại trần duyên. Trần duyên, mặc kệ là cùng một chỗ, vẫn là rời đi, tổng đều cần một cái kết, một kết quả. Nếu như một mực thái độ không rõ, mơ mơ hồ hồ, như vậy cái này sẽ trở thành tu hành ma đầu ngươi liền cảm tình cũng không thể tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi, còn có thể trông cậy vào tại nghịch thiên đại đạo sông tới giết sao. Tu sĩ nghịch thiên, cũng không phải là cùng trời có thù, muốn cùng thiên làm đấu tranh. Nói cho cùng, tu sĩ nghịch thiên chính là cùng quy tắc, cùng thiên đạo quy tắc làm đấu tranh. Thiên đạo quy tắc, nhân loại tháo nguyên chỉ có chừng trăm năm, mà tu sĩ muốn làm là sống đến hai trăm năm, ngàn năm, vạn năm, một trăm ngàn năm, đây là lớn nhất đại mâu thuẫn điểm làm trái thiên đại quy tắc, tự nhiên muốn bị vô cùng thiên đạo kiếp số. Thiên đạo quy tắc uy nghiêm là muốn bảo trì toàn bộ địa cầu, nếu là người người đều sống vạn năm, cái thế giới này sớm đã tự nhiên hủy diệt đổ sụp. Như vậy tại tu sĩ nghịch thiên đường, càng tàn khốc hơn. Cùng thiên đạo quy tắc làm đấu tranh, quá gian rất khó khăn. Là quân rất mau tới đến âm diện thế giới. Hắn đột nhiên làm một cái quyết định, đó là cùng Tống Ninh cũng tới một cái kết tống ninh tuy nhiên không phải phàm tục thế giới người nhưng nàng đồng thời không có cái gì tu vi nàng đồng dạng sẽ đứng trước sinh lão bệnh tử để cho nàng một mực chờ đợi cái này đối với nàng mà nói cũng không công bằng yuna có kết cục chính mình là vui vẻ đinh hàm có lựa chọn chính mình cũng là vui vẻ như vậy đến tống ninh nơi này không nhất định phải nàng đến chủ động lựa chọn mình có thể chủ động làm ra một cái quyết định tới là quân tâm chủ ý đã định nên chém đoạn Trần Duyên, cũng nên chặt đứt. La Quân cũng không có đi trước tìm Lâm Băng, mà chính là đi thẳng đến Tống Đế Thành. Đến Tống Đế Thành trống về sau, La Quân thần niệm bắn phá, cấp tốc khóa chặt đến Tống Ninh. Tống Ninh ngay tại thành cùng Nha Hoàn đi dạo. "Ta trước đi gặp Tống Thiên Kiêu Ngạo, cùng nàng nói một chút chuyện này." La Quân nói thầm. Sau đó, La Quân thân hình lóe lên. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Sương Tuyết lúc này ngay tại trong thành chủ phủ. Phù Thành chủ lại sảnh chi, hai người hợp tác xử lý một chút công vụ. Tống Ninh là lớn nhất tiểu muội tử, Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Sương Tuyết bảo vệ nàng, xưa nay không để cho nàng bận tâm cái gì. Cũng là tại lúc này, là Quân hư không xuyên thẳng qua mà đến, liền xuất hiện tại Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Sương Tuyết trước mặt. Hai vị Tống cô nương, là Quân nhẹ giọng hô. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Sương Tuyết ngẩng đầu liền trông thấy La Quân hai cái này cô nương xinh đẹp cũng không phải là không có kiến thức người thấy một lần phía dưới liền kinh ngạc nói hư không xuyên thẳng qua La Quân người thần thông càng ngày càng kinh khủng thế mà tới này giống như không có dấu hiệu Tống Thiên Kiêu ngạo nhịn không được tán thưởng La Quân mỉm cười hắn nói ra quá khen Tống Thiên Kiêu ngạo cùng Tống Sương Tuyết đồng thời đứng dậy hai người bắt chuyện La Quân ngồi xuống còn không có gặp tiểu muội a à, Tống Thiên Kiêu ngạo ấm giọng hỏi. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Sương Tuyết đã sớm không phản đối tiểu muội Tống Ninh cùng với La Quân, cho nên hiện tại đối La Quân vẫn là rất nhiệt tình. La Quân lắc đầu, nói ra, ta cố ý đến trước thấy các ngươi. Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống Sương Tuyết đều là cực kỳ thông minh hạng người, hai nhân mã phát giác được không thích hợp. Tống Sương Tuyết nói ra, trước kia ngươi đến, đều là hô đại tỷ cùng tứ tỷ, hôm nay lại hô hai vị Tống cô nương. Lại tới trước thấy chúng ta? chẳng lẽ ngươi lại muốn khi dễ tiểu muội? La Quân trầm giọng nói ra, tuyệt không ý này. Cái kia là ý gì? Tống xương Tuyết cái này Pepper từng bước bước người hỏi. La Quân nghiêm mặt nói ra, ta xác thực là có thể để chữ nhi một mực ở chỗ này chờ ta, có thể ta không biết, ta rốt cuộc muốn nàng đợi bao lâu. Các ngươi cũng biết, ta mệnh cách vị trí, rất nhiều chuyện, thân bất do kỳ, xác thực khó có thể dừng lại. Ta không biết, đến cùng còn muốn cho chữ nhi chờ ta bao lâu, Chờ đợi lâu như vậy, đối với nàng mà nói, có phải hay không quá tàn nhẫn? Lúc trước sự tình sai toàn ở ta, về sau, chữ Nhi vì ta nỗ lực quá nhiều, ta không đành lòng cự tuyệt. Loại này không đành lòng cự tuyệt ngược lại là hại chữ Nhi, cho nên hôm nay, ta quyết định đau dài không bằng đau ngắn, thả chữ Nhi tự do. Tống Thiên Kiêu ngạo cùng Tống xương Tuyết trầm mặc đi xuống. Theo đáy lòng tới nói, Tống Thiên Kiêu ngạo cùng Tống Sương Tuyết một mực cũng không nguyện ý Tống Ninh dạng này chờ đợi La Quân. Các nàng quá rõ ràng Tống Ninh thống khổ, các nàng hy vọng tiểu muội có thể hạnh phúc, mà lúc này, La Quân nói chặt đứt, các nàng là đồng ý. "Có thể, tiểu muội nàng." Tống Thiên Kiêu ngạo nói ra, "La Quân, nếu như có thể đơn giản như vậy buông xuống, chúng ta sớm bảo tiểu muội buông xuống ngươi." La Quân nói ra, "Ta đến nói với nàng đi, ta hội tận lực để cho nàng dễ chịu một điểm." tống thiên kiêu ngạo cùng tống sương tuyết nói ra cái kia tốt la quân nói ra về sau các ngươi nhiều bồi tiếp nàng điểm tống sương tuyết lạnh lùng nói ra điểm ấy không dùng ngươi nhiều lời nàng sau đó mắt lóe qua ngoan sắc nói ra ta tiểu muội cả đời này lớn nhất đại bất hạnh là gặp ngươi nếu là sớm biết như thế làm ngày thứ nhất lần gặp ngươi ta nên một kiếm đưa ngươi giết la quân khẽ cười khổ sau đó liền lách mình rời đi Tống Ninh ngay tại dạo phố, liền cũng tại lúc này, hư không một trong nói cự thủ đột nhiên buông xuống. Trực tiếp đem nàng vồ lấy. Sau đó, liền đem nàng đưa vào đến cửu trọng thiên. Tống Ninh chỉ cảm thấy hoa mắt, là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao trùm. Sau đó, trước mắt di tinh hoán đầu, lần nữa mở mắt lúc, cũng đã chỗ trên đám mây. Tống Ninh mở mắt lúc nhìn đến trước mặt La Quân. La Đại ca, nàng nhất thời vui đến phát khóc một cái bổ nhào vào la quân trong ngực la quân nhẹ nhàng ôm tống ninh lòng hắn cứng rắn như bàn thạch lại sẽ không bởi vì ôn nhu như vậy mà có lay động tổng có một số việc là muốn kết làm sao tống ninh rất nhanh phát giác được la quân không thích hợp nàng lo sợ bất an buông ra la quân nhìn về phía hắn la quân thi triển thuật pháp để tống ninh có thể đứng ở hư không chi bốn phía bị hắn pháp lực phong tỏa Tống Ninh cũng sẽ không không thích ứng dạng này khí áp. Chữ Nhi, dạng này chờ đợi thời gian, không khổ sao. Người cảm thấy đáng giá không? Là quân trầm giọng hỏi. Tống Ninh thân thể mềm mại run lên, nàng theo rồi nói ra, ta cảm thấy đáng giá, cũng không khổ. Là đại ca, người đừng dọa ta. Là quân tâm khe khẽ thở dài, cô gái nhỏ này, quả nhiên là si tình như trước. Sự thật, là quân cũng biết nàng là lớn nhất quật cường, dùng tình sâu nhất. Đinh Hàm đều có thể kịp thời bứt ra, đó là bởi vì, nàng cuối cùng có thể là lý trí một chút. Mà Tống Ninh thì là lớn nhất không lý trí, không phải vậy lời nói, lúc trước nàng cũng sẽ không như thế phấn đấu quên mình. Nếu như, ngươi một mực chờ lấy ta, ta sau cùng có thể cho ngươi, ngươi mong muốn sinh hoạt. Ta hôm nay không lại ở chỗ này nói như thế tới nói. Cũng không phải là ta ra vẻ dối trá, mà chính là chữ nhi, ta không hy vọng ngươi một mực dạng này khổ chính ngươi, ta đồng thời không đáng bọn ngươi đợi. La Quân nói ra, chúng ta là hai thế giới người, ta một mực đối ngươi, càng nhiều là trách nhiệm. Nhưng gần nhất, ta nghĩ thông suốt, dạng này trách nhiệm, thực cũng là đang hại ngươi. Nhân sinh khổ đoạn, ta hy vọng ngươi sau này có thể vì chính mình sống. Trách nhiệm, Tống Ninh thân thể mềm mại kịch chấn, nàng nước mắt nhất thời chảy xuống, chỉ là trách nhiệm sao? Cho tới bây giờ, đều là trách nhiệm sao? Là quân tâm đau xót, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ăn ngay nói thật, nói ra, ta không muốn để cho ngươi thương tâm, nhưng trong lòng ta lớn nhất ý tưởng chân thật, thật là trách nhiệm. Ta hận ngươi, Tống Ninh nước mắt rơi như mưa, một bàn tay hướng La Quân mặt vung đi qua. La Quân cũng không có tránh né, đây là hắn cần phải tiếp nhận. Người lăn, người cút, Tống Ninh quay người chạy. Nhưng cái này hư không chi, chỗ đó tha cho nàng đi loạn. La Quân một phát bắt được Tống Ninh tay, hắn nhìn về phía nước chảy mặt mũi tràn đầy tống ninh, đau lòng nói ra, chữ nhi, thật xin lỗi. Ta rất nhớ ngươi có thể hài lòng đi xuống, nhưng ta cho không ngươi, ngươi mong muốn. Ta không muốn ngươi cả đời này vì ta chỗ mệt mỏi. Nói cho cùng, ngươi là muốn hất ta ra, sau đó còn muốn ta thật vui vẻ, không cho trong lòng ngươi có bất kỳ bứt rứt cảm giác, ngươi sao phải nói như vậy đường hoàng, ngụy quân tử. Tống Ninh nghiến răng nghiến lợi. Là quân nói ra, ngươi nhìn ta như thế nào, cái này cũng không đáng kể. Ta có thể che giấu tâm một mực không nói, để ngươi một mực chờ ta. Ta có thời gian đến nhìn người, ta đây làm được. Nam nhân mà, người nào không thích nữ nhân xinh đẹp. Chữ nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật nguyện ý dạng này vô tận chờ đợi. Ta không biết ta ngày sau hội đi về nơi nào, ta nói thân bất do kỷ, không phải lấy cớ. Ta tại máu trên lưỡi đao, con đường này, ngươi bồi không ta đi. Ta không muốn chậm chế nữa ngươi, người hiểu sao tống ninh ngây người nàng sau đó trầm mặc đi xuống sau một hồi khá lâu nàng tránh ra la quân tay nói ra ta muốn trở về la quân đang chuẩn bị nói chuyện nàng nghiêm nghị giống to tú kiểm giữ tợn ta muốn trở về la quân trái tim run lên hắn tại thời khắc này rất muốn mềm đi xuống tận khả năng an ủi nàng hứa hẹn nàng nhưng là la quân biết mình không thể một đao kia nhất định phải đâm vào đi a à cũng không phải là La Quân không thích Tống Ninh, mà chính như La Quân nói, hắn đối Tống Ninh trách nhiệm lớn hơn ưa thích. Riêng là bây giờ, theo hắn tu vi càng tăng càng cao, hắn loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hắn tự tư lời nói, xác thực là có thể chiếm Tống Ninh, nàng đợi, là nàng sự tình. Hắn đã sớm nói, hắn ngừng giữa chẳng được tới. Không có bất kỳ người nào sẽ đến bởi vì Tống Ninh cái này cái thê tử đến chỉ trích nàng. Kiều Ngưng không biết, Trầm Mặc Nùng không biết, Linh Nhi cũng sẽ không. Nhưng là, là quần cảm thấy đối với Tống Ninh tới nói, nàng cả cuộc đời cũng sẽ là bi ai. Tống Ninh cấp thiết muốn muốn trở về, muốn gặp được đại tỷ, tứ tỷ. Đó là nàng vĩnh viễn ấm áp ôm ấp. Là quần gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đưa ngươi trở về. Tiếp theo trong nháy mắt, Tống Ninh xuất hiện tại Tống Thiên Kiêu Ngạo cùng Tống xương Tuyết trước mặt. Tống Ninh hốc mắt hồng hồng. Đại tỷ, tứ tỷ, nàng bi bi thiết thiết. Tống Thiên Kiêu ngạo cùng Tống Sương Tuyết lập tức trước khi đi đến, đem nàng ôm vào hoài, tỉ mỉ an ủi. Là quân lưu lại một mai phòng bị tu di, đặt ở bàn, về sau, hắn nói ra, chữ nhi, cũng không phải là đều là trách nhiệm. Ta tâm cũng có người vị trí, chỉ là ta hiểu hơn, dạng như ngươi chờ đợi, đồng thời không đáng. Chúc ngươi hạnh phúc. Sau đó, hắn quay người lại rời đi Tống Đế Thành. Là quân cảm thấy có chút lo lắng là, hắn cùng Tống Ninh phát sinh phu thê chi thực, cái này không biết có thể hay không đối nàng về sau tái giá nhân tạo thành ảnh hưởng. Dù sao, âm diện thế giới quan đọc vẫn là thuộc về phong kiến thời đại. Là quân nghĩ lại, tuy nhiên âm diện thế giới quan đọc cũ kỹ, nhưng tống ninh địa vị tôn quý, muốn đến cần phải không có vấn đề gì. Đến mức đinh hàm, đinh hàm ở vào thế giới bao la, vốn đã có tiểu hài tử. Lấy nàng địa vị cùng mỹ lệ, không lo tìm tới một cái tốt hôn phu. Chỉ hy vọng, chữ nhì ngươi có thể đi nhanh một chút ra ta bóng mờ. Xin lỗi, theo ngươi sinh mệnh bên trong đi qua, lại không thể cùng ngươi trước sau vẹn toàn. Là quân tâm ngầm nói ra. Tống ninh bi thương, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hóa giải. Chẳng qua hiện nay nàng, cuối cùng sẽ không lại như năm đó như vậy nghĩa vô phản cố, kịch liệt xúc động. Thời gian cọ rửa, cuối cùng sẽ khiến người ta trở nên thành thục một chút. Tống Thiên Kiêu ngạo cùng Tống xương Tuyết tỉ mỉ yêu mến Tống Ninh, tại một năm về sau tống ninh cũng chậm rãi từ cái kia đoạn tình thương tổn chi đi tới cũng dần dần minh bạch la quân cân nhắc nàng minh bạch cái kia thật là xuất phát từ một loại thiện ý mà la quân lưu lại phòng bị tu di bên trong có không ít pháp bảo đan dược đối với tống thiên kiêu ngạo cùng tống sương tuyết tới nói là không chân quý còn có một cái pháp khí hộ thân bị tống ninh mang theo mà đến tận đây la quân cùng tống ninh ở giữa trần duyên liền cũng này chảm đoạn dừng ở đây. Cái kia Tống Ninh còn có một cái hảo tỉ muội nghe thường, nghe thường cùng đường lăng ở giữa đi cùng một chỗ, nghe thường cũng đang chờ đợi. Nàng có thể chờ đợi, bởi vì nàng cùng Tống Ninh khác biệt. Đường lăng tâm lý, thích chỉ có nghe thường một cái. Cho nên nghe thường chờ đợi là đáng giá, mà La Quân cùng Tống Ninh ở giữa là có khác biệt, La Quân đối Tống Ninh trách nhiệm lớn hơn thích, lòng hắn càng nhiều là kiều ngưng cùng Linh Nhi. Cho nên, nàng đợi đợi, không đáng như vậy, lẫn nhau thả đi. Là quân tại khác tống ninh về sau, đi bất tử tộc. Bất tử tộc bên trong có hắn lão bằng hữu Diệp Minh, còn có sư tỷ Lâm Băng, cùng đại thiên sư Lâm Hảo Hiên. Sư tỷ Tu Vi là lục trọng thiên đỉnh phong, Diệp Minh là thất trọng thiên đỉnh phong, Lâm Hảo Hiên là bát trọng thiên đỉnh phong. Ba người này, tiến triển vẫn luôn không thế nào lớn. Dù sao, khó khăn khó khăn, một mực khốn trong nhà, làm sao đều là khó la quân ở bên ngoài là nguy hiểm điểm nhưng tu vi tiến triển cái kia thật là thần tốc nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn đều xem trọng la quân mã vận chuyển ngưng tuyết đan trợ giúp ba người này đột phá ba người này tiếp tục đã đầy đủ thâm hậu kém là đan dược la quân cũng không khỏi cảm thán trước kia lam tử y cũng là tuyệt đỉnh cao thủ a làm sao tay đan dược tựa hồ cũng không nhiều lắm a hắn nhưng lại không biết lam tử y cũng không phải là không có đan dược mà chính là nàng tự thân phục tùng dùng nhiều Mà lại, nàng chuyển thế hơn 20 năm Rất thích chữ thêm đều bị tiêu hao Mà lại, nàng tích xúc y nguyên không ít Pháp bảo tầng tầng lớp lớp Nhưng nàng tăng lên lâm băng Cũng phải tiến hành theo chất lượng Bây giờ, La Quân cũng là nhìn ba người này tích xúc đầy đủ Cũng mới tốt cùng nhau tăng lên Trước hết nhất đột phá chính là Lâm Hạo Hiên Hắn cần thiết đan dược nhất định phải nhiều Mà La Quân là đan dược nhiều trực tiếp giúp hắn oanh phá cửu trọng thiên bích trướng. Nhiều năm bích trướng, nhất chiều đột phá, Lâm Hạo Hiên lệ nóng doanh trọng. Mà Lâm Băng rất nhanh cũng đến thất trọng thiên, Diệp Minh cũng đến bát trọng thiên. La Quân đồng dạng lưu lại rất nhiều đan dược và pháp khí cho bọn họ. Về sau, đồng thời mời mời bọn họ đi tham gia hôn lễ. Lâm Băng bọn người đối La Quân quen thuộc, không khỏi hỏi hôn lễ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. La Quân cũng giải thích một phen. Về sau, Lâm Băng tỏ ra là đã hiểu, nàng để Diệp Minh lưu tại Bất Tử tộc. Nàng thì cùng Lâm Hạo Hiên cùng đi tham gia hôn lễ. La Quân liền lưu lại dấu ấn tinh thần cho Lâm Hạo Hiên, ước định cẩn thận đến lúc đó đúng giờ gặp mặt. La Quân tại Bất Tử tộc đợi một ngày tầm đó, sau đó hồi yến kinh. Giữa Trần Thế lo lắng cũng là những người này, còn thần vực bên trong, Thiên Đô sư phụ không tại, phạm không ngại bị chính mình giết. Lạc Ninh từ lâu rời đi chỗ đó, cho nên ở chỗ đó hắn không có cái gì lo lắng. Ngược lại là có một cái tiểu sư tỷ mưa lạnh trời trong xanh đã từng đối La Quân còn là rất không tệ. Bất quá La Quân biết mưa lạnh trời trong xanh vẫn luôn ưa thích du lịch. Bây giờ thần vực đối nàng không quan tâm bó, nàng sinh hoạt ngược lại là vui vô biên. La Quân ngấm lại liền quyết định để trầm mặc nùng đến lúc đó bắt đầu tìm người đi tìm một chút mưa lạnh trời trong xanh cho nàng một chút tiền tài cùng đan dược cũng không phải là nói mưa lạnh trời trong xanh thiếu những vật này chẳng qua là chính mình thăng chức rất nhanh muốn có chỗ biểu thị mà thôi la quân trở lại yến kinh trực tiếp nhìn thấy trầm mặc nùng tại man city tiểu khu trong phòng trở về trầm mặc nùng nhìn thấy la quân rất là hoan hỉ la quân mỉm cười nói ra sắp làm tân nương tử có cảm giác gì trầm mặc nùng nao nao theo rồi nói ra cảm giác này còn thật không tốt hình dung La Quân trong lúc nói chuyện, cái kia trầm mặc nùng hoài nhi tử tiểu niệm từ lại là thò đầu ra nhìn dò xét La Quân. Hóa ra là mấy ngày không thấy, lại có chút không biết La Quân. Bất quá trung quy là có chút huyết thống thân tình, rất nhanh tiểu niệm từ thân thủ muốn La Quân đến ôm. La Quân vẻ mặt tươi cười ôm lấy tiểu niệm từ, hắn một bên đùa tiểu niệm từ, vừa nói, đúng, có cái sự tình nói cho ngươi. Trầm mặc nùng nói, ừm, sự tình gì? La Quân nói ra, đinh hàm, Tống Ninh sẽ không tới tham gia hôn lễ. Trầm mặc nùng sắc mặt nhất thời có chút cổ quái, nói ra, các nàng không nguyện ý đến. La Quân nói ra, ta cùng các nàng đoạn. Bởi vì các nàng không nguyện ý đến, trầm mặc nùng sắc mặt càng thêm cổ quái. La Quân không khỏi bất đắc dĩ, nói ra, người nghĩ chỗ nào đi, không phải chuyện như vậy. Đinh hàm ta cũng không có nhìn thấy nàng, nhưng giống như nàng đã chán ghét dạng này chờ đợi, cho nên là mẹ của nàng gặp ta, ta đáp ứng về sau cùng Đinh Hàm dừng ở đây, phần này Trần Duyên, xem như chặt đứt. Hắn đón đến, còn nói thêm, còn có, người đi giúp ta đem ta nắm giữ U Linh chủ đề quán ba cổ phần, đi làm cái đoạn, toàn bộ cho Đinh Hàm. Trầm mặc nùng nói ra, tốt. La Quân còn nói thêm, đến mức Tống Ninh, ta cũng muốn rất rõ ràng. Ta đối nàng, càng nhiều là trách nhiệm, bởi vì dạng này một phần trách nhiệm, để cho nàng vô tận chờ đợi, đến sau cùng, lại thu hoạch không đồng nhất phần yêu mến cái này quá tàn nhẫn, cho nên ta đau dài không bằng đau ngắn, đoạn. Phần này Trần Duyên, cũng này chảm đoạn. Chặt đứt Trần Duyên, trầm mặc nùng không khỏi cười khổ, nói ra, thật đúng là không có chút nào dây dưa dài dòng A. Là quân, người thật càng lúc càng giống một cái người tu đạo. Thứ gì, như tình cảm, ái tình, đều có thể như đồ vật một dạng, trực tiếp chặt đứt. Tình cảm không còn là đơn thuần tình cảm. Cũng không phải là như thế. Là quân nói ra, có thể chặt đứt tình cảm, là bởi vì không đủ sâu. Ta chém không đứt đối với nhi tử cảm tình, chém không đứt đối linh nhi, cũng chém không đứt đối kiều ngưng. Nhưng đối với ta, người có thể chặt đứt, trầm mặc nùng sầm mặt lại, nói ra. Là quân giật mình khẽ giật mình, hắn biết mình lời nói làm bị thương trầm mặc nùng. Hắn cũng không phải là không hiểu phong tình người, cũng không phải không hiểu lấy nữ sinh ưa thích người. Hắn trước kia là tán gái cao thủ, tình thương cực cao nhưng hắn cho tới bây giờ đã khinh thường tại không muốn đi nói dối nếu không có sống còn khinh thường nói dối chúng ta có nhi tử lẫn nhau ở giữa cảm tình tuyệt đối là chém không đứt la quân nói ra không có đứa con trai này đâu trầm mặc nùng nói ra la quân nói ra trước mắt mà nói nếu như không có đứa con trai này ta xác thực chọn chặt đứt phần này trần duyên hắn đồng thời không chút do dự thẳng thắn nói ra trầm mặc nùng trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, thật xin lỗi. Không có cái gì có lỗi với, người chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trầm mặc nùng sau đó cười một tiếng, nói ra, người yên tâm đi, ta cũng là người tu đạo, không có yếu ớt như vậy cùng nghĩ quần. La Quân nói ra, cái kia tốt. Trầm mặc nùng ngẫm lại, nàng nói ra, Linh Nhi cùng Kiều Ngưng, các nàng vì sao lại tại trong lòng ngươi, vùng đi không được đâu. La Quân nói ra, Linh Nhi đã từng vì ta, đem nàng não hạch hiến cho ta. Kiều ngưng mấy lần không để ý sinh tử, ta cùng giữa các nàng kinh lịch đồ vật rất rất nhiều. Không phải nói bởi vì các nàng vì ta phụng hiến quá nhiều, mà là chúng ta kinh lịch quá nhiều. Ta cũng không nguyện ý người bốc lên sinh mệnh chi hiểm đến vì ta phụng hiến. Người đối với ta lớn nhất phụng hiến là cho ta sinh đứa con trai này. Cho nên, chúng ta trần duyên, mãi mãi cũng chém không đứt. Đây đều là có nguyên nhân có quả sự tình ta minh bạch, là quân, trầm mặc nùng nói ra, cảm ơn ngươi, nguyện ý đem đây hết thảy đều nói cho ta biết. Là quân nói ra, ngươi không trách ta tốt. Trầm mặc nùng nói ra, ngươi như bây giờ trạng thái, ta ngược lại sẽ rất yên tâm. Ngươi không chỗ khiêng kỵ, thẳng thắn, tâm thông suốt, suy nghĩ thông suốt. Này lại để ngươi tu vi càng thêm dữ dội tinh tiến, thậm chí đi cao hơn đường. Là quân nói ra, ta xác thực cảm giác được ta trạng thái trước đó chưa từng có tốt đúng, hôn lễ chỉ có hai ngày, ngươi thật giống như còn cái gì đều không chuẩn bị. Ngươi đến cùng chuẩn bị ở nơi đó cử hành hôn lễ. Gia gia của ta bọn họ đều tại quan tâm vấn đề này, ta cũng không biết trả lời như thế nào. Trầm mặc nùng nói ra. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta gần nhất trong khoảng thời gian này, đều đang bận rộn chuyện này. Để bọn hắn hậu thiên sớm tại nhà gia gia tập hợp, về sau ta sẽ dẫn bọn họ đi hôn lễ hiện trường. Trầm mặc nùng không khỏi tốt, nói ra, cái này hôn lễ, người đến cùng dự định làm sao xử lý. Tại quán rượu kia, người chuẩn bị đi Dubai, vẫn là đảo Bali. Nàng muốn rất nhiều, cũng yên lặng điều tra xuống, lại là một chút cũng không có đầu mối. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra, Dubai, đảo Bali. Đây là người tưởng tượng lực sao? Ách, trầm mặc nùng nói ra, này sẽ là ở đâu? La Quân nói ra, các người gia tộc người, cái gì Dubai, đảo Bali, chỗ đó sẽ thả trong mắt bọn hắn. Mạc Nùng, người tu vi là cửu trọng thiên, cũng là nhất phương cao thủ. Sức tưởng tượng, cần phải còn to lớn lớn hơn một chút. Không phải vậy người đạo ý, quy tắc cũng sẽ bị cực hạn. Tinh thần lực là tưởng tượng lực một bộ phận, đã tinh thần lực có thể thành mọi loại thần thông, nghĩ như vậy giống như cũng là lực lượng một bộ phận, hiểu sao? Trầm Mạc Nùng nói ra, ta hiểu, có thể. Ta thực sự vô pháp tưởng tượng ngươi đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. La Quân nói ra, rất nhanh hội công bố. Trầm Mặc Nùng nói ra, vậy được rồi. Một ngày này, La Quân đợi tại Trầm Mặc Nùng trong nhà, chỗ ấy cũng không có đi. Trầm Mặc Nùng có chút lo sợ bất an, tuy nhiên nàng đều đã trở thành nhân mẫu. Nhưng làm hôn lễ đến trước đó, dạng này dày đặc nghi thức cảm giác, vẫn là sẽ để cho nàng cảm thấy có chút khẩn trương. Nàng bây giờ đối mặt rất nhiều gian nguy sự tình, cũng có thể coi như không quan trọng, nhưng ở sự kiện này lại là khó tránh khỏi khẩn trương. Hôn lễ ngày này là ngày 16 tháng 6. Một ngày này sớm, thiên công tác mỹ, thiên thanh khí sảng. Tại hôm qua muộn, trầm mặc nùng cùng tiểu niệm từ đã bị hiên chính hạo người tiếp đi. Tại trầm gia lão gia tử trầm quân chỗ ở trong biệt thự, người trầm gia toàn bộ đều đã đến. Trầm kinh lược cùng thê tử ngô lệ cũng đều đang bồi lấy trầm quân. Dư thúc bá, đại gia, còn có thế hệ trẻ tuổi, cùng con rể, đời cháu toàn bộ đều đến. Hối hả, chừng trăm cá nhân đây. Lần người trầm ra không có đến đông đủ, nhưng lần này nói là trầm mặc nùng hôn lễ, mặc kệ như thế nào, mọi người mặt mũi này đều vẫn là muốn cho. Huống chi, trầm quân cũng lên tiếng, còn có mọi người cũng nghe nói trầm mặc nùng nam nhân những thủ đoạn nào, cho nên hôm nay, xem như người trầm ra tề tụ một đường. Toàn bộ trong biệt thự, hò hét ẩm ý. Hôn lễ này thật đúng là, đều đến ngày chính tử một ngày này, chúng ta đều còn không biết hôn lễ địa điểm ở nơi nào. Nhị thẩm lý quyên nhịn không được lầm bầm nói ra. Ai nói không phải đâu, tứ thẩm cũng nói theo. Mấy cái nữ nhân cùng một chỗ, líu ríu. Trầm quân hết thảy có năm đứa bé, nhỏ nhất một đứa bé là cô gái, gọi là Trầm Tuệ Mẫn. Trầm Tuệ Mẫn bây giờ mới 33 tuổi, tuổi trẻ mà mỹ lệ. Bất quá vẫn luôn không có kết hôn, nàng sự nghiệp phát triển rất không tệ, cũng là quốc gia trọng yếu bộ môn bên trong nhân viên công chức. Nàng và Trầm Phượng đứng chung một chỗ. Gì nhỏ, người đừng hỏi. Trầm Phượng có chút khó khăn nói ra. Làm sao không thể hỏi. Trầm Tuệ mẫn nổi nóng nói ra, hắn là quân đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức, ngay trước người Trầm ra mặt dám đánh ngươi cái tát, để ngươi quỳ xuống. Hôm nay, ta nhất định để hắn cho ngươi cái thuyết pháp không được. Trầm Phượng lão công triệu cương cũng cả giận nói, ai nói không phải, Ngày đó ta là không tại. Ta nếu là ở, ta là Liều mà đến mệnh, cũng phải cấp hắn đẹp mắt. Ai nha, lúc này Tiểu Biểu Đệ Trầm Hồng đi ra châm ngòi thổi gió, nói ra, thế nhưng là ngày ấy, người La Quân không có động thủ a. À. Cũng không biết Phượng Biểu tỷ đến cùng chính xác cái gì ma, một lời không hợp quỳ xuống tự mình và miệng a. À. Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Trầm Hồng, ngươi, Trầm Phượng Tức thì nóng giận. Trầm Phượng ca ca thầm ngọc đường lạnh lùng nhìn một chút Trầm Hồng nói ra trầm hồng xem ra ngươi bây giờ rất là xuân phong đắc ý a muội muội ta ngươi cũng dám trêu chọc ai nha ngọc đường biểu ca ta biết ngươi lợi hại nhưng ta là cái nói thật người làm sao ngươi muốn đánh ta à ta thật là sợ nha trầm hồng là cái không sợ trời không sợ đất khốn nạn trầm hồng ngươi im miệng trầm tuệ mẫn chừng liếc một chút trầm hồng trầm hồng vẫn là sợ cái này gì nhỏ sau đó ngoan ngoãn im miệng chúng ta đều là người một nhà, người một nhà muốn đoàn kết. Cái kia họ la mới là người ngoài, người không hiểu sao. Trầm tuệ mẫn giáo dục Trầm Hồng. Trầm Hồng nói ra, tốt ha, à, coi ta không nói gì qua. Đại ca, cái này là chuyện gì xảy ra không? Trầm gia lão nhị, cũng là Trầm quân nhị đệ Trầm thiên quân cũng là rìa mép hoa dâm. Hắn nói ra, cái này đều 9 giờ, hôn lễ này còn tổ chức bất lực xử lý. Cái này khách nhân còn an bài không an bài. Mọi người cái này cũng còn không có ăn điểm tâm đây. Nếu như không an bài bữa sáng, vậy cũng khác sớm như vậy đem chúng ta tụ tập đến nơi đây sao? Chuyện này a, à, an bài quá không chu đáo. Ta nhìn cái này tiểu la, đối nhân xử thế rất có vấn đề. Lần Trầm Thiên Quân cũng không có tới, chỉ là mơ hồ nghe nói cái này la quân còn rất phách lối. Dù sao Trầm Thiên Quân đô từng này tuổi, nơi nào sẽ sợ cái tiểu mau đầu a? À? Cả đời đều là bá đạo, gần lão sẽ còn sợ cái vãn bối, đây không phải hắn trầm thiên quân phong cách. Lúc này hắn cảm thấy cái bụng có chút đói, đối cái này ban tổ chức càng thêm bất mãn. Trầm quân trong lòng cũng có chút không thoải mái, hắn đành phải nói ra, người muốn là đói, ta để tiểu trịnh cho người nấu bát mì ăn trước. Trầm thiên quân nói ra, vậy nhưng khác, ta vẫn là chờ xem. Quang ta một người ăn, cái kia là chuyện gì xảy ra? Ta nói đại ca, người sao có thể dung túng như vậy tên tiểu bối này đâu? bởi vì mặc nùng đã vì hắn sinh con. Trầm quân chừng liếc một chút trầm thiên quân, nói ra, người có thể, người cái gì đều hiểu, ta lão hồ đồ, đúng hay không? Người có thể hay không thiếu nói vài lời. Ôi, đại ca, người làm sao còn cùng ta đòn khiêng? Trầm thiên quân vẫn là thu liếm một chút, dù sao hắn vẫn là rất khó chịu. Đây đại khái là ta tham gia qua không có nhất thành ý hôn lễ. Trầm ra đệ tử đời thứ ba một cái cháu dâu cười khổ nói. Ai nói không phải, một điểm an bài đều không có. Mặt khác có người phụ họa nói ra. Ôi, nhị bá, hôn lễ này địa điểm đến cùng là ở nơi nào nha, cũng không nhất định phải bọn họ tới đón A. À. Cái này yến kinh ngày đó không kẹt xe, chính chúng ta tìm đi qua không tốt. Trầm ra đệ tử đời thứ ba Trầm Anh Minh tìm Trầm Kinh Lược Phàn Nàn. Trầm Anh Minh năm nay 20 tuổi, chính là tuổi trẻ khí thịnh, hào hoa phong nhã. Hắn cũng là lòng sinh bất mãn ngày đó hắn là tại hiện trường cho nên hắn vẫn là kiềm chế một chút phàn nàn tuy nhiên cái kia la quân rất nghiêu bức nhưng trầm anh minh cũng không quá muốn chim la quân muốn không phải lão thái ra buộc không có cách nào hắn mới không nguyện ý đến đây trầm kinh lược cùng ngô lệ cũng cảm giác xấu hổ trầm kinh lược âm trầm khuôn mặt tâm lý không biết la quân tại làm trò gì hắn cảm thấy có chút nổi nóng người la quân là nghiêu bức có thể ngươi không thể chiếu cố cho lão tử mặt mũi sao nhất định phải như thế đặc lập độc hành sao? Lần làm không vui như vậy nhanh, lần này không thể làm chu đáo một điểm sao? Đối nhân xử thế, nhân tình thế thái, người theo phía dưới đại chúng sẽ chết sao? Người không tại thế tục chi, lão tử còn tại trong thế tục A. Trầm kinh lược cùng ngô lệ sắc mặt rất khó coi. Mà hết lần này tới lần khác hắn thân thích, là muốn nhìn đến cái hiệu quả này. Trầm kinh lược cái này cả nhà, trước kia quá phong quang bây giờ thấy bọn họ ăn quả đắng, bọn họ là thật tâm cao hứng a. Trầm Tuyết cùng Trầm Vân cái này đôi tỷ đệ hầu ở Trầm Kinh Lược cùng Ngô Lệ bên người, hai tỷ đệ phụ mẫu rất hiền lành, bọn họ cũng rất hiền lành. Trầm Tuyết cùng Trầm Vân từ nhỏ ưa thích Trầm Mặc Nùng, cho nên hiện tại cũng ủng hộ vô điều kiện Trầm Mặc Nùng. Nhị Bá, ngài đừng nóng giận, Mặc Nùng tỷ tỷ các nàng nhất định đã tại đường đi, rất nhanh sẽ tới. Trầm Tuyết an ủi Trầm Kinh Lược cùng Ngô Lệ trầm kinh lược cùng ngô lệ lúng túng khó xử xấu hổ dưới cười lớn một chút mà tại cái này ồn ào như một nồi nát cháo đun sôi thời điểm bên ngoài rốt cục có động tính mau đến xem a à, đó là cái gì có người trong sân kinh hô một tiếng mọi người toàn bộ lửa lửa đưa đi ra chính là tại viện kia ở giữa đột nhiên không khí rõ ràng quấy động đón lấy một nói cửa lớn màu vàng óng như vậy hình thành cái này cửa lớn màu vàng óng chiều rộng 3 mét cao có 3 mét. Cái kia cửa lớn màu vàng óng bên trong, quang mang cực lóa mắt, đều bị người thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Đây là, thần tích sao, có chút đệ tử đời thứ ba thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Rất nhanh, cửa lớn màu vàng óng bên trong bắt đầu đi tới người. Cái kia đi tới là bốn tên cung trang mỹ nữ. Cái này bốn tên cung trang mỹ nữ tựa như theo thịnh đường thời đại đi tới cổ nhân, mỹ lệ, yêu nhã, ung dung, Mọi người thấy không khỏi có chút ngốc. Cùng lúc đó, cửa lớn màu vàng óng bên trong lại chậm rãi đi ra một tên bạch y nữ tử. Nữ tử này càng là cao quý không, nàng một thân quần dài trắng, khí chất rung động lòng người, tựa như cửu thiên huyền nữ vào tới trần thế mà đến. Những cái kia nam đồng chí nhóm, bao quát tuổi tác lớn, trong nháy mắt nhìn ngốc. Nữ tử này không là người khác, chính là ngân Sa Vương Kiều Ngưng. Kiều Ngưng trước khi đi đến cái kia bốn tên nữ tử dập khuôn từng bước theo sau lưng. Lại nói tiếp, cái kia cửa lớn màu vàng óng biến mất. Lúc này, toàn bộ trầm gia biệt thự đều an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trầm quân tại hai cái vãn bối nâng đỡ, đi tới. Trầm kinh lược cùng ngô lệ cũng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía kiều ngưng. Lão gia tử, ngài tốt, kiều ngưng bước tới, nàng hướng trầm quân yêu kiều thi lễ. Trầm quân nói ra, cô nương, ngươi là kiều ngưng nói ra ta là già lam vương tọa phía dưới tùy tùng già lam vương là ai trầm quân bỗng cảm giác mê hoặc kiều ngưng nói ra nhà ta tôn họ la tên một chữ một cái quân chữ Là quân trầm quân giật mình kiều ngưng liền lại mặt hướng trầm kinh lược cùng ngô lệ nói ra trầm tiên sinh thẩm phu nhân các ngươi tốt hôm nay ta tới là phụng tuân lệnh đến đây tiếp chư vị khách quý trước đi tham gia tôn cùng trầm tiểu thư hôn lễ kiều ngưng khí chất, tuyệt đối miểu sát tại chỗ đông đảo nữ sĩ. Nàng vốn là ngân sa vương, tu vi cao thâm, nhiều năm trước tới nay, đều là bế nghế ngạo nghế. Bây giờ đến đây làm việc, liền khiến người ta cảm thấy áp lực quá lớn. Sẽ cho người không tự kìm hãm được nghĩ, cái này già Lam Vương thuộc hạ đều có khí chất như vậy, na giả Lam Vương chẳng phải là. Trầm kinh lược cùng ngô lệ nhìn nhau, hai người an lòng một chút. Trầm kinh lược theo rồi nói ra, chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, các ngươi xe đâu? Kiều Ngưng nói ra, xe ở bên trong, nàng tay áo vung lên, nhất thời đem cái kia cửa lớn màu vàng óng lại lần nữa tế ra tới. Trầm tiên sinh, lão gia tử, vì ngăn ngừa kinh hãi thế tục, chúng ta xe tại cái này trong cửa. Mời mọi người vào cửa đi, Kiều Ngưng hơi hơi thi lễ, nói ra. Trầm kinh lược nói ra, cái kia tốt. Hắn vịn trầm quân, nói ra, cha, chúng ta đi trầm quân gật gật đầu kiều ngưng liền dẫn trầm quân bọn người tiến vào cửa lớn màu vàng óng cái này cửa lớn màu vàng óng còn có kiều ngưng mang theo bốn tên cung trang nữ tử ra sân bất quá là một đạo món ăn khai vị tại cửa lớn màu vàng óng bên trong đem về có cảng chấn động mạnh hơn lay sẽ mang lại cho trầm ra mọi người trầm vân cùng trầm tuyết hai cái tiểu ra hỏa theo trầm kinh lược cùng ngô lệ còn lại trầm ra mọi người bao quát trầm phượng thẩm ngọc đường trầm tuệ mẫn toàn bộ hướng cái kia cửa lớn màu vàng óng bên trong đi đến. Lúc này, mỗi người đều đối cửa lớn màu vàng óng bên trong bí mật tràn ngập tốt. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Rất nhanh, toàn bộ tiến vào cửa lớn màu vàng óng bên trong. Bất quá, mọi người chờ sau khi đi vào, đem cái kia đại môn bên trong nội dung sau khi thấy rõ, ngược lại là có một loại không gì hơn cái này cảm giác. Bởi vì cửa lớn màu vàng óng bên trong, cũng không có rất lừa thưa đồ vật. Trong này là một chiếc thuyền lớn, thuyền này phong cách phục cổ, phía dưới tầng 5, thoạt nhìn như là cổ đại vận tải đường biển khách tàu chở hàng. Tại chỗ trầm ra mọi người, cái gì hào thuyền, dù thuyền chưa thấy qua. Cho nên, bọn họ không biết đối dạng này một chiếc thuyền lớn sinh ra cái gì cảm giác chấn động. Chư vị khách nhân, bên trong an bài sớm một chút, mời trước thuyền. Lần này tiến về hôn lễ địa điểm tại Bắc Hải Chi, hành trình ước chừng có chừng một giờ. Chư vị khách quý, các người ăn điểm tâm đồng thời, cũng có thể đến bong thuyền mặt tham quan gió tự nhiên quang. Kiều ngưng mặt nói với mọi người. Nàng thanh âm thanh thúy êm tai, cũng không lớn, nhưng lại chuẩn xác truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Thuyền này muốn đi Bắc Hải. Bắc Hải khoảng cách chúng ta nơi này nhưng có hơn 3.000 cây số A, người một giờ đến, không phải đang nói đùa chứ. Trầm ra mọi người, lập tức có người đưa ra nghi vấn. Lại có người nói nói, thuyền này còn tại ruộng cạn, làm sao đi thuyền? Chẳng lẽ nhà ngươi thuyền biết bay hay sao? Có người điều vừa cười vừa nói. Người khác theo cười. Kiều Ngưng cùng bốn tên cung trang nữ tử lại không để ý tới những người này cười vang. Kiều Ngưng đối trầm quân cùng trầm kinh lược đám người nói. Lão gia tử, trầm tiên sinh, mời thuyền đi. Cái này, làm sao đi? Trầm quân nhìn đến cái kia cao có hơn 30 mét thuyền, không khỏi khó khăn. Kiều Ngưng mỉm cười, nàng tiếp lấy một chỉ điểm ra lập tức thân thuyền biến hóa trực tiếp dọc theo một đạo rộng lớn kim sắc bậc thang tới loại biến hóa này là nước mảng lớn đặc hiệu đều làm không được như vậy rất thật có thể đây hết thảy như thế thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt mọi người trầm quân chờ người cũng đã có chút không cảm thấy kinh ngạc sau đó trực tiếp thực sự bậc thang cả đám nối đuôi nhau lấy theo kim sắc bậc thang đến thuyền đi bọn họ trực tiếp tiến vào là tầng thứ hai cùng tầng thứ ba bên trong là rộng lớn đại sảnh đại sảnh mặt đất cửa hàng kim sắc sợi tơ thảm còn bày có các loại bữa ăn điểm mỹ tử món ngon đây là tiệc đứng hình thức cuộc hôn lễ này tổng thiết kế sư chính là hiên chính hạo hiên chính hạo tại thế giới bao la lớn lên đối thế giới bao la quen thuộc không lại đối thiên châu cũng quen thuộc không hắn dung hợp giữa hai bên phong cách đến xử lý cuộc hôn lễ này những rượu ngon này đều là dùng linh đan thêm thiên châu tốt rượu ngon sản xuất đi ra, uống một ngụm về sau, khiến người ta sảng khoái tinh thần, thân thể thư thái. Mà những cái kia món ngon, không khỏi là tuyển chọn tỉ mỉ, càng có thật nhiều tiên quả tại. Những thứ này phàm phu tục tử ăn, quát về sau, lập tức có thể cảm giác được khác biệt. Trầm ra thế hệ trước mấy cái lão nhân quát một chút say rượu, lập tức cảm giác được ánh mắt nhìn càng rõ ràng, lỗ tai thính lực cũng biến thành tốt trầm kinh lược thẩm ngọc đường cái này các cao thủ càng có thể cảm giác được trong thân thể huyết dịch cuồn cuộn lưu động ẩn ẩn có đột phá cảm giác tiên gia thịnh yến sao thẩm ngọc đường tâm rung động quỳnh tương ngọc dịch có người dám thán những nữ hài từ kia quát rượu này ăn cái này tiên quả về sau các nàng một chút sinh lý mao bệnh rõ ràng tại biến mất đây là tiên gia thủ đoạn cha ngài nếm thử cái quả này trầm kinh lược vui vẻ nói với trầm quân trầm quân gật gật đầu hắn ăn mấy ngụm về sau không thể tin nói ra kinh lược đây thật là thật không thể tin a à. ta đều cảm giác được ta khoang miệng tại ngứa tựa hồ là muốn bắt đầu một lần nữa sang dài răng trầm kinh lược tâm khuây khỏa rất nhiều hắn nói ra trước đó mặc nùng cũng đã cho ta một chút đan dược nhưng đều không có cái quả này cùng tử hiệu quả tốt trầm mặc nùng cho trầm kinh lược đều là tụ linh đan loại hình lợi hại hơn nữa đan dược trầm kinh lược cũng chịu đựng không nổi chỉ cần trầm quân trầm mặc nùng liền tụ linh đan cũng không dám cho hắn phục dụng bởi vì trầm quân tuổi tác quá lớn trầm mặc nùng sợ hắn sẽ trực tiếp không chịu nổi dược lực mà lúc này hiền chính hạo tự mình điều chế đồ vật đây tuyệt đối là già trẻ tất cả đều hợp đám này trầm ra mọi người luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu nhưng giờ khác này thế mà cũng có loại chiếm tiện nghi tâm tư hận không thể ước lượng mấy cái tiên quả giấu một chút ngự tử mang về phải biết bọn họ tham gia qua rất nhiều cao cấp yến hội nếu như gặp phải loại kia cất dấu ăn ngon mang đi cái kia trong mắt bọn hắn là không có tố chất nhà quê a mà bây giờ xem ra bọn họ cũng coi như minh bạch chính mình cũng không có gì đặc biệt tài trí hơn người bất quá là vị trí cấp bậc khác biệt mà thôi đem bọn hắn phóng tới cái này tiên ra yến hội bọn họ khả năng cùng bọn hắn chỗ xem thường người không có gì khác biệt đương nhiên đây cũng chỉ là một số người tâm tư tại mọi người đều đắm chìm trong cái này quỳnh tương ngọc dịch thời điểm đột nhiên có người kinh hô thuyền đang động một đoàn người rõ ràng cảm nhận được thuyền tại bắt đầu lên không bọn họ không lo được nhấm nháp quỳnh tương ngọc dịch rất nhiều người đều chạy đến bên ngoài phòng quan sát tại mạn thuyền chỗ mọi người thấy cái này thế lực bá chủ hình đại thuyền thật đang chậm rãi lên không cái này dạng này bay sao ta dựa vào thuyền này thật biết bay a à. Cùng lúc đó, thuyền bốn phía bắt đầu tách ra lóa mắt ánh sáng màu vàng. Một tiếng ầm vang, to lớn năng lượng màu vàng óng bao bọc đem trọn tòa thuyền bao lại. Đón lấy, thuyền tốc độ bắt đầu tăng tốc. Lại đánh cho một tiếng, thuyền kia tốc độ kéo lên tới cực điểm, trong chớp mắt, liền xuất hiện tại cửu tiêu chi. Mọi người liền trông thấy bốn phía vân vụ cuồn cuộn, nghiêm chỉnh ở giữa, đã là tại cửu thiên chi. Mà mọi người tuy nhiên tại bên ngoài phòng, lại không cảm nhận được một tia ngược gió và khí áp. Đón lấy, cái kia thuyền lớn ở trên không bắt đầu theo gió vượt sóng, gặp phải Itegumo, trực tiếp đánh nát. Thuyền này ở trên không phi nhanh, tốc độ cái kia máy bay Boeing đều muốn nhanh nhiều. Máy bay đồng dạng vận tốc là 8900 cây số, mà chiếc này thế lực bá chủ tốc độ là vận tốc 3000 cây số. Mà lại, đây là thế lực bá chủ khắc chế. Không phải vậy lời nói, cơ hồ là 10 phút đồng hồ liền có thể đến. Hiên chính hạo bên này thiết kế là muốn để đám này phàm nhân nhiều chấn nhiếp cùng cảm thụ một chút, không muốn nhanh như vậy đến. Thật đang bay, có người kinh ngạc đến ngây người, thì Thảo nói ra. Là thần linh, đây là thần linh A. Có người nói, cái kia trầm tuệ mẫn lúc này cũng ngây người. Trầm ra mọi người, không phải tất cả cũng không có bực này kiến thức người. Nhưng ở thế giới bao la bên trong, cao nhân thật là có hạn. Bọn họ biết thế có một ít cao nhân cũng có thật nhiều quỷ dị sự tình. Nhưng trước mắt đã phát sinh hết thảy, lại là xác thực quá mức rung động. Thế lực bá chủ rất nhanh vượt qua tầng mây, cuối cùng đi đến Bắc Hải chi. Đến biển sâu lĩnh vực giá trị xung quanh, thế lực bá chủ trực tiếp hạ xuống Bắc Hải mặt biển. Thế lực bá chủ tiếp tục nhanh chóng đi thuyền, mà trầm ra mọi người cũng dần dần tiếp nhận loại rung động này. Đây bất quá là khúc nhạc dạo, nhưng lại không biết hôn lễ đến cùng là như thế nào. Tại biển chẳng lẽ là một cái hải đảo, có người bí mật đã bắt đầu xì xào bàn tán lên. Trầm ra mọi người bắt đầu đối trận này thịnh đại hôn lễ mong đợi. Trầm kinh lược lúc này tâm tình cũng rất là phức tạp, nhưng hắn càng nhiều vẫn là hoan hỉ. Chính mình nữ nhi lần này rốt cuộc vẫn là để nhóm này người lau mắt mà nhìn đi. Giờ này khác này trầm ra mọi người, đối trầm mặc nùng cũng không dám nữa có bất kỳ lòng khinh thị. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thế lực bá chủ rốt cục đến mục đích. Phía trước vùng biển minh mông, trời xanh mây trắng phía dưới, mặt biển không có cái gì. Sau đó liền lại có người bắt đầu phỏng đoán, chẳng lẽ hôn lễ này là tại thuyền này cử hành. Giống như cũng không có gì không được, dù sao thuyền này là rất lợi hại. Mọi người hiện tại tựa hồ cái gì đều có thể tiếp nhận. "Nhìn, ngày đó là cái gì?" Có người đột nhiên kinh hô một tiếng. Trầm ra mọi người liền hướng bầu trời nhìn qua cái kia một cái chớp mắt, chúng đều là rung động. Đó là tâm linh vĩnh viễn rung động, đó là thần tích. Bởi vì hư không lại có một tòa, thiên cung, trời cao cung. Ngày đó cung tinh Mỹ hùng vĩ, chừng 30.000 mét vuông to lớn. Giống như là màn trời một dạng, đem cái đại hải bao trùm. Toàn thân đều là ngọc thạch trắng noán, rộng rãi chi lộ ra không xa hoa khí tức. Thế lực bá chủ tàu thuyền chậm rãi thăng, rất nhanh hướng cái kia thiên cung tới gần tòa này trời cao cung liền như vậy lơ lửng tại hư không chi. Tình cảnh này, đừng nói là trầm ra mọi người cảm thấy rung động, chính là trầm mặc nùng gặp đều cảm thấy rung động vô cùng. Thế lực bá chủ rất nhanh cùng trời cao cung đến giống nhau độ cao. Một đầu kim sắc bậc thang xuất hiện, chính là kéo dài hướng cái kia trời cao cung. Thiên cung chi, tiếp dẫn chi địa chính là một tòa hoa. Trong hoa viên, các loại tiên hoa dị thảo, từng trận hương hoa phiêu đáng ở trên không, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Mọi người tiến vào vườn hoa này về sau, liền lại thấy hoa vườn chi có trăm con tiên hạc. Mỗi một đầu tiên hạc đều cao có 3 đến 5 mét, thần tuấn dị thường. Bọn họ vũ mau trắng noán, một đôi mắt, lại cũng có nhanh nhạy khí tức. Đây là, đến thiên cung sao, trầm kinh lược thê tử ngô lệ ngơ ngác hỏi trầm kinh lược. Trầm kinh lược cũng là ngây người. Trầm quân tử cũng là rung động, hắn hướng bên người kiều ngưng nói ra, kiều cô nương, cái này. Sao lại có thể như thế đây? Hết thảy hết thảy, đã phá vỡ trầm ra mọi người nhận biết. Kiều ngưng mỉm cười, nói ra, lão gia tử, nơi này tiên hạc đều có nhanh nhạy, có thể lạc đàn người. Bọn họ rất ngoan ngoán, đồng thời sẽ không làm người ta bị thương. Nếu như ngài có hứng thú, ta có thể bồi ngài tại mặt đi một lần. Bên cạnh mọi người nghe, nhất thời đến hứng thú. Chúng ta cũng có thể lấy tiên hạc sao? Kiều Ngưng cười cười, nói ra, tất cả mọi người có thể, bất quá cần tỷ nữ đến an bài một phen. Mọi người trước không nên gấp, về sau chúng ta sẽ an bài mọi người đến cưới tiên hạc hoàn du. Hiện tại, chúng ta tiên tiến trong điện đi. Mọi người nhất thời nhảy cẫng. Cái này tiên hạc, có thể đưa ta một đầu sao? Còn có một người như thế như vậy hỏi. Kiều Ngưng liền hồi đáp, tiên hạc mỗi ngày chỗ ẩm thực đồ vật đồng thời vật phi phàm, chính là đưa cho ngài, ngài cũng cung ứng không? người kia nghe vậy nhất thời ngượng ngùng. Một đoàn người, liền đi qua hoa viên, lại gặp được bên kia còn nằm có hắn thần thú, tất cả đều là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Đi qua hoa viên, liền gặp xa hoa cung điện. Cung điện kia hán kim bạch ngọc, khắp nơi đều biểu dương ra lộng lẫy bức người chi khí. Cung điện đại sảnh, cùng sở hữu 160 căn ngọc trụ trèo trống, mỗi một cây ngọc trụ đều có sinh động như thật thần thú vần quanh. Mặt đất cửa hàng mềm mại bạch hồ thảm, Loại này bạch hồ thảm, tính chất mềm mại, cầm tới nhân gian làm thành áo lông trồn áo khoác, không biết chân quý cỡ nào. Mà cái này minh mông mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, liền tất cả đều là bạch hồ thảm. Cái này thiện lương trầm tuyết nhịn không được nói ra, cái này cần sát hại nhiều ít hồ ly a. Nàng cảm thấy rất là đau lòng, dạng này xa hoa, nàng cũng không thích. Một bên kiều ngưng mỉm cười, nói ra, tiểu cô nương, người không cần đau lòng. Cái này tất cả thảm, cũng không có sát hại một con hồ ly. Cái này lông hồ ly thảm chính là chúng ta theo một đầu thần thú thông thiên bạch hồ thân thể thu thập tới. Cái này thông thiên bạch hồ nguyên hình, cao có ngàn trượng, có thể rời núi lấp biển. Mượn nàng một chút lông tóc, hoàn toàn không có vấn đề. Cao có ba nghìn trượng, cái kia thẩm ngọc đường nhịn không được nói ra, kiều cô nương, ngài không phải đang nói đùa chứ. Một nghìn trượng, đó là ba ngàn mét cao A, à. đời này vì sao lại có lớn như vậy sinh vật đâu. Kiều Ngưng cười nhạt một tiếng, nói ra, thế gian to lớn, đều có. Đợi chút nữa, chúng ta còn có biểu diễn tiết mục. Như lời ngươi nói cao ngàn trượng thần thú, bất quá là một chút tiểu thần thú. Thái cổ thiên long, dài đến vạn trượng, một khi xuất hiện, liền như ngọc long tuyết sơn. Các ngươi đều có cơ hội nhìn thấy. Không phải đâu, mọi người chấn kinh, đồng thời nhảy cẫng hoan hô. Cung điện này chi, chuẩn bị lộ ra xa hoa. Trong cung điện, rất nhiều cung nữ ghé qua, chính đang loay hoay lấy bữa chưa cần thiết đồ vật, cũng đang bố trí một chút hội trường xung quanh. Tại cung điện ở giữa, đại hình hôn lễ đài đã bố trí thành công. Trầm Vân nhịn không được tại cái kia bạch hồ thảm cuồn cuộn, hắn nói ra, thật sự là quá dễ chịu. Người khác, thực tế cũng có loại này xúc động, chẳng qua là không có ý tứ a. À. Trầm Tuyết nói ra, Kiều tỷ tỷ, ta mặc nùng tỷ tỷ đâu? Ta muốn thấy nàng đây kiều ngưng mỉm cười nói ra tân nương tử ở bên trong ngay tại trang điểm đâu người muốn đi ta tìm người mang ngươi tới nàng nói xong triệu một tên cung nữ tới phân phó nói mang tiểu cô nương đi gặp tân nương tử đi đúng đại nhân cái kia cung nữ không cung kính trầm vân đứng lên vội vàng nói ta cũng đi kiều ngưng thì mang theo mọi người tại cung điện này chi bốn phía tham quan kiều cô nương trầm quân bỗng nhiên hô một tiếng Kiều Ngưng cung kính lắng nghe, nói ra, lão gia tử, xin mời ngài nói. Trầm quân nói ra, ta lão đầu tử biết, các ngươi đều là có đại thần thông người. Lão già ta cũng không phải không biết, đời này có thật nhiều không cách nào giải thích đồ vật tồn tại. Các ngươi có pháp lực, có thể phi thiên độn địa, dựa vào tinh thần lực thao khống thuật pháp, lão đầu tử này ta đều hiểu một chút. Ngài mời nói tiếp, Kiều Ngưng nói ra, trầm kinh lược, ngô lệ còn có thẩm ngọc đường, trầm tuệ mẫn một đoàn người toàn bộ đều nghiêm túc nghe chỉ bởi vì các nàng tâm cũng rất tốt trầm quân liền tiếp tục nói chiếc thuyền kia là dựa vào cái gì bay mà lại tốc độ còn nhanh như vậy còn có tòa cung điện này dựa vào cái gì có thể ở trên không trôi nổi những hoa đó dị thảo ở trên không làm sao tồn tại cái này mọi thứ lại thần cũng hầu như đến có cái ý đi chúng ta thường nói hư không lầu các là chuyện cười này làm sao trả lại cái hư không cung điện đâu. Kiều ngưng mỉm cười, nàng liếc nhìn mọi người, liền cũng thấy mọi người đều là dướn cổ lên, hiển nhiên đều rất là tốt. Nàng liền nói ra, lão gia tử, thuyền kia chất liệu chế tạo, đồng thời không quá lớn chỗ đặc thù. Bất quá dùng tài liệu, cũng là thế giới bao la bên trong có rất ít thần huyết mộc chế tạo. Loại này thần huyết mộc đối tại chúng ta pháp lực tiếp nhận trình độ rất cao. Mà thuyền sở dĩ có thể chịu đựng lấy như thế cao tốc mang đến thương tổn, chính là là bởi vì chúng ta vận chuyển cửu cung trận pháp, đem chọn tòa thuyền đều bảo vệ. Mà thuyền phi hành nguyên lý, là tại chúng ta trận pháp hạch tâm chi, chế tạo một tòa nhân tạo lôi trì. Cái này lôi trì phát ra điện lực, còn có trận pháp tiếp nhận điện lực, trước mắt mà nói, là nhân loại khoa học kỹ thuật rất khó hoàn thành. Cho nên, chúng ta có thể đạt tới vận tốc 3.000 cây số, thậm chí càng nhanh có thể đạt tới vận tốc một vạn cây số mà lại chúng ta nếu như lại tiếp tục nghiên cứu phối hợp trận pháp tài liệu lôi trì cùng chúng ta pháp thuật thăm dò chúng ta là có thể tiến nhân loại đi đường trước mắt không cách nào hoàn thành trùng động khiêu dược chúng ta người tu đạo chi có đại thần thông giả đã sáng tạo ra pháp khí có thể tại nửa ngày tầm đó thời gian hoàn thành theo địa cầu đến sao hỏa khoảng cách thì ra là thế trầm quân nghe vậy không khỏi bùi ngùi mãi thôi đời ta có thể nhìn đến dạng này xem nghe được dạng này sự tình liền cũng coi như không uổng công đời này. Bọn người người, cái hiểu cái không? Cái kia cung điện này đâu? Trầm quân tiếp tục hỏi. Kiều Ngưng nói ra, cung điện này chính là thiên châu đại khang vương triều hoàng đế chế tạo ra tới. Sử dụng thuật pháp cùng đặc thù tài liệu, trong này không gian vận dụng, vẫn là lão gia tử các ngươi không cách nào minh bạch. Cung điện này một khi co vào lên, có thể như đậu phộng một kích cỡ tương đương, càng có thể giấu vào đến nguy tâm chi. Mà một khi phóng xuất ra, đã là như thế to lớn. Giấu đến mi tâm chi, mọi người kinh hãi. Kiều Ngưng nói ra, đây là không gian pháp tác vận dụng, mọi người khả năng không quá có thể hiểu được. Nhưng sự thật thật là như thế, cung điện này có thể phiêu phù ở hư không, chính là pháp lực cùng trận pháp kết hợp. Nàng đón đến, nói ra, giống ta mi tâm bên trong, cũng giấu một tòa lôi trì. Ở chỗ này triển lãm không tiện lắm, đợi chút nữa có thời gian, chúng ta đi bên ngoài về sau, ta có thể cho chư vị khách quý triển lãm. Trầm ra mọi người, thiên tri kiêu tử. Mà giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình tựa hồ là nhà quê vào thành, lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên. Giờ này khắc này, là quân đang bồi hiên chính hạo nói chuyện. Trầm mặc nùng đang chuẩn bị lấy làm tân nương tử. Là quân đồng thời còn ôm tiểu niệm tử, cái kia lưu mụ cùng triệu mẹ cùng sau lưng hắn. Lưu mụ cùng triệu mẹ mặc dù là phàm nhân, nhưng là quân vì thuận tiện chiếu cố nhi tử, vẫn là đưa các nàng mang tới. Đến mức trận này hôn lễ về sau đến tiếp sau phiền phức, vậy cũng là quốc an đau đầu hơn vấn đề. Hiên chính Hạo lần này mang rất nhiều cung nữ, còn có mấy tên thiết vệ cùng thị vệ tới. Hoàng hậu nương nương đồng thời cũng không đến, nàng cần chủ trì triều cục. Đại Khang hoàng triều nội bộ, Hiên chính Hạo đã làm rất tỉ mỉ cẩn thận thiết kế. Nhất định sẽ không bởi vì hắn mấy ngày không tại liền xảy ra vấn đề lớn huống chi, trường sinh đại đế cũng vẫn luôn còn tại cái kia trong hoàng thành. Cho nên hiên chính hạo tới nơi này, vẫn là rất yên tâm. Đáng giá nói chuyện là, hiên chính hạo bên người thường lão cũng tới. Thường lão phục thị hoàng, đồng thời an bài lễ nghi, cái kia đều là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Tại trước khi mưa điện, là quân cùng hiên chính hạo ngồi đối diện nhau, ở giữa là bàn trà, bàn trà có đặc chế trước khi mưa trà đạo, con trai của hoài rất bất an phân, muốn bốn phía bắt bóp đồ vật. La quân không khỏi cười khổ. Mưa này trước điện bên trong, có chút vắng vẻ. Các cung nữ ở một bên phục thị châm trà. Cái kia lưu mụ cùng triệu mẹ ở một bên thì là câm như hến, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hiên chính hạo lần này không có bày bất luận cái gì hoàng đế ra đỡ, liền như thế nào La quân là huynh đệ. Hắn cũng thật là cảm tạ La quân, La quân cho hắn đầy đủ đan dược, hơn nữa còn đem đại thôn vệ thuật, đại thiên nhãn thuật đều truyền cho hắn. Đây là chỗ tốt cực lớn cùng ân huệ A. À. Hiên chính hạo vì la quân làm lại nhiều đều không đủ. Trước kia hiên chính hạo là ở trên cao nhìn xuống, muốn lịch luyện la quân. Bây giờ hiên chính hạo là thật muốn nịnh bợ lấy la quân. La quân chính là thiên mệnh chi vương, hiên chính hạo biết, cùng la quân đi được gần, không chỉ là thuận theo thiên đạo. Hơn nữa còn sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hiên chính hạo vươn tay ra, nói ra, để ta ôm một cái tiểu gia hỏa này đi. La Quân nói ra, Hoàng, hắn khả năng có chút sợ người lạ. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, chấm cũng là có Hải Nhi phụ thân, xem một chút đi, hắn chắc chắn sẽ không chán ghét chấm. Đối mặt Hiên Chính Hạo vươn tay, Tiểu Niệm Từ quả nhiên rất nể tình, liền thật vươn tay muốn đi Hiên Chính Hạo bên kia. Hiên Chính Hạo cười ha ha, sau đó đem Tiểu Niệm Từ ôm vào trong ngực, khiến La Quân có chút buồn bực chính mình cái này cha trước đó muốn ôm tiểu niệm từ, tiểu niệm từ còn có chút phản kháng đây. Đứa nhỏ này, khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là đáng yêu. Chấm cùng hắn có chút hợp ý, nếu không như vậy đi, là quân, chấm tới làm đứa nhỏ này cha nuôi đi. Hiên chính hạo nói ra, là quân nào nào, hắn theo rồi nói ra, hoàng nói giỡn. Hiên chính hạo nói ra, chấm cũng không có nói cười. Làm sao, người không nguyện ý. Là quân nhìn về phía hiên chính hạo, hắn trầm giọng nói ra hoàng ta không con trai của hy vọng trở thành bất luận cái gì có thể sử dụng thẻ đánh bạc điểm này ta hy vọng ngài có thể thông cảm hắn cũng coi là thẳng thắn hắn cũng không phải là tuyệt đối thần hiên chính hạo cũng không phải là tuyệt đối quân la quân lời nói này nếu thật là một cái bình thường thần tử một khi nói ra đó là một con đường chết tuyệt đối sẽ để hoàng long mặt giận dữ nhưng la quân cảm thấy hắn bây giờ không cần cùng hiên chính hạo che giấu hai người cần thiết đồ vật, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Không khí tựa hồ cứng lại một cái chớp mắt, để người bên cạnh thở mạnh cũng không dám. Hiên chính hạo thiên uy tuyệt đối là khủng bố. Lúc này, hiên chính hạo nhìn nhiều la quân liếc một chút, hắn nói ra, người ý tứ, chấm minh bạch. Chấm đáp ứng ngươi, ngày sau mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt không lợi dụng niệm từ. Chấm vĩnh viễn đợi hắn như con ruột, trừ phi là hắn muốn cùng chấm bất hòa. La quân trầm ngâm, hắn hiểu được hiên chính hạo ý tứ, hiên chính hạo vẫn là muốn đem chính mình một mực cột vào hắn chiến thuyền. Mà lúc này, nếu như mình lần nữa cử tuyệt lời nói, nhất định để hiên chính hạo tâm không vui. Chiến cục hay thay đổi, nhiều cái minh hiếu, tất nhiên là có chỗ tốt. Là quân tâm lý minh bạch, chính mình cần càng nhiều tư nguyên. Hắn bây giờ tính được là đại thần thông giả, hắn đối đãi phàm nhân có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng đến tiên nhân cấp độ này, nhất định phải như phàm nhân đối đãi phàm nhân một dạng, tỉ mỉ suy nghĩ. Đây là giai cấp khác biệt mang đến phản ứng hóa học. Là quân đối hiên chính hạo người minh hữu này cũng không ghét, mà chỗ lấy không ghét, rất lớn trình độ là bởi vì hiên chính hạo là lăng tiền bối người. Là quân thiếu uy phủ cũng còn tại trong hoàng thành, thụ hiên chính hạo che chở. Như thế, ta thay niệm từ cảm ơn hoàng ngài, là quân sau đó liền ôm quyền nói ra. Hiên chính hạo vui vẻ đến rất, hắn theo phòng bị tu di lấy ra một khối ngọc bội, nói ra, tốt, đây là chấm cho con nuôi lễ gặp mặt. Audio điện tử võ tấn bền Là quân tâm yên lặng hy vọng, hy vọng đem tới nhi tử không nên bị cuốn vào đến hắn thị thị phi phi chi. Chỉ một lúc sau, hiên chính hảo bên này cũng phái ra cao thủ, phân biệt đi đem lâm băng cùng lâm hảo hiên tiếp đến. Mặt khác, Yuna, Doran, Bạch Tuyết, còn có huyết tộc chư thân vương cũng đều bị nhận lấy. La Quân cũng không có tiếp Tống Nghiên Nhi cùng đường thanh xanh tới. Đây là bởi vì hắn cảm thấy Tống Nghiên Nhi cùng đường thanh xanh đều thuộc về người bình thường, không cần thiết đưa các nàng liên lụy đến trong này tới. Mà sư tỷ cùng Lâm Hạo Hiên không có gì cái gọi là. Đến mức huyết tộc những người kia, La Quân thứ nhất là cùng Doran là huynh đệ, thứ hai, hắn cũng muốn nảy trấn nhiếp huyết tộc chư thân vương, để bọn hắn từ nay về sau, thành thành thật thật. Lão Tổ Tông Vân Lôi Nhi đem huyết tộc giao cho La Quân, la quân cũng hưởng thụ mang đến chỗ tốt cùng tài phú hắn dù sao cũng nên là muốn làm một ít chuyện huyết tộc huyết vương bá tước thân vương không sai biệt lắm toàn bộ đều tới khiến la quân cao hứng là yuna cùng doran rốt cuộc thuận lợi đi cùng một chỗ mà huyết tộc những người này riêng là những thân vương kia luôn luôn tự cao tự đại nhưng nói là mắt cao hơn đầu trầm ra mọi người còn muốn ương ngạnh nhưng khi bọn hắn nhìn đến cái này vân đính thiên cung lúc vẫn là một dạng trợn mắt hốc mồm mắt trợn tròn ngay tại chỗ. Trong nháy mắt đó, chư thân vương tâm tất cả lo lắng ngược lại là triệt để không có. Bọn họ vốn đang lo lắng bệ hạ có thể hay không thừa cơ làm bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ biết là mình suy nghĩ nhiều. Cao Sơn ngưỡng chỉ a. Lấy người ta đoạn này vị, còn thật nhìn không chính mình cái kia một chút đồ vật a. Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên đến về sau, một dạng ngây ra như phỗng. Mặc cho bọn họ kiến thức rộng rãi, nhưng khi bọn hắn tránh thức kiến thức đến dạng này một tòa trời cao cung, kiến thức đến rất nhiều thần thú về sau, đồng dạng sẽ cảm thấy mình là lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên. Thế giới bao la pháp lực thủy chung là có cực hạn. Chỉ có đi qua Thiên Châu, hắn nhiều thế giới, được chứng kiến tránh thức pháp lực cao thủ, mới sẽ biết pháp lực hai chữ hàm nghĩa chân chính. Một ngày này, đối với rất nhiều người mà nói, đều là có tính đột phá. Chúng khách mời lần lượt tại đại điện chi ngồi xuống. Trầm mặc nùng mẫu thân ngô lệ còn có trầm tuyết đều bị tiếp đi. Đây là hôn lễ nghi thức, đến lúc đó trầm mặc nùng cùng ngô lệ còn có trầm tuyết sẽ ở cung điện bên ngoài chờ đợi, là quân đi đón. Sau đó đi vào hôn lễ cung điện. Hôn lễ cử hành thời gian là buổi trưa 12 điểm. Mà lúc này, là buổi trưa 10 giờ. Là quân đem tiểu niệm từ giao cho lưu ngụ cùng má ngô về sau, hắn cùng hiên chính hạo đi ra trước khi mưa điện đến đến đại điện chi. Là quân cùng Doran, Lâm Băng còn có Lâm Hạo Hiên Hàn Huyên. Doran tặng quà, cái kia là một cái to lớn chân châu. Hắn có phần có chút xấu hổ, nói ra, là quân, ta biết ngươi cái gì cũng không thiếu, nhưng đây là ta tâm ý, còn xin ngươi nhận lấy. Là quân cười một tiếng, hắn tiếp nhận chân châu, nói ra, ta rất ưa thích. Lâm Băng, Lâm Hảo Hiên cũng lần lượt tặng quà. Đây đều là rất thân quan hệ, cho nên trực tiếp cho La Quân. Thực tế, Hiên Chính Hạo bên này có chuyên môn ghi chép thu lễ quan. La Quân sau đó cùng Bạch Tuyết, và Lai Nhân, Chư Huyết Vương Bá Tước, còn có các thân vương gặp nhau. Mọi người đối La Quân kính sợ cùng cực. Như thế về sau, La Quân mới khẽ thở vào một cái, sau đó hướng về Trầm Quân bên kia đi đến. Hiên Chính Hạo lại là trước tiên ở cùng Trầm Quân Hàn Huyên, hắn cũng không có hoàng đế ra đỡ, ngược lại cùng trầm quân nói rất nhiều hắn trước kia tại thế giới bao la sự tình. Hắn trò chuyện lên đại sở môn những cái kia quá khứ, trầm quân liền vô cùng có cảm xúc. Trầm kinh lược bọn người bồi ở một bên, mọi người tại vân cung điện trong hoa viên đi lại, chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng, thật sự là đặc sắc. Năm đó đại sở môn, thật là vì quốc gia làm rất nhiều cống hiến. Mà sau đó, Trần Lăng Tiên sinh tự động giải tán đại sở môn, dạng này có nước độ để mặt rất là cảm động. Trầm quân nói như vậy, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, bất quá bây giờ xem ra, các người chỗ truy cầu đồ vật, cũng tuyệt không phải chúng ta những lão già này tưởng tượng. Chúng ta năm đó lo lắng, thậm chí có chút buồn cười. Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, mặc kệ chúng ta thân ở chỗ nào, chỉ cần hoa hạ đại địa có cần chúng ta thời điểm, chúng ta đều sẽ trở về. Trầm quân phi thường hài lòng gật đầu. Nội tâm của hắn chỉ còn có chút thụ sủng nhược kinh, hiên chính hạo nhân vật như vậy nguyện ý thấp như vậy tư thái đến bồi hắn một cái nhân gian lão đầu tử. Trong lúc nói chuyện, La Quân theo bên kia chạy tới. Hắn hôm nay mặc là một thân trắng như tuyết đuôi én lễ phục, cả người khí chất xuất chúng, lộng lẫy tự nhiên. La Quân bước nhanh đi tới về sau, đối mặt trầm quân, vô cùng khách khí hô, ra ra tốt. Hắn tiếp lấy lại mặt hướng trầm kinh lược, nói, thuốc thuốc tốt. Trầm Kinh Lược lần này không lại cảm thấy cái này con rể ngạo khí 10 phần hoặc nói là 10 phần chán ghét. Là Quân dạng này lễ phép hô một tiếng, hắn thậm chí cảm thấy đến có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó liên tục gật đầu, nói ra, tới rồi, hôm nay nhất định mệt chết a. À. Còn tốt, rất nhiều chuyện đều là từ Hiên Tiên Sinh tới giúp ta hoàn thành. Là Quân nói như vậy. Trầm Kinh Lược liền nói với Hiên Chính Hạo, nhiều như vậy phiền phức Hiên Tiên Sinh ngài. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, ta cùng La Quân quan hệ cá nhân rất tốt, đây đều là việc nhỏ. Trầm quân thì ý vị thâm trường nói ra, tiểu La A, cũng nên đổi giọng A. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Trầm kinh lược lại có chút trông đợi nhìn về phía La Quân. La Quân tâm một tiếng tra lại xoay quanh trong đầu, Thủy Trung đều kêu không được. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. La Quân sợ Trầm kinh lược hiểu lầm, hắn nói ra, thúc thúc ta ta minh bạch, trầm kinh lược nói ra, người cùng phụ thân ngươi ở giữa sự tình, ta nhiều ít giải một chút. Ngươi phải biết, ta là tại quốc an cái này bộ môn nhận chức. Cho nên biết sẽ nhiều hơn một chút, từ từ sẽ đến, không nóng này. Là quân thở vào một hơi, nói ra, cảm ơn ngài. Hắn là thật lòng nói cảm ơn. Là quân đối xử mọi người đã là như thế, luôn luôn chân thành. Trước đó tại trầm ra trở mặt, chính là là đối phương thái độ ác liệt, hắn người này là như thế, người kính ta một thước, ta kính người một trường. Người khác ác ngôn ác ngữ, hắn hội càng ác, nhưng đối phương nếu là đối hắn tốt, hắn chỉ sẽ tốt hơn hồi báo. Ngay vào lúc này, bên ngoài hát lễ quan bỗng nhiên lớn tiếng tuyên đạo, Minh Nguyệt cung Minh Nguyệt tiên tôn đến đây chúc mừng. Minh Nguyệt tiên tôn, hiên chính hạo bị kinh ngạc. Hắn hiển nhiên là biết Minh Nguyệt tiên tôn. Nàng thế mà đều tới, hiên chính hạo ý vị thâm trường nhìn một chút la quân. Nhiên chính hạo cũng không biết La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn quan hệ đi đến một bước kia, nhưng hắn biết Đại Thôn Vệ Thuật là Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn biết lúc trước La Quân đi tham gia Minh Nguyệt Tiên Tôn tiệc mừng thọ, hắn coi là La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn quan hệ dừng bước tại này. Không nghĩ tới Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này thân phận tôn quý, thế mà lại tới tham gia La Quân hôn lễ. Đông đảo khách mời nghe tin, toàn bộ tại trong hoa viên đến xem cái kia Minh Nguyệt Tiên Tôn đã cân tiên tôn hai chữ. Mọi người tự nhiên muốn thấy phong độ tuyệt thế. Mà tại cái kia Vân vụ lao nhanh chi, Minh Nguyệt Tiên Tôn lấy bảy màu vân liễn mà đến, nàng toàn thân áo trắng tung bay, khăn vuông đai lưng ngọc, như tuyệt thế giai công tử. Dạng này phong thái, không chỉ là để nam tử làm nghiêng đổ, chính là nữ tử cũng theo đó dạy gái. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau lưng cùng có 6 tên nữ đệ tử, cái kia 6 tên nữ đệ tử cũng đều là thải y đai lưng ngọc, thiên tư quốc sắc cái kia bảy màu vân liễn đến trời cao cung hoa viên chi. Kiều ngưng cấp tốc đi ra, nàng vốn là đi vào la quân bên người. Hiên chính hạo cũng không có khởi hành, hắn cũng không có khả năng tự hạ thân phận. Hắn bồi trầm quân nói chuyện phiếm, cái này không quan trọng. Nhưng muốn hắn đi nịnh bỡ minh nguyệt tiên tôn, vậy cũng rất không có khả năng. La quân cùng kiều ngưng trước. Minh nguyệt tiên tôn thua bảy màu vân liễn, sáu tên nữ đệ tử cung kính đứng ở một bên bái kiến tiền bối, là quân cùng kiều ngưng cung kính hành lễ. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nói ra, hôm nay ta là khách, các ngươi là chủ, không cần khách khí với ta. La quân nói ra, tiền bối xin mời đi theo ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu. La quân ngay sau đó cùng kiều ngưng mang theo Minh Nguyệt Tiên Tôn đi vào trầm quân, hiên chính hạo bên này tới, tiền bối, ta vì ngài giới thiệu một chút, vị này là gia gia của ta. Vị này là nhạc phụ ta, Vị này là Đại Khang hoàng triều hoàng đế, Thiên Lâm đại đế. Hắn không phải không tôn trọng Hiên Chính Hạo, mà là tại giới thiệu thời điểm, trước giới thiệu gia tộc trưởng bối so sánh đỡ một ít. Hiên Chính Hạo cũng lý giải điểm này. Trầm Quân cùng Trầm Kinh Lược tâm thực là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì La Quân đối Hiên Chính Hạo đều không có hô qua tiền bối. Nhưng đối Minh Nguyệt tiên tôn như thế một cái xinh đẹp tiểu công tử lại là cung kính không? Hai người cũng không ngốc lập tức minh bạch cái này minh nguyệt tiên tôn đại khái là bọn họ người tu đạo đỉnh phong tồn tại minh nguyệt tiên tôn cũng không kiêu căng đối trầm quân cùng trầm kinh lược mỉm cười xem như chào hỏi nàng sau đó ánh mắt rơi xuống hiên chính hạo thân thể nàng cười cười nói ra bổn tòa cũng coi như kính đã lâu các hạ đại danh hạnh ngộ đây coi như là đặc biệt cho hiên chính hạo mặt mũi lấy nàng minh nguyệt tiên tôn thân phận đối hiên chính hạo lại nói lên một tiếng kính đã lâu tới Hiên Chính Hạo lập tức cảm giác được tôn trọng, hắn lại chỗ đó dám cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn kiêu căng đâu, lập tức liền nói ra, chấm sớm nghe nói về Tiên Tôn chính là Thiên Châu đệ nhất cao thủ, hôm nay gặp mặt, chấm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, giang sơn đời nào cũng có người tài, cái gì đệ nhất cao thủ, bất quá là một chút không hiểu hư thực người nói bừa bài suốt tới. Các hạ không cần thiết coi là thật. Tên người, bóng cây, Hiên Chính Hạo vừa cười vừa nói, Tiên Tôn quá khiêm tốn đang hàn huyên thời điểm bên kia hát lễ quan lần nữa tuyên đạo trời cao tông thiên cô phong phong chủ lăng vân phong đến đây chúc mừng là quân lần nữa ngẩn ngơ tâm thầm nghĩ lăng vân phong đại ca làm sao tới ta cùng trời cao tông vừa mới trở mặt hắn thế mà đến đây chúc mừng cái này chẳng phải là sẽ để cho hắn tại trong tông khó xử một bên hiên chính hạo nhìn ra là quân tâm tư nói ra yên tâm đi là quân chấm dám đánh cược Lăng Vân Phong đến tới vẫn là vân hóa ảnh bày mưu đặt kế. Ồ, là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức minh bạch quan trọng. Vân hóa ảnh cũng là người thông minh, hiểu được nhân cơ hội. Hắn đồng thời không muốn bởi vì Hoa Thiên Anh sự tình, cùng mình náo thành tử thù. Bây giờ chính mình lực lượng, sau lưng có đại khang, lại cùng minh nguyệt cung, chúng Tinh điện đều có dính dấp. Cho nên cái này chướng, vân hóa ảnh là biết coi bói nhưng hắn không có khả năng đến cùng la quân lấy lòng như vậy lúc này lăng vân phong đến đây là không còn gì tốt hơn trời cao trong tông người hỏi cũng nói lăng vân phong cùng mình là quan hệ cá nhân la quân cùng kiều ngưng tiến đến nghênh lăng vân phong lăng vân phong là lẻ loi một mình đến hắn tại vân vụ hành tẩu tựa như tại đất bằng đi một nửa bắt đầu nhìn còn tại ngoài ngàn mét thoáng qua đến hoa viên chi lại đến một vị tiên nhân chúng tiên đại hội a trầm ra có người dám. Là quân đi cùng Lăng Vân Phong ôm ấp, Vân Phong đại ca, làm sao ngươi tới? Là quân kinh ngạc vừa vui sướng nói ra. Lăng Vân Phong nện phía dưới là quân bả vai, nói ra, ngươi thành thân chuyện lớn như vậy, cũng không nói với ta một tiếng, còn coi ta là đại ca ngươi sao? Là quân không khỏi ngượng ngùng, nói ra, ngươi hiểu, ta không muốn liên lụy ngươi. Lăng Vân Phong nói ra, yên tâm đi, ta lần này đến, trưởng giáo trí tôn là ngầm đồng ý lại nói ta mặc kệ trời cao tông nhân thấy thế nào nhưng ta nhận ngươi là huynh đệ la quân nói ra ta biết vân phong đại ca ngươi trước kia vì ta nhiều lần vi phạm trời cao tông trong tông ý tứ lăng vân phong cười một tiếng nói ra đi qua sự tình không đề cập tới cũng được mấy người hàn huyên sau đó khách mời mỗi người bị dẫn vào đến trong điện nghỉ ngơi lăng vân phong may mắn cùng minh nguyệt tiên tôn hiên chính hạo bực này đại ngồi cùng một chỗ Lăng Vân Phong bản thân cũng là có chút ngạo khí, cũng không nguyện ý đi qua nhiều nịnh bợ Hiên Chính Hạo tốt có Minh Nguyệt Tiên Tôn. Nhưng lần này, Hiên Chính Hạo cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhưng lại phá lệ điệu thấp. Bọn họ đều chủ động nói chuyện với Lăng Vân Phong, cũng coi là chiếu cố đến Lăng Vân Phong lòng tự trọng. Về sau, cái kia hát lễ quan không ngừng tuyên hát, thiên chỉ các, tôi yên nhiên đến đây chúc mừng. Nam cực đại tiên đến đây chúc mừng. Tám bút ông đến đây chúc mừng đa la tứ thiên vương đến đây chúc mừng đến chúc mừng người càng ngày càng nhiều núi liền không dứt toàn bộ đều là ngựa theo gió mà đến la quân không khỏi kinh ngạc bởi vì như nam cực đại tiên chờ một chút những người này hắn căn bản cũng không nhận ra a à. hiên chính hạo gặp la quân kinh ngạc liền nói ra ta thay ngươi mời mời một ít bất quá còn có chút cũng không tại ta danh sách mời minh nguyệt tiên tôn nói ra bổn tỏa cũng thả ra lời nói đi hẳn là sẽ có một ít giang hồ bằng hữu đến đây nâng cái chàng. Là Quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Kết quả là, càng ngày càng nhiều khách mời đến đây quà mừng. Không thiếu một chút hư tiên cảnh đại cao thủ, còn có rất nhiều, đều là thiên châu ở nước ngoài hung danh hiền hách. Càng có tứ đại yêu tiên còn lại ba tiên đều tới. Hương Hồ Vương, Thiên Long Vương, Khổng Thước Vương. Lại thêm Kiều Ngưng, liền là chân chính tứ đại yêu tiên toàn bộ tề tựu. Tứ đại yêu tiên chi, lấy thiên long vương thần bí nhất, pháp lực tối cao. Hắn vẫn luôn là hiên chính hạo thủ hạ. Lần này, là hiên chính hạo để thiên long vương đi mời khổng tước vương cùng hương hồ vương. Tứ đại yêu tiên tề tụ, lại là một đại thịnh sự. Những cao thủ này đến đây, đều là nói cung chúc giả lam vương thành thân đại hỷ. Giả lam vương ba chữ sẽ tại thiên châu càng thêm thanh danh lan xa. Mà lại, lấy là quân bây giờ tu vi vốn sự tình, cũng hoàn toàn gánh chịu nổi giả lam vương ba chữ này. Huống chi, hắn nhân mạch rộng, chi lợi hại, cũng là làm cho người líu lưỡi. Đến 11.30 thời điểm, khách mời tụ tập. Chúng khách mời đều hiến danh quý quả mừng, những cái kia quả mừng tên như Phỉ Thúy Ngọc Hoàn, Thiên Long Lệnh, Kim Cương Chuông, Lưu Ly Thạch, Bích Ngọc Trâm, Lụa Đỏ Sợi Tơ Chờ Một Chút, toàn bộ đều là danh quý pháp khí. Các tiên nhân xuất thủ, tất nhiên là bất phàm. Chúng khách mời đến đông đủ về sau, hôn lễ cũng chuẩn bị cử hành. Là Quân lấy một đầu thiên long tiến đến đón dâu. Ngày này long là hiên chính hạo cung cấp, hết thảy hai đầu thiên long, phân biệt đều là dài đến 3.000 trượng, ở trên không xoay quanh bay múa, có thể nâng lên một tòa núi lớn. Thiên long chi long uy lan truyền, khiến người ta khó tránh khỏi hãi hùng khiếp vía. Giờ này khắc này, trầm mặc nùng một đoàn người cũng tương tự tại một đầu thiên long thân thể. Bọn họ tam quan phá vỡ, nguyên lai đời này, có lớn như vậy sinh vật A. À? cái này cần ăn bao nhiêu lương thực a? À? Đồng thời, bọn họ tuy nhiên ở trên trời long thân, nhưng lại phảng phất là tại một ngọn núi chi. Là quân đến về sau, liền rắt tay trầm mặc nùng. Trầm mặc sao nước mắt xoanh tròng, nàng hôm nay xuyên giống như mộng ảo hoa lệ áo cưới. Áo cưới khảm nạm một nghìn khỏa xanh thảm nhỏ bé bảo thạch. Là xinh đẹp như vậy, mộng nguyễn, hết thảy đều giống như không chân thực. Trầm mặc nùng tại thủa thiếu thời đợi, đã từng tưởng tượng qua chính mình hôn lễ. Nàng nghĩ tới là muốn thế nào hoa lệ, hùng vĩ, làm cho người nhìn chăm chú. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hôn lễ này lại là lấy như thế thiên long, liền tại nhiều tiên chúc mừng phía dưới, tại trời cao cung cử hành. Dạng này hoa lệ cùng hùng vĩ là cần cuối cùng nàng cả đời sức tưởng tượng A. Hai đầu thiên long tại vân vụ trước đó được, theo gió vượt sóng. Trầm tuyết cùng ngô lệ ở một bên vịn trầm mặc nùng, hai người đã thành thói quen cảnh tượng trước mắt chỉ là tâm tâm nghĩ mỗi người khác biệt trầm tuyết nghĩ thầm kiến thức dạng này tuyệt thế hôn lễ tương lai nàng nên nhìn đến cái dạng gì hôn lễ đâu mô lệ lại là đang nghĩ nữ nhi cuối cùng gả đến không tính ủy khuất a nàng là vì nữ nhi từ đáy lòng cao hứng hai đầu thiên long tiến lên rất nhanh tới đạt cung điện cung điện hoa viên ở giữa đã cửa hàng một đầu thảm đỏ lớn thảm đỏ trực tiếp kéo dài đến trong cung điện hai đầu thiên long đến về sau, ngửa mặt lên trời thét dài, chỉnh tòa cung điện liền đều tựa hồ đang run rẩy To lớn long uy phát ra. Một trăm tên cung nữ cùng một chỗ hướng lên trời vung thả cánh hoa hồng. Trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời đều là lãng mạn hoa hồng mưa. Quá lãng mạn, trầm ra mọi người các nữ đồng bào hoa mắt thần mê. Là quân dắt tay trầm mặc nùng, hướng trong cung điện đi đến. Chủ hôn người từ hiên chính hạo đảm nhiệm, hắn phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ vừa vặn. Sau đó tại dạng này vạn chúng chú mục phía dưới, hôn lễ thuận lợi tiến hành. Hôn lễ cử hành song song về sau, khách mời ngồi xuống, nâng chén nâng ly. Quỳnh tương ngọc dịch, tiên quả món ngon, thịnh thế tuổi tác. Mà trầm mặc nùng cùng la quân thì bị đưa vào đến động phòng bên trong. Bọn họ là muốn tại động phòng bên trong hơi thay quần áo, về sau vẫn là muốn đi ra bên ngoài hướng chúng khách mời tạ tử. Cùng lúc đó, Kiều Ngưng bên này còn chuẩn bị bạn tay lễ. Bạn tay lễ là ngọc thạch trận pháp, đối với người bình thường tới nói, là hữu hiệu. Bất quá bạn tay lễ chuẩn bị ít một chút, bởi vì không nghĩ tới có nhiều như vậy khách mời. La Quân cũng không hẹp hòi, theo chính mình bảo tàng cà di xuất ra rất nhiều lễ vật, để Kiều Ngưng đưa cho những cái kia tiên ra cao thủ. Còn người bình thường dùng sớm chuẩn bị tốt bạn tay lễ. Những bảo bối kia cho người bình thường, người bình thường cũng là dùng không lần này liền lưu mụ cùng triệu mẹ cũng đều thu đến danh quý bạn tay lễ cái này động phòng là một gian cung điện sang trọng bên trong có khách sảnh phòng ngủ còn có tỷ nữ phục thị tiểu niệm từ thì một mực bị lưu mụ cùng triệu mẹ tại mặt khác trong phòng chiếu khán trong phòng ngủ trầm mặc nùng đổi một thân xinh đẹp áo dài la quân cũng xuyên đường trang đây là thuộc về hoa hạ truyền thống thói quen thế nào đã quen thuộc chưa la quân mỉm cười hỏi trầm mặc nùng trầm mặc nùng xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc ửng hồng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới là quân ôm nàng nói ra về sau niệm từ vẫn là muốn ngươi đến quan tâm này lại trói buộc ngươi rất nhiều ủy khuất ngươi không tính ủy khuất trầm mặc nùng nói ra dạng này ta rất ưa thích ta chẳng qua là cảm thấy giống như có chút xin lỗi đinh hàm cùng tống ninh còn có ta giống như trông thấy kiều ngưng một mực đang giúp chúng ta chiếu cố khách khứa nàng nhân vật như vậy là Quân mỉm cười, nói ra, "Hôm nay ngươi là tân nương tử, hết thảy đều không nên suy nghĩ nhiều." Kiều Ngưng cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất, lại nói, "Nàng tính tình, ai cũng ủy khuất không để cho. Nàng không quan tâm hôn lễ, nàng như quan tâm, ta sẽ cho nàng. Ta biết ngươi cũng không quan tâm, nhưng ta cần cho ngươi một trận, bởi vì ngươi còn tại thế tục chi." Còn Ninh Hàm, Tống Ninh, càng không cần cảm thấy có cái gì ái náy. Các nàng nếu là một mực bị ta trói buộc chặt, mới có thể là các nàng lớn nhất đại bất hạnh. Người còn có lâu đời năm tháng, các nàng như lại bị ta trói buộc cái một hai chục năm, các nàng thanh xuân niên hoa không lại, cả đời này đều là bất hạnh cả đời. Thực ta so sánh yên tâm ngươi, đến một lần ngươi năm tháng còn rất dài. Thứ hai, cho dù ta chết tại trận này vô lượng sát kiếp phía dưới, ngươi cũng còn có niệm từ. La Quân nói ra, hôm nay là ngày vui, không muốn lấy chết cái chữ này được không? Trầm mặc nùng ôn nhu nói ừm la quân gật đầu hai người nói chuyện phiếm thời điểm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh âm la quân cùng trầm mặc nùng lỗ tai rất thính la quân thậm chí nghe được kiều ngưng thanh âm trần thiên nhai ngươi tới làm cái gì la quân nhất thời giật nảy cả mình làm sao trầm mặc nùng đồng thời không nghe rõ ràng gặp la quân biến sắc không khỏi hỏi tựa như là trần thiên nhai đến ngươi đi nhìn lấy niệm từ ta ra ngoài ứng phó La Quân nói ra. Trầm mặc nùng nhất thời tâm đều nắm chặt lên, nói ra, người phải cẩn thận. La Quân gật đầu, sau đó chợt lách người xuất hiện tại Hoa Viên Chi. Đông đảo khách mời, đại đa số còn không biết bên ngoài biến hóa. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn, còn có Hiên Chính Hạo, Kiều Ngưng, cùng Hiên Chính Hạo bên người sáu tên thiết vệ toàn bộ đều ra đón. Cái kia vân vụ chi, Trần Thiên Nhai toàn thân áo đen, chậm rãi mà đến. La Quân chợt lách người, xuất hiện tại Kiều Ngưng trước mặt. Hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy phía trước Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai áo đen trường sam, hắn là như thế thanh tú, khóe mắt hình dáng rõ ràng. Ngược gió cuồn cuộn, hắn tay áo tung bay lấy. Trần Thiên Nhai sắc mặt nhạt lạnh, tuy nhiên đối mặt như thế một đám cao thủ, nhưng sắc mặt hắn chi, lại như cũng có loại bế nghế thiên hạ cao ngạo. Trần Thiên Nhai tại 30 mét chỗ đứng nghiêm, la quân thực sự không nghĩ tới trần thiên nhai hôm nay lại muốn tới nơi này đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt bởi vì hôm nay nơi này cao thủ đông đảo nếu là bình thường la quân đối mặt trần thiên nhai thật đúng là muốn muốn chạy trốn lấy mạng vô kế khả thi nhưng lúc này trần thiên nhai lợi hại hơn nữa đối mặt hiên chính hạo minh nguyệt tiên tôn dạng này cao thủ đó là quyết định lấy không tốt ngươi tới làm cái gì la quân lạnh giọng hỏi trần thiên nhai nhìn về phía la quân từ tốn nói thế nào gặp lão tử ngươi là thái độ này người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám la quân nói ra người ta ở giữa sớm là ngươi chết ta sống ngươi đến dù thế nào cũng sẽ không phải tới chúc mừng ta trần thiên nhai cười nhạt một tiếng nói ra ta vốn là ở trên trời châu đợi đột nhiên nghe được ngươi muốn thành thân tin tức hơn một năm nay muốn tìm đến ngươi xác thực không dễ được ngươi tin tức ta liền tới. Hôm nay, người thành thân, ta không cùng người khó xử. Đem con của người giao cho ta, đó cũng là cháu của ta. Ta muốn đem hắn mang đi. Người mơ tưởng, là quân nhất thời giận tím mặt. Nhi tử là hắn nghịch lân, hắn sao có thể có thể đem nhi tử giao ra. Trần Thiên Nhai cười nhạt một tiếng, nói ra, thật là uy phong giả Lam Vương A. Một trận hôn lễ, để Thiên Châu rất nhiều cao thủ đến ăn mừng. Hôm nay ta tới, là để ngươi xem một chút, tại lão tử ngươi trước mặt ta, mặc kệ ngươi có lại hơn cao thủ, nhân mạch, vậy cũng là cầu thí. Ta vốn có thể chờ ngươi những thứ này khách mời tán lại đến, thế nhưng không có ý nghĩa gì. Các hạ thật cuồng khẩu khí, ngay vào lúc này, Minh Nguyệt Tiên tôn tách mọi người đi ra, nàng ánh mắt xét lạnh âm lãnh nhìn chăm chú về phía Trần Thiên Nhai. Đối với La Quân cùng Trần Thiên Nhai ở giữa sự tình, nàng nghe Lam Tử Y đề cập qua. Lúc này, cái này tình huống bên ngoài biến hóa, đã kinh động bên trong cao thủ. Chỉ có trầm ra mọi người, còn có lâm băng bọn họ còn không có phát giác. Nhưng theo những cao thủ kia rời đi, bọn họ cũng lập tức cùng đi ra. Sau đó trong nháy mắt, cơ hồ tất cả khách mời đều đi ra. Một đám cao thủ, nhao nhao tới. Bọn họ thoáng qua ở giữa, liền đem Trần Thiên Nhai trong trong ngoài ngoài vây quanh. Lăng Vân phòng đến là Quân bên người, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn là ma đế, kiều ngưng trả lời lăng vân phong ma đế hắn tới làm cái gì lăng vân phong nhíu mày nhưng mà không có người trả lời lăng vân phong vấn đề này cái kia trong hoa viên trầm quân lo lắng hỏi trầm kinh lược không biết xảy ra vấn đề gì a à? trầm kinh lược nói ra cha ngài yên tâm đi nhiều tiên nhân như vậy ở chỗ này có thể xảy ra vấn đề gì đâu trầm quân nghĩ cũng phải Đến chúc mừng rất nhiều cao thủ tuy nhiên cùng la quân không có gì giao tình thâm hậu, nhưng loại này giúp cái nhỏ bận biệu sự tình, bọn họ còn thì nguyện ý. Là mọi người vây một cái, hoàn toàn có thể xuất thủ. Chỉ cần không phải bị đại quân áp cảnh được. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Trần Thiên Nhai đứng đối mặt nhau. Minh Nguyệt Tiên Tôn, thiên châu đệ nhất cao thủ. Trần Thiên Nhai nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, hắn từ tốn nói, cũng tốt, hôm nay ta trước lĩnh giáo người cao chiêu minh nguyệt tiên tôn vật gật đầu nói ra tốt sau đó nàng nói ra nơi này động thủ không tiện lắm đi theo ta trần thiên nhai thân hình lóe lên hóa thành một đạo lưu quang lại tiếp tục phóng hướng chân trời minh nguyệt tiên tôn lông mày nhướn lên lập tức đi theo la quân liền đối với kiều ngưng cùng lăng vân phong nói ra nơi này ta nhờ các người chiếu cố thân hình hắn lóe lên cấp tốc đi theo mấy người kia thân pháp cực nhanh hắn cao thủ, chính là hư tiên cũng khó có thể cùng. Trần Thiên Nhai thái ất huyền kim chân kinh tu luyện tới cực hạn, thân thể biến hóa, có thể tránh thức hóa thành lưu quang, tới lui vô ảnh. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn là đại na di thuật. Là quân theo tới cũng là đại na di thuật, các cao thủ thấy thế, cũng chỉ có thể không làm gì được. Bọn họ tâm đối ma đế cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhanh ngược lại xem thường. Có thể thấy được cái này già Lam Vương, mặc dù là nhân tài mới nổi, thế mà cũng có bực này tốc độ, chính là không nhịn được nghĩ, cái này giả Lam Vương, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hư không chi, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Trần Thiên Nhai thế mà trực tiếp xuyên thẳng qua đến hắn trong thế giới. Là quần cũng cấp tốc phá vỡ vị diện thế giới. Bọn họ đi vào Bắc Minh huyền cảnh hư không. Cái này Bắc Minh huyền cảnh chi, khí hậu băng hàn. Rộng lớn thiên địa, tựa hồ cũng là ở vào băng tuyết ngập trời chi. Là quần cũng dần dần phát hiện, ba nghìn thế giới chi, rất nhiều thế giới đều thiên hướng về lạnh lẽo. Lại là không biết căn này có cái gì ảo diệu. Trần Thiên Nhai không lại tiếp tục chạy nhanh, mà là tại hư không chi đứng nghiêm, liền cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đứng đối mặt nhau. Là Quân cũng cấp tốc đi vào Minh Nguyệt Tiên Tôn bên người. Trần Thiên Nhai, chỉ cần ngươi chịu đến mẫu thân của ta trước một phần, dập đầu nhận lầm. Ngươi ta ân hoán, từ đó đoạn, là quần trầm giọng nói ra, về sau ta sẽ không lại cùng ngươi cùng Trần Diệp Hàn đối nghịch dập đầu nhận lầm, Trần Thiên Nhai tựa hồ bị không hiểu đâm cười điểm, nói ra, người đang làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày. Mẫu thân người bất quá là một con run dế, ta giết liền giết, thế mà còn muốn ta đi nhận lầm. Là quân không khỏi hai mắt phun lửa, hắn nói ra, rất tốt. Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói, các người cùng một chỗ, cũng không sao. Không cần, Minh Nguyệt Tiên tôn khoát khoát tay, nói ra, là quân, không được nhúng tay. La Quân không nói gì. Hắn biết Minh Nguyệt Tiên Tôn vũ nội vô song, hành sự từ trước đến nay quyết tuyệt quả cảm. Nhưng La Quân cũng biết ma đế chỗ đáng sợ. Động thủ đi, Trần Thiên Nhai cũng lười rông dài, hắn xưa nay đều là loại này bớt nói nhiều lời, trực tiếp tay tính tình. Hư không chi, Trần Thiên Nhai ra tay trước. Thái ất huyền kim chém. Hắn chập chỉ thành kiếm, một kiếm chém giết. Liền gặp một đạo hung mãnh kiếm quang đem hư không xé rách bỗng nhiên hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn bổ giết đi qua. Ừm, một bên là quân gặp cái này Thái Ất Huyền Kim Trảm, không khỏi bị kinh ngạc. Hắn ý thức đến Trần Thiên Nhai tu vi tựa hồ tăng trưởng hung mãnh. Cái này tùy ý một chiêu Thái Ất Huyền Kim Trảm, lực lượng thế mà xa xa tại chính mình đại linh hồn lui kiếm chi. Minh Nguyệt Tiên Tôn đối mặt Thái Ất Huyền Kim Trảm, nàng thật không có động dung, mà chính là thân hình chuyển một cái, thế mà đem một kiếm này tránh đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn tránh đi Thái Ất Huyền Kim Trảm sau đó lập tức xuất thủ nàng nên cũng không dám khinh thường ma đế cái này ma đế tuổi còn trẻ liền bị phong đế tự nhiên là có chỗ đặc thù huống chi lam tử y cũng nói với minh nguyệt tiên tôn qua ma đế lợi hại minh nguyệt tiên tôn dựa vào như lai áo cà sa đột nhiên xuất hiện tại trần thiên nhai hư không tiếp theo trong nháy mắt như lai áo cà sa thi triển đi ra trần thiên nhai cấp tốc xa vào đến một mảnh kim quang thế giới Kim Quang kia thế giới chi, lại cấp tốc hình thành động thiên pháp tắc. Như lai áo cà sa bên trong động thiên pháp tắc, Minh Nguyệt Tiên Tôn đem như lai áo cà sa lĩnh hội ba phần có thừa, đã lấy như lai áo cà sa hình thành một cái vi diệu tiểu Phật giới. Lấy Phật giới chi huyền diệu, tái tạo động thiên pháp tắc. Kể từ đó, chính là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể phá vỡ Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc. Trần Thiên Nhai trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng La Quân cũng đều tiến vào Như Lai bên trong áo cà sa. Lúc này, Như Lai áo cà sa bên ngoài là kim quang lập lòe, đây là tiểu Phật giới chi quang. Bất luận cái gì cao thủ một khi tới gần kim quang, đều sẽ bị mất phương hướng đến Như Lai bên trong áo cà sa. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này cũng không có cùng La Quân gặp mặt, mà chính là để La Quân cũng bị vây ở động thiên pháp tắc bên trong. Minh Nguyệt Tiên Tôn đại khái là biết La Quân có thể sẽ xuất thủ, cho nên dứt khoát cũng đem hắn phong bế. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có ý khác, cũng là muốn lịch luyện La Quân, để La Quân trải nghiệm nàng loại thủ đoạn này huyền diệu. La Quân lập tức cảm nhận được cái này như lai áo cà sa, động thiên pháp tác lợi hại. Trùng điệp không gian, hư không vô tận, hư không chi, kim quang lập lòe, tựa hồ phía trước là Phật giới thánh địa. Nếu là từ bỏ bất chợt tới phá động thiên, tiến về Phật giới thánh địa, liền sẽ triệt để mất phương hướng tại như lai áo cà sa ảo nghĩa chi. La Quân thấy rõ, hắn có thể thấy rõ sự tình, cái kia Trần Thiên Nhai tự nhiên cũng thấy rõ. La Quân liên tục tại cái này như lai bên trong áo cà sa thi triển đại na di thuật, mấy lần chuyển rời, lại là liền một cái không gian cũng không mặc con thoi ra ngoài. Mặc cho La Quân nắm giữ hiện tại tu vi, nhưng hắn y nguyên tham không thấu cái này động thiên pháp tác vạn nhất. La Quân liền cũng minh bạch hắn cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Tu Vi tranh lệch quá lớn. Lấy hắn Tu Vi, gặp phải Minh Nguyệt Tiên Tôn dạng này cao thủ, đó là một con đường chết, không có bất kỳ cái gì may mắn. La Quân lần nữa rõ ràng nhận thức đến chính mình, ta còn còn thiếu rất nhiều. Mà lúc này Trần Thiên nhai đâu, hắn cũng không có tại động thiên chi qua loa xuyên thẳng qua, mà chính là thi triển ra thiên biến vạn hóa thần thông. Trong nháy mắt, chàng xuất hiện 10 cái Trần Thiên nhai mười cái áo đen trần thiên nhai ngồi xếp bằng. Ừm, minh nguyệt tiên tôn ẩn tàng hư không chi. nàng thấy tình cảnh này không khỏi hơi kinh hãi. đây là thần thông gì? nàng tâm ám đạo đại lôi âm thuật. mười cái trần thiên nhai đột nhiên cùng nhau mở miệng, thi triển ra đại lôi âm thuật. cha. trong nháy mắt, mười đạo hung mạnh âm ba rảo sát đi ra. cái này mười đạo hung mạnh âm ba chi ẩn chứa phật giới đại lôi âm sự ảo diệu. âm ba chấn nhiếp ra ngoài truyền khắp hư không vô tận. Chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn Động Thiên Pháp tắc cũng là toàn bộ đều lên tầng tầng gợn sóng. Trần Thiên nhai mắt tinh quang mãnh liệt chuồn, đột nhiên co vào hắn phân thân, biến thành nhất tôn bản thể. Bản thể hắn lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, liền tại cái kia gợn sóng chi xuyên thẳng qua. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Thiên Nhai trực tiếp rời đi như lai áo cà sa. Quả nhiên đến, Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy thế, không khỏi thầm khen một tiếng. Nàng gần đây tìm hiểu ra như lai áo cà sa, ảo diệu vô cùng, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã cảm thấy bằng một chiêu này như lai thế giới, liền có thể đem rất nhiều cao thủ chém ở thủ hạ. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, lần thứ nhất sử dụng, liền bị Trần Thiên Nhai như vậy tùy tiện tiêu trừ. Nàng cũng biết, nhìn như Trần Thiên Nhai tiêu trừ nhẹ nhàng linh hoạt. Thực tế, đây cũng là Trần Thiên Nhai bản lĩnh thật sự là quá mức lợi hại, mà lại người này thông minh tài trí, quả thực là khủng bố không trần thiên nhai xuyên thẳng qua sau khi đi ra liền gặp cái kia bị một đoàn kim quang bao lấy như lai áo cà xa bảo trần thiên nhai lệ hống một tiếng đột nhiên nhất quyền tuôn ra một quyền này của hắn bộc phát ra đi cấp tốc hóa thành vô cùng lôi điện chính là thiên lôi đánh giết tới có một loại muốn đem thiên địa đánh nát ảo nghĩa cùng khủng bố minh nguyệt tiên tôn cũng cấp tốc đi ra nàng một tay bắt như lai áo cà xa chính là phất ống tay áo một cái cái kia như lai áo cà sa bắn ra, liền đem Trần Thiên Nhai lôi điện chi lực toàn bộ đạn bay ra ngoài. Như lai áo cà sa, lớn, 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 tay áo càn khôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên quát nói. Cái kia như lai áo cà sa đột nhiên biến lớn, tiếp lấy đem phương viên chăm dặm, toàn bộ bao phủ. Trong nháy mắt, già thiên tế nhật. Phật giới chi khí trong nháy mắt đang lưu truyền. Ha ha ha, xem ra người cũng minh bạch, người thần thông không giết chết được ta. Cho nên, người muốn thông qua khốn đến đánh bại ta. Trần Thiên nhai cười to, năm đó ta cửu trọng thiên lúc, thần đế độn thiên cùng Trần Lăng liền bắt ta không thể làm gì. Giờ này ngày này, người một cái tiêu minh nguyệt coi là có thể chứ. Phong, minh nguyệt tiên tôn trong nháy mắt lấy Phật giới chi khí làm dẫn thi triển ra đại phong ấn thuật. Trong nháy mắt đó, như lai áo cà sa chi, Phật giới chi khí tại đại phong ấn thuật điều khiển, hóa thành ức vạn đạo kim sắc sợi tơ những thứ này kim sắc sợi tơ đem như lai áo cà sa ở giữa Trần Thiên Nhai cấp tốc bao trùm. Trần Thiên Nhai ánh mắt hơi đổi, ba nghìn đại đạo, đại phong ấn thuật, quả nhiên thật sự có tài. Hắn lại cũng không giấy ruộng, bởi vì hắn biết, tại cái này đại phong ấn thuật bên trong, như thế tại sợi tơ chi. Càng giấy ruộng, quấn quanh đến càng chặt. Chỉ một lúc sau, những cái kia kim sắc sợi tơ đem Trần Thiên Nhai hoàn toàn bao trùm, đồng thời không ngừng quấn quanh. Sau cùng, nhất tôn to lớn kim sắc tầm chứng tại hư không chi hình thành. Minh Nguyệt Tiên Tôn càng không nhiều hơn lời nói, tiếp tục lấy đại phong ấn thuật đến luyện hóa Trần Thiên Nhai. Đại phong ấn thuật cũng không phải là chỉ là đem người phong ấn chặt. Cái kia vạn cái sợi tơ, từng đạo đều là luyện nhân tận xương. Cái kia vạn cái sợi tơ có thể đem người tinh huyết cốt nhục toàn bộ luyện hóa thành một khỏa tinh nguyên đan hoàn. Đây là đại phong ấn thuật bá đạo chi thuật. Lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn vận chuyển Phật giới chi khí cùng đại phong ấn thuật. Ước vạn đạo sợi tơ sâm lấn đến Trần Thiên Nhai thể nội. Giống như là thiên địa dung lô tại luyện hóa Trần Thiên Nhai huyết nhục. Trong chớp mắt, Trần Thiên Nhai thân thể bị luyện hóa thành lôi thủy đồng dạng vật chất. Cỗ này lôi thủy vật chất tại kim sắc sợi tơ bên trong lưu chuyển, quấn quanh. Ừm, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên cảm thấy quái đó là kim sắc sợi tơ vô luận như thế nào cũng vô pháp đem cỗ này lôi thủy vật chất luyện hóa sạch sẽ không sai sau khi ngưng tụ thành đan phá tại lúc này cái kia lôi thủy vật chất truyền ra một cỗ to lớn ý niệm tới lôi thủy chỗ nào cũng có sau cùng thế mà vòng qua đại bộ phận kim sắc sợi tơ hóa thành một miệng to lớn lôi kiếm ầm ầm một chút trực tiếp đem kim sắc tẩm trứng chém thành hai khúc tất cả lôi thủy chạy dũng mãnh tiến ra sau cùng lần nữa ngưng tụ thành Trần Thiên Nhai bản thể. Tên này quả nhiên đặc biệt, khó trách năm đó thần đế cùng hoa đại đế đô bắt không được hắn. Cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn Minh Bạch Trần Thiên Nhai quỷ dị cùng chỗ lợi hại. Trần Thiên Nhai người tại hư không chi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói, thiên biến vạn hóa, đại lôi âm thuật. Trong nháy mắt đó, thân hình hắn lấp lóe Chàng đột nhiên xuất hiện một trăm cái Trần Thiên Nhai, toàn bộ đều là áo đen ngạo nghễ đồng thời ngồi xếp bằng đem minh nguyệt tiên tôn chết vây quanh ở bên trong. Sau đó, một trăm cái trần thiên nhai cùng nhau mở miệng. Cha, tại Phật giáo chân Ngôn Chi, cái này một cái cha chữ chính là trừ ma vệ đạo thanh âm tiết. Âm ầm nhất thời, một trăm đạo âm bạo lực lượng cấp tốc hướng minh nguyệt tiên tôn đánh giết tới. Cái này âm bạo lực lượng rồi rào cuồn cuộn, tựa như mãnh liệt dòng nước lũ, rời núi lấp biển, cuồn cuộn lao nhanh. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là âm bạo lực lượng. Minh Nguyệt Tiên Tôn chân mày hơi nhíu lại, Như Lai áo cà sa vung lên, pháp lực bành trướng rót đi vào. Cái kia Như Lai áo cà sa cấp tốc đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bao lại. Kể từ đó, rất nhiều âm bạo lực lượng thẳng hướng Như Lai áo cà sa. Ừm, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên cảm giác được không ổn. Bởi vì âm bạo loại này lực lượng cũng không phải là thuần túy lực lượng, giống như là một bức tường chống đỡ được dòng nước lũ, chưa hẳn chống đỡ được thanh âm. Cho nên, cái này rất nhiều âm bạo lực lượng thế mà trực tiếp lách qua như lai áo cả xa. Quả nhiên thông minh, Minh Nguyệt Tiên Tôn ám đạo. Tại cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn biến hóa mãnh liệt, hai tay kết ấn. Thiên Long thanh âm, ầm ầm. Thập Tôn Thiên Long Bồ Tát đột nhiên hình thành, đồng thời vây quanh Minh Nguyệt Tiên Tôn hướng ra ngoài giới phát ra Thiên Long thanh âm. Mười đạo âm bạo lực lượng hiện ra màu vàng óng, cấp tốc đem Trần Thiên Nhai âm bạo chém giết thành phấn vụn đồng thời hướng Trần Thiên Nhai tư giết đi qua. Trong chớp mắt, 100 cái Trần Thiên Nhai bị nghiền sát đến 7-8 phần. Sau cùng chỉ còn lại một cái Trần Thiên Nhai lập ngay tại chỗ, hiển nhiên, đây mới là bản thể. Trần Thiên Nhai thái ất huyền kim chân thân cố nhiên lợi hại, có thể phân thân lại không có hắn cái này một phần lợi hại. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Trần Thiên Nhai liên tục giao thủ, lúc này, Trần Thiên Nhai lại là càng đánh càng hăng. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn ngược lại có chút hãi hùng khiếp phía đây là nàng cuộc đời gặp phải lớn nhất đối thủ khó dây dưa đại thôn phệ thuật là tuyệt đối không thể thôn phệ tên này vạn long luyện giới thuật cũng không làm gì được tên này thiên long bồ tát chân thân cũng không đả thương được hắn tí tẹo teo minh nguyệt tiên tôn cảm giác đến đau đầu thái ất huyền kim thiên lôi chảm trần thiên nhai bạo giống một tiếng xuất thủ lần nữa hắn trong nháy mắt tế ra một đạo tráng kiện lóa mắt thiên lôi chảm lôi quang lấp lóe không thể ngăn cản không có thể trốn tránh minh nguyệt tiên tôn hai ngón liên tục bắn ra mà ra nhất thời động thiên pháp tắc bao trùm đạo này hung ác thiên lôi chảm ừm minh nguyệt tiên tôn lập tức phát giác không ổn cái này trần thiên nhai vừa rồi tại nàng động thiên pháp tắc bên trong kinh lịch một lần lúc này cái này thiên lôi chảm thế mà cấp tốc phá giải nàng động thiên pháp tắc trực tiếp oanh sát xuống tới động thiên pháp tắc ngăn cản không nổi cái này thiên lôi chém Lẽ nào lại như vậy? Minh Nguyệt Tiên Tôn triệt để giận. Lôi Long chi thủ, Minh Nguyệt Tiên Tôn bạo giống một tiếng. Nàng cấp tốc đem vạn long luyện giới thuật thi triển đi ra. Nhất thời, bầu trời chi, thiên long dày đặc. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tinh thông lôi pháp, đó là kiều ngưng phụng thiên lôi bản nguyên đan luyện hóa đi ra. Vạn long tại Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp thuật phía dưới, cấp tốc hình thành lôi long. Vô số điều lôi long hình thành lôi long chi thủ, hướng về đạo thiên lôi này hung hăng vồ bắt đi qua. Trong chớp mắt, đạo thiên lôi này chảm liền bị xé rách thành phấn vụn. Thái ất chân hỏa, trần thiên nhai cũng là ra chơi liều. Hắn một miệng phun ra mà ra, cái này một cỗ màu xanh thăm thẳm thái ất chân khí dâng lên mà ra, cấp tốc hóa thành màu xanh thăm thẳm hung lửa. Sau đó, bên trong thiên địa, cấp tốc trở thành địa ngục hỏa diễm hải dương. Thái ất thật lửa đốt cháy vạn đạo lôi long, lốp ba lốp bốp, tia chớp cuồng bạo cái kia một đám lôi long ở trên không thống khổ gào thét cái này thái ất chân hỏa thế nhưng là kết hợp tránh thức thái dương thần hỏa tu luyện mà thành trừ phi là có người đem đại hỏa diễm thuật tu luyện tới cực hạn mới có thể chống lại minh nguyệt tiên tôn cũng cảm thấy toàn thân nóng rực không nàng nhất định phải vận chuyển như lai áo cà sa mới có thể ngăn cản được cái này thái ất chân hỏa thật bá đạo thái ất chân hỏa nếu là lúc trước hắn tại ta động thiên pháp tác bên trong thiêu đốt ta chẳng lẽ không phải liền muốn hỏng việc minh nguyệt tiên tôn ngầm hãi hùng khiếp vía dạng này thái ất chân hỏa minh nguyệt tiên tôn căn bản không dám thôn phệ một khi thôn phệ đi vào chỉ sợ muốn đem nàng bản thân trong nháy mắt đốt cháy mà chết quả nhiên là trời đất bao la đều có ta vốn dĩ về sau ta đến cảnh giới này giết cái này ma đế đồng thời không khó khăn hắn tu vi xa dưới ta xa có thể chiêu chiêu đều là hung ác minh nguyệt tiên tôn ngầm khó khăn giờ này khắc này nàng tuy có một thân thần thông, lại là đem cái này ma đế không thể làm gì. Tiên tôn, ngay vào lúc này, là quần theo như lai áo cả sa chi vọt ra tới. Hắn nói ra, tiếp được. Hắn cấp tốc đem chính mình tu luyện đại hỏa diễm thuật toàn bộ độ cho minh nguyệt tiên tôn. Là quần vẫn luôn đang quan chiến, cũng muốn tìm ra trần thiên nhai sơ hở tới. Lúc này mắt thấy minh nguyệt tiên tôn không thể làm gì cái này thái ất chân hỏa, lập tức đem đại hỏa diễm thuật ném cho minh nguyệt tiên tôn. Hắn đem đại hỏa diễm thuật toàn bộ cho Minh Nguyệt Tiên Tôn Cái này có thể cũng không phải là chỉ cấp một phần thần thông bản nguyên đơn giản như vậy Là quân đại hỏa diễm thuật hấp thu qua hồng liên nghiệp hỏa gót sen kiếp hỏa Còn có hắn các loại hỏa diễm bản nguyên Bây giờ cũng đã là tương đương cường hãn Càng khẩn yếu hơn là đại hỏa diễm thuật bản thân đối các loại chân hỏa có yêu thích Cho nên, Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếp nhận đại hỏa diễm thuật về sau, chính là đại hỷ nàng cấp tốc thi triển ra đại hỏa diễm thuật. Trong nháy mắt, địa ngục chi hỏa lan tràn mà ra, tựa như dao long nghịch nước, hung mãnh hấp thu, thôn vệ lên Trần Thiên Nhai thái ất chân hỏa tới. Trần Thiên Nhai không khỏi bị kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình thái ất chân hỏa ngay tại tan biến. Hắn cấp tốc đem tất cả thái ất chân hỏa thu hồi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng thu đại hỏa diễm thuật. Hư không chi, là quần cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đối mặt Trần Thiên Nhai tiểu súc sinh, người quả nhiên là ta khắc tinh, Trần Thiên Nhai lạnh lùng nói ra. La Quân lạnh giọng nói ra, người không cần ở chỗ này làm bộ làm tịch, cố ý chỉ hoãn thời gian, ta biết khách mời bên trong khẳng định có người sắp xếp người. Người kia muốn nắm nhi tử ta, có đúng hay không? Trần Thiên Nhai sắc mặt hơi đổi một chút, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, nguyên lai like người sớm biết, rất thông minh, không hổ là nhi tử ta. Hắn sau đó còn nói thêm, chắc hẳn ngươi cho rằng có hiên chính hạo tại ngươi liền có thể gối cao không lo la quân nói ra không sai ngươi tự cho là ngươi đã đầy đủ giải hiên chính hạo nhưng ngươi lại tựa hồ như quên hắn càng công tại nhân tâm tính kế hắn ở trước mặt ta không có thắng nổi trần thiên nhai từ tốn nói la quân trầm giọng nói ra ta ngược lại thật ra tốt ngươi muốn cướp nhi tử ta làm cái gì ngươi đừng nói cho ta là vì tự ông cháu tình trần thiên nhai lạnh giọng nói ra người muốn biết sao được đánh thắng ta chớ núp tại nữ nhân này sau lưng bất quá người tránh ở sau lưng nàng cũng không sao ta đem các ngươi hai cái cùng nhau giết thật sao la quân cười lạnh một tiếng nói ra trần thiên nhai ta hôm nay liền để ngươi biết ngươi tuy nhiên thái ất huyền kim chân thân thiên hạ vô song nhưng ta trời sinh là ngươi khắc tinh đi la quân lại là trực tiếp lách mình rời đi tiên tôn mời ngươi trở về chiếu ứng nơi này ta đến ứng phó La Quân lúc rời đi, đối Minh Nguyệt Tiên Tôn ném câu tiếp theo. Trần Thiên Nhai cười lạnh liên tục, sau đó cùng La Quân, Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng biết rõ Trần Thiên Nhai lợi hại, tâm đối La Quân cái này cách làm rất không yên lòng. Nhưng là La Quân lại khăng khăng muốn làm như thế, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là có chút không thể làm gì. Nàng cũng nên tôn trọng một chút La Quân. Thôi, hắn đã như vậy có nắm chắc, như vậy hết thảy đều giao cho hắn đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn quay người chiều Vân Thiên Cung trở về. Hỏng bét, hắn đại hỏa diễm thuật cho ta, hắn lại đứng trước Trần Thiên Nhai Thái ất chân hỏa, làm cái gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn nghĩ tới đây, nhất thời trong lòng như có lửa đốt. Chỉ là lần trì hoãn này, bên trong thiên địa liền lại cũng khó có thể tìm tới la quân cùng Trần Thiên Nhai tung tích. Minh Nguyệt Tiên Tôn dậm chân sốt ruột, nhưng lại không thể làm gì. Nàng chỉ phải tiếp tục hồi trời cao cung, phải tất yếu đem la quân nhi tử bảo vệ tốt nghịch tử trần thiên nhai hét lớn một tiếng hư không chi là quân định ra thân hình trần thiên nhai ta cho tới bây giờ đều không phải là nghịch tử ta vẫn luôn muốn phụ từ tử, tử hiếu chẳng qua là ngươi không cho ta cơ hội này trần thiên nhai cười lạnh nói nghịch tử cha chính là thiên nhi chính là địa ta chính là muốn giết ngươi ngươi cũng không thể có bất luận cái gì phản kháng ngươi dám phản kháng chính là nghịch tử ngươi mẫu thân kia trong mắt ta còn kiến hôi một vật nếu không có nàng cố ý tiếp cận, làm sao có thể đầy đủ để ta trí ái uất ức mà chết, cho nên, mẫu thân ngươi tội đáng chết vạn lần. Nàng đáng chết cũng được, hết lần này tới lần khác còn sinh ra ngươi như thế cái nghịch tử, chuyên môn đến cùng ta đối nghịch. Thả ngươi cầu thí, la quân nổi giận, nói ra, phụ tử tử hiếu, đây là thiên luân người thường. Đã cha không từ, đừng trách nhi bất hiếu, ngươi chính là đương đại ma đế, ngươi nếu là cự tuyệt, mẫu thân của ta có thể làm sao tới gần ngươi, rõ ràng là chính người phạm sai lầm, hại chết người cái gọi là trí ái, hết lần này tới lần khác muốn đem hết thảy tất cả thuộc về tội cho mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta có tội gì? Người nói mẫu thân của ta là con kiến hôi, trong mắt ta, người cái kia cái gọi là trí ái, cầu thí Eva người mới là con kiến hôi. Nàng may mắn đã chết, nếu là còn sống, ta cũng muốn đem nàng giết, để ngươi nếm thử mất đi trí hương vị tình yêu. Ngươi muốn chết, Trần Thiên Nhai giận tím mặt, hắn lần thứ nhất bị la quân như thế chọc giận. Mỗi người đều có nghịch lân, mà Trần Diệt Hàn mẫu thân Eva ngươi là Trần Thiên Nhai nghịch lân, dù là Eva ngươi đã chết nhiều năm, nhưng nàng tại Trần Thiên Nhai tâm vẫn là trọng yếu nhất. Tại cái kia dạng một cái năm tháng bên trong, Trần Thiên Nhai theo trời mộ chi đi tới. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai like tất cả hết thảy đều đã thuộc về Trần Lăng. Liền tên cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn. Hắn đi qua trước kia trong nhà, nhưng hắn thân nhân đều coi hắn là hồng thủy mãnh thú hắn đã từng không chân ái muội muội thê tử toàn bộ đều đã thuộc về trần lăng hắn bất quá là một cái thời không thác loạn sinh hạ quái vật nhưng trong đầu của hắn đã từng phát sinh hết thảy cái kia đều là thật sự hắn là có máu có thịt cũng không phải là một đống trình tự cho nên khi đó trần thiên nhai nhớ tới cái kia bài thê lương thi từ tiếng người mặt trời lặn là chân trời nhìn cực thiên nhai không thấy nhà tên hắn, liền từ này gọi là Trần Thiên Nhai. Mà Eva ngươi là tại cái kia dạng 5 tháng bên trong cùng hắn hiểu nhau yêu nhau, mặc kệ hắn làm cái gì, Eva ngươi đều sẽ chống đỡ hắn, ấm áp hắn. Cho nên, Trần Thiên Nhai không cho có người làm bẩn Eva ngươi. Quản chi chỉ là ngôn ngữ. La Quân là muốn thành công chọc giận Trần Thiên Nhai, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Trần Thiên Nhai, ngươi giết ta nhiều lần như vậy, đáng tiếc, một lần đều không thành công." Hôm nay khí vận nghịch chuyển ta hội mang theo ngươi đến mẫu thân của ta trước mộ phần dập đầu nhận lầm bằng ngươi trần thiên nhai nói ra tiểu nhiệt xúc ngươi vốn là có một vật có thể khắc chế ta thái ất chân hỏa nhưng bây giờ người cái kia đại hỏa diễm thuật đã toàn bộ cho nữ nhân kia cũng tốt hôm nay ta đưa ngươi chân hỏa luyện chết hắn sau khi nói xong một miệng phun ra mà ra nhất thời bên trong thiên địa chân hỏa mãnh liệt La Quân liền tắm rửa tại khủng bố ngập trời Thái ất chân hỏa chi. Trần Thiên Nhai mắt lạnh nhìn, hắn Thái ất chân hỏa gì hung hãn, chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn đều ngăn cản không nổi. Trần Thiên Nhai không tin La Quân có thể ngăn cản được. Tại Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc bên trong, Trần Thiên Nhai chỗ lấy không dùng Thái ất chân hỏa, liền là bởi vì hắn muốn giải động thiên pháp tắc. Lúc này, La Quân tắm rửa tại Thái ất chân hỏa chi. Vậy quá ất chân hỏa hung mãnh bành trướng rồi rào cuồn cuộn. Nhưng La Quân mặt không có nửa phần vẻ thống khổ, hắn từ tốn nói, Trần Thiên Nhai, trước kia, ta trong mắt ngươi là con kiến hôi. Cho nên, ngươi từ trước đến nay không thèm để ý ta. Mà bây giờ, ngươi hết lần này đến lần khác tới tìm ta phiền phức. Điều này nói rõ, ngươi tâm sợ, ngươi cho rằng, ngươi cái này thái ất chân hỏa làm gì được ta sao? Ta chính là một phần pháp lực đều không vận dụng, ngươi cái này thái ất chân hỏa trong mắt ta, cũng là như giống như phế vật. Trần Thiên Nhai hai mắt mãnh liệt tính, hắn trông thấy là Quân quả nhiên là một phần pháp lực đều không có vận chuyển. Mà lại, tại chính mình thái ất chân hỏa vận chuyển phía dưới, là Quân thân thể kim quang ẩn ẩn lấp lóe, đồng thời có lôi ý lưu chuyển. Trần Thiên Nhai cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc thu thái ất chân hỏa, thiên lôi chạm. Một đạo hung mãnh vô song thiên lôi kiếm quang hướng là Quân bổ giết tới. La Quân không tránh không né. Ầm ầm kiếm quang bổ la quân, la quân không hư hao chút nào. Nếu là hắn chém giết chi lực cũng được, cái này thiên lôi chảm, ẩn chứa thiên lôi chân ý, la quân tại lục trọng lôi kiếp chi thối luyện hơn người, làm sao lại sợ, trần thiên nhai, người cũng tiếp ta một nhận đi. La quân ha ha lệ cười, sau đó thân hình chuyển một cái, tia chấp đi vào trần thiên nhai trước mặt. Hắn tiếp theo là đột nhiên vận chỉ như kiếm, hướng trần thiên nhai nơi cổ họng chém giết mà đi. Trần thiên nhai không né tránh, một kiếm kia đem đầu của hắn chặt đứt. Nhưng đầu lâu kia rất nhanh lại cùng Trần Thiên Nhai thân thể càng hợp lại cùng nhau. Trần Thiên Nhai cổ quái nói ra, người đây là cái gì công pháp? La Quân cũng cảm giác phiền muộn, cái này Trần Thiên Nhai là cái giết không chết quái vật A. À? La Quân giận mắng một tiếng, nhất chảo chụp vào Trần Thiên Nhai gáy cổ áo. Trần Thiên Nhai lùn người xuống, liền là né qua. Tiểu súc sinh, cùng lão tử người ta chơi cận chiến trần thiên nhai cười lạnh hắn trở tay nhất trưởng bổ ra quỷ mị mà xảo trá la quân hư lui một bước hoàn toàn tránh đi trần thiên nhai đoạt công tới thương long dơ vuốt hai người tại hư không chi liền dứt khoát cận thân tác chiến lên pháp lực cuồn cuộn bọn họ đem lực vận dụng bày ra đến hào điên hai người này tại đánh pháp đều có một loại mê chi tự tin tại la quân còn không có sinh ra tới trước đó trần thiên nhai đấu pháp thiên hạ vô địch mà la quân sau khi sinh ra, cũng không có cùng Trần Thiên Nhai đánh qua, hắn đấu pháp cũng chưa từng gặp phải địch thủ. Hai người tại hư không chi, liên tục chiến hơn ba ngàn nhận. Chiêu chiêu hung ác độc ác, nhưng ngẫu nhiên một chiêu mệnh đối phương, đối phương cũng thí sự không có. Cái này giống như là đánh game giả lập một dạng, ai cũng không đả thương được đối phương. Trần Thiên Nhai rốt cuộc minh bạch, hắn bây giờ cũng không làm gì được la quân. Linh hồn lốc xoáy, là quần mất đi tính nhẫn nại, đột nhiên thi triển ra linh hồn lốc xoáy. Ừm, Trần Thiên Nhai đột nhiên cảm nhận được nguy cơ. Hắn luôn luôn đối với bất luận cái gì công sát đều không có cảm giác, nhưng linh hồn này lốc xoáy vừa đến, hắn lập tức cảm giác được uy. Linh hồn lốc xoáy cũng không phải là đối thân thể tiến hành công sát, mà là tại linh hồn hắn làm ra thương tổn. Trong nháy mắt đó, tràn đầy thiên chi đô là màu đen biển linh hồn. Tại mảnh này biển linh hồn chi uẩn dục vô số linh hồn hắc động. Đủ loại này linh hồn hắc động tạo thành cực kỳ mạnh mẽ hấp lực, có thể đem rất nhiều không đủ cường đại linh hồn trong nháy mắt hút vào, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trần Thiên Nhai bị nhốt, hắn không phải không biết đến Trần Lăng linh hồn lốc xoáy. Nhưng Trần Lăng linh hồn lốc xoáy cùng la quân linh hồn này lốc xoáy lên, nhưng lại kém xa. Hoa đại đế Trần Lăng linh hồn lốc xoáy là một chiêu pháp thuật, không có quá nhiều đi thối luyện mà la quân linh hồn lốc xoáy hấp thu rất nhiều hư tiên cao thủ, bao quát động tiên cao thủ đều có, cái kia rất nhiều bồ tát, thần thú linh hồn toàn bộ thối luyện. Dạng này lực lượng, khủng bố vô cùng. Linh hồn này lốc xoáy còn thật vừa lúc là Trần Thiên Nhai khắc tinh. Thiên biến vạn hóa, đại lôi âm thuật, Trần Thiên Nhai lần nữa thi triển ra rất nhiều phân thân. Một trăm cái Trần Thiên Nhai trong nháy mắt hình thành, đại lôi âm thuật đọc lên. Cha! Một trăm đạo âm bạo anh giết ra ngoài, đem biển linh hồn chấn động ra cao trăm trượng sóng. Chỉnh cái linh hồn lốc xoáy, điên cuồng vận chuyển lên, giống như là có trăm con cự long tại bên trong đại dương này phiên giang đảo hải. Linh hồn lốc xoáy điên cuồng xoay tròn chi, đem rất nhiều âm ba cấp tốc rảo sát thành toái phiến. Lốc xoáy, chính là lực xoắn. Tiểu xúc sinh, ngươi cho rằng bằng ngươi một chiêu này có thể chiến thắng lão tử ngươi ta. Trần Thiên Nhai giận dữ không thôi. Cái này hắn đã từng nhìn lấy như con kiến hôi đồng dạng nghịch tử, hắn từng bước một trưởng thành, trước đó đã đem con trai mình Trần Diệp Hàn đánh bại. Bây giờ thế mà liền hắn cái này lão tử địa vị đều muốn uy được. Phá rồi lại lập, Trần Thiên Nhai hóa lôi vì nước, cả người hóa thành vô cùng lôi thủy tại biển linh hồn chi vận chuyển. Cái kia linh hồn lốc xoáy cấp tốc rảo sát cỗ này cuồn cuộn lôi thủy. Bạo bạo bạo, Trần Thiên Nhai to gan lớn mật, hắn hóa thành lôi nước sau, xác thực vô địch nhưng cái này tự thân linh hồn cũng bị phân mỏng ra ngoài. Kể từ đó, càng khó chống lại biển linh hồn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như thế. Trong chớp mắt, biển linh hồn chi, nổ lên vô số lôi điện chi lực tới. Biển linh hồn triệt để cuồng bạo. Là quân linh hồn chi lực liền muốn thôn vệ Trần Thiên Nhai, Trần Thiên Nhai lại vững vàng thủ tâm thần, mặc cho biển linh hồn công sát, hắn từ sừng sững bất động. Lên, Trần Thiên Nhai bạo giống một tiếng, đột nhiên ngưng tụ tất cả lôi thủy liền hóa thành một miệng lôi điện cự kiếm đem biển linh hồn chém giết ra một đầu lỗ hồng tới nguyên lai like tại cái này toàn bộ hóa thành lôi thủy quá trình chi Trần Thiên Nhai không chỉ có chống lại la quân biển linh hồn thôn vệ chi lực hơn nữa còn đem biển linh hồn ảo nghĩa giải đến bảy tám phần kể từ đó hắn cấp tốc tìm đến sơ hở sau đó một lần hành động đánh giết ra một đường vết rách thuận lợi rời đi biển linh hồn Trần Thiên Nhai không hổ là tuyệt thế thiên tài lợi hại hơn nữa trận pháp, thuật pháp, hắn đều có thể trong nháy mắt hiểu thấu đáo. Là quân thù biển linh hồn, hắn lần nữa cùng Trần Thiên Nhai đứng đối mặt nhau. Giờ khắc này, là quân cảm xúc bành trướng, bởi vì từ nay về sau, hắn không cần nhìn gặp Trần Thiên Nhai về sau, liền nghe ngóng rồi chuồn. Mà giờ khắc này, Trần Thiên Nhai tránh thức cảm nhận được thiên đạo khủng bố. Hắn luôn luôn không tin trời đạo, căm hận lão thiên. Nhưng lúc này, hắn sau lưng lại là lên từng cơn ớn lạnh lấy hắn bây giờ tu vi thiên nhân cơ hồ là không e ngại đảm nhiệm gì thần thông cao thủ nhưng la quân biển linh hồn lại làm cho hắn nếm thử đến khủng bố tư vị ta xác thực còn có tử huyệt cái này tử huyệt nếu không đền bù ngày khác liền có thể là ta nuốt hận vị trí trần thiên nhai tâm không ngừng tính toán la quân nhìn về phía trần thiên nhai hắn tuy nhiên đã có thể chống lại trần thiên nhai nhưng hắn cũng bắt không được trần thiên nhai hai người tiếp tục đánh xuống ý nghĩa cũng không phải là rất lớn trần thiên nhai thật sâu nhìn một chút la quân không sai sau đó xoay người rời đi la quân cũng không có truy cũng không có truy ý nghĩa hắn nhỏ khẽ thở phào một cái càng nhiều là vui vui mừng bởi vì chính mình rốt cục trưởng thành trước kia tại trần thiên nhai trước mặt hắn cảm thấy mình thật sự là con kiến hôi mà bây giờ hắn rốt cục trưởng thành đến để trần thiên nhai không thể làm gì khác hơn bước La Quân đột nhiên nhớ tới trước đó cái nào đó đại biểu Thiên Đạo Thiên Tôn Thiên Chuẩn nói tới. Thời gian 3 năm, ta quả nhiên cùng Trần Thiên Nhai giao thủ lần nữa, mà lại để Trần Thiên Nhai không công mà lui. La Quân tâm đạo, Thiên Chuẩn dự toán tương lai, thật có chỗ độc đáo. Nhưng 3 năm chi sau sự tình, hắn cũng dự không tính được tới 100% chuẩn xác. Bởi vì là quá khứ là không thay đổi, tương lai là hay thay đổi. Cho nên, Linh Nhi cũng đã sớm tỉnh lại mà ta cho dù đem hết toàn lực, cũng giữa chẳng được Trần Thiên Nhai. Là quân sau đó không nghĩ nhiều nữa, đổi một bộ quần áo xuyên. Lúc trước hắn y phục đã bị đốt cháy thành cho bụi. Đón lấy, là quân quay người chiều vân thiên cung mà đi. Cái kia trời cao cung bình yên vô sự, khách mời y nguyên đều vui mừng, giống như là không có chuyện gì phát sinh một dạng. Là quân trước tiên đi gặp Trầm mặc Nùng. Trầm mặc Nùng tại động phòng bên trong bảo vệ tiểu niệm tư, mà Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tại. La Quân trầm mặc nùng nhìn thấy La Quân, nhất thời vui đến phát khóc. Nàng nghe Minh Nguyệt Tiên Tôn nói, nói La Quân thế mà cùng Ma Đế đơn đả độc đấu đi. Nàng một mực lo lắng lấy, mà lúc này trông thấy La Quân hoàn hảo không chút tổn hại trở về, tự nhiên là vui vẻ không. Minh Nguyệt Tiên Tôn cổ quái nhìn một chút La Quân, nàng ngăn lại Trầm Mặc Nùng, nói ra, chớ khinh thường, có lẽ là Ma Đế phái tới giả thân thể. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc la quân cũng là sướng sờ ngay sau đó lại cảm giác có chút buồn cười đại khái minh nguyệt tiên tôn là thật không quá tin tưởng mình có thể chống lại ma đế đi ách tiên tôn là ta vừa mới ta cùng ma đế chiến một trận hắn không có có thể làm sao ta ta cũng không thể không biết sao hắn sau đó hắn đi la quân nói như vậy cái này sao có thể minh nguyệt tiên tôn sắc mặt cực kỳ cổ quái nói ra cái kia trần thiên nhai giống như là xảo trá tàn nhẫn cá trạch cái gì thuật pháp đều đối với hắn không tạo được thương tổn. Bồn tỏa cùng hắn đánh lên, thật sự là bị đè nén cực kỳ. Hết lần này tới lần khác tên này thuật pháp lực sát thương lại lớn không? Người làm sao có thể tiếp được hắn nhận? La Quân nói ra, nhắc tới cũng là mệnh số tạo hóa, ta đã từng nhân duyên gặp gỡ, thân thể đã tại lôi kiếp chi thối luyện qua. Cho nên hắn rất nhiều thuật pháp đối với ta cũng không tạo được thương tổn, ngược lại ta linh hồn chi thuật với hắn mà nói, còn có một số áp chế lực. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, người tại lôi kiếp chi thối luyện qua. Nàng cảm thấy mình tựa hồ tại nghe cái gì nói mơ giữa ban ngày. Bất quá Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tin tưởng La Quân là thật, nàng cũng không lại hỏi, bởi vì La Quân thân thể vốn xuất hiện qua rất nhiều dấu vết. Trầm mặc nùng nhìn La Quân thần thái, người La Quân khí tức, biết là thật không giả. Nàng ôm niệm từ trước, nghẹn ngào nói ra, không có việc gì tốt, không có việc gì tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng thức thời rời đi là quân ôm trầm mặc nùng, lại đùa phía dưới nàng mang thai niệm từ, niệm từ chính đang say ngủ. Ta sau khi đi, có thể có dị dạng, hoặc là chuyện gì phát sinh. Là quân hỏi trầm mặc nùng. Trầm mặc nùng nói ra, người sau khi đi, kiều cô nương cùng viên tiên sinh đều đến bảo vệ ta. Cho nên, một mực không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tới. Là quân tâm nhất thời lâm vào hồ nghi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là biết khó mà lui rất không có khả năng a, à, trần thiên nhai sẽ không nghĩ không ra điểm này. lấy hiên chính hạo mưu trí, điểm này dùng đầu ngón chân đều có thể ngờ tới trần thiên nhai sẽ làm quỷ. vậy rốt cuộc trần thiên nhai cũng sẽ không không vô nghĩa, hắn đến nhất định là có mục đích, đến cùng có cái gì mục đích? la Quân cảm thấy đây là một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình, hắn ngẫm lại liền nhẹ nhàng đem niệm từ lay tỉnh, hắn muốn nhìn một chút nhi tử có thể xảy ra vấn đề gì hay không niệm từ đang say ngủ bị đánh thức nhất thời thương tâm khóc lên la quân quan sát niệm từ thần sắc liền biết niệm từ một chút sự tình đều không có tính toán không nghĩ ngợi thêm chỉ cần niệm từ không có việc gì tốt la quân tâm ám đạo về sau la quân đem niệm từ giao cho lưu mụ cùng triệu mẹ chiếu cố hắn cùng trầm mặc nùng đi phía trước xã giao la quân cũng kiểm tra lưu mụ cùng triệu mẹ xác định hai người này không có bất kỳ cái gì dị thường trầm mặc nùng đi xã giao là quân thì cùng hiên chính hạo kiều ngưng tụ hợp hoàng là quân nhẹ nói nói hiên chính hạo nói ra chúng ta đến vừa nói chuyện là quân gật đầu kiều ngưng tự nhiên cũng là cùng đến hoa viên nơi yên tĩnh hiên chính hạo bài trước khi nói ra người không cần lo lắng trần thiên nhai hội làm cái quỷ gì là quân nao nao nói ra vì cái gì hiên chính hạo mỉm cười nói ra Người cùng Trần Thiên Nhai ở giữa khúc mắc không có giải khai trước đó, người Vĩnh Viễn không cách nào khách quan đến đối đãi Trần Thiên Nhai người này. Bất quá ta là người ngoài cuộc, chỗ ta xem ra rõ ràng. Nói thế nào, La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, Trần Thiên Nhai sẽ không tổn thương con của ngươi, đây là ta vì cái gì nói để ngươi không cần lo lắng nguyên nhân căn bản. Chưa hẳn đi, La Quân nói ra, hắn là ma, không có chuyện gì là hắn làm không được hiên chính hạo nói ra muốn chiến thắng đối thủ của ngươi đầu tiên muốn theo giải đối thủ bắt đầu trần thiên nhai cùng môn chủ vốn là cùng một người khi đó môn chủ bản tính thuần lương tuy có lệ khí nhưng là chính khí lẫm nhiên cũng là nói ban đầu trần thiên nhai cũng là chính khí lẫm nhiên người hắn có thể vì muội muội không tiếc hy sinh hết thảy hắn cũng có thể trùng quan nhất nộ vi hồng nhan chỉ là về sau sự tình phát sinh cải biến hắn trở thành trần thiên nhai tất cả thân nhân đều rời xa hắn, hắn đột nhiên trở nên không có gì cả. này bằng với là nội tâm của hắn ác bị triệt để kích phát ra tới. nội tâm mỗi người đều có ác. hiên chính hạo nói ra, thực ta vẫn luôn rất lý giải trần thiên nhai, trần thiên nhai chỗ lấy như vậy thích eva ngươi, là bởi vì tại cái kia dạng một hoàn cảnh phía dưới, eva ngươi là duy nhất có thể cùng hắn cùng một chỗ ôm nhau sưởi ấm người. năm đó hắn đi ra thiên mộ, không có gì cả. sau đó lẻ loi một mình lập nên một phần như vậy đại gia nghiệp. Hắn diệt trầm môn, cũng thiếu chút diệt đại sở môn, hắn hủy quang minh giáo đình. Người phải biết, lúc đó trong nước tam đại thế lực là đại sở môn, trầm môn cùng quang minh giáo đình. Người này, hùng tài đại lược, vô cùng lợi hại. Lúc đó, tất cả mọi người nói trầm mặc nhiên khó có thể đối phó, bởi vì hắn vô tình không thích. Mà sau đó chúng ta mới biết được, một khi môn chủ ác bị kích phát ra đến, trầm mặc nhiên ở trước mặt hắn cũng còn thiếu rất nhiều nhìn hiên chính hạo nói ra ta nói cho ngươi những thứ này là phải nói cho ngươi trần thiên nhai đối ngươi là rất tàn nhẫn cũng không đại biểu lòng hắn không có thích theo ta được biết hắn đối với hắn khác một đứa con trai là cực sủng ái mà bánh bao nhỏ chính là hắn cháu trai ruột hắn sẽ chỉ yêu hắn còn đến không kịp đoạn sẽ không tổn thương hắn không đúng không đúng la quân nói ra bánh bao nhỏ chính là trời sinh linh thể hắn muốn mang đi bánh bao nhỏ nhất định là muốn đánh cắp bánh bao nhỏ linh thể chi lực. Hiên chính hạo nói ra, không biết, hắn muốn luyện công, có rất nhiều loại phương pháp, quả quyết không biết lấy chính mình cháu trai rùa tới làm loại sự tình này, ta giải hắn. Hắn cùng ngươi ở giữa, là không thể điều hòa, cái này bởi vì rất có nhiều lịch sử nguyên nhân, mà hắn cùng bánh bao nhỏ ở giữa, không tồn tại những thứ này. Mà lại, hắn muốn bắt đi bánh bao nhỏ, rất lớn nguyên nhân, ta xem là hắn muốn cùng đứa cháu này thành lập tốt thân tình quan hệ, từ đó tương lai, con của ngươi cũng phản đối ngươi đối phó hắn. Bởi vì hắn là con của ngươi ra ra a hắn là tại lựa chọn phá ma kiếp. Là quân như có điều suy nghĩ lên. Hiên chính hạo sau đó còn nói thêm, còn có cái gì không nghĩ ra sao. Là quân nói ra, vậy hắn lần này tới, ý nghĩa đến cùng ở đâu. Hiên chính hạo nói ra, muốn mang đi bánh bao nhỏ a Hắn ý tứ không phải biểu đạt rất rõ ràng sao. Là quân nói ra, cái này. Hiên Chính Hạo nói ra, hắn cũng có không ngờ tới địa phương, như hắn cảm thấy lấy hắn thực lực có thể chiến thắng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Sự thật, hắn cũng thực sự có thể đầy đủ chiến thắng. Sau đó, người căn bản không tại hắn phạm vi cân nhắc bên trong, hắn nguyên bản cần phải thế như trẻ che tiếp tục công sát tiến đến. Một khi chúng ta đi ứng phó hắn thời điểm, hắn sắp xếp người có thể lấy hạ thủ. Nhưng sự thực là, người thế mà ngăn trở hắn, cho nên hắn đến tiếp sau đều đẩy không đi xuống. Là quân nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trận này hôn lễ, tại náo nhiệt như vậy, huyên náo vượt qua. Đêm đến đợi, Minh Nguyệt Tiên Tôn hào hứng rất cao, cho chúng khách mời còn biểu diễn một trận vạn long luyện giới thần thuật pháp. Làm vạn con thiên long ở trên không bay múa thời điểm, vậy liền như xinh đẹp nhất trói lọi pháo hoa. Cuộc hôn lễ này chi, tuy nhiên phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cuối cùng vẫn hoàn mỹ kéo xuống màn tre. Ngày thứ hai sớm, ăn sáng xong về sau, các khách mời trở về. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc gần đi, đem La Quân Đại Hỏa Diễm Thuật bản nguyên trả lại. La Quân đồng thời cũng phân một phần Đại Hỏa Diễm Thuật hạt giống cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn thật cũng không chối từ, trung thực không khách khí nhận lấy. Tiếp đó, La Quân cùng Kiều Ngưng đem trầm ra mọi người cùng trầm mặc nùng đưa về Yến Kinh. Tại Yến Kinh bên trong, La Quân đồng thời không cần lo lắng Trần Thiên Nhai đến đây lấy Trần Thiên Nhai loại tu vi này, đoán chừng đều khó mà tiến vào Yến Kinh. Là quần sâu biết rõ được tổ long chi khí lợi hại, năm đó áo đen tố trinh cũng coi là đầy đủ bá đạo. Nhưng đối mặt tổ long chi khí, y nguyên không thể làm gì. Cho nên, ma đế càng thêm không làm gì được tổ long chi khí. Huống chi, bây giờ tổ long chi khí cái kia lâm an phủ tổ long chi khí cũng muốn bá đạo nhiều. Là quần đem trầm mặc nùng đưa sau khi trở về, hắn trở về lại đi cùng lâm băng bọn người tụ hợp. Đến mức Doran, Yuna, Bạch Tuyết cùng chư thân vương cái này một đám người, cũng có hiên chính hạo sắp xếp người đưa bọn hắn trở về. Lúc trước La Quân đã từng trong tuyệt vọng, để thư lại Bạch Tuyết, để khắc lập huyết hoàng. Bạch Tuyết bọn người lại là một mực không có lập huyết hoàng, mà chính là tin tưởng vững chắc La Quân hội trở về. Bây giờ La Quân không việc gì trở về, cho nên huyết hoàng khắc lập sự tình, từ không cần lại sách. Thậm chí, Bạch Tuyết đều không có hướng người khác công bố qua cái kia một phong thư tín sự tình. Qua chiến dịch này, huyết tộc những thân vương kia triệt để đoạn tuyệt một chút không thành thật tưởng niệm. Bọn họ sau khi trở về ý nghĩ đầu tiên, liền đem cần phải giao nộp phân hoa hồng, lập tức giao nộp đến huyết tộc tổng bộ. Lần này hôn lễ, đối với trầm gia mọi người mà nói, tựa như nam kha nhất mộng, tràn ngập như mộng ảo cảm giác không chân thật. Nhưng hết thảy phát sinh, lại là thật sự. Bọn họ cho tới bây giờ, cũng rốt cuộc có thể lý giải, vì cái gì trầm mặc nùng dạng này kiêu ngạo nữ tử, hội cam tâm chưa kết hôn mà có con giúp la quân sinh hạ hài tử. Bánh bao nhỏ tại trầm gia trong gia tộc, đã định trước sẽ trở thành thiên tri kiêu tử. Có thể làm đến điểm này, la quân đã thỏa mãn. Hắn làm ra hết thảy, bất quá là muốn con trai mình tại trầm gia trong hội này, có thể chịu đến tôn trọng cùng bảo vệ, mà không phải bị người ở phía sau chỉ trỏ. La quân tự mình đưa lâm băng còn có lâm hạo hiên. Lâm Hạo Hiên vốn là nói là mình đều có thể hồi, nhưng La Quân vẫn cảm thấy có mấy lời cùng bọn hắn tự một lần, bởi vì Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên lúc trước đều hỏi qua La Quân làm Tử Y đi chỗ nào, La Quân lúc đó không có trả lời. Tại trời xanh chi ngao du bay lượn thời điểm, La Quân khống chế kim đan côn bằng, hắn đem Lam Tử Y tình hình gần đây cùng Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên nói ra. Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên nghe xong lo lắng tới cực điểm ta hội nghĩ hết biện pháp đem nàng cứu tỉnh. La quân chỉ có thể nói như vậy. Lâm Hạo Hiên trầm giọng nói ra, làm cô nương một sớm biết, nàng có trận này kiếp số. Chỉ mong nàng có thể bình an không việc gì. Lâm băng trầm mặc đi xuống. Tin tức này để Lâm băng thương cảm, nàng cả đời này, tương đương với có hai cái sư phụ. Một cái là Ninh Thiên Đều, nhưng Ninh Thiên Đều đã chết thảm. Mà khác một cái sư phụ chính là Lam Tử Y, bây giờ Lam Tử Y lại. La Quân cùng Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên trò chuyện sau khi, liền cùng bọn họ cáo từ. Sau đó, La Quân trở về Yến Kinh. Đến tiếp sau sự tình, còn có rất nhiều cần phải xử lý. Kiều Ngưng cũng không có cùng Hiên chính hạo về Thiên Châu, La Quân để Kiều Ngưng lưu lại, bởi vì về sau, hắn muốn dẫn Kiều Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng đi mẫu thân trước mộ phần tế bái. Tại Yến Kinh ngày thứ hai, Trầm gia lão gia tử Trầm Quân để Trầm Kinh lược tại Yến Kinh thị bên trong bầy mấy cái bàn tử đây coi như là so sánh bình thường một loại là quân mang theo trầm mặc nùng cùng tiểu niệm từ dự tiệc trong bữa tiệc trầm mặc nùng rõ ràng cảm nhận được gia tộc mọi người đối nàng tôn kính cùng e ngại có e ngại tự nhiên sẽ không tự giác có một chút xa lạ cùng xa lánh điểm này trầm mặc nùng tịnh không để ý nàng cũng đã không phải là phàm nhân không quá đi khát vọng loại kia thân mật thân tình mà lại trước kia nàng cùng gia tộc rất nhiều người vốn không có quá lớn thân mật cảm tình Kiều Ngưng tại Yến Kinh một cái trong tử điếm chờ đợi La Quân. Ngày thứ ba thời điểm, La Quân xử lý xong Yến Kinh hết thảy, sau đó liền tụ hợp Kiều Ngưng. La Quân lần này, muốn là áo gấm về quê, cho nên, hắn không có ý định thi triển đại na di thuật, trực tiếp đạt đến Hà Bắc Minh Vũ huyện Cảnh Nội. Trầm Mặc Nùng chuẩn bị một cỗ thoải mái dễ chịu nhà xe, mặt khác còn mời mấy cái vị bằng hữu cùng một chỗ tiến về. Mấy vị bằng hữu kia đều là trong yến kinh tai to mặt lớn công tử ca có cũng đã đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này xuất phát, có một cỗ nhà xe, ba chiếc Land Rover. Tại trước khi lên đường, Trầm Mặc Nùng, Kiều Ngưng, là quân cùng cái kia năm vị bằng hữu gặp mặt. Cái này nam vị bằng hữu là bốn nam một nữ, bọn họ không đơn thuần là con em quyền quý, mà lại có là có chính mình thực nghiệp, có là đảm nhiệm chức vị quan trọng. Như trong này duy nhất nữ sinh gọi là đảm nhiệm ngống, đảm nhiệm ngống là một nhà xí nghiệp nhà nước cao kiền, cái này xí nghiệp nhà nước còn là tuyệt đối lợi nhuận đại quốc mong đợi. Đến về công tử ca, lấy lâm quốc đào chức vị lớn nhất là không tệ. Là tại ủy ban phát triển và cải cách bên trong nhận chức, đương nhiên, hắn cùng trầm mặc nùng lên, vẫn là kém một chút. Lâm quốc đào bọn người cũng không nhận ra La Quân, chỉ là biết La Quân là trầm mặc nùng trượng phu. Bọn họ không quá để mắt La Quân, kết luận La Quân là ăn trầm mặc nùng cơm chùa. Bất quá những người này cũng là rất có lòng dạ, hết thảy cũng sẽ không biểu lộ tại mặt. Cho nên đối La Quân cũng là nho nhã lễ độ. Để Lâm Quốc Đào bọn họ còn có một chút xem thường La Quân chính là, người này muốn áo gấm về quê, lại không phải mình coi như không tệ. Mà chính là muốn nhờ người khác lực lượng. Mất mặt, mạnh hơn chống đỡ mặt mũi, bọn họ như thế nào để mắt dạng này người đâu. Trầm mặc nùng đã sớm căn dặn đám người này, nhưng không làm sao được, trong bọn họ tâm cái nhìn là trầm mặc nùng cải biến không. Nhưng mà, là quân tịnh không để ý những thứ này. Chỉ cần mặt ngoài, những người này có thể làm được tối thiểu tôn kính được. Còn trong bọn họ trong lòng nghĩ cái gì, cái kia đều không có quan hệ gì với hắn. Chỗ lấy muốn dẫn mấy người này, trầm mặc nùng cân nhắc là đến lúc đó hy vọng tỉnh Hà Bắc Chính Phủ, Phủ Thị Chính đều làm đỡ một ít tiếp đãi công tác. La Quân gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đây là trầm mặc nùng bên này làm công tác chuẩn bị, nàng cũng là nghĩ thay La Quân đem sự kiện này làm tốt đội xe sau khi xuất phát la quân kiều ngưng trầm mặc nùng đều tại phòng trong xe lưu mụ cùng triệu mẹ tự nhiên cũng là theo chân nhà xe rất nhanh chạy cao tốc trầm mặc nùng nói ra đến lúc đó ta hội lấy ngươi tên nghĩa vì mụ mụ ngươi sinh hoạt cái kia nông thôn quyên xây một chút hy vọng tiểu học la quân nói ra đường cũng muốn tu ân ta bên này đại khái chuẩn bị một tỷ muốn cải tạo một cái kia sơn thôn cần phải không có vấn đề gì lớn a trầm mặc nùng nói ra cái này đương nhiên không có vấn đề ta bên này cũng chuẩn bị một chút đầu tư đều là ta vài bằng hữu bọn họ đối minh vũ huyện bên kia cũng cảm thấy rất hứng thú muốn đầu tư một chút la quân không khỏi nhịn không được cười lên nói ra kinh thành bằng hữu đối một cái xa xôi huyện thành nhỏ cảm thấy hứng thú ngươi lừa gạt quỷ đi thôi trầm mặc nùng mỉm cười la quân nghiêm mặt nói ra ta không hy vọng ngươi lợi dụng ngươi nhân mạch đi làm một chút làm ngươi khó xử sự tình Trầm mặc nùng nói ra, có qua có lại đi, bọn họ giúp ta, về sau ta cũng sẽ ở ta cho phép phạm vi bên trong giúp hắn một chút nhóm. Muốn là đoạn tuyệt hết thầy hảo ý, vậy sau này cũng sẽ không có người nguyện ý giúp ta một tay. La quân nói ra, điều này cũng đúng. La quân cùng trầm mặc nùng đang tán gẫu, kiều ngưng lại là đang cùng tiểu niệm từ chơi quên cả trời đất. Trầm mặc nùng cùng kiều ngưng ở giữa, trước kia đã nhận biết qua. Bất quá khi đó, các nàng đều không phải là la quân nữ nhân. Mà bây giờ, thân phận chuyển đổi để trầm mặc nùng hơi hơi cảm thấy có chút không thích ứng cùng xấu hổ. Kiều ngưng ngược lại là không quan trọng, nàng nhìn rất thoáng những vật này. Hơn nữa còn hỏi trầm mặc nùng, tiểu niệm tư nên gọi ta cái gì? La quân cùng trầm mặc nùng nao nao, trầm mặc nùng ngẫm lại, nói ra, nếu như hắn một mực sống ở thế giới bao la bên trong, bình thường lời nói, nàng biết không nhiều minh bạch giữa chúng ta quan hệ đi. Nàng ngẫm lại, nói ra, kiều ngưng, nếu không về sau ta làm ngươi là tỷ tỷ ta, tiểu niệm từ gọi ngươi gì tốt. Là quần nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, cái chủ ý này không tệ. Kiều ngưng cũng cười một tiếng, nói ra, cái kia hô gì. Lưu mụ cùng triệu mẹ tại kinh lịch trời cao cung hôn lễ về sau, hiện tại cũng coi là thấy qua việc đời người, tự nhiên đối đây hết thảy cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Theo Yến Kinh trực tiếp đạt đến Hà Bắc Cảnh nội dấu thành phố, lại từ dấu thành phố tiến về Minh Vũ huyện. Đến dấu thành phố, hết thảy dùng chừng 5 giờ. Đến dấu thành phố về sau, dấu thành phố thành phố cấp cán bộ trước tới đón tiếp. Thị ủy bí thư xuất lĩnh một đám cán bộ tự mình tiếp đái, lấy trầm mặc nùng bọn họ những người này đẳng cấp, cũng xác thực gánh chịu nổi bọn họ nghênh đón. Tại dấu thành phố đợi một cái buổi chiều về sau, ăn cơm xong, là quân bọn người liền lên đường tiến về Minh Vũ huyện. Minh Vũ huyện huyện ủy bí thư chờ một chút, đều sớm đã đạt được thị ủy bí thư chỉ thị, cũng làm tiếp đãi chu đáo công tác. Đồng thời, tiến về Minh Vũ huyện từ dấu thành phố thị ủy bí thư Lý bí thư tự mình cùng đi. Đoạn đường này đi qua, tất nhiên là phong quang vô hạn. Nhưng duy nhất có điểm không hài hòa là, tựa hồ những quan viên này nhóm đều là hướng trầm mặc nùng mặt mũi. Sau đó danh tiếng truyền đi, tất cả mọi người tại truyền, cái kia Minh Nguyệt huyện phía dưới Lâm Gia thôn bên trong, trước kia có cái Lâm Thiến, chưa kết hôn mà có con sinh đứa bé. Bây giờ đứa bé này trưởng thành, tìm rất lợi hại kinh thành quan lớn nhà ngàn vàng làm vợ. Bây giờ áo gấm về quê. Ở ngoài sáng Vũ huyện, Trầm Mặc Nùng bên kia chuẩn bị đầu tư vài bằng hữu đã đi đầu đến, cùng Minh Vũ huyện huyện chính phủ rất nhanh quyết định ước chừng 200 triệu hai bên đầu tư. Hợp đồng đều ký xong. Đây là hiệu suất. Cái kia Minh Vũ huyện huyện ủy bí thư dùng cái mông nghĩ cũng biết, những người này đầu tư là hướng Trầm Mặc Nùng nhóm người này mặt mũi cùng ngày muộn, tự nhiên là đoàn tụ một đường. Huyện ủy bí thư triệu kiện chuẩn bị phong phú giả tiệc, tại huyện chính phủ chiêu đãi trong tân quán chiêu đãi mọi người. Tại huyện chính phủ chiêu đãi trong nhà khách, là quân bọn người ngủ lại một đêm. Ngày thứ hai sớm, là quân bọn người tiến về Lâm Gia Thôn. Nhưng thông hướng Lâm Gia Thôn đường vô cùng không dễ đi, xe cũng khai không đi vào. Khí trời rất không tệ, ánh nắng tươi sáng. Phía trước là một đầu thông hướng Lâm Gia Thôn đường hẹp quanh co, liền một cỗ xe con đều khai không đi vào. Đầu này đường hẹp quanh co có 20 km dài, là Lâm Gia Thôn người duy nhất có thể đi ra đường. Con đường này quá dài, muốn sửa, cũng cần một chút tiền tài. Mà Minh Vũ huyện luôn luôn cũng không quá giàu có, cho nên người nào cũng không có nói ra muốn cho Lâm Gia Thôn sửa đường. Lâm Gia Thôn quá xa xôi, mà lại ở người cũng ít. Trong huyện không quản được, trong thôn không có tiền con đường này, một khi trời mưa, càng thêm vũng bùn khó đi. Xem ra, chúng ta muốn đi lấy đi vào, đảm nhiệm ngỗng sau khi xuống xe, nhíu mày nói ra. Tất cả quan viên cũng đều xuống xe, thực rất nhiều quan viên cũng không nguyện ý đến, nhưng triệu kiện cùng Lý Bí Thư đều nói cùng theo một lúc đi. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Con đường này, Lý Bí Thư, chừng 20 km đâu, chúng ta đi là không đi vào được. Ta bên này đã an bài xe gắn máy, xe ba bánh, đi theo chúng ta đằng sau đây. Triệu kiện nói như vậy, hắn là khéo léo người, hôm qua cũng không nói đường xá vấn đề. Hôm nay lại đem phương án giải quyết sách đi ra. Lý Bí Thư gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn một chút triệu kiện, nói ra, tốt. Cái kia phía sau truyền đến xe ba bánh, xe gắn máy tiếng oanh minh âm, quả nhiên là chăm chú theo tới. Lý Bí Thư cùng triệu kiện cùng đi đến trầm mặc nùng nhà xe trước. Là quân, Kiều Ngưng, trầm mặc nùng đều xuống xe. Tiểu niệm từ cùng lưu mụ, triệu mẹ tại xe. Lâm Quốc Đào, đảm nhiệm ngống, còn có còn lại một chút kinh thành bằng hữu cũng đều lũng tới. Lâm Quốc Đào mỉm cười, nói ra, Trần ca, mẫu thân ngươi ra hương còn thật đầy đủ vắng vẻ. Không dễ dàng a. À. Đảm nhiệm ngống cũng cười một tiếng, nói ra, đây là vùng núi hẻo lánh trong ổ bay ra kim phượng hoàng A, bất quá Trần ca, vì một mình ngươi sự tình, người thế nhưng là đem hành hạ chúng ta đến đầy đủ có thể a à. đời ta còn không sao cả ngồi qua xe ba bánh a à, thật sự là nắm người phúc trong lòng các nàng có bất mãn nhưng biểu hiện được vẫn là thẳng mịt mờ trầm mặc nùng nghe vậy không khỏi nhíu mày nàng lập tức nói ra nước đào đảm nhiệm ngống, ta cũng không có cầu các ngươi tới là chính các ngươi chủ động yêu cầu tới các ngươi nếu là không nguyện ý hiện tại có thể quay đầu rời đi nàng tự mình biết nói như vậy cũng có chút quá nóng nhưng nàng không cho phép nàng người ở trước mặt nàng khinh thị la quân nàng muốn bảo trì la quân tôn nghiêm la quân lại là cười một tiếng nói ra mặc nùng ngươi làm sao nói đây lâm huynh tiểu nhạn tới đều là không chối từ gian khổ chúng ta chỉ có cảm tạ phần đảm nhiệm ngỗng vốn là tâm khó chịu nghe vậy tâm đạo tính toán nha thức thời la quân sau đó lại cười một tiếng nói ra bất quá tiểu nhạn người yên tâm người đã đời này không có ngồi qua ba bánh vậy hôm nay ngươi trần ca ta khẳng định cũng không thể để ngươi ngồi ba bánh đảm nhiệm ngỗng không khỏi cười một tiếng nói ra đó là ngồi mô tô thôi tốt à, ta là ngồi qua mô tô không ngừng ngồi qua còn cưỡi qua la quân nói ra cũng không cho ngươi ngồi mô tô ngồi xe thật tốt lái đi vào lâm quốc đào bọn người nghe vậy không khỏi sắc mặt cổ quái trần ca thật biết nói đùa xe này làm sao có thể mở đi vào một bên một cái khác công tử ca liễu lâm tiếu tiếu mang theo một tia chế nhạo lời nói nói ra lâm quốc đào cũng nhíu mày nói ra chúng ta vẫn là bị lãng phí thời gian sớm một chút đi thôi thời gian cũng không còn sớm lý bí thư liền nói ra đúng vậy a à, trầm tiểu thư ta để xe ba bánh đều lái tới lần này mọi người muốn vất vả một điểm đường hơi dài cũng có chút sóc này mặt trời này vẫn rất phơi mọi người khẽ cắn môi thêm chút sức a à. những người này chuẩn bị mỗi người đi tìm xe ba bánh kiều ngưng ở một bên cũng lười nói chuyện nàng không quá thích phản ứng đám người này tất cả mọi người cảm thấy nàng là lãnh mỹ nhân mà trầm mặc nùng thì hướng triệu kiện nhìn một chút hô triệu bí thư triệu kiện biết trầm mặc nùng là kinh thành quyền quý chỗ đó dám lãnh đạm bận bịu trước cười làm lành nói ra trầm tiểu thư trầm mặc nùng nói ra hiện tại thời đại tại tiến bộ ta đi qua rất nhiều nơi hẻo lánh mới nông thôn lớn nhiều đều đã sửa đường cái này lâm ra thôn con đường này là một cái thôn làng sinh kế nhiều năm như vậy làm sao đều không tu tu đâu triệu kiện bỗng cảm giác xấu hổ hắn nói ra trầm tiểu thư cái này thật là ta thất trách ta không tìm bất cứ trách nhiệm nào các loại lần này đi xuống về sau ta ngựa an bài đến xây con đường này trầm mặc nùng gật gật đầu hòa hoãn ngữ khí nói ra ta cũng biết trong huyện tài chính không phải rất dư giả. Sửa đường tiền, chúng ta bên này sẽ cho. Triệu kiện nghe vậy nhất thời đại hỷ, nói ra, trầm tiểu thư, vậy thì thật là quá tốt. Lý Bí Thư trước tiên một chiếc ba bánh xe, nói ra, đại gia hỏa đều nhanh mỗi người xe đi. Trầm mặc nùng cũng không nghĩ nhiều, nàng chuẩn bị để lưu mụ cùng triệu mẹ đi đem niệm từ ôm xuống tới. Là Quân thì nói ra, trực tiếp lái xe đi vào đi. Lý Bí Thư cùng triệu kiến nhất thời sửng sốt, còn có cái kia đảm nhiệm ngống, nàng có chút nổi nóng nói ra, Trần ca, đều lúc này, nói đùa cái gì đây? Cái này lái xe được đi vào sao? Người nghĩ rằng chúng ta mở là tăng A. À. Là quân mỉm cười, cũng không tức giận, hắn nói với Kiều Ngưng, người nói, xe này lái đi vào sao? Không ngừng lái đi vào, muốn xe này bay vào đi cũng không được việc khó gì. Kiều Ngưng vừa cười vừa nói. Là quân cười ha ha một tiếng. Lâm Quốc đào nhíu mày nói ra, hai vị là nói tướng thanh hát hài hước châm biếm sao. Là quân tử tốn nói, ta nói lái đi vào, lái đi vào. Hắn sau đó liền hai mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, nói, mở cho ta. Trong nháy mắt đó, hắn thủ pháp quyết thi triển, bành trướng pháp lực theo não vực chi nhất thời dân trào mà ra. Khủng bố pháp lực trong nháy mắt đem trong phạm vi 30 dặm toàn bộ bao phủ lại, cái này một cái chớp mắt, phương viên 30 dặm một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí con kiến nhúc nhích đều tại la quân não vực chi. Con đường này chung quanh, nhưng có dấu chân người, toàn bộ đều bị la quân lấy thần lực đẩy ra. Cùng lúc đó, xung quanh cống rãnh, ruộng lúa toàn bộ bị mặt đất chạy dũng mãnh kiến ra thạch đầu, bùn đất thay thế. Đây là thần nhất màn, hùng vĩ một màn, lý bí thư, lâm quốc đào bọn người toàn bộ nhìn trợn mắt hốc mồm. Trừ ra kiều ngưng cùng trầm mặc nùng bên ngoài, còn lại người toàn bộ trợn mắt hốc mồm. La quân pháp lực vận chuyển, đem 20 km đường cấp tốc trải thành bao quát 30 m thông thiên đại đạo. Con đường này trải thành về sau, còn có một số vũng bùn cùng không bằng phẳng địa phương. La quân lại đem vẫy bàn tay lớn một cái, Đại Kim Đan Chi Châu trấn thiên ấn thi triển đi ra. La quân cẩn thận vận chuyển, ầm ầm một chút, Châu trấn thiên ấn trực tiếp đem cái này đại đạo nghiền ép đến vuông vức không. "Thần thích, thần thích ha! Có người hô to Tại cái này hai bên đường, có ngay tại cái mà cắt cốc nông dân, bọn họ thấy thế nhịn không được quỳ đi xuống, hô to thần tiên hiển linh. Làm xong đây hết thảy, là quân mắt nhìn ngây ra như phóng lâm quốc đào, đảm nhiệm ngỗng bọn người, hắn nói ra, hiện tại có thể lái đi vào A. Nói xong liền dẫn trầm mặc nùng cùng kiều ngưng xe. Đội xe rất mở một chút động. Xe, trầm mặc nùng cười khổ, nói ra, là quân, sự kiện này động tính quá lớn. Không sao cả, là quân nói ra chỉ cần không phải video chảy ra không có người hội thực sự tin tưởng cho dù video chảy ra dân cũng sẽ cho là người nào đó làm đặc hiệu. Trầm Mặc Nùng nói ra tốt a à, người nói cũng có đạo lý. Cái thế giới này đã đến cho dù quỷ thần thật xuất hiện cũng khó có người tin tưởng cấp độ. Tại xe Land Rover bên trong Lâm Quốc Đào bọn người bao quát Trầm Mặc Nùng hắn bằng hữu nhóm giờ khắc này bọn họ tựa hồ mới có hơi minh bạch. Vì cái gì trầm mặc nùng ưu tú như vậy nữ nhân, chọn chưa kết hôn mà có con cùng cái này La Quân cùng một chỗ. Nguyên lai, like, từ đầu đến cuối đều không phải là La Quân trèo cao trầm mặc nùng a. À. La Quân một đoàn người thuận lợi đến Lâm Gia thôn bên trong, La Quân sư phụ Vương xanh tại cửa thôn nghênh đón, chờ đợi. Còn có La Quân đại bá cũng tại, đại bá hai đứa con trai cũng mang theo nhà mang miệng đều trở về. La Quân đoạn đường này trở về, tin tức sớm đã truyền ra. Năm đó Lâm Thiến, lẻ lo hưu quạch, chưa kết hôn mà có con, sinh phía dưới một đứa con trai, sau cùng chết thảm. Lâm Thiến một mực bị người khinh thường, thậm chí bị các thôn dân xem như phản diện giáo tài đến giáo dục. Mà bây giờ, Lâm Thiến sinh đứa con trai kia trở về. Một đường trở về, xe sang trọng đi theo, thành phố cấp cán bộ tiếp đái, phong quang vô hạn. Đại bá hai đứa con trai chiếm được tin tức này, bọn họ tự nhiên cũng biết trong này có tiện nghi có thể chiếm malaysia không chỉ là đại bá một nhà cùng vương thanh đang chờ đợi cửa thôn bên trong cũng đã đứng rất nhiều thôn dân các phương thôn dân đều từ đằng xa tới muốn nhìn một chút có tiện nghi gì có thể chiếm tiểu dân chúng chính là thiên vương lão tử đến cũng không có gì có thể vui vẻ nhưng bọn hắn chú ý điểm là có thể hay không chiếm được tiện nghi đương nhiên cũng có so sánh thanh cao cũng không đến là quân đến về sau, chuyện thứ nhất là cùng sư phụ Vương Thanh ôm ấp, cùng đại bá Vân An. Đại bá muốn là quân đi nhà hắn, nói là đã làm tốt đồ ăn. Là quân lại nói không vội, liền để Kiều Ngưng đem chuẩn bị tốt tiền mặt lấy ra. Hắn cho mỗi người một sấp tiền, mỗi một chồng tiền là 10 ngàn. Người gặp có phần, cái này có thể để qua đây xem thôn dân kém chút vui điên, nói thẳng Lâm Thiến sinh cái có tiền đồ con trai ngoan a. À. Là quân cười khẽ. Cái gọi là áo gấm về quê, nếu như chỉ là khoe khoang người uy phong mình, mà không cho người khác chỗ tốt, như vậy dạng này áo gấm về quê, không có người hội hoan nghênh. Là quân là cái là rất hào phóng người, hắn làm ra hết thảy, không phải khoe khoang chính mình. Mà chính là muốn làm cho tất cả mọi người tôn trọng hắn chết đi mẫu thân. Như thế về sau, liền đi trước hướng nhà đại bá bên trong ăn cơm. Nhà đại bá bên trong đồ ăn làm hiển nhiên không đủ, bất quá điểm này, La Quân bên này nghĩ đến, chính mình mang đầu bếp cùng đồ ăn, sau đó chi cái bản, rất nhanh ăn cơm. Mà láng giềng khắp nơi các thôn dân, riêng là đến tiền các thôn dân một tuyên truyền, liền thật nhiều các thôn dân ngửi theo gió mà đến. Là Quân liền để chuyên gia đi phát hồng bao, mỗi một cái hồng bao 5.000. Tới trước cùng về sau, cũng nên có chút khác nhau mà. Đến mức đại bá một nhà, là Quân lần này cũng không nói nhảm. Cho đại bá 2 triệu, sau đó hai đứa con trai, cũng là mỗi người hai triệu. Như thế về sau, là quân tại đêm đến đợi, liền cho mẫu thân Lâm Thiến lập bia. Cái kia bia bị la quân tại phòng bị tu di trong mang theo, là hắn nhàn rỗi thời điểm, chính mình sử dụng phù trận pháp lập. Mặt có con cái đời sau, viết trầm mặc nùng, kiều ngưng, cũng viết niệm từ, càng viết linh nhi còn có tại bình hành thế giới bên trong nữ nhi trần nhất ưng. La quân lập bia về sau, liền khiến người khác toàn bộ trở về hắn muốn cùng kiều ngưng, trầm mặc nùng còn có nhi tử trước lưu tại nơi này. Mọi người cũng không dám không nghe La Quân, liền rời đi trước. Đại bá một nhà vốn định bồi tiếp, cũng bị La Quân yêu cầu rời đi. Ngược lại là sư phụ Vương Thanh một mực bồi ở bên người. Trăng sáng treo cao, gió mát thổi. Cái kia một miệng huyền bia đứng ở trước mộ phần, đem chọn cái ngôi mộ bảo hộ ở, sau đó nhân quân chi khí lưu chuyển, như có thần quang thiểm hiện la quân quỳ gối trước mộ phần kiều ngưng cùng trầm mặc nùng cũng quỳ xuống vương thanh ôm tiểu niệm từ đứng ở một bên mẫu thân đại nhân tại còn bất hiếu đến xem ngài la quân tại thời khắc này hốc mắt sưng đỏ hắn thật sâu dập đầu ba cái kiều ngưng cùng trầm mặc nùng cũng theo dập đầu la quân tại cái này một cái trước mắt suy nghĩ muôn vàn hắn tựa hồ nhìn đến tại cái kia băng tuyết ngập trời bên trong mẫu thân một người một mình đến đông bắc tại cái kia dạng một buổi tối gặp phải nàng mệnh ma tinh trần thiên nhai có lẽ là mẫu thân mong muốn đơn phương nhưng phát sinh quan hệ cũng không phải là mẫu thân của ta có thể ép buộc ngươi trần thiên nhai sau đó mẫu thân của ta cũng không có dây dương ngươi mặc dù có mọi loại hận ngươi lại như thế nào cũng không nên giết mẫu thân của ta là quân nghiến răng nghiến lợi tâm ám đạo mẫu thân người cả đời này lớn nhất bi ai là gặp phải trần thiên nhai nếu như khả năng ta tình nguyện ngươi không muốn gặp phải hắn, cho dù là ta không ở cái thế giới này xuất hiện, vậy cũng tốt qua dạng như ngươi đau khổ nửa đời. Là quân đau lòng khổ. Con bất hiếu, vương thanh lầm bẩm nói, là quân, ngươi đã rất hiếu thuận. Nếu như, mẫu thân ngươi có thể sống nhìn đến ngươi bây giờ bộ dáng, nàng nhất định bất luận kẻ nào đều muốn vui vẻ. Là quân tại lâm gia thôn đợi hai ngày, hắn trưng cầu vương thanh ý kiến. Vương Thanh không nguyện ý rời đi lâm Gia thôn, hắn đã thành thói quen nơi này sinh hoạt. La Quân cũng không tiện miến cưỡng, bất quá đáng giá nói chuyện là Vương Thanh tình trạng cơ thể là càng ngày càng tốt. Sau đó La Quân cho Vương Thanh lưu 1,1 tỷ NDT. 100 triệu người dân tiền là cho Vương Thanh, mặt khác 1 tỷ, là Quân muốn Vương Thanh tới làm giám thị, đem lâm ra thôn kiến thiết lên. Trước khi đi muộn, La Quân cùng Vương Thanh tâm tình, nói ra, sư phụ, ta tưởng tượng là đem lâm ra thôn chế tạo lên, Ta hội lưu lại một chút thần tích, để nơi này trở thành tham quan danh lam thắng cảnh. Sư phụ, ta muốn ở chỗ này xây một cái thư viện, đại hình thư viện. Xây trường học, nhà trẻ, tiểu học, ban đầu cao cũng phải có. Đường muốn tu càng bao quát càng rộng, tất cả trường học, thư viện, khu vui chơi, toàn bộ đều lấy ta mẹ tên đến mệnh danh. Tốt, Vương Thanh nghe cũng rất cao hứng, hắn nói ra, dạng này ta cũng có chuyện làm. La Là Quân mỉm cười, nói ra ngài không nguyện ý rời đi nơi này, như vậy ở chỗ này, về sau điều kiện cũng sẽ khá hơn một chút. Nếu như không đủ tiền lời nói, ngài cùng mặc nùng gọi điện thoại, nàng cho ngài giải quyết. Vương Thanh nói ra, tốt, 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 nhất định đầy đủ, đầy đủ. Chúng ta nơi này bản thân cũng không phải khu buôn bán, giá đất tương đương không có. Cho nên, thành bản sẽ không quá cao. Ngày thứ hai sớm, là quân một đoàn người rời đi. Toàn thôn tiễn biệt, La Quân phong cảnh tới cực điểm. Bất quá, rời đi cửa thôn thời điểm, ra một chút ngoài ý muốn. Một cái tiểu nữ hài ngăn lại La Quân nhà xe. La Quân cùng Kiều ngưng tốt xuống xe. Những thôn dân kia cũng là buồn bực. Đây không phải triệu xuân mai ra hoa như sao, nàng đón xe làm cái gì. Các thôn dân nghị luận ẩm ý, Vương Thanh thì nói cho La Quân, đứa nhỏ này gọi là triệu tiểu cúc. Phụ thân nàng năm ngoái chết, bây giờ mẫu thân cũng là bệnh nặng chỉ sợ là sống không lâu lâu, là cái rất đáng thương hài tử. La Quân nghe vậy, liền sinh chiều mến, cảm thấy đứa nhỏ này thân thế cùng chính mình một dạng đáng thương. La Quân vừa xuất hiện, triệu tiểu cúc cho La Quân quỳ đi xuống. Tiểu cô nương mới 6 tuổi khoảng chừng mặc lấy rách tung tóe vô cùng bẩn y phục. Tiểu nha đầu, người làm sao rồi? La Quân không chút nào ngại bẩn đem tiểu cô nương ôm. Triệu tiểu cúc sợ hãi nhìn về phía La Quân, Nàng theo rồi nói ra, thúc thúc, ta nghe người trong thôn nói, ngài là thần tiên hạ phàm. Hôm qua ngài đến thời điểm, trong thôn đường đều đột nhiên biến bao quát. Ngài có thể hay không mau cứu mẹ ta? Nàng nói nước mắt rưng rưng, mà lại biểu đạt câu nói cũng không phải rất rõ ràng. Còn tốt là Quân mấy ngày nay cùng người trong thôn cũng đánh không ít quan hệ. Đối loại này đất lời đã có rất mạnh lý giải năng lực. Hắn nghe xong không nói thêm gì, nhân tiện nói Mang ta đi nhìn xem mụ mụ ngươi." Hắn nói xong buông xuống Triệu Tiểu Cúc. Triệu Tiểu Cúc liền kích động dẫn La Quân một đoàn người đi trong nhà nàng. Kiều Ngưng ở một bên trầm giọng nói ra, "La Quân, ngươi không muốn mạnh mẽ cải biến mệnh số, hội có nhân quả." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ngươi suy nghĩ nhiều, có thể cải biến, không phải mệnh số." Mệnh số không cách nào cải biến. Kiều Ngưng nao nao nàng đột nhiên cảm giác được La Quân lời này tựa hồ còn rất có đạo lý. Có thể nói là thể hồ quán đính, một câu bừng tỉnh mộng người. Ngay sau đó, nàng liền cũng không nói thêm gì nữa. Người trong thôn đã sớm đem La Quân chuyển đi thần kỳ thần, lúc này gặp La Quân nguyện ý đi cứu triệu tiểu cúc mẫu thân, liền lập tức cao hứng bừng bừng, hy vọng có thể nhìn đến một chút thần tích. Vương Thanh lại có chút lo lắng, vừa đi vừa nói với La Quân, La Quân, tiểu cúc mẫu thân ta biết, mẫu thân của nàng là ung thư phổi thời kỳ cuối người cái này đáp ứng đợi chút nữa nhưng làm sao bây giờ la quân nói ra ta tận hết khả năng đi la quân mặc dù không có nói ra nhất định có thể trị hết triệu tiểu cúc mẫu thân lời nói nhưng các thôn dân đã phụng la quân vì thần minh nếu như hắn trị liệu thất bại liền sẽ ảnh hưởng hắn danh vọng đây là vương thanh chỗ lo lắng la quân không quan tâm danh vọng nhưng hắn quan tâm mẫu thân danh tiếng hắn làm ra hết thảy Đều là vì mẫu thân, cho nên, hắn vốn không nên đáp ứng triệu tiểu cúc đến xem. Nhưng triệu tiểu kho người thế đáng thương, là quân làm không được như vậy lợi ích hóa. Rất nhanh, một đoàn người đến triệu tiểu cúc trong nhà. Ba ngày trước, là quân đến thời điểm, là quân cũng cho triệu tiểu cúc 5.000 hồng bao. 5.000 khối tại trong đại thành thị không tính là gì, nhưng ở cái này xa xôi tiểu trong hương thôn tới nói, lại là một khoản có thể nhìn con số. Triệu tiểu cúc trong nhà đã là tránh thức nhà chỉ có bốn bức tường không đến nơi này trước đó người rất khó tưởng tượng tại như bây giờ xã hội bối cảnh phía dưới còn sẽ có dạng này nghèo khó gia đình triệu tiểu cúc nhà vừa bẩn lại loạn tạp vật trồng chất mà chỉ có đồ dùng trong nhà là một chương rách dưới cái bàn còn có một cái hố đất hố đất ngủ triệu tiểu cúc mẫu thân triệu xuân mai muốn đến triệu tiểu cúc tuy nhiên nhu thuận hiểu chuyện nhưng nàng dù sao chỉ có 6 tuổi cho nên thu thập phòng sự tình, vẫn là không am hiểu. Vương Thanh đem các thôn dân cản ở ngoài cửa. La Quân cùng trầm mặc nùng, kiều ngưng tiến vào trong phòng. Lưu mụ cùng triệu mẹ cũng ôm hài tử cùng ở một bên. Triệu tiểu quốc dẫn La Quân đi vào hố đất trước. Hố đất triệu xuân mai sắc mặt vàng như nghệ trắng xám, bờ môi một điểm huyết sắc đều không có. Hai mắt lõm đi xuống, xem ra liền giống như là ác quỷ. Dạng này khuôn mặt, nếu là ở nửa đêm nhìn, sẽ đem người dọa đến gần chết triệu xuân mai đã là mơ mơ màng màng trạng thái nàng thời khắc đều đang chịu đựng ốm đau tra tấn trầm mặc nùng thấy thế không khỏi thở dài một tiếng nàng không cho rằng la quân có thể tư liệu tốt triệu xuân mai dù sao dược y không chết bệnh kiều ngưng thì không nói gì nàng thực cũng không có biện pháp gì đến trị liệu dạng này chứng bệnh la quân không cần đi dò xét mạch thần niệm bắn phá phía dưới lập tức đem Triệu Xuân Mai tình huống thân thể giải nhất thanh nhị sở. Hắn mặc dù không có học qua lý thuyết y học, cũng không phải thần y. Nhưng lấy La Quân bây giờ tu vi, có thể đem thân người thể nhìn đến vô cùng thấu triệt. Mà lại, cũng biết như thế sử dụng tế bào đến giúp đỡ khôi phục thân thể. Cho nên hắn tuy nhiên không phải thần y, lại hơn hẳn thần y. Bên ngoài các thôn dân nghị luận ẩm ý, lại đều ở bên ngoài chen chúc lấy, thăm dò nhìn lấy là quân tại rõ ràng Triệu Xuân Mai tình huống về sau, cũng là khẽ nhíu mày. Triệu Xuân Mai tình huống rất là hỏng bét, ung thư phổi thời kỳ cuối, toàn bộ phổi, cơ hồ đều nhanh muốn đổ xấu. Chỉ có yếu ớt một đầu tuyến còn tại cung cấp nàng hô hấp cơ bản công năng. Mà lại, đã chuyển di, hắn bộ phận cũng bắt đầu ở suy kiệt. Đây không phải bất luận cái gì Linh Đan Diệu Dược có thể đem trị liệu tốt. Bởi vì Linh Đan Diệu Dược cũng trị liệu không suy kiệt bộ phận, mà lại, Triệu Xuân Mai cũng căn bản hấp thu không cái này linh đan rượu dược, tính toán hấp thu, cũng không chịu nổi. La Quân lập tức cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng câu thông. Nhanh nhạy, người có biện pháp nào không? La Quân hỏi. Tình huống ngoại giới, linh tuệ hòa thượng là biết. Hắn nói ra, bần tăng tự nhiên là có biện pháp, bất quá cần muốn đạo hữu người hỗ trợ. La Quân vui vẻ, nói ra, không có vấn đề, người muốn ta giúp thế nào? phá kiển trọng sinh đi, đợi chút nữa, bần tăng liền lấy cành lá đem nàng trùng điệp bao lấy, trợ giúp nàng phá kiển trọng sinh một lần. Nhưng bần tăng cần đại lượng pháp lực viện trợ, bần tăng sẽ đem đạo hữu người pháp lực chuyển hóa làm từng tia từng tia dinh dưỡng, để cho nàng toàn bộ bộ phận đều lại tái sinh dài một lần. Bao quát các loại tiểu huyết tấm, tế bào, vân vân, nếu như là người chết, thần hồn đã tán, cái kia bần tăng thật là không có cách nào. Nhưng lúc này nàng thần hồn vẫn còn, cho nên, muốn trị liệu như thế một phàm nhân, không phải vấn đề gì. La Quân nói ra, việc này không nên chậm trễ, hành động đi. Linh Tuệ Hòa Thượng bỗng nhiên nói ra, vì như thế một cái không có không liên quan phàm nhân, hao phí pháp lực, đáng giá không? La Quân không do dự, nói ra, pháp lực có thể tùy thời khôi phục, cái này không có gì. Người giang hồ hành tẩu giang hồ, hành nghiệp trượng nghĩa, đây là bổn phận. Có thể đạo hữu người sớm không phải người giang hồ, Người tu đạo chỉ nói lợi ích. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, La Quân nói ra, cái kia ngươi cho ta là khác loại đi. Linh Tuệ Hòa thượng cười một tiếng, nói ra, Bần tăng biết lại là đáp án này. Sau đó sau đó, chúng thôn dân trông thấy La Quân thi triển thần tích. Hắn nghi tâm bỗng nhiên lóe lên, một viên xanh biếc hạt giống rơi vào Triệu Xuân Mai mi tâm. Sau đó, viên kia xanh biếc hạt giống bắt đầu sinh trưởng ra rất nhiều dây leo. Chỉ chốc lát về sau, lục sắc đằng mạn đem triệu xuân mai bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Từ bên ngoài đến xem, giống như là một cái thụ nhân một dạng. Lại như là bị bao khỏa tại tầm trứng bên trong kén. La quân lập tức chuyển vận pháp lực đi qua. Linh tuệ hòa thượng hấp thu la quân pháp lực, sau đó đem chuyển hóa thành từng tia từng tia dinh dưỡng. Đây là một cái rất quá trình khá dài, trọn vẹn 10 giờ. Cái này 10 giờ đem bên ngoài thôn dân đều nhìn mệt mỏi, các thôn dân có về nhà sau khi ăn cơm xong lại đến, có ở chỗ này bảo vệ các loại bà nương đưa cơm tới. Mà lại, xa gần thập lý bát hương các thôn dân nghe tin đều tới. Thẳng đến sắc trời tối tăm, ánh trăng trong sáng thời điểm, là quân thi Pháp mới tuyên cáo hoàn tất, chính là hắn cũng cảm thấy từng tia từng tia mỏi mệt, cái chán mồ hôi chảy ròng ròng. Đồng thời, lục sắc đằng mạn biến mất, linh tuệ hòa thượng trở lại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt. La Quân một đoàn người rời đi phòng, mà Tiểu Niệm từ cùng Trầm Mặc Nùng về sớm đến nhà xe nghỉ ngơi. Không phải Trầm Mặc Nùng ra mồm, mà chính là 10 tháng đại hài tử cũng rất nghịch ngợm, căn bản đợi không được. La Quân cùng Kiều Ngưng đi ra khỏi phòng, đón lấy, La Quân đối sư phụ Vương Thanh nói ra, "Sư phụ, chúng ta đi thôi." Vương Thanh nhìn La Quân liếc một chút, liền cũng minh bạch hắn đã trị liệu tốt Triệu Xuân Mai. "Tốt." Vương Thanh nói ra, Cùng ngày muộn, La Quân một đoàn người rời đi lâm gia thôn. Mà lâm gia thôn bên trong liền một mực lưu truyền La Quân thần thoại. Bởi vì La Quân sau khi đi, Triệu Xuân Mai không chỉ là khỏi bệnh, mà lại toàn thân phía dưới rực rỡ hẳn lên. Gần 40 tuổi người, trở nên xinh đẹp không? Lúc tuổi còn trẻ Triệu Xuân Mai rất xinh đẹp, chỉ là ốm đau tra tấn mới khiến cho nàng trở nên xấu xí. Lúc này nàng giống như là hơn 20 tuổi đại cô nương triệu xuân mai thân thể trở nên lần tốt từ đó về sau cơ hồ là bách bệnh không sinh về sau triệu xuân mai trong nhà cung phụng la quân trường sinh bài vị cho nên tại tại hai năm sau lâm ra thôn thành chứ danh danh lam thắng cảnh đầu kia thông thiên đại đạo còn có triệu xuân mai ra bên trong triệu xuân mai bản thân đều thành các du khách đến đây du lịch một cái hưng phấn điểm triệu xuân mai cũng một mực tận sức phục vụ lâm ra thôn du lịch sự nghiệp liền la quân mẫu thân Lâm Thiến phần mộ cũng bị rất tốt bảo vệ, thành làm một đạo danh lam thắng cảnh. Cái kia huyền bia thần diệu là tại biểu hiện ra la quân thần tích. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. La quân một đoàn người về sau trở lại Yến Kinh. La quân cùng Kiều Ngưng tại Yến Kinh đợi mấy ngày sau, liền rời đi Yến Kinh. Bởi vì La quân còn có chính mình nhiệm vụ phải đi hoàn thành, hắn có bao nhiêu phong cảnh, sau lưng nguy hiểm cỡ nào. Cái này trong vòng một năm, nếu là kết thúc không thành tinh chủ nhiệm vụ, hậu quả là nghiêm trọng. Tuy nhiên còn không đến mức bị băng phong, có thể cơ hội là dùng một lần thiếu một lần. La quân cùng Kiều Ngưng sau khi đi, đảm nhiệm ngỗng hòa lâm nước đào còn có liễu lâm cùng hắn mấy cái công tử ca cùng một chỗ bái phỏng trầm mặc nùng. Phải nói, phàm là đi một chuyến hà bắc các bằng hiếu, đều cùng đi bái phỏng trầm mặc nùng. Bọn họ toàn bộ đều đối la quân tràn ngập tốt. Tại khách sạn đại trong phòng, mọi người rượu say tai nóng trầm mặc nùng cùng lưu mụ, triệu mẹ cùng một chỗ đến đây. Tiểu niệm tự ở một bên cùng triệu mẹ chơi đùa lấy. Bởi vì còn tại cho ú duyên cớ, trầm mặc nùng không uống rượu, mà chính là uống sữa tươi. Trong bữa tiệc, đảm nhiệm ngỗng nhịn không được hỏi, Trần ca đến cùng là một cái dạng gì người. Liễu Lâm nói ra, ta còn nghe nói, các ngươi về sau gặp phải một cái ung thư phổi người bệnh thời kỳ cuối, là Trần ca xuất thủ đem cứu chữa tốt lão. Việc này, nếu là ta trước kia nghe nói, ta khẳng định phải mắng đây là cái gì cầu thí kẻ tạo lời đồn, thật sự là nói láo không làm bản nháp. Nhưng ở ta tận mắt thấy là quân đem đầu kia thông thiên đại đạo tu sau khi ra ngoài, ta cảm thấy không có cái gì là không thể nào. Mà lại, còn có người cho ta phát tới người bệnh kia bị bệnh trước bệnh lịch, ảnh chụp, cùng trị liệu tốt sau ảnh chụp. Cái này trần ca, chẳng lẽ là thần linh hay sao? Tất cả mọi người trông đợi dướn cổ lên, nhìn về phía trầm mặc nùng trầm mặc nùng khẽ cười khổ nàng biết mình nếu như không cho cái phù hợp đáp án đi ra đám người này là không sẽ bỏ qua cái gì là thần đâu trầm mặc nùng đột nhiên hỏi lại đảm nhiệm ngỗng bọn người vấn đề này ngược lại thật sự là đem đảm nhiệm ngỗng bọn người hỏi khó lâm quốc đào trầm giọng nói ra thần có rất nhiều không đồng tông dậy có khác biệt thần thần duy nhất giống nhau là có thần thông quảng đại pháp lực sẽ còn phổ tế thế người trầm mặc nùng nói ra nếu như nói thần thông quảng đại là thần, như vậy. Hắn thật là thần đi. Nhưng nếu nói muốn phổ tế thế người loại này mới tính thần, như vậy hắn không tính thần. Trầm mặc nùng sau đó còn nói thêm. Lời này nói thế nào? Lâm Quốc Đào lập tức hỏi. Trầm mặc nùng thả tay xuống thịnh trang sữa bò pha lê ly đế cao, sau đó chậm rãi nói ra, đời này có rất nhiều tông giáo, mỗi một cái tông dậy thờ phụng đều là khác biệt thần. Những thứ này thần tại tín đồ tuyên truyền chi, tựa hồ cũng là trí cao không, lòng giả dạ từ bi, chiếu cố tín đồ. Nhưng sự thật đâu, mỗi một cái tông dậy cũng đều là tự mâu thuẫn, như có tông giáo bên trong, thần nói muốn thứ hai cầu nguyện, có nói nhất định phải thứ ba mới có thể cầu nguyện. Có nói muốn sùng bái châu, có muốn giết châu đến tế tự hắn. Cho nên, từ nơi này vĩ mô góc độ đến xem, thần có phải hay không cũng tràn ngập tự tư đâu. Cũng là có chính mình tiểu đoàn thể đâu, cho nên, thần có phải hay không cũng có tỷ vết đâu mọi người lâm vào trầm tư. Trầm mặc nùng tiếp tục nói, là quân là chúng ta muốn có năng lực một chút, nhưng hắn mặt, có lợi hại hơn người tồn tại. Cái này giống như là như chúng ta, chúng ta có tiền, có quyền, rất nhiều người bình thường muốn trưởng khống tư nguyên nhiều hơn. Như vậy đối với hắn những người bình thường kia mà nói, sự thật chúng ta cũng là thần, chúng ta xuất thủ, cũng có thể cải biến vận mệnh bọn họ. Nhưng là các ngươi sẽ đi phổ tế thế người sao? Thì ra là thế, Lâm quốc đào như có điều suy nghĩ, tựa hồ là minh bạch cái gì. Mà đảm nhiệm ngỗng mấy người cũng đều là như có điều suy nghĩ. Là quân cùng kiều ngưng trước về Thiên Châu, là quân cảm ứng được sát thiên giản tại thần tộc Thánh Điện Chi. Mặt khác, là quân còn cảm ứng được đạo thiên thê cùng băng thiên nhận tại trời cao trong tông. Mạo anh thiên trùy tàn thiên đồ thì trong tay vũ hóa môn. Chính là minh nguyệt cung bên trong cũng có một kiện trí bảo, gọi là trí thiên môn. La Quân cảm thấy cao hứng là, quang ở trên trời châu có thể tìm tới năm kiện trí bảo. Hết thầy chỉ có 8 cái trí bảo tung tích không rõ, bây giờ nhanh như vậy tìm được năm kiện trí bảo hạ lạc, mà lại đều ở trên trời châu chi. Cái này gia tăng thật lớn La Quân tầm bảo hiệu suất. Còn mặt khác ba kiện trí bảo, La Quân tạm thời còn không có cảm ứng ra tới. Nhưng đây không phải nan đề, chỉ cần hắn ổn định lại tâm thần, bỏ chút thời gian, muốn tìm được cũng không khó. Bây giờ việc cấp bách là trước đem cái này năm kiện trí bảo cầm trở về mới thành. Đi trước thần tộc, lấy được sát thiên giản, là quân nói với Kiều Ngưng. Linh tuệ hòa thượng nhảy ra, nói ra, bần tăng tại van xin thế giới cùng thần mộ giới bảo dấu phong phú không, đạo hữu người đánh tính toán lúc nào đi lấy A. Là quân nói ra, các loại đem thiên châu năm kiện trí bảo lấy, lại đi van xin thế giới tìm bảo tàng. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vậy cũng được, bất quá, không phải cần phải đi trước minh nguyệt cung đem trí thiên môn cầm sao muốn đến minh nguyệt cô nương không có bất luận cái gì gây khó dễ kiều ngưng nhất thời nhãn tình sáng lên nói ra nếu như tiên tôn chịu hỗ trợ cái kia càng thêm dễ làm cũng không tốt xử lý la quân nói ra tiên tôn xuất thủ là minh nguyệt cung cùng thần tộc đối đứng lên cho nên không thể để cho tiên tôn xuất thủ ta đi thần tộc cũng không phải là muốn làm bừa mấy thứ này đều cần dùng trí làm sao cái dùng trí pháp kiều ngưng hỏi la quân nói ra còn không có cụ thể phương pháp đi trước thần tộc rồi nói sau kiều ngưng gặp la quân chủ ý đã định liền nói ra vậy được rồi la quân cùng kiều ngưng thi triển đại na di thuật rất nhanh tới thần tộc thánh thành chi lúc này chính là muộn khốc nhiệt thánh thành cũng rốt cục nghinh đón một tia mát lạnh thánh thành chỗ sa mạc khu vực thánh thành bên ngoài một năm bốn mùa đều là cho bụi cuồn cuộn may mắn có thần tộc ở đây mới cam đoan thánh thành phồn vinh cùng hưng thịnh mỗi lần thiếu nước thời điểm thần tộc cao thủ cũng sẽ lấy đại pháp lực vận thánh thủy tiến đến bất quá mặc dù như thế thánh thành chi nước vẫn là quý giá tư nguyên lãng phí nguồn nước chính là nhất đẳng đại tội một phần minh nguyệt tại bầu trời chi hệ thống treo toàn bộ thánh thành đều tắm rửa tại màu xám bạc ánh trăng chi thánh thành mỗi ngày đều hội có thật nhiều người ngoại lai ra vào cũng có tu sĩ lui tới cho nên là Quân cùng Kiều Ngưng tiến vào, vẫn chưa gây nên cái gì gợn sóng. Cái này bên trong tòa thánh thành, dị quốc phong tình vị đạo 10 phần. Lớn nhiều người đều đầu buộc lấy màu trắng hada, đi chân đất hành tẩu tại mặt đường. Đáng giá nói chuyện là, thánh thành đường đi quét dọn đến rất sạch sẽ. La Quân cùng Kiều Ngưng vào ở một nhà quán trọ, nơi này cũng không lưu hành khách sạn, có chút giống là phía tây muslim phong cách. Cái kia trong khách sạn, có chút sạch sẽ. La quân cùng kiều ngưng thân thể hoàng kim vẫn là rất nhiều cho nên tuyển một gian ngồi gian phòng vào ở về sau la quân cùng kiều ngưng trực tiếp tiến vào phòng bị tu di bên trong ở trong đó mới là bọn họ quen thuộc nhà tiến là cái viên kia lớn nhất phòng bị tu di bên trong cũng là linh tuệ hòa thượng lưu lại bảo tàng cái viên kia phòng bị tu di linh tuệ hòa thượng bị la quân phong tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng cũng không ý kiến bởi vì hắn hiện tại không có gì dục vọng mà huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong khí thức là hắn nhất là hưởng thụ. Hắn cảm thấy nếu là có thể chết tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, chính là hắn may nhất phúc. Cái này phòng bị tu di bên trong, là quân là đi qua một phen chế tạo. Bây giờ bên trong có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, cũng rất hiện đại hóa. Là quân thậm chí còn dành thời gian làm một cái tiểu lôi ao, bên trong có thể vô hạn cung cấp điện. Là quân chế tạo một tòa tư nhân dạp chiếu phim, cao cấp ghế sofa, đại tủ lạnh. Vân vân, lại khảo rất nhiều điện ảnh tại trong mâm, bao quát nhật bản phim hành động tình cảm, đó cũng là không ít khảo. Lần này, hắn cùng Kiều Ngưng hưởng thụ nằm tại tư nhân dạp chiếu phim sofa lớn giường. Bên ngoài đã bị La Quân bố trí trận pháp, vừa có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức có thể phát giác được. Đồng thời, La Quân cùng Kiều Ngưng cũng đều bị linh thai quyết ẩn tàng khí tức. Hắn biết mình trước mắt tại Thánh Thành tuyệt đối sẽ không chịu đến thần tộc hoan nghênh. Một lần chính mình đi vào thánh thành, sau đó liên lạc trình kiến hoa. Về sau bích lạc lão nhân theo dõi, tiếp theo bị chính mình giết. Thần tộc người sẽ không nghĩ không ra việc này cùng mình có quan hệ, cho nên lần này La Quân biết mình chỉ cần quang minh chính đại xuất hiện, như vậy thần tộc người tất nhiên không biết từ bỏ ý đồ, cũng sẽ đem bích lạc lão nhân sự tình điều tra rõ ràng. La Quân mấy ngày nay bôn ba hơi mệt chút, tạm thời cũng không muốn quản bên ngoài sự tình. Hắn cùng Kiều Ngưng nằm tại ghế sofa, dễ chịu nhìn lấy ra đình ảnh trong nội viện truyền bá chiếu phim đó là một bộ kinh điển phim Titanic kiều ngưng ngược lại là nhìn rất nghiêm túc cũng nhìn rất là cảm động sau cùng còn rơi nước mắt các loại Titanic sau khi xem xong là quân rất không đứng đắn nói ra ta cho ngươi xem bộ càng có ý tứ đồ vật kiều ngưng nhất thời cảm thấy rất hứng thú nói ra sau đó là quân thả một bộ nhật bản phim hành động tình cảm to lớn đại trong màn hình xuất hiện hai đầu sao. Dùng lớn như thế màn hình đến xem loại này phim, cũng là không có người nào. Kiều Ngưng còn thật là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này phim, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, đây đều là cái gì nha. Là Quân cười ha ha, nói ra, tới tới tới, ta dậy một chút ngươi. Tị y hát phun trào, Kiều Ngưng cũng không có cực tuyệt la quân, hai người rất nhanh quần áo tận cởi, sau đó lăn cùng một chỗ. Trong màn hình cùng dưới màn hình mặt, lại là như thế phù hợp cùng nhất trí. Một vòng sau về sau, hai người mồ hôi đầm đìa, nhưng lại thoải mái không. Kiều Ngưng dễ chịu nằm tại La Quân trong ngực. Hiện tại chúng ta cũng đến bên trong tòa thánh thành, người dự định làm sao đi tìm sát thiên giản A. Kiều Ngưng lười biếng hỏi La Quân. Hiện tại giống như không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. La Quân hí ngược nói ra, nếu không chúng ta một lần nữa. Kiều Ngưng trợn mắt chừng một cái, nói ra, người đều không ngán sao. Cái đồ chơi này cái kia có thể dính, La Quân nói ra. Kiều ngưng một cái xoay người đem La Quân áp dưới thân thể, hung dữ nói ra, ta hút khô ngươi, nhìn ngươi dính không ngán. La Quân cười ha ha. Hai người vui đùa ẩm ý sau một lúc, liền trở lại chuyện chính. Hắn sắp sửa đến đây xử lý bích lạc lão nhân sự tình cùng Kiều Ngưng nói. Kiều Ngưng được nghe nhất thời im lặng, nói ra, nói như vậy lên, người xem như mẫn cảm nhân vật người cái này vừa xuất hiện thần tộc người tuyệt đối muốn đem người bắt cầm lên thẩm vấn rõ la quân nói ra là cái này lý nhi kiều ngưng nói ra vậy ngươi dự định làm sao vào tay đi tìm sát thiên giản la quân nói ra ta không biết trình kiến hoa cùng tu la đại đế phải chăng còn tại trong thánh điện nếu có bọn họ hỗ trợ chính là làm ít công to cho nên ta dự định để ngươi ngày mai đi liên lạc bọn họ ta là mẫn cảm nhân vật ngươi không phải a à. Kiều Ngưng nói ra, vậy cũng được. Nàng đón đến, còn nói thêm, nhưng thánh điện chi, canh phòng nghiêm ngặt, ta muốn thần không biết, quỷ không hay liên hệ đến bọn họ, cũng không dễ dàng. La Quân nói ra, hiện tại xác thực không nên đả thảo kinh xa, cho nên chúng ta cần muốn tìm tới một cái ra vào thánh điện thần tộc người, sau đó lặng lẽ đem độ hóa. Từ hắn tới làm cái này ở giữa người, liền có thể thần không biết, quỷ không hay. Kiều Ngưng nhãn tình sáng lên, nói ra đây là ý kiến hay bất quá đi nơi nào tìm dạng này một cái thần tộc người là quân nói ra tiềm phục tại ngoài thánh điện mặt luôn có người ra vào đi Kiều Ngưng nói ra biện pháp tốt là quân cười ha ha một tiếng nói ra tốt biện pháp gì a à, bất quá là cái chết biện pháp mà thôi người làm sao như thế sủng bái ta ta nói cái gì người đều cảm thấy ta lợi hại Kiều Ngưng trợn mắt chừng một cái nói ra người ít bảnh trệ La Quân sau đó lại đem đại bản nguyên thuật giao cho Kiều Ngưng, hắn bây giờ không phải là đem chỗ có thần thông đều cho Kiều Ngưng. Cũng là sợ Kiều Ngưng tham thì thâm, mà đại bản nguyên thuật có thể cường hóa Kiều Ngưng não vực, chính là vì nàng an toàn nghĩ. Một đêm này, La Quân cùng Kiều Ngưng ân ái không? Hai người sầu triền miên, cảm thấy hạnh phúc an bình tới cực điểm. La Quân bây giờ suy nghĩ thông suốt, trên đời này, đã không có chuyện gì để hắn cảm thấy ái náy hoặc là phiền lòng. Muốn làm sự tình, đều đi làm chính là, không dùng do dự không tiến. Cùng Tống Ninh, Đinh hàm đoạn về sau, hắn thân thể sau cùng nặng nề gông xiềng giải quyết triệt để rơi. Hắn sở dĩ cảm thấy nặng nề, là bởi vì, như thế chịu nặng yêu hắn không cách nào hồi báo. Hắn tại cô phụ trí ái mạng sống con người cùng tâm huyết. Bây giờ, các nàng có thể đi tìm tìm các nàng hạnh phúc, dạng này rất tốt, rất tốt. Sớm thời điểm, Kiều ngưng rời giường nàng tại trong phòng bếp rửa tay làm canh thang, chuẩn bị cho La Quân thật sớm bữa ăn. La Quân sau khi rời giường, liền nhìn đến bàn ăn mỹ vị bữa sáng, chợt cảm thấy hạnh phúc nguyên lai like là như thế chi đơn giản. Audio điện tử võ tấn bền Ăn sáng xong về sau, La Quân chuẩn bị cùng Kiều ngưng triển khai hành động. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách đô la lưới, nhìn lớn nhất toàn. Bất quá lúc này, La Quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi kiều ngưng bị kinh ngạc nói ra thế nào khó nói chúng ta bị phát hiện la quân sắc mặt cổ quái nói ra không phải chỉ là ta giống như quên một người người nào kiều ngưng nói ra la quân không khỏi cười khổ nói ra chính là hồng quang kiều ngưng cũng đột nhiên nhớ tới hai người cũng không khỏi buồn cười trước đó vội vàng sự tình các loại liền đem chính là hồng quang vây ở hắc ám mạn đồ la bên trong cái này mấy ngày kế tiếp hai người đem ra hỏa này là quên mất sạch sẽ la quân cùng kiều ngưng liền cấp tốc tiến vào hắc ám mạn đồ la bên trong nói đến la quân cùng kiều ngưng lúc này tình huống là đối không gian quy tắc một loại cực vi diệu thuyết minh bọn họ đầu tiên là ở vào vũ trụ chi sau đó hệ ngân hà là tại vũ trụ chi thái dương hệ là tại hệ ngân hà chi địa cầu là tại thái dương hệ chi thiên châu là tại địa cầu chi quán trọ là ở trên trời châu chi phòng bị tu di là ở vào quán trọ chi hắc ám mạn đồ la là ở vào phòng bị tu di chi. Trồng chất không gian, hình thành cái này phức tạp thế giới. Mà tại vũ trụ bên ngoài, đến cùng là cái gì đây? Cái này là nhân loại vĩnh viễn khó có thể theo đuổi được. Cho dù là thiên quân tu luyện thành đại na di thuật, cũng khó có thể tìm kiếm rõ ràng. Thế gian sự ảo diệu là nhân loại không có năng lực đi tìm kiếm minh bạch. Tại hắc ám mạn đồ la chi, một đóa đại biểu huyền diệu hắc ám liên hoa ngồi vững van xin có thể trông thấy, lại vĩnh viễn tiếp xúc không đến. Một khi có thể tiếp xúc đến, cũng là tìm kiếm rõ ràng hắc ám mạn đồ la ảo diệu, liền có thể này ra ngoài. Tại hắc ám liên hoa chung quanh, chính là bóng đêm vô tận, giống như là thời gian, không gian đã toàn bộ đều cấm đoán. Cái kia chính là hồng quang pháp lực đều bị phong ấn lại, cho nên hắn căn bản không có năng lực đột phá hắc ám mạn đồ la ước thúc. Chính là hồng quang mấy ngày nay tính được là một ngày bằng một năm, lúc này la quân cùng kiều ngưng xuất hiện tên này giống như là thấy thân nhân hai vị đại tiên các ngươi cuối cùng tới chính là hồng quang phàn nàn chạy tới hận không thể bắt lấy la quân ống quần khóc lóc kể lể la quân cũng không khách khí nói ra chính là hồng quang trước đó ta nói là lưu ngươi một cái mạng nhưng ngươi làm nhiều việc ác người pháp lực ta là nhất định muốn hủy bỏ về sau người đường sẽ như thế nào xem chính ngươi tạo hóa đi chính là hồng quang nghe xong lời này lập tức khóc tang lên mặt nói ra đại tiên ta làm ác quá nhiều nếu là không có pháp lực sau khi đi ra ngoài còn không phải một con đường chết ha đại tiên ta về sau nhất định thay đổi triệt để thật tốt làm người ngươi cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội đi la quân nhìn chính là hồng quang liếc một chút sau đó nói muốn ta cho ngươi một cái cơ hội cũng không phải là không thể được chính là hồng quang nghe vậy đại hỉ nói ra đại tiên chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, cho ta một con đường sống. Ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. La Quân liền nói ra, ta muốn ngươi tiếp nhận ta độ hóa, từ đó quy y tại ta. Chính là hồng quang sướng sở sướng sở. La Quân nói xong liền tế ra kim quang phù lục, nói ra, ngươi có thể hiểu cái này. Chính là hồng quang sắc mặt nhất thời biến đổi, nói ra, Phật giới thuật pháp. La Quân nói ra, không sai, ngươi có nguyện ý hay không độ chấp nhận hóa không nguyện ý chúng ta không nói nhảm ta trực tiếp hủy bỏ ngươi tu vi ta nguyện ý nguyện ý chính là hồng quang vội vàng nói vậy thì tốt thả ra ngươi tâm linh tiếp nhận ta kim quang phổ chiếu la quân nói như vậy chính là hồng quang không dám vi phạm ngay sau đó la quân liền dùng đại pháp thuật điều động kim quang phù lục chỉ một lúc sau liền đem chính là hồng quang triệt để độ hóa chính là hồng quang thân thể chi toàn bộ bị kim quang nhuộm dần là quân cùng kim quang phù lục hòa làm một thể, đối chính là hồng quang bị độ hóa tình huống nhất thanh nhị sở. Lúc này, chính là hồng quang tại chỗ đứng lên, lập địa thành Phật, chắp tay trước ngực, nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng trước kia nghiệp chướng nặng nề, bây giờ đắc đạo bạn điểm hóa, đại thông đại ngộ. Sau này, bần tăng đem một lòng phụng dưỡng đạo hiếu, dùng cái này đến rửa sạch bần tăng quá khứ tội nghiệt. Kim quang này phù lục chi thần, để kiều ngưng lần nữa cảm thấy trợn mắt hốc mồm. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn sau đó đem chính là hồng quang trong thân thể cấm chế toàn bộ giải trừ. Như thế về sau, chính là hồng quang cũng khôi phục tự do chi thân. Đạo hữu, Bần tăng luân hồi bàn chi, còn có hơn 100 tên bị Bần tăng trước kia cầm tù nữ tu sĩ, các nàng nhận hết thống khổ cùng tra tấn, Bần tăng vạn phần áy náy, muốn đưa các nàng lập tức thả ra ngoài. Hơn 100 tên, La Quân cùng Kiều Ngưng bị kinh ngạc. Người còn thật đầy đủ tàn nhẫn vô sỉ. La quân mắt lóe qua hận sắc, hận không thể đem cái này chính là hồng quang một đao bổ, nhưng lại nghĩ tới, lúc này tên này đã bị độ hóa, giết chẳng bằng giữ lấy. La quân liền nói ra, người nghiệp chướng nặng nề, sau này làm làm nhiều việc thiện, rửa sạch thân thể tội nghiệt. Chính là hồng quang nói ra, bần tăng nhớ kỹ đạo hữu dạy bảo. La quân nói ra, tốt, hiện tại đưa người cái kia luân hồi bàn giao ra. Chính là hồng quang lập tức nói ra, đúng, đạo hữu hắn cung cung kính kính đem luân hồi bàn lấy ra, cái kia luân hồi bàn hiện ra màu đồng cổ, mặt có vô số tinh mịn hoa văn trận phù. La quân một tay cảm ứng, lập tức cảm giác được luân hồi bàn chi có có tầng 18 luân hồi không gian. Cái này tiểu tiểu luân hồi trong mâm mặt, không gian trồng chất, cuồn cuộn nhược hải. Tại chỗ sâu nhất, có một tòa cung điện, bên trong cung điện kia liền bị chính là hồng quang giấu hơn 100 tên Mỹ nữ tu sĩ. Càng làm cho La là Quân chấn kinh là, những mỹ nữ kia các tu sĩ, từng cái bủn rùn bất lực, toàn bộ đều không đến mảnh vải. Giống như là vô số màu trắng sao. Hoàn toàn không có mỹ cảm. Là quần khẽ nhíu mày, hắn đem luân hồi bàn cho Kiều Ngưng, nói ra, người đến xử trí đi. Kiều Ngưng tiếp nhận luân hồi bàn, nàng nói ra, ta trước vào xem. Là quần nói ra, tốt. Kiều Ngưng sau khi đi vào, là quần mắt nhìn chính là Hồng Quang, nói ra, người có cái gì thần thông còn có cái gì bảo bối, nói cho ta một chút nhìn. Chính là Hồng Quang nói ra, đúng, đạo hữu bần tăng tinh thông thải âm bổ dương chi thuật, hội âm ma xá cơ thần công. Ngoài ra còn có hư thần trưởng, hỏa diễm cờ, lại có thần đan trăm viên, tụ âm đan ngàn viên. Đều giao ra, cho ta xem một chút, là quân trung thực không khách khí nói ra. Chính là Hồng Quang nói ra, vâng, là quân xem xét, cái kia hư thần trưởng, hỏa diễm cờ đều là không tệ pháp thuật cùng pháp bảo. Nhưng cũng nói không phá lệ tài năng xuất chúng, là quân hứng thú không lớn, liền trực tiếp lướt qua. Thần đan trăm viên, là quân trực tiếp không thu. Sau đó cái kia tụ âm đan ngược lại là một kinh nghỉ cái này tụ âm đan là chính là hồng quang không biết hái thường bao nhiêu nữ tu sĩ nguyên âm luyện chế mà thành. Đối với nam tử tẩu hỏa nhập ma, dương hỏa quá thịnh có rất tốt hiệu quả trị liệu. Mà đối với nữ tính tu luyện, cũng có làm ít công to chi diệu dùng, nữ tu sĩ cần phải đều sẽ rất ưa thích loại này tụ âm đan la quân cũng không tính đem những thứ này tụ âm đan chiếm thành của mình bởi vì loại này tụ âm đan là thu thập nữ nhân thân thể nguyên âm tuy nhiên hiệu quả rất tốt nhưng dù sao có nhân quả tại cái này nhân quả bắt đầu đồng thời không hiển hiện nhưng đến sau cùng lại là hại người đồ vật la quân điểm ấy phân biệt năng lực cùng tự khống năng lực vẫn là có đến mức cái kia âm ma xá cơ thần công hoàn toàn là tà công Chuyên môn thu thập nữ nhân âm hồn tới tu luyện, thi triển đi ra, khiến người ta như lâm vào phấn hồng la chướng chi, khó có thể tự kiềm chế. La Quân cảnh cáo chính là hồng quang, nói ra, về sau không cho phép lại vì tu luyện ma công kia đi hại người, biết không? Chính là hồng quang nói ra, đạo hữu dạy bảo, Bần tăng nhớ kỹ trong lòng. La Quân không thu tụ âm đan cùng thần đan, còn lại đồng thời không thèm quan tâm. Kiều Ngưng ở bên trong đợi rất lâu, ra đến thời điểm lại là mang ba tên cực kỳ mỹ lệ nữ tu sĩ mà lại tu vi đều tại thái hư cửu trọng thiên la quân ta nhìn rất lâu trong này cái này ba cái xinh đẹp nhất tặng cho ngươi làm tiểu thiếp kiều ngưng một cách tự nhiên nói ra nàng là chân tâm thực ý bởi vì ở trong mắt nàng tới nói la quân nhiều mấy cái nữ nhân cũng rất bình thường cái kia cường đại tu sĩ không có trăm cái thê thất đây kiều ngưng trước đó cự tuyệt la quân là bởi vì tư đồ linh nhi tại hôn mê chi nàng cảm thấy như thế sẽ rất áy náy mặt khác nàng cũng không muốn rơi vào loại này trần thế chi nhưng lúc này đã làm la quân nữ nhân nàng cảm thấy mình muốn tận tốt chính mình bổn phận cái này ba tên nữ tu sĩ không đến mảnh vải thân thể phong cảnh đoạt người tâm phách la quân không khỏi mặt mo đỏ ửng nói ra ngươi mù quáng làm việc phung đâu ta cho ngươi đi xử lý không phải để ngươi cho ta chọn nữ nhân a à, ngươi không thích kiều ngưng cảm thấy buồn bực nói ra người dục vọng mạnh như vậy, ta nhìn đến mức quá nhiều tìm mấy cái mới có thể thỏa mãn người A. À. Là quần hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính là hồng quang ở một bên thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám nhìn loạn. Cái kia ba tên nữ tu sĩ toàn thân bất lực, một cái cầm đầu tội nghiệp nói ra, công tử, nô gia nhất định cực kỳ phụng dưỡng tại ngài, nhìn ngài chiếu cố. Tìm ba bộ quần áo, trước cho các nàng xuyên, là quần nói với Kiều Ngưng kiều ngưng hì hì cười một tiếng nói ra ngươi còn là ưa thích nha giả mù sa mưa cái gì cùng ta còn có cái gì không có ý tứ nàng nói xong tìm ba bộ quần áo đi ra đồng thời kiều ngưng giải khai các nàng thân pháp lực cấm chế tam nữ nguyên âm bị hấp thu quá nhiều cho dù cấm chế bị giải khai cũng là suy yếu không có điều các nàng đi bộ hành động ngược lại là đã không có vấn đề sau đó rất nhanh mặc quần áo tử tế khoan hãy nói Mặc quần áo về sau, cái này tam nữ sắc đẹp còn thật tính được là thiên tư quốc sắc. Cái này chính là hồng quang cũng không phải cái gì vớ va vớ vẩn đều ra tay. Nô ra bái kiến công tử, tam nữ mười phần thức thời yêu kiều cúi đầu. Các nàng xem cái kia chính là hồng quang sắc mặt tràn ngập hận ý, nhưng các nàng cũng là thức thời người, biết lúc này còn ở lại chỗ này công tử trẻ tuổi trưởng khống chi. Cho nên hiện tại các nàng cái gì đều không biểu lộ ra. Là quân không biết nên nói thế nào, một phát bắt được Kiều Ngưng, hung ác nói, cùng ta đi ra. Trong chớp mắt, La Quân liền dẫn Kiều Ngưng ra hắc ám mạn đồ la, liền tại cái kia phòng bị tu di giấu trong bảo khố. Làm sao rồi, Kiều Ngưng có chút rất là kỳ lạ. La Quân hung hăng hôn Kiều Ngưng, Kiều Ngưng bị hắn hôn đến có chút không thở nổi. Rời môi về sau, Kiều Ngưng khuôn mặt đỏ rực, nói ra, ngươi là rất cao hứng, tại cảm tạ ta sao? Cảm tạ ngươi cái giám a, à? La Quân nói ra, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu a à? kiều ngưng lắc đầu rất thẳng thắn mà nói nói thật không hiểu a à. la quân bất đắc dĩ nói ra ta biết ngươi ý nghĩ ngươi cảm thấy thân thể cùng tư tưởng là hai chuyện khác nhau ngươi cảm thấy ta khoái lạc không quan trọng ta nhiều mấy cái nữ nhân chỉ cần trong lòng ta là có ngươi đúng hay không kiều ngưng suy nghĩ một cái trước mắt nói ra là cái dạng này la quân nói ra nhưng ta có thể tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người khác đến làm bẩn thân thể ngươi, nhìn nhiều ngươi mấy cái mắt cũng không được." Kiều Ngưng nói ra, "Cái này rất bình thường a, à. âm dương có khác, một cái cái bàn phối bốn cái ghế dựa là bình thường, có thể chưa thấy qua một cái ghế phối bốn cái bàn." La Quân nói ra, "Ai, người ý tưởng này thật đúng là nam nhân tính phúc a." À. Kiều Ngưng có chút phiền muộn, nói ra, "Chẳng lẽ không phải như vậy phải không?" La Quân phất phất tay, nói ra, cùng ngươi nói không rõ ràng, dù sao đi, ta có Linh Nhi, mặc nùng cùng ngươi, đã rất là thỏa mãn. Ta thậm chí nghĩ đến nếu như khả năng, có thể cho mỗi người các ngươi đều là một đời một kiếp một đôi người cảm tình. Nhưng thế sự biến hóa như thế, ta hội càng thêm chân quý các ngươi. Còn cái gì hắn nữ nhân, ta là không muốn đụng. Kiều Ngưng nói ra, nói nửa ngày, nói là cái này a. À. Tốt ra à, ta vốn cho rằng ngươi sẽ thích, đã ngươi không thích, vậy coi như La Quân nói ra, những thứ này nữ tu sĩ, người có thể có cái gì xử lý biện pháp sao? Kiều Ngưng nói ra, ta nhìn những thứ này nữ tu sĩ chi, có thật nhiều tư chất không tệ. Như vậy đi, đến lúc đó ta nhìn các nàng có không có chỗ đi, nếu là không có địa phương đi, dẫn tiến cho Minh Nguyệt Cung đi. Nhìn Minh Nguyệt Cung có nguyện ý hay không thu các nàng? Là Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đó là cái biện pháp tốt. Sau đó, là Quân nói ra, Ta chỗ này có tụ âm đan một nghìn mai hai bên, các nàng đều nguyên âm hao tổn nghiêm trọng, người cầm đi cho các nàng phân. liền làm cho các nàng trước tiên ở luân hồi bàn bên trong cực kỳ tu dưỡng, cho chúng ta đem nơi này sự tình làm thỏa đáng, lại an bài các nàng đường ra. Kiều Ngưng nói ra, tốt. Về sau, là quần đem tụ âm đan toàn bộ cho Kiều Ngưng. Kiều Ngưng mang cái kia ba tên nữ tu sĩ tiến luân hồi bàn bên trong. Là quần không có quá nhiều đi qua hỏi luân hồi bàn bên trong sự tình hắn tin tưởng Kiều Ngưng có thể xử lý tốt. Như thế về sau, Kiều Ngưng mới ra luân hồi bàn. Nàng mỉm cười, nói ra, những thứ này nữ tu sĩ nhóm đến tụ âm đan, liền có thể rất nhanh khôi phục. Các nàng đều rất cảm kích người đây, hận không thể lấy thân báo đáp. La Quân nói ra, được rồi, thiếu cùng ta bần. Chúng ta muốn đi làm chính sự. Kiều Ngưng liền nghiêm mặt nói, tốt. Về sau, La Quân cùng chính là Hồng Quang trốn ở phòng bị tu di chi kiều ngưng liền hành hương điện phương hướng mà đi kiều ngưng cũng mang điểm cao mặt nạ diện mục thật sự bị cải biến tự thân khí thức cũng bị ẩn tàng nàng đã từng cùng la quân cùng một chỗ tại đại khang cùng thần tộc tác chiến qua cho nên nàng cũng cần làm một chút cải biến la quân cùng chính là hồng quang tại phòng bị tu di bên trong bọn họ lấy mắt thường là không nhìn thấy tình huống bên ngoài bất quá la quân lấy thần niệm cảm ứng đối với ngoại giới vẫn là rất rõ ràng dùng thần niệm cảm ứng nhất là thuận tiện nhưng cũng dễ dàng bị người phát giác. Mặt khác, Kiều Ngưng cũng có thể thông qua ý niệm tùy thời cùng La Quân câu thông. Tại Thánh Điện Chiêu Thiên Môn một bên, Kiều Ngưng che giấu. Nàng khí tức bị linh tuệ hòa thượng linh thai quyết hoàn toàn che đậy kín, kể từ đó, chính là Thánh Điện cao thủ cũng khó có thể phát hiện. Chiêu Thiên Môn trước ngẫu nhiên có thần tộc nhân ra vào. Kiều Ngưng chỉ các loại chừng 2 giờ, tìm được một cái không tệ đối tượng. Đó là một cái cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, hắn thản nhiên đi ra chiêu thiên môn. Kiều ngưng xa xa nhìn lại, liền gặp người này là cái xanh niên công tử, mà lại toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Thanh niên kia công tử ra chiêu thiên môn về sau, liền trực tiếp bay trên trời hư không, hướng nơi xa bước đi. Hắn thân pháp rất nhanh, đảo mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Kiều ngưng chỗ đó có thể tha cho hắn rời đi, dạng này một cái công tử áo trắng tại chiêu thiên môn xuất hiện, nhất định là thần tộc chi có chút thân phận nếu là đem hắn hàng phục cái kia muốn tìm tới sát thiên giản đơn giản nhiều la quân vốn là muốn liên lạc trình kiến hoa nhưng hắn cũng không dám trực tiếp liên hệ bởi vì lần cùng trình kiến hoa hồn vốn hố chết bích lạc lão nhân chỉ sợ trình kiến hoa tính toán có thể giải vây cũng gây nên thần tộc người cảnh giới lúc này chính mình vì tiện xuất hiện không chỉ có hội để cho mình lâm vào hiểm địa cũng sẽ cho trình kiến hoa mang đến tai họa ngập đầu kiều ngưng tại thanh niên mặc áo trắng kia bay sau khi đi nàng lập tức thân hình lóe lên, liền là cùng. Đồng thời thần niệm bắn phá, đem thanh niên mặc áo trắng kia một mực khóa chặt lại. Thanh niên mặc áo trắng kia người ở trên không, cái này bị khóa bình tĩnh về sau, lập tức phát giác được. Thanh niên áo trắng có chút ngạo khí, tại thánh thành dạng này địa phương, chỗ đó có thể dễ dàng tha thứ kẻ trộm ngấp nghé. Hắn lập tức quay người, nghiêm nghị quát nói, hà phương tặc tử, lăn ra đến. Kiều ngưng cấp tốc mà tới, liền tại thanh niên áo trắng trước mặt đứng nghiêm thanh niên áo trắng nghi hoặc nhìn về phía kiều ngưng hắn sau đó cười lạnh một tiếng nói ra thật lớn mật lại dám tại thánh thành bên trong cùng bản hoàng tử dương oai bản hoàng tử nhìn ngươi tu vi không tệ tư sắc cũng có hiện tại ngoan ngoãn theo bản hoàng tử trở về cực kỳ thị tẩm như thế bản hoàng tử cho ngươi một đầu sinh lộ không phải vậy lời nói để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong Kiều Ngưng không khỏi nhíu mày, nói ra, hoàng tử. Nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, hoàng tử cũng giống như người ngu ngốc như vậy sao? Muốn chết, thanh niên áo trắng giận tím mặt. Kiều Ngưng lại không đợi thanh niên áo trắng xuất thủ, nàng trực tiếp câu thông La Quân. La Quân sau khi đi ra, vẫy tay một cái thi triển ra linh hồn lốc xoáy. Cái kia biển linh hồn cấp tốc đem thanh niên áo trắng bao phủ tại. Đồng thời, La Quân lại đem biển linh hồn co vào, cấp tốc ném vào đến hắc ám mạn đồ la chi chỉ là vừa đối mặt liền đem thanh niên áo trắng khóa vào hắc ám mạn đồ la chi la quân cùng kiều ngưng càng không nói nhảm một giây sau đại na di thuật triển khai cũng đã rời đi thánh thành đến ở ngoài mấy ngàn dặm la quân cùng kiều ngưng tìm mảnh rừng rậm sau đó rơi vào rừng rậm chi đón lấy la quân cùng kiều ngưng lách mình tiến vào cái kia hắc ám mạn đồ la bên trong biển linh hồn thâm ảo không dù cho la quân không có khống chế thanh niên mặc áo trắng kia cũng khó có thể siêu thoát la quân lách mình sau khi đi vào lập tức trưởng khống biển linh hồn đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng thanh niên áo trắng này thanh niên áo trắng này không là người khác lại là cái người quen cũ chính là năm đó đi thế giới bao la mời qua la quân lạc thiên tình năm đó lạc thiên tình vênh váo hung hăng áo trắng như tuyết la quân cùng đại ca nhị ca tại lạc thiên thể diện trước yếu ớt như là con sâu cái kiến, mà bây giờ vật đổi sao rời, là quân lại nhìn lạc thiên tình, lại cảm thấy lạc thiên tình tựa như con kiến hôi. thế sự diệu à? a, là quân thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại lạc thiên thể diện trước. tứ hoàng tử đã lâu, là quân cười tủm tỉm nói ra, mẹ ngươi là ai a? À? lạc thiên tình gặp la quân, lập tức là chửi ầm lên, con hàng này nghiêm chỉnh không nhớ rõ la quân là ai là quần bỗng cảm giác thụ thương mẹ nó thật đúng là coi lão tử là làm con kiến hôi a à. năm đó tốt xấu còn giao thủ qua hiện tại người thế mà nhận đều không nhận ra lúc này là thiên tình không thể nghi ngờ là rất nổi nóng hắn tại thánh thành chính là trí cao không tồn tại tại nơi đó có cái gì người dám đắc tội hắn hôm nay hắn tại trong thánh điện mốc dính nghĩ ra được hóng gió một chút từ nơi nào biết mới vừa ra tới người đều còn không thấy rõ ràng bị bắt được như thế một cái địa phương quỷ quái tới. La quân thì là cười một tiếng, nói ra, tứ hoàng tử, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. À. Ban đầu ở thế giới bao la, ngài phụng mệnh đi tìm chúng ta mấy cái huynh đệ, về sau bị lăng vân phong đại ca đánh lui. Lúc đó tại hạ may mắn, còn cùng tứ hoàng tử ngài giao thủ qua đây. Ừm, lạc thiên tình nhìn kỹ hướng la quân, rất nhanh, hắn hai mắt mãnh liệt tính, nói ra, ta nhớ tới, Ngươi là cái kia thế giới bao la thiên mệnh chi vương." La Quân mỉm cười, nói ra, chính là tại hạ. Lạc Thiên Tình lạnh giọng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? La Quân nói ra, năm đó tứ hoàng tử Huy Phong cực kỳ, hôm nay tại hạ muốn hướng tứ hoàng tử lĩnh giáo mấy chiêu. Lạc Thiên Tình cũng nhìn ra La Quân tu vi thâm bất khả chắc Hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, sợ hãi nói, ngươi tiến bộ, như thế nào như thế thần tốc? La Quân nói ra, tứ hoàng tử, người ra chiêu đi. Lạc thiên tình cũng không nói nhảm, tay đột nhiên xuất hiện thiên đạo bút. Này thiên đạo bút chính là cổ pháp khí, cực chi lợi hại. Dùng đến tốt, uy lực không tại sơn hà xã tắc đồ loại kia tiên khí phía dưới. Chỉ là, muốn đem thiên đạo bút dùng ra loại kia uy lực, tự thân tu vi chỉ ít cũng phải là cái tạo hóa cảnh. Bất quá mặc dù như thế, thiên đạo bút uy nghiêm như cũ tại. Lạc thiên tình khu động pháp lực, vận chuyển thiên đạo bút. Hắn đầu bút lông cực nhanh, cấp tốc viết kế tiếp phá chữ. Nhất thời, biển linh hồn chi, vô số loại linh hồn quy tắc bắt đầu tan giã. Là quân bị kinh ngạc. Hắn cảm nhận được lạc thiên tình cái này một cái phá chữ lợi hại, cái này phá chữ, chính là chữ cổ, nắm giữ phá chân uẩn, có bài trừ hết thảy sự vật dũng khí cùng quy tắc. Chỉ bất quá, may mắn lạc thiên tình công lực không đủ thâm hậu. Là quân liên tục vận chuyển linh hồn lốc xoáy, chỉ là một cái nháy mắt, liền đem cái kia phá chữ xoắn thành phấn vụn. Chết, lạc thiên tình cấp tốc lại viết một chữ. Lại là chữ cổ, là quân thầm kinh hãi. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ tử vong khí thức ùn ùn kéo đến bao phủ tới. Cái này tử vong khí thức, đem chọn cái biển linh hồn bao phủ, nhuộm dần, đồng thời bắt đầu ăn mòn. Vô dụng, lạc thiên tình, là quân lạnh hừ một tiếng, đồng thời đối này thiên đạo bút tình thế bắt buộc. Bực này pháp khí, đặt ở lạc thiên tình thân thể, quả thực là quá lãng phí. Hắn cấp tốc khu động linh hồn lốc xoáy, đem cái kia tử vong khí tức toàn bộ xoắn nát. Sau đó, là quân nhất trưởng chụp vào lạc thiên tình. Linh hồn đại thủ ấn. Khủng bố linh hồn pháp tắc đem lạc thiên tình bao phủ, cái kia linh hồn đại thủ ấn trực tiếp đem lạc thiên tình bao lại. Lấy lạc thiên tình pháp lực, liền tránh né suy nghĩ cũng còn không có sinh ra, liền bị chết bắt lấy, không thể động đậy Lấy ra. La quân lông mày nhướn lên, tay kia lại một chảo, liền đem thiên đạo bút chộp vào tay. Hắn cấp tốc lấy đại pháp lực đem thiên đạo bút dấu ấn tinh thần xóa đi. Sau đó, La quân đối lạc thiên tình cười lạnh một tiếng, nói ra, tôn quý tứ hoàng tử, ngươi phải hiểu được một việc, đó là ta hiện tại muốn giết ngươi, cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau. Lạc thiên tình giọng căm hận nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi giết ta, thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân nói ra, đó là ta cần muốn cân nhắc sự tình, mà ngươi lúc này muốn cân nhắc là, làm sao cứu trở về chính ngươi mệnh. Lạc Thiên tình tâm đại hận, nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn thế nào, ta muốn ngươi về sau làm nô lệ cho ta. La Quân sau đó cũng là lười nhác nói nhảm, trực tiếp tế ra kim quang phù lục, chính là muốn mạnh mẽ độ hóa Lạc Thiên tình. Lạc Thiên tình lập tức kịch liệt rằng co, nhưng La Quân bây giờ tu vi thâm hậu, nguyện lực gì cường đại chính là tại lạc thiên tình phản kháng lạc quân vẫn cưỡng ép đem lạc thiên tình độ hóa hồi lâu sau lạc thiên tình tâm linh bị kim quang tịnh hóa cái này kiệt ngao bất thuần ra hỏa lúc này kính cần nghe theo không đứng lên chắp tay hành lễ nói ra đa tạ đạo hữu độ hóa bần tăng trước kia ương ngạnh ngang ngược tội nghiệt vô số bây giờ đắc đạo bản tịnh hóa tâm linh liền cảm giác theo khổ hải chi giải thoát bần tăng về sau nguyện ý dùng một đời thời gian đến phụng dưỡng đạo hữu dùng cái này rửa sạch bần tăng trước kia tội nghiệt. La quân nhìn lạc thiên tình liếc một chút, tâm lại không có quá đại hoan hỉ, ngược lại là như có điều suy nghĩ. Ngã Phật từ bi, thật từ bi sao? Bực này độ hóa, khiến người ta mất đi tự mình, là thật độ hóa sao? La quân lần nữa cảm nhận được đại lôi âm phổ độ pháp bá đạo chỗ kinh khủng. Sau đó, La quân thu biển linh hồn, mang theo lạc thiên tình còn có kiểu ngưng đi ra hắc ám mạn đồ la đến mức chính là hồng quang là quân đem hắn đặt ở phòng bị tu di bên trong tĩnh tu không có việc gì thời điểm là không biết đem hắn kêu ra tới cái này chính là hồng quang cùng lạc thiên tình còn có một cái diệu dụng cái kia là có thể tại rất lớn trình độ vì la quân cung cấp nguyện lực bởi vì bọn họ là không tín phụng la quân kể từ đó la quân kim quang phù lục độ hóa lên liền có thể càng thêm làm ít không to lạc thiên tình tại la quân cùng kiều ngưng trước mặt thành thành thật thật dịu dàng ngoan ngoãn không? Là quân bài trước khi nói ra, người có thể đi ra bao lâu, chúng ta như vậy bắt người đi, hội sẽ không khiến cho thần tộc cao tầng chú ý. Lạc thiên tình nói ra, hồi đạo hữu lời nói, bần tăng có thể tùy ý ra vào thánh thành. Bao lâu trở về, cũng sẽ không bị hoài nghi. Bần tăng đại ca bây giờ dám thị thánh điện, chỉ cần bần tăng không gây chuyện thị phi, hắn đối bần tăng đều rất khoan dung. Chỉ là thánh thành mặc dù không có bị thần tộc dùng đại pháp lực bao phủ lại, nhưng thánh thành phát sinh bất cứ chuyện gì đều trốn không thoát thánh vật thiên nhãn kính giám sát chỉ sợ bần tăng cùng đạo hữu ở giữa tranh đấu đã gây nên ta đại ca chú ý nói không chừng lúc này đại ca đã bắt đầu đang tìm ta la quân không khỏi nhíu mày nói ra nói như vậy lên lúc này ngươi như trở về cũng sẽ bị đại ca ngươi hoài nghi lạc thiên tình nói ra đại ca tính cách đa nghi cho nên bần tăng nếu là này trở về hắn nhất định sẽ có chút hoài nghi bất quá bần tăng có biện pháp có thể làm cho đại ca giải thích khó hiểu biện pháp gì la quân hỏi lạc thiên tình nói ra bần tăng còn có vừa trốn mệnh khôi lỗ chỉ cần có cơ hội làm cho đào mệnh khôi lỗ thay thế bần tăng bần tăng thì theo khôi lỗ bên trong trận pháp chi đào tẩu bần tăng nếu là đem đào mệnh khôi lỗ bóp nát mang đến khôi lỗ mảnh vỡ đại ca nhất định sẽ tin tưởng la quân vốn đang đối cái này đào mệnh khôi lỗ có phần cảm thấy hứng thú muốn chiếm thành của mình nhưng nghe Lạc Thiên Tình Kiều nói này, liền cũng bỏ ý niệm này đi. Lạc Quân ngẫm lại, theo rồi nói ra, Sát Thiên Giản món trí bảo này ngươi biết không? Lạc Thiên Tình nao nao, nói tiếp, Sát Thiên Giản đã từng là chúng tinh điện một vị trưởng điện làm pháp bảo, thế nhưng trưởng điện làm bị Tu La Đại Đế cho giết. Về sau, Sát Thiên Giản lưu tại Tu La Đại Đế tay. Lạc Quân bị kinh ngạc, Kiều ngưng cũng là thất sắc. Bởi vì Sát Thiên Giản nếu như là tại Tu La Đại Đế tay như vậy La Quân muốn lấy được sát thiên giản độ khó khăn lớn hơn nhiều. Bất quá La Quân lập tức cũng nghĩ thoáng, có đại ca lâm phong cái tầng quan hệ này tại, muốn đến tu la đại đế trầm tiền bối sẽ không quá mức khó xử chính mình. Cứ như vậy, cần phải sẽ còn dễ dàng và thuận lợi rất nhiều. Dạng này, người trở về hướng tu la đại đế truyền tin, nói La Quân trông đợi gặp lão nhân ra ông ta một mặt. La Quân nói ra, ta lại cho ngươi một chút đan dược, người giúp ta làm lễ gặp mặt đưa tặng cho tu la đại đế lạc thiên tình nói ra đạo hữu tu la đại đế đã tại hơn nửa năm trước rời đi thần tộc ngươi nói đùa cái gì là quân sắc mặt nhất thời cổ quái hắn nói ra ta cảm ứng được sát thiên giản tại trong thần tộc ngươi nói tu la đại đế rời đi chẳng lẽ ngươi đang gạt ta lạc thiên tình nói ra bần tăng vạn vạn không dám đạo hữu ngươi có chỗ không biết hơn nửa năm trước tu la đại đế mang theo trình kiến hoa rời đi thần tộc nói là muốn đi một cái thần bí tinh cầu tu hành Nghe nói cùng theo một lúc đi còn có Hoa Đại Đế, cùng Thần Đế. Mà Tu La Đại Đế tại đi thời điểm, liền đem Sát Thiên Giản đưa cho ta Tam Ca Lạc Thiên Minh. Cái kia có chút điên gia hỏa, là quần nào nào? Lạc Thiên Tình nói ra, đạo hữu biết ta Tam Ca. Là quần nói ra, được chứng kiến, hắn có chút đau đầu, cái kia Lạc Thiên Minh hắn xác thực được chứng kiến. Là cái vô cùng điên cuồng gia hỏa, thiên sinh thần lực, có điểm giống là Lý Nguyên bá loại kia vô cùng khó có thể đối phó tu la đại đế vô duyên vô cớ đem sát thiên giản cho tam ca của ngươi làm gì la là quân hỏi lạc thiên tình lạc thiên tình nói ra ta tam ca có một lần cùng tu la đại đế thử tay nghề sau đó bị tu la đại đế đánh bại về sau ta tam ca rất sùng bái tu la đại đế tu la đại đế có một lần thật cao hứng trực tiếp đem cái kia sát thiên giản đưa cho tam ca một bên kiều ngưng không khỏi cười một tiếng nói ra la quân ngươi cần phải may mắn la quân nói ra ừm kiều ngưng nói ra muốn là tu la đại đế đem sát thiên giản mang đi chúng ta chỗ nào tìm kiếm a à? la quân sững sờ sau đó cười lớn một tiếng nói ra không sai xem ra ta còn thực sự nên cảm tạ cái này là thiên minh hắn đón đến nói ra lăng tiền bối cùng thần đế tiền bối còn có tu la đại đế cùng rời đi không biết bọn họ lại đang mưu đồ cái đại sự gì kiều ngưng nói ra bọn họ chúng ta càng giải cái này thiên đạo biến hóa cho nên bọn họ tổng là có thể nhanh người một bước, đạt tới chúng ta không tưởng tượng nổi độ cao. Nàng nói xong những thứ này, lại nói, nhưng tất cả những thứ này lúc này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta vẫn là ngẫm lại, làm sao đem sát thiên giản đem tới tay. Là quân nghiêm mặt nói, không sai. Hắn liền nhìn về phía lạc thiên tình, nói ra, lạc thiên tình, ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp nào không theo tam ca của ngươi tay làm ra sát thiên giản. Lạc thiên tình bỗng cảm giác khó xử, nói ra, hồi đạo hữu lời nói, bần tăng tam ca tính khí nóng nảy, tính tình cổ quái. Cái kia sát thiên giản là hắn trí ái chi vật, bần tăng cũng không có cách nào theo hắn tay đem lấy đi. Kiều ngưng nghe vậy, liền nói ra, cái kia trực tiếp trắng trợn cướp đoạt đi. Lạc thiên tình người nghĩ biện pháp đem tam ca của người theo thánh điện chi làm ra đến, sau đó chúng ta ra tay, đem hắn tay sát thiên giản cướp đi. Lạc thiên tình nói ra, bần tăng nhất định dựa theo đạo hữu các ngươi kế hoạch đến xử lý la quân nói ra bất quá ngươi cũng yên tâm ta hội tận lực lưu tam ca của ngươi tánh mạng lạc thiên tình nói ra tam ca nếu là chấp mê bất ngộ không thể quy y đạo hữu ngài chính là chết cũng không đủ tiếc la quân ngơ ngẩn hắn không nghĩ tới lạc thiên tình sẽ nói như vậy hắn vốn là chiếu cố lạc thiên tình cảm tình cho nên mới nói hội lưu lạc thiên minh nhất mệnh không nghĩ tới lạc thiên tình lại chính mình còn tuyệt Lúc này, la quân cùng kiều ngưng không khỏi cảm thấy sau lưng phát lạnh. Để la quân sau lưng phát lạnh không phải là bởi vì lạc thiên tình biểu hiện ra ngoài hung ác, mà là bởi vì đại lôi âm phổ độ pháp tuyệt. Môn công pháp này thật là khiến người ta điên cuồng, thậm chí diệt tuyệt nhân tính A. Từ xưa đến nay, tông giáo tín đồ làm ra điên cuồng sự tình nhiều vô số kể. Mà cái này đại lôi âm phổ độ pháp cùng những điên cuồng đó tín đồ có hiệu quả như nhau chỗ. La quân thở dài quyết định về sau ít dùng đại lôi âm phổ độ pháp. Môn công pháp này thoạt nhìn là Phật môn trí thánh chi pháp, thực tế lại là âm hiểm tàn nhẫn tới cực điểm. Tránh thức là để tín ngưỡng giả diệt nhân luân, đi thiên lý, tâm chỉ có cái kia tín ngưỡng hai chữ. Về sau, là quân cùng kiều ngưng cùng lạc thiên tình quyết định chi tiết, như thế về sau, là quân trước đem thiên đạo bút trả lại lạc thiên tình, sau đó thả lạc thiên tình hồi thánh thành. Lạc thiên tình liền từ quay lại, là Quân cùng Kiều Ngưng thì hướng ước định cẩn thận địa phương bước đi. Ước định cẩn thận địa phương là thánh thành bên ngoài 3.000 dặm chỗ khố nhĩ làm sa mạc thung lũng. Khối kia thung lũng vốn là hồ nước, về sau khô cạn, hình thành thiên nhiên thung lũng. Nơi này, thường xuyên là thần tộc người tư đấu chỗ. Lạc Thiên Tình lựa chọn nơi này, là muốn kích Lạc Thiên Minh đi ra quyết đấu. Bởi vì Lạc Thiên Minh ra hỏa này, thuộc về trời sinh hiếu chiến tính cách. La quân cùng kiều ngưng cấp tốc bay hướng khố nhĩ làm sa mạc. Mặt trời gay gắt như lửa, khố nhĩ làm sa mạc, chính là minh mông cắt vàng. Khô hạn, khốc nhiệt, không có một ngọn cỏ, trùng điệp nhân tố tạo thành tuyệt vọng hai chữ, chính là tràn ngập tại vùng sa mạc này chi. La quân tại khố nhĩ làm sa mạc hư không lấy thần niệm bắn phá, hắn thần niệm bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, lập tức tìm tới khối kia thiên nhiên thung lũng. Cái này khố nhĩ làm trong sa mạc, thung lũng rất nhiều, nhưng lấy ước định chỗ khối kia thung lũng rộng lớn nhất, mà lại bên trong tràn ngập một loại huyết hỏa khí tức. Cho nên đây là độc nhất vô nhị, muốn tìm nhầm cũng không dễ dàng. Thần tộc người xương khối này thung lũng là thiên phạt đài. La quân cùng kiều ngưng ở trên trời phạt đài phụ cận giấu kín lên, cái này đại mạc tuy nhiên vô tình, đồng thời biểu dương thiên nhiên chịu uy nghiêm. Nhưng la quân cùng kiều ngưng lại là trốn vào phòng bị tu di bên trong, hưởng thụ lên biệt thự lớn thoải mái dễ chịu sinh hoạt tại phòng bị tu di đại trong biệt thự kiều ngưng tự mình xuống bếp cho la quân làm bữa trưa một bên ăn bữa trưa đồng thời kiều ngưng không khỏi có chút bận tâm nói ra người cảm thấy lạc thiên tình có thể thành sao la quân nói ra không biết nếu như không thể thành cái kia nghĩ biện pháp khác nữa đi kiều ngưng nói ra cũng chỉ có thể như thế chính là hồng quang bị la quân nhét vào hắc ám mạn đồ la bên trong dốc lòng cầu nguyện hắn bị độ hóa về sau một lòng hướng phật ngược lại là không có có lời oán giận, cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Giống như là thật quy y, từ đó vô dục vô vọng, thanh tâm quả dục. Là quân cùng kiều ngưng ở trên trời phạt đài phụ cận các loại một ngày tầm đó, ngày thứ hai buổi chiều, mặt trời gay gắt chiếu rọi, toàn bộ thiên phạt đài giống như là một cái to lớn lồng hấp một dạng, có thể dung vạn vật làm một lô. Cũng là tại lúc này, nơi xa đột nhiên có sóng chấn động. Là sóng pháp lực. Là quân cảm ứng tỉ mỉ, lập tức biết người tới. Là Lạc Thiên tình tới, La Quân mừng thầm. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng ra phòng bị tu di. La Quân đem cái viên kia to lớn phòng bị tu di cũng chứa vào đến hắc ám mạn đồ La Chi. Cùng lúc đó, La Quân nhìn đến bầu trời chi hai cái bóng người lấp lóe mà đến. Người đến chính là Lạc Thiên tình cùng Lạc Thiên Minh. Lạc Thiên Minh tướng mạo hơi có vẻ thô cuồng, dáng người không cao lắm, cũng rất khỏe mạnh, dâu quai nón hắn toàn thân áo đen, quanh thân dưới đều có một cỗ bá tuyệt cường hãn khí tức. Lúc này, Lạc Thiên Minh rất là nổi nóng, nói ra, lão tứ, người còn dám nhục nhã mẹ ta, ta đem người đánh chết. Lạc Thiên Tình lập tức nghiêm mặt, nói ra, a di đà Phật, Tam Ca, người đem sát thiên giản giao ra đi. Lạc Thiên Minh ngốc ngẩn ngơ, nói ra, người điên đúng hay không? Cũng là tại lúc này, là quần cùng kiều ngưng chợt lách người, liền xuất hiện tại Lạc Thiên Minh hai bên. Lạc Thiên Tình, Lạc Quân, còn có Kiều Ngưng, ba người phân ba cái phương vị đem Lạc Thiên Minh cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Lạc Thiên Minh mặc dù có chút si ngốc, lại không phải chân chính ngu ngốc. Hắn liếc nhìn La Quân cùng Kiều Ngưng liếc một chút, lại nhìn Lạc Thiên Tình, lập tức đại khái minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra, lão tứ, ngươi thế mà thông đồng ngoại nhân đến hại ta. Khó trách ta cảm thấy ngươi hôm nay cùng như chó điên, gặp ta cắn. Lạc Thiên Tình cũng không tức giận, nói ra, a di đà Phật, Tam Ca, người ý giận quá nặng, nhìn ngươi quay đầu là bờ. Không đúng, Lạc Thiên Minh có ngốc, lúc này cũng nhận ra Lạc Thiên Tình không thích hợp. Hắn ngược lại nhìn hầm hầm la quân cùng Kiều Ngưng, nói ra, các ngươi hai cái này tạc tử, đến cùng làm sao ta tứ đệ. Vì cái gì hắn lại biến thành cái dạng này. La quân trầm giọng nói ra, người tứ đệ thật là bị ta lấy thuật pháp độ hóa, hôm nay gọi ngươi đến đây, là ta có dạng đồ vật nhất định phải đạt được. Như vậy đi, Lạc Thiên Minh, ta cũng không cùng ngươi khó xử. Ta cùng ngươi công bình đấu một trận, nếu là ngươi thắng. Ta lấy thuật pháp để ngươi tứ đệ hoàn tục, trở thành người bình thường. Nếu là ngươi thua, người đưa ngươi tay sát thiên giản cho ta, ta đồng giảng sẽ đem ngươi tứ đệ hoàn tục. Có thể hay không? La Quân cũng không muốn được bị ổi sự tình, cái kia sát thiên giản tính mệnh nguy hiểm, nhất định phải đạt được. Mà chỉ muốn lấy được sát thiên giản, hắn hết thảy dễ nói. Vốn là, hắn cũng đều có thể lấy cưỡng ép đem Lạc Thiên Minh cho giết, không cần tiêu phí cái này rất nhiều khổ tâm. Lạc Thiên Minh nghe vậy hơi hơi ngoài ý muốn, hắn tự nhiên cũng biết là quân lần này cách làm, chính là thật to nhượng bộ. Lạc Thiên Minh tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng biết, nếu như ba người này cưỡng ép phê giết, hắn hôm nay đoạn khó may mắn thoát khỏi. La quân sở dĩ làm như vậy, còn có một nguyên nhân. Đó là dựa vào nhân tính, nếu như hắn trực tiếp đem Lạc Thiên Tình giết, cái này cũng không gì đáng trách. Nhưng là sử dụng lạc thiên tình, để lạc thiên tình thân thủ dẫn ra ca ca của mình. Nếu như là quân đem lạc thiên minh giết, cái kia không thể nghi ngờ là tương đương lạc thiên tình thân thủ hại chết huynh đệ mình. Cái này cách làm, là phai mở nhân tính. Là quân không nguyện ý làm như thế. Tốt, ta đáp ứng ngươi, lạc thiên minh nói ra. Là quân liền nói ra, người ta chi chiến, chính là là công bằng chi chiến. Vô luận thắng bại, ta hy vọng lẫn nhau đều không muốn có ôm hận chi tâm. Cũng xin ngươi đừng giận lây sang ngươi tứ đệ, bởi vì hắn bị ta độ hóa, hoàn toàn là thân bất do kỷ. Lạc thiên minh đối la quân nổi lòng tôn kính, hắn nói ra, tuy nhiên ta không biết ngươi vì cái gì nhất định muốn sát thiên giản, nhưng dưới chân xác thực tính được là cái quang minh lỗi lạc người. Được, chỉ cần ngươi thắng ta, việc nơi này, ta tuyệt không truy cứu, cũng sẽ không hướng đi bên trong thần tộc bẩm báo. Đa tả, la quân ôm quyền, Cẩn thận, Kiều Ngưng nói với La Quân một tiếng, liền dẫn Lạc Thiên Tình phiêu nhiên trở ra. Sau đó, La Quân cùng Lạc Thiên Minh đồng thời xuất thủ. Hai người thân hình lóe lên, đột nhiên xông vào đến chín ngày vân tiêu chi. Đón lấy, Lạc Thiên Minh bạo giống một tiếng, tay sát thiên giản lập tức tế ra tới. Nguyên thần huyết kiếm, hắn nguyên thần tinh hoa dung nhập vào sát thiên giản chi. Cái kia sát thiên giản bên trong có sắc bén sát thiên đại đạo tinh thần, hung hãn vô cùng cái này sát thiên giản tại lạc thiên minh tay, nhưng tại trưởng điện làm đàm chiếu ý tay muốn cường hãn mấy lần. Sát thiên giản hóa thành một đạo hoàng kim cầu vồng, ẩm vang chém tới la quân đầu. La quân có thể đón đỡ trần thiên nhai thiên lôi chảm, nhưng cũng tuyệt đối không thể tiếp sát thiên giản dạng này sắc bén sát chiêu. Bởi vì cái trước thiên lôi cùng la quân thân thể lôi ý ăn khớp, giống như là vạn lưu về xuyên. Mà cái này sát thiên giản đại khác nhiều. La quân không dám khinh thường, tại cái này một cái trước mắt, hắn phát giác ra sát thiên giản lợi hại. Cái này là thiên minh cùng sát thiên giản quả thực là một đôi trời sinh. Thiên đạo sát ý, nguyên thần vì tinh, bài trừ hết thảy hư ảo. Mà là thiên minh thiên sinh thần lực, lại không có càng phức tạp hơn tâm tư, liền có thể càng thêm anh dũng có đi không có về. Ừm, cái này một cái chớp mắt, là quân bất luận cái gì tránh né đều mất đi tác dụng. Duy nhất có thể làm là nghinh đón dạng này sát chiêu thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Tựa hồ cái này sa mạc chi, chỉ còn lại có cái này hung ác một kiếm. Rất tốt, la quân thầm hừ một tiếng, đột nhiên thi triển ra biển linh hồn. Vô tận biển linh hồn cấp tốc đem trong phạm vi 30 dặm bao phủ lại. Tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là màu đen lốc xoáy. Mỗi một cái lốc xoáy chi, lại có thâm ảo linh hồn quy tắc, khiến người ta như đọa vô tận luân hồi. Sát thiên giản thế như trẻ tre, cấp tốc bài trừ rất nhiều linh hồn quy tắc, đồng thời y nguyên hung mãnh hướng La Quân chém giết mà đến. Cái này một cái chớp mắt, tựa hồ biển linh hồn đều mất đi tác dụng. La Quân thầm nghĩ, cái này là thiên minh quả nhiên lợi hại, nhưng ta không tin bằng ngươi có thể bài trừ ta linh hồn lốc xoáy. Hắn bỗng nhiên pháp công, nhất thời, biển linh hồn bên trong nhấc lên ngập trời chiều dâng. Như long quyển phong một dạng, biển linh hồn đem cái kia sát thiên giản hung hăng bao trùm linh hồn lốc xoáy thi triển ra, một tiếng ầm vang, một giây sau, sát thiên giản bên trong nguyên thần tinh huyết trực tiếp bị linh hồn lốc xoáy rào sát thành mảnh vụn linh hồn. Kể từ đó, sát thiên giản trực tiếp mất phương hướng tại biển linh hồn bên trong. Lạc thiên minh cũng là bị kinh ngạc, hắn hét lớn một tiếng, nói, đáng giận. Đồng thời, lạc thiên minh tự thân tại biển linh hồn bên trong trùng sát. Cái kia sát thiên giản cảm nhận được hắn triệu hoán, liền muốn phá vỡ cấm chế dày đặc, bay về phía Lạc Thiên Minh. La Quân hai tay cùng lúc kết pháp ấn, tay trái vẽ ra một cái to lớn lốc xoáy tới. Sau đó, biển linh hồn bên trong, cuồn cuộn linh hồn lốc xoáy đem sát thiên giản bao trùm. Sát thiên giản liền triệt để cùng Lạc Thiên Minh đoạn liên hệ. Đồng thời, La Quân lại lấy một đạo khác linh hồn đại qua tuyển đem Lạc Thiên Minh bao vây lại. Lạc Thiên Minh tu vi cũng đã là tầng 10 đỉnh phong, mà lại ra hỏa này thiên sinh thần lực, tinh thần cường đại vô cùng, mười phần khó có thể đối phó. Lúc này, Lạc Thiên Minh ở vào linh hồn đại qua tuyển chi, mặc cho La Quân như thế nào thôi động linh hồn lốc xoáy, lại đều không thể dung chuyển Lạc Thiên Minh thần hồn. Giống, Lạc Thiên Minh bạo giống một tiếng, đột nhiên liên phát thập quyền. Điên cuồng quyền. Cái này thập quyền phát ra, từng quyền từng quyền hung ác, từng quyền từng quyền bá tuyệt. Mỗi một quyền chi, đều ẩn chứa tinh thuần lực lượng. Là trí cao không có sức mạnh, đại biểu bài trừ hết thảy trói buộc lực lượng kinh khủng. Là quân rất nhiều linh hồn pháp tắc toàn bộ đều ngăn cản không dạng này quyền ý. Một tiếng ầm vang, linh hồn đại lốc xoáy trực tiếp sụp đổ. Lạc thiên minh sau đó hai mắt huyết hồng, hắn tìm kiếm được sát thiên giản bị nhốt địa phương, một mạch liều chết đi qua. Lại là mười đạo hung ác điên cuồng quyền. ầm ầm cái kia linh hồn đại lốc xoáy trực tiếp sụp đổ, sát thiên giản bị lạc thiên minh cầm nơi tay. Phá, Lạc Thiên Minh tay cầm sát thiên giản, toàn thân pháp lực quán chú, vô cùng tinh thần lực bộc phát ra đi, hắn hét lớn một tiếng. Cái kia sát thiên giản tại biển linh hồn chi hóa thành to lớn hoàng kim kiếm ánh sáng, đạo kiếm quang này, dài đến ba 000 trượng, khí phách hiên ngang. Chém xuống một kiếm, chân trời có thể đoạn. Giết thiên chi đạo, đều ở, bạo lực bài trừ hết thảy cũ kỹ chi pháp, thế tục quy tắc. Là quần mắt tinh quang lóe lên, hắn liên tục thi triển pháp ấn, biển linh hồn, tứ hải vi tôn, tốt nhược thủy. Oanh, một đạo kiếm quang chém xuống, thao thiên cự lãng cuồn cuộn. Nhưng là rất nhanh, sóng lớn lại bắt đầu bình tĩnh lại. Mà Lạc Thiên Minh vẫn không có phá vỡ biển linh hồn. Lạc Thiên Minh, ngươi cho rằng, bằng ngươi liền có thể phá ngã Pháp. Vọng tưởng, là quân đột nhiên bạo giống một tiếng, nói, ngươi cũng thiếp ta một kiếm. Đại linh hồn lôi kiếm, ầm ầm, biển linh hồn, vô số linh hồn lốc xoáy co vào, linh hồn tinh ý cũng dung nhập, là quần lại đem trong thân thể lưu ý toàn bộ rót vào một kiếm này chi. Một đạo ánh kiếm màu đen cấp tốc hình thành. Luồng ánh kiếm màu đen này cũng không quá dài, nhưng lại nhiếp nhân tâm phách. Gặp liếc một chút, liền cảm giác thần hồn run rẩy. Một kiếm này cũng không lóa mắt, nhưng nó vừa xuất hiện, liền khiến người ta cảm thấy bên trong thiên địa, chỉ này một kiếm. Oanh! Kiếm quang lóe lên, lạc thiên minh nhất thời hoảng sợ lập tức ngưng tụ toàn thân pháp lực vận lên sát thiên giản ra sức chặn lại ầm ầm chỉnh cái biển linh hồn kịch liệt chấn động lên dưa âm cuồn cuộn lao nhanh cự đại linh hồn lưu ý lao nhanh tới đem lạc thiên minh tất cả lực lượng toàn bộ tan giã đồng thời xâm nhập vào trong thân thể của hắn lạc thiên minh thân tử chấn động mạnh một cái cấp tốc phát ra vô cùng pháp lực tan giã dạng này linh hồn lưu ý lấy la quân phát chiêu càng nhanh cấp tốc lại lấy linh hồn đại thủ ấn đem Lạc Thiên Minh bao phủ lại. Một giây sau, Lạc Thiên Minh chính là không thể động đậy, bị La Quân linh hồn đại thủ ấn chết bắt lấy. Lạc Thiên Minh hai mắt huyết hồng, liều mạng giãy dụa, không biết sao, hắn càng giãy dụa càng cảm giác được linh hồn đại thủ ấn càng phát ra khóa gấp, giống như là đem hắn thần hồn cho khóa lại. Giống, Lạc Thiên Minh bạo giống liên tục, hắn thân thể xương khớp nối như pháo trúc một dạng lốp ba lốp bốp rung động, hắn không cam tâm, liều mạng dẫy dụa. Nhưng càng dẫy dụa, lại càng cảm thấy suy yếu. Cái này là linh hồn đại thủ ấn ảo diệu, linh hồn đại thủ ấn khóa lại Lạc Thiên Minh linh hồn, càng dẫy dụa, đại thủ ấn hấp thu linh hồn càng nhiều. Lạc Thiên Minh, người thua, là quân xuất hiện tại Lạc Thiên Minh trước mắt, lãnh khóc không nói ra. Ta Lạc Thiên Minh hai mắt trợn lên, hô hấp to khỏe không. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm La Quân. Thế nào, thua không nổi la quân cười nhạt một tiếng ta thua lạc thiên minh cắn răng một cái đột nhiên quay đầu qua nổi nóng nói ra la quân cười ha ha một tiếng liền thu hồi linh hồn đại thủ ấn đồng thời đem chọn cái biển linh hồn thu hồi não vực chi sau đó bên trong thiên địa lần nữa khôi phục làm một mảnh thư thái la quân cùng lạc thiên minh rơi vào đến thiên phạt đài lạc thiên minh cũng là lưu manh liền đem sát thiên giản hướng la quân ném một cái nói ra cho là quân thân thủ, đem cái kia sát thiên giản tiếp nhận. Hắn cấp tốc lấy pháp lực đem sát thiên giản bên trong dấu ấn tinh thần xóa đi, sau đó mới đưa sát thiên giản ném vào đến phòng bị tu di chi. Sau đó, là quân tuân thủ hứa hẹn, đem lạc thiên tình hoàn tục. Chỉ cần đem kim quang phù lục phản diện vừa chiếu, liền đem lạc thiên tình trong thân thể kim quang toàn bộ thu hồi, như thế lạc thiên tình liền hoàn tục. Bất quá, tại thu hồi lạc thiên tình thân thể kim quang đồng thời, La Quân cũng đem lạc thiên tình thân thể thiên đạo bút chiếm thành của mình. Thiên đạo bút là tuyệt đối đồ tốt, La Quân tuyệt không thể bỏ qua. Không giết lạc thiên tình, đã là La Quân nhân từ nhất từ, tu đạo giới vốn là mạnh được yếu thua thế giới. Đem thiên đạo bút trả lại, lạc thiên tình khôi phục tự mình ý thức về sau, hắn hồi tưởng lại chuyện khi trước, không khỏi vừa kinh vừa sợ, đồng thời hướng La Quân giận dữ hết. La Quân mỉm cười, nói ra, người cảm thấy khả năng sao? đổi lại là ngươi ngươi sẽ trả sao lạc thiên tình không khỏi nghẹn lời mà lạc thiên minh thì rất lưu manh hắn quay người nói ra lão tứ ta đi ngươi có đi hay không lạc thiên tình còn chưa lên tiếng lạc thiên minh quay người bay đi chỉ chợt lóe ở giữa liền đã biến mất không thấy gì nữa lạc thiên tình ngẩn ngơ tại chỗ kiều ngưng liền cười một tiếng nói ra tứ hoàng tử nếu ngươi không đi có tin hay không là chúng ta lại đem ngươi cho độ hóa thẳng hô a di đà phật lạc thiên tình nhất thời đánh cái run rẩy quay người lại liền phi thân rời đi la quân cùng kiều ngưng nhìn nhau hai người cấp tốc thi triển đại na di thuật rời đi khố nhĩ làm sa mạc sát thiên giản này tới tay la quân cùng kiều ngưng rời đi khố nhĩ làm sa mạc về sau liền trực tiếp bay hướng minh nguyệt cung ước chừng dùng 10 phút đồng hồ thời gian la quân cùng kiều ngưng đi vào bắc hải chi bọn họ cũng không sợ thần tộc này truy sát bởi vì hai người khí tức bị linh thai quyết che giấu. Một khi chạy đi, như vậy thần tộc tính toán truy tra, cũng khó có thể truy tra ra đến tột cùng tới. Bất quá La Quân cũng biết, việc này đã xé mở mặt mũi, thần tộc chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vẫn là sẽ phái người tiếp tục đuổi giết. Nhưng La Quân cũng không sợ khiêu chiến. La Quân cũng biết, tốt nhất xử lý phương thức là đem Lạc Thiên Minh cũng độ hóa. Dạng này tính Lạc Thiên Tình cùng Lạc Thiên Minh trở lại thần tộc, cũng sẽ giữ kín như bưng. Dầu gì, đem hai người này cùng một chỗ giết, liền cũng coi là thần không biết, quỷ không hay. Khả La Quân không nguyện ý làm như thế, không phải không nỡ giết Lạc Thiên Tình cùng Lạc Thiên Minh. Mà chính là không nguyện ý sử dụng Lạc Thiên Tình tới giết Lạc Thiên Minh. Ngày khác giang hồ, nếu là gặp lại, nếu như tới vì chiến, La Quân cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. La Quân cùng Kiều Ngưng rất nhanh tới đạt minh nguyệt cung, hai người trực tiếp hạ xuống tại Minh Nguyệt Cung bên trong. Minh Nguyệt Cung phía dưới đối La Quân cùng Kiều Ngưng đều có rất sâu ấn tượng, cũng biết hai người này chính là cung chủ bằng hữu, cho nên bọn họ tiến đến, có thể nói là thông suốt. Một phen thông bẩm, lập tức, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Ly Thiên Nhược còn có kiếm hồng bụi tại Minh Nguyệt trong điện gặp mặt La Quân cùng Kiều Ngưng. La Quân đi thẳng vào vấn đề, nói muốn Minh Nguyệt Cung một kiện bảo bối trí thiên môn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe xong mộng một chút, sau đó hỏi bên người ly thiên nhược nói ra chúng ta có kiện bảo bối này sao ly thiên nhược cũng hơi nghi hoặc một chút nói ra sư phụ đồ nhi cũng không rõ lắm a à. có lẽ là tại trong tàng bảo các mặt chồng chất đi minh nguyệt tiên tôn liền vừa nhìn về phía la quân nói ra cái này trí thiên môn là cái gì ngươi làm sao khẳng định ở ta nơi này đây lại vì cái gì nhất định muốn vật này đâu la quân ngay sau đó liền đem nguyên do chuyện chân tướng tỉ mỉ bẩm tới minh nguyệt tiên tôn nghe xong cũng là sảng khoái nói ra tức là như thế thiên nhược người dẫn bọn hắn đi tìm cái này chí thiên môn đi đa tạ tiên tôn la quân cùng kiều ngưng lập tức nói ra minh nguyệt tiên tôn mỉm cười nói ra đều là chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới chí thiên môn tại minh nguyệt cung trong tàng bảo các mặt la quân không có phí nhiều đại công phu liền đem tìm đi ra chính là đơn giản như vậy chí thiên môn quý vị sau đó Kiều Ngưng đem luân hồi bản xuất ra, nói chính là Hồng Quang cầm tù đông đảo nữ tu sĩ sự tình. Chính là Hồng Quang đồng dạng ra tay, đều là nhằm vào một chút tiểu môn tiểu phái, hoặc là không có gì chỗ dựa nữ tu sĩ. Cho nên, những thứ này nữ tu sĩ nhóm lớn nhiều đều là không có dựa vào. Kiều Ngưng hỏi trước Minh Nguyệt Tiên Tôn, có nguyện ý hay không thu những người này vào Minh Nguyệt Cung. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe xong, cũng không khỏi thức giận. Nhưng nghe nói chính là Hồng Quang đã được đến trừng phạt, cũng liền này coi như thôi. Nàng nói ra, những thứ này nữ tu sĩ, xác thực đáng thương. Minh Nguyệt Cung mở rộng đại môn, môn đồ là muốn thu. Bất quá, đến một lần muốn nhìn các nàng ý nguyệt. Thứ hai cũng phải nhìn các nàng là không hợp cách, đây không phải bổn tọa nói thu có thể trực tiếp thu vào tới. Dù sao, Minh Nguyệt Cung có Minh Nguyệt Cung quy củ. Cái quy củ này, bổn tọa cũng không tiện đi phá hư. Là quân cùng Kiều Ngưng đều tỏ ra là đã hiểu sau đó về sau, là quân cùng kiều ngưng đem tất cả nữ tu sĩ đều phóng xuất ra. Các nàng lớn nhiều đều không có y phục tại thân, minh nguyệt tiên tôn để kiếm hồng bụi cấp tốc thu thập y phục, cho những người này che kín thân thể. Như thế về sau, là quân cùng kiều ngưng cũng không có tại minh nguyệt cung mỏi mòn chờ đợi, liền này rời đi. Đến mức những thứ này nữ tu sĩ nhóm về sau đến cùng là muốn rời khỏi, vẫn là muốn tiến vào minh nguyệt cung, đây đều là nhìn các nàng tự mình lựa chọn. La Quân cùng Kiều Ngưng cũng chỉ có thể làm đến bước này. Rời đi Minh Nguyệt Cung về sau, là Quân quyết định về trước thiếu uy phủ một chuyến. Còn muốn làm sao đi trời cao tông cùng Vũ Hóa môn lấy bảo vật, đó cũng không phải một chuyện đơn giản sự tình, đến tỉ mỉ suy nghĩ một phen mới được. Là Quân dự định là đem Thiên Châu 6 cái bảo vật toàn bộ vào tay, lại đi một chuyến van xin thế giới lấy được Linh Tuệ Hòa Thượng bảo tàng. Như thế về sau, lại đến tìm được đại ca, nhị ca cũng theo nhị ca tay đem cái kia phó thác ba kiện bảo vật thu hồi lại. Đến mức tặng cho khác bảo vật, là quân cũng không có ý định muốn về. Một đường bay trở về Đại Khang, tại Hoàng Thành bên ngoài dừng lại. Sau đó đi bộ trở lại Thiếu Uy Phủ. Thiếu Uy Phủ, hết thảy mạnh khỏe. Lúc này, đã là Nguyệt Thiên. Là quân cùng Kiều Ngưng trở lại Phủ, ba đồ trước đó là theo hiên chính hạo trở lại Thiếu Uy Phủ. Lúc này nó gặp La Quân cùng Kiều Ngưng, tất nhiên là cao hứng ba đồ tại trong hoàng thành lấy được hiên chính hạo đặc xá có thể tùy ý phi hành dù sao để một cái phi hành thần thú không không bay được đó là một kiện rất thống khổ sự tình hiên chính hạo đối ba đồ cũng là rất ưa thích ba đồ còn thường xuyên ra vào hoàng cung nghe nói hoàng cung đám công chúa bọn họ cũng là rất ưa thích ba đồ cái này đại khang hoàng thành cũng thành ba đồ thiên đường la quân biết được ba đồ ở chỗ này hết thảy đều ăn thật vui vẻ từ cũng là hoan hỉ hắn thủy chung đều cảm thấy mình có lỗi với ba đồ mẫu thân tiểu linh, cho nên cũng muốn gấp bội bổ sung tại ba đồ. Nhiếp mị nương chuẩn bị tốt bữa tối, cùng La Quân, Kiều Ngưng cùng một chỗ dùng cơm. Nhiếp mị nương cũng biết La Quân cùng Kiều Ngưng đã cùng một chỗ, nàng bây giờ có thể làm cũng là chỉ có chúc phúc. Nhưng là trong bữa tiệc, nhiếp mị nương đột nhiên nói ra, La Quân, Kiều cô nương, ta dự định rời đi hoàng thành, ra ngoài đi một chút, nhìn xem. Một mực đợi ở cái địa phương này, cũng có chút mệt mỏi. Là quân nghe, ngừng lại bị kinh ngạc, nói ra, êm đẹp, làm sao đột nhiên muốn rời khỏi. Nhiếp mị nương mỉm cười, nói ra, cũng không phải đột nhiên muốn rời khỏi, mấy năm này, ngươi một mực bận quá. Ta sớm có ý nghĩ này, nhưng không tìm được cơ hội nói cho ngươi. Là quân cảm thấy rất là không muốn, nói ra, có phải hay không ta chỗ nào lãnh đạm ngươi, ngươi nói với ta, ta có thể thay đổi nhất định đổi. Nhiếp mị nương nói ra, không có chuyện la quân người đợi ta đã rất tốt á. không có ngươi ta hiện tại chỉ sợ đều sớm mất mạng ta đối với ngươi chỉ có cảm ơn có thể kiều ngưng ở một bên cười một tiếng nói ra la quân ngươi cũng không phải ngốc tử a à, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu la quân nào nào hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì xác thực hắn không phải ngốc tử cũng minh bạch nhiếp mị nương tâm tư la quân đột nhiên minh bạch không phải Nhiếp Mị nương sớm chuẩn bị muốn đi, mà là mình cùng với Kiều Ngưng về sau, Nhiếp Mị nương cảm thấy nàng ở chỗ này là dư thừa. Cho nên, Nhiếp Mị nương kháng cáo thực rất đơn giản, đó là một cái danh phận. Là Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, "Mị nương, ta hy vọng ngươi có thể ở lại đây. Thiếu Uy phủ có ngươi, mới xem như một ngôi nhà. Ta thường xuyên trở về, cũng là bởi vì Thiếu Uy phủ có ngươi." nhưng ta cũng không hy vọng thiếu uy phủ là trói buộc người địa phương, nếu như người thật muốn rời khỏi, ta chỉ có thể tôn trọng người ý tứ. Nhiếp Nghị nương thân thể mềm mại chấn động, nàng nhìn về phía La Quân, lại là không nghĩ tới là Quân hội sảng khoái như vậy đáp ứng. Kiều Ngưng nhịn không được bóp phía dưới La Quân, nói ra, người tại nói vớ nói vẩn thứ gì. Nghị nương vì thiếu uy phủ nỗ lực nhiều như vậy, nàng bất quá là cầu cái danh phận, người như thế để cho nàng đi, người còn là người sao. La Quân đứng lên, nói ra, Kiều Ngưng, ngươi là ta người yêu. Mị Nương, ngươi là ta vô cùng chân quý bằng hiếu. Cái này danh phận, rất dễ dàng cho. Nhưng Mị Nương, ta như cho ngươi danh phận chỉ là vì để ngươi lưu lại, cái này đối ngươi không công bằng. Chưa tới thiên địa rất rộng lớn, ta bất quá là che chắn ở trước mặt ngươi một mảnh lá cây. Cũng là thời điểm, đem ta miếng lá cây này dịch chuyển khỏi. Nhưng mặc kệ tương lai năm tháng như thế nào, ta đều sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi người bạn này. Ngày sau ngươi nhưng có chỗ cầu, chỉ cần ta la quân có thể làm đến, ngàn dặm mười ngàn dặm, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố, không chối từ. Nhiếp mị nương gật gật đầu, nàng nói ra, ta hiểu. Bữa cơm này, tại dạng này hưu quạnh tiêu điều bầu không khí chi kết thúc. La quân cùng kiều ngưng trở về phòng về sau, la quân để nha hoàn bích nguyệt đi về nghỉ, không dùng phục thị bọn họ. Các loại bích nguyệt sau khi đi, Kiều ngưng oán trách La Quân, nói ra, dạng như người quá đau đớn mị nương tâm, ta đều có chút nhìn không được. Nàng ở chỗ này cho người bảo vệ thiếu uy phủ, hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhiều năm như vậy đến, không có có công lao cũng cũng có khổ lao. Là Quân nói ra, ta biết, công lao cùng khổ lao, nàng đều có, nàng cần khác đồ vật, ta đều có thể cho, nhưng danh phận ta cho không, ta là có thể cho, cho thì thế nào. Dạng này danh chính ngôn thuận nhốt nàng kiều ngưng nói ra nàng nguyện ý nàng ưa thích cái này không được sao la quân nói ra ta nói qua nàng chỉ là tạm thời ta bị miếng lá cây này che khuất chỉnh cánh rừng ai tính toán ngươi luôn luôn cổ quái như vậy kiều ngưng có chút không thể làm gì la là quân nói ra nếu không có thực tình yêu một người không nên đi trêu chọc nàng đồng tình cùng mềm lòng sẽ chỉ làm nàng thống khổ hơn loại này vết xe đổ ta có cho nên ta tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Kiều Ngưng biết là quân tâm tư, nàng nói ra, tính toán, ta đi cùng mỹ nương tâm sự đi. Là quân nói ra, tốt à, người thật tốt khuyên nhủ nàng. Kiều Ngưng nói ra, ừm. Các loại Kiều Ngưng sau khi đi, là quân lâm vào sợ sệt. Nói thực ra, hắn có chút bận tâm nhiếp mỹ nương. Nhiếp mỹ nương tu vi, quá yếu. Dạng này tu vi bên ngoài hành tẩu, vô cùng nguy hiểm người tu đạo thế giới không hề chỉ cực hạn với thiên châu pháp lực cao cường người càng là có thể mặc con thoi ba nghìn vị diện giống niếp mỹ nương loại này nếu tu sĩ tu vi không cao lại không có bối cảnh một khi hành tẩu bên ngoài rất dễ dàng sẽ trở thành những thần thông đó cao thủ đồ chơi đây là la quân sợ hãi nhìn thấy nói trở lại trước kia niếp mỹ nương cũng thường xuyên ngụy trang trợ giúp lan kiếm một đi làm việc cần phải tới nói hành tẩu giang hồ vẫn là có thể là quân càng nghĩ, trong lòng cũng biết, trước kia không có chính mình thời điểm, nhiếp mị nương đều có thể bên ngoài tồn tại. Hiện tại cũng giống vậy có thể còn sống, nhưng hắn sâu trong đáy lòng còn là có không thể tránh né lo lắng. Thiếu uy phủ tuy tốt, có thể một mực đem nhiếp mị nương giam cầm ở chỗ này, cái kia sao lại không phải một loại từ tư đâu. Nghĩ tới đây, là quân hơi hơi thở dài, quyết định không nghĩ nhiều nữa chuyện này. Sự thật, lúc này là quân cảm thấy trong đầu là một đoàn đai dối. Tuy nhiên Linh Nhi thức tỉnh, đây là một chuyện thật tốt, chính mình cũng buông lỏng một hơi. Nhưng hắn đồng thời không có cảm giác được vai trọng trách giảm bớt. Cái này đi vũ hóa môn cùng trời cao tông tìm được thế gian trí bảo đã là thật to việc khó. Mà tương lai đâu, là quân thấy không rõ lắm tương lai, hắn không biết hắn rốt cuộc muốn hướng đi địa phương nào, chẳng qua là cảm thấy cái này thế sự vô thường, thiên đạo khủng bố. Hắn xem ra là không có bị trói buộc, nhưng hắn biết mình cho tới bây giờ đều không có đào thoát qua cái này mệnh vận ra tỏa. Là quân hít sâu một hơi, quyết định trước không muốn những chuyện này, hắn xuất ra lạc thiên tình thiên đạo bút thích tỉ mỉ nghiên cứu. Này thiên đạo bút chi thuộc về lạc thiên tình dấu ấn tinh thần đã bị hắn lấy đại pháp lực cưỡng ép xóa đi, đồng thời, là quân bắt đầu vận chuyển tự thân pháp lực đến rãnh mương thông thiên đạo bút. Ừm, không có khí linh, khó trách bá đạo như vậy pháp bảo tại lạc thiên tình thân thể, thế mà một mực không có bị đoạt. Khó trách dạng này pháp bảo cửu u thiên đế thế mà không có chiếm cho mình dùng. Nguyên lai là uy lực có hạn, này thiên đạo bút khí linh chính là thiên đạo bút mấu chốt nhất đồ vật, dựa theo thiên đạo, phía dưới nhận mệnh số. Chỉ có khí linh tồn tại mới có thể vẽ phác thảo ra tránh thức chữ cổ tới. La Quân Tâm nói thầm, cũng là tại lúc này, linh tuệ hòa thượng nhảy ra. Hắn nhìn bầu trời nói bút liếc một chút, nói ra, đáng tiếc, nếu là thiên đạo bút khí linh tồn tại dạng này pháp bảo, khẳng định là có thể uy chấn chư thiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là khí linh vẫn còn, đạo hữu ngươi cũng không có khả năng gặp được này thiên đạo bút. Là quân nhìn linh tuệ hòa thượng liếc một chút, hắn lại không có nói thiên đạo bút sự tình, mà chính là nói ra, nhanh nhạy, nếu như ta để ngươi hoàn tục, đến lúc đó, ngươi hội hận ta sao? Vẫn là nói, ngươi sẽ tiếp tục đi làm ngươi trùng hoàng. Linh tuệ hòa thượng thân thể chấn động mạnh một cái, thần sắc hắn nhất thời phức tạp tới cực điểm. La Quân nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, hắn phát giác Linh Tuệ Hòa Thượng có chút không đúng. La Quân bỗng nhiên giật mình, bật thốt lên, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không có bị độ hóa. Linh Tuệ Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, bị độ hóa, cũng không có hoàn toàn bị độ hóa. Có ý tứ gì, La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng không khỏi cười khổ, nói ra, La Quân đạo hiếu, như thế nói cho ngươi đi. Ngay từ đầu, bần tăng thật là bị ngươi độ hóa. Nhưng là về sau, bần tăng thiên tâm ý thức thức tỉnh, dần dần có bản ngã ý thức. Lúc nào sự tình, là Quân lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hẳn là bị ngươi độ hóa sau ngày thứ ba đi. Ngày thứ ba ngươi thiên tâm ý thức thức tỉnh, là Quân không thể tin. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng vốn chỉ là muốn cầu đến một đường sinh cơ, nhưng ở lần này độ hóa phía dưới, thật là đại thông đại ngộ. Nhưng bần tăng lại minh bạch cái này độ hóa chi nguyên lý, cũng biết cái gọi là quy y là một trận quỷ kế. Nhưng bần tăng càng nghĩ, lại cảm giác nhiều như vậy năm, chỉ có trước mắt, tâm mới đại an ninh. Mà la quân đạo hữu người đợi bần tăng một mảnh chân thành, bần tăng cũng nguyện ý như vậy một mực đi theo la quân đạo hữu ngươi. La quân sờ sờ đầu, hắn nói ra, dạng như ngươi, ta ngược lại là không quá yên tâm. Linh tuệ hòa thượng nói ra, vô lượng sát kiếp phía dưới, sinh linh đổ thán, rất nhiều đại thần thông giả đều sẽ nghênh đến chính mình kiếp số. bần tăng bây giờ cũng đã hướng lên trời nói nhận thua, nhưng đạo hữu người chính là thiên mệnh chi vương, nếu có bần tăng tương trợ, tương lai phần thắng hội lớn hơn một chút. là quần nói ra tâm tư ta người mò được thấu, nhưng người tâm tư ta đoán không ra. linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng sống vạn năm, đạo hữu người bất quá mới mấy chục năm, cho nên đạo hữu người đương nhiên sẽ không hiểu bần tăng tâm tư nếu là đạo hữu thủy chung không thể tin tưởng bần tăng, cái kia bần tăng cũng không thể làm gì. La là quân nói ra, người có tính toán gì? Linh tuệ hòa thượng nói ra, nếu là ở đạo hữu người nơi này không tiếp tục chờ được nữa, bần tăng liền tìm một rừng rậm, dốc lòng khổ tu, trông mong có một ngày, có thể được tự tại thân thể. Bất quá cái này sát kiếp phía dưới, bần tăng cũng chưa chắc có thể độ qua được. Mà sự thật, trận này sát kiếp phía dưới, có thể vượt qua người cũng là giải rác là quân hơi kinh hãi, nói ra, sát kiếp thảm liệt như vậy. Linh tuệ hòa thượng nói ra, sẽ chỉ đạo hữu người tưởng tượng càng thêm thảm liệt. Là quân nói ra, ta không biết ta có nên hay không tin tưởng ngươi, nhưng ta nhớ được, người mấy lần liều chết cứu ta. Nếu không có có ngươi, ta sớm liền chết, cho nên, linh tuệ hòa thượng, mặc kệ trước kia như thế nào, nhưng bây giờ, ta coi ngươi là bạn. Nếu như ngươi nguyện ý lưu lại, ta hoan nghênh ngươi nhưng nếu như ngươi có ý nghĩ khác, hoặc là âm mưu, ta hy vọng ngươi này rời đi. Không phải vậy lời nói, xấu bằng hữu tình nghĩa, người ta đều là không tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng cũng không muốn làm sát kiếp khách qua đường, nguyện ý cùng một chỗ làm bạn đạo hữu ngươi đi xuống. Ngày khác Bần Tăng nếu là phụ đạo bạn phần tình nghĩa này, Bần Tăng nguyện đã chết tại lôi đỉnh phía dưới, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vậy thì tốt, ngươi lưu lại đi, La Quân nói ra. Đa tạ đạo hữu, Linh tuệ hòa thượng nói ra. Sau đó, là quân nghĩ đến cái gì, sắc mặt cổ quái nói ra, ta mỗi lần đưa người phong bế, người không biết cũng có thể nhìn đến ta đang làm gì a à? Vậy sẽ không, Linh tuệ hòa thượng lập tức nói ra, bần tăng thiên tâm ý thức là bởi vì lĩnh ngộ lực đến trình độ kia, giống là một người theo 30 tuổi đột nhiên biến thành 2 tuổi tiểu nhi, nhưng trí nhớ vẫn còn ở đó. Cho nên chiếc này tuổi tiểu nhi có 30 tuổi trí tuệ, nhưng không có 30 tuổi lực lượng bần tăng là không phá nổi đạo hữu ngươi phong ấn la quân ngẫm lại cũng cảm thấy là đạo lý này sau đó buông lỏng một hơi hắn thì nguyện ý tin tưởng linh tuệ hòa thượng không khác là dựa vào cảm giác la quân sau đó còn nói thêm này thiên đạo bút người tựa hồ có chút tiếc hận linh tuệ hòa thượng nói ra này thiên đạo bút xác thực rất là tiếc hận a à. la quân nói ra há vậy ngươi nói cho ta một chút này thiên đạo bút lai lịch Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Thiên Đạo bút là thời cổ lúc tồn tại, nghe nói là theo hỗn độn sinh ra pháp khí. Phẩm giai, sơn hà xã tác đồ, Chu Tiên tứ kiếm, chờ một chút pháp bảo đều phải cao hơn nhiều. La Quân giật nảy cả mình, hắn tuy nhiên như thế phỏng đoán qua, nhưng không nghĩ tới Thiên Đạo bút phẩm giai sơn hà xã tác đồ cũng cao hơn. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bất quá bây giờ, Thiên Đạo bút cũng biến thành Tam Lưu pháp bảo. Tại nhân gian coi như không tệ, đến tiên giới là rác rưởi. Đây cũng là thiên đạo bút vì sao lại luân lạc tới nhân gian nguyên nhân. Là Quân nói ra, thiên đạo bút thân thể, đến cùng phát sinh qua sự tình gì. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên đạo bút hết thảy từng có ba người chủ nhân, cái thứ nhất chủ nhân là Hồng Quân Đạo Nhân, cái thứ hai chủ nhân là Đa Bảo Đạo Quân, cái thứ ba chủ nhân là Tròn Cảm Giác. Ba người này, không biết đạo hữu người nghe nói qua mấy cái. Là Quân Tâm chấn động, nói ra, Hồng Quân Đạo Nhân thật tồn tại." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Bần tăng biết, tại thế tục giới diễn nghĩa bên trong, có Hồng Quân Đạo Nhân tồn tại. Bất quá Bần tăng nói cái này Hồng Quân Đạo Nhân, diễn nghĩa bên trong Hồng Quân Đạo Nhân muốn càng thêm uy chấn chư thiên. Năm đó hắn là dựa vào Thiên Đạo bút, định ra rất nhiều thiên đạo trật tự. Bây giờ tu sĩ, đứng trước nhiều rất nhiều ngày kiếp nhân quả, đều là năm đó Hồng Quân Đạo Nhân định ra tới. Nắm dựa theo Thiên Đạo La Quân không tự chủ được nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. La Quân nói ra, cái kia đa bảo đạo quân lại là thần thánh phương nào, ta tốt sống chưa nghe nói qua. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đa bảo đạo quân cũng cực không được, năm đó rất nhiều thiên tài địa bảo tản mát nhân gian, có tu sĩ đạt được về sau, sử dụng thiên tài địa bảo làm sằng làm bậy. Về sau đa bảo đạo quân sáng tạo một cái thế giới, thế giới này chính là dùng thiên đạo bút phát họa ra đến, chính là đa bảo giới đa bảo giới nội, chính là rất nhiều tiên khí pháp bảo hướng tới chi địa. Tại đa bảo giới hình thành về sau, đa bảo đạo nhân liên thủ thiên đạo bút, trợ giúp rất nhiều tiên khí, tạo hóa tiên khí phi thăng đa bảo giới. Đây là để rất nhiều tiên khí lo liệu việc nhà làm chủ, thành vì chủ nhân của mình, không lại luân vì nhân loại pháp khí. Đa bảo giới bây giờ đã phong bế, không hướng người ngoài mở ra. Đó là một cái pháp bảo như mây thế giới. Là quân nghe xong không khỏi cảm thấy rung động không, tiền bối tiên hiền chính xác là đã phổ phía dưới vô số huy hoàng mà đặc sắc văn chương A. Mà cái này đệ nhất, không biết là người nào đến lĩnh lẳng lơ. La Quân nói ra, thiên đạo bút lại là làm sao lưu lạc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này muốn theo mấy ngàn năm trước cổ thần ma đại chiến nói lên, viên giác đã từng tham gia qua thần ma đại chiến. Nhưng là viên giác cũng không có trợ giúp phía kia, mà chính là lấy thiên đạo bút đem thần ma chiến trường cho phong bế trận kia thần ma đại chiến chỗ lấy như vậy thảm liệt là bởi vì đông đảo thần ma trốn đều không trốn thoát được chỉ có thể gạch ngói cùng tan về sau thiên đạo bút khí linh kiệt lực mà chết thiên đạo bút nguyên khí tổn hao nhiều này lưu lạc nhân gian la quân không khỏi nói ra viên giác tại sao muốn phong bế thần ma chiến trường linh tuệ hòa thượng nói ra ai biết được bần tăng duy nhất biết là tay cầm thiên đạo bút ba vị chủ nhân không có chỗ nào mà không phải là đương đại kinh thiên hoàn toàn hạng người mà lại, bọn họ toàn bộ nắm dựa theo thiên đạo. Hồng quân đạo nhân viết thiên đạo trật tự, đa bảo đạo quân để thiên tài địa bảo phi thăng đa bảo giới. Viên giác dẫn động thần ma đại chiến, hộ nhân gian an bình mấy ngàn năm. Cái này mấy ngàn năm nay, nhân gian vẫn luôn không có cái gì sóng to gió lớn. Đây cũng là bởi vì thần ma đại chiến chi, thần ma nguyên khí hao tổn quá mức nghiêm trọng. Là quân nói ra, mà lúc này, thần ma khôi phục nguyên khí cho nên sát kiếp lần nữa buông xuống, không ngớt nói bút cũng xuất hiện. Mà lại, cuối cùng này thiên đạo bút còn rơi vào tay ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xem ra, người mới là thiên đạo bút cái thứ tư chủ nhân. Là quân nghe vậy, lập tức nói ra, không đúng sao, này thiên đạo bút trước đó là tại lạc thiên tình tay. Mà tại lạc thiên tình trước đó, cũng không biết có bao nhiêu người cầm qua này thiên đạo bút. Cho nên ta sao có thể hàng thứ tư đâu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trừ ra viên giác về sau, thiên đạo bút lại không quang mang. Cho nên, mặc kệ cầm qua khoản này có mấy người, cũng không tính là là chủ nhân. Tương lai đạo hữu người cầm lấy thiên đạo bút, nếu là không có thể hiện ra phong mang, một dạng tính không được vị thứ tư chủ nhân. La Quân như có điều suy nghĩ, cảm thấy linh tuệ hòa thượng nói tới cũng không phải không có lý. Hắn nói tiếp, nhưng thiên đạo bút liền khí linh đều không có, ta làm sao có thể bày ra phong mang đâu. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cũng không phải, này thiên đạo bút tên gọi cái gì, thiên đạo A, à, khí linh cũng là nắm dựa theo thiên đạo, mà đạo hữu người chính là thiên mệnh chi vương, chính là không có khí linh, đạo hữu người cũng cần phải có thể thi triển ra không chịu uy lực tới. Là quân nói ra, người nói tốt có đạo lý, ta thế mà không phản bác được. Linh tuệ hòa thượng xứng sở thật lâu, sau đó nói, đạo hữu là đang khen phần thưởng bần tăng sao. Là quân nhịn không được cười lên, sau đó nói, không sai, là khen ngươi. Khoản này, ta vẫn là được thật tốt nghiên cứu một chút. Mạt, là quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đạo hữu ngươi là được thật tốt nghiên cứu một chút, nhiều năm như vậy đến, đạo hữu ngươi pháp bảo một đống lớn, nhưng là từ không có gặp phải một kiện dễ dùng, chi kỷ pháp bảo. Này thiên đạo bút, dài chừng làm kiếm, lại có thể vẽ ra không đầu bút lông. Nói không chừng về sau, này thiên đạo bút sẽ trở thành đạo hữu ngươi một cái dấu hiệu đây. Cũng là tại lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Lại là Kiều Ngưng trở về. Linh Tuệ Hòa Thượng Từ cũng không cần khiêng kỵ. Kiều Ngưng đẩy cửa sau khi đi vào, lộ ra mỏi mệt. Nàng nhìn một chút Linh Tuệ Hòa Thượng, hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, Hòa Thượng ngươi làm sao không có ngủ tiếp đại giác. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, là quân đạo hữu đến đồ tốt, bần tăng đi ra ngoài là chúc mừng. Há, Phật gì tốt? kiều ngưng cũng cảm thấy có chút hứng thú la quân lấy ra thiên đạo bút nói ra là thứ này kiều ngưng nhìn đến thiên đạo bút ngược lại không cảm thấy kinh hãi nói ra thứ này tại lạc thiên tình trong tay nhiều năm cũng không có cái kia lão đại nhìn đến a à. linh tuệ hòa thượng nói ra đây là kiều cô nương ngươi chỉ biết một không biết hai kiều ngưng ngồi xuống liền nói ra nguyện nghe tường linh tuệ hòa thượng đem thiên đạo bút lai lịch còn có la quân đặc thù tính nói ra Kiều Ngưng nghe xong, quả nhiên cũng thấy này thiên đạo bút không tầm thường. Linh Tuệ Hòa Thượng còn nói thêm, vạn sự vạn vật đều coi trọng cái duyên phận. Trước đó cái kia Sơn Hải Châu, tuy nhiên cũng là thông thiên triệt địa chi vật. Nhưng nó tựa hồ cũng không thuộc về La Quân Đạo Hiếu, cho nên tại La Quân Đạo Hiếu tay, một mực không phát huy ra uy lực gì tới. Về sau, La Quân Đạo Hiếu lại đem đưa cho Tần Lâm Đạo Hiếu, muốn đến La Quân Đạo Hiếu ngươi là sẽ không đi thu hồi, đúng không? La Quân lập tức nói ra, tuy nói lúc đó là lâm chung phó thác, nhưng ta cho nhị ca mấy món trí bảo bản thân đến muốn trở về. Vậy nếu như lại đem Sơn Hải Châu cũng cùng nhau muốn trở về, ta cũng quá mức hẹp hòi. Cho nên mặc kệ Sơn Hải Châu chân quý cỡ nào, ta cũng sẽ không muốn trở về. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cho nên, đạo lý là đạo lý này. Liền là bởi vì Sơn Hải Châu cùng La Quân đạo hữu ngươi trung quy là không có có duyên phận A. La Quân nói ra, cho nên, sơn hải châu theo mị nương tay đến tay ta lại đến nhị ca tay đây hết thảy đều là ta nhị ca một trận duyên phận linh tuệ hòa thượng nói ra có thể nói như vậy a à? đúng người đi cùng mị nương nói lâu như vậy nói đến thế nào la quân ngược lại hỏi kiều ngưng kiều ngưng thở dài nói ra nàng đã quyết định đi la quân cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái kiều ngưng nói ra nàng thật không nên đi ta không nói nàng tại cái này thiếu uy phủ đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Chính là nàng tự thân, lấy nàng tu vi, nàng không môn không phái, như vậy ra ngoài, cũng quá nguy hiểm. Huống chi, bây giờ sát kiếp mãnh liệt, sau khi ra ngoài, càng là hung hiểm vạn phần. Là quân, nàng bất quá là muốn cái danh phận, người luôn nói là vì tốt cho nàng mới không cho cái này danh phận. Ngày khác nàng nếu là ở bên ngoài ra cái nguy hiểm tính mạng, người cũng đừng hối tiếc không kịp, La Quân có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn nói ra, ta biết bên ngoài hung hiểm, cho nên ta liền một chút đan dược và tốt pháp khí cũng không dám cho nàng, sợ nàng là ma ngọc có tội. Kiều Ngưng nói ra, nếu không ngươi lại đi khuyên nhủ nàng đi. La Quân nói ra, tốt a, à, ta lại đi một chuyến. Nếu như ngươi khuyên đến nàng giường, yên tâm, ta sẽ không tức giận. Kiều Ngưng bổ sung một câu. La Quân không khỏi trợn mắt chừng một cái. Về sau, La Quân rời phòng xuyên qua khúc hành lang, đình viện, sau đó trở về nhiếp mị nương trước gian phòng. bên trong có yếu ớt ánh đèn, có thể trông thấy ánh nến tại chập chờn. là quân gõ cửa, nhiếp mị nương ôn nhu thanh âm truyền tới, nói ra, vào đi. là quân đẩy cửa vào, dưới ánh đèn, nhiếp mị nương toàn thân áo đen, ngay tại trước bàn nhìn lấy một quyển sách. là quân sau khi đi vào, cười một tiếng, nói, muộn như vậy, đang nhìn cái gì sách đâu nhiếp mị nương nhìn thấy la quân cũng là mỉm cười nói ra ngồi đi ta cho ngươi pha trà nàng nói xong để sách xuống la quân tại trước bàn ngồi xuống thuận tiện ngắm phía dưới cái kia sách lại là một bản diễn nghĩa kịch thuộc về cổ môn loại kia dù sao là la quân nhìn đều cảm thấy nhức đầu nhưng nhiếp mị nương nhìn loại này nhưng lại cảm thấy đương nhiên nhiếp mị nương rất nhanh phao một bình trà tới cái kia hương trà nhất thời đầy tràn cả phòng la quân uống một ngụm trà nóng liền cảm giác thấm vào ruột gan rất là hưởng thụ trà này uống ngon thật ngươi như sau khi đi ta liền rốt cuộc không hưởng thụ được la quân cảm thán nói ra nhiếp mị nương nói ra ta đã dạy dỗ bích nguyệt yên tâm đi dù cho ta không tại nàng cũng có thể cho ngươi rót trà ngon la quân giọng nói trầm xuống sau đó nói mị nương ngươi phải biết hiện tại giang hồ cùng trước kia giang hồ đã khác biệt trước kia ngươi là vì lan kiếm một bán mạng qua cũng được đi tứ phương. Nhưng bây giờ sát kiếp buông xuống, ngươi một cái cô gái yếu đuối ra ngoài, hung hiểm vạn phần. Ngày khác ta nếu là nghe được ngươi bất hạnh tin tức, cho dù ta có thể báo thù cho ngươi, có thể ngươi lại có thể trở về sao. Nhiếp mị nương nói ra, lấy ta tu vi, ở trước mặt các ngươi, xác thực tính được cô gái yếu đuối. Bất quá ngươi tựa hồ quên, tại chúng ta mới quen trước đó, ngươi cũng mạnh không ta bao nhiêu. Mà ngắn ngủi này mấy năm, ngươi tiến bộ quả thực thần tốc có thể ta như ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi, ta hội một mực rậm chân tại chỗ, mãi mãi cũng là một cái cô gái yếu đuối. Mãi mãi cũng không thể đi ra cái này thiếu uy phủ. Tha thứ ta nói thẳng, là quân nói ra, mị nương, người cũng không phải là thiên tài tu luyện. Ta biết, nhiếp mị nương nói ra, là quân nói ra, mà lại ngươi sẽ không quá hướng tới loại tu luyện này sinh hoạt, người ưa thích bình tĩnh, thiếu uy phủ rất thích hợp. Nhiếp mỹ nương nói ra, là quân, ngươi không dùng quá lo lắng cho ta ta sẽ ở đại khang khu vực bên trong hành động đại khang khu vực bên trong vẫn là tương đối an toàn không có cái gì tu sĩ dám nói bừa làm loạn la là quân thở dài hắn cảm nhận được nghị nương kiên quyết nhiếp nghị nương theo rồi nói ra thiên hạ đều tán chi buổi tiệc không phải sao la quân ngẫm lại theo phòng bị tu di bên trong lấy ra một dạng pháp bảo tới đây là một kiện hộ thân ngọc phù la quân ra chỉ lực lượng ở bên trong cái này ngươi thu đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, nó có thể bảo hộ ngươi. nếu như thực sự ngăn cản không nổi lúc, ta nếu là có thể xuất hiện, nhất định sẽ kịp thời chạy tới. La Quân nói như vậy. Nhiếp Mị Nương cũng không chối từ, nàng tiếp nhận hộ thân Ngọc Phù nói ra, cám ơn. sau đó, La Quân hỏi, người đánh tính toán khi nào thì đi? Nhiếp Mị Nương nói ra, chờ các ngươi sau khi đi, ta lại đi thôi. La Quân ngốc ngẩn ngơ nói ra, a. À. Cuối cùng, La Quân cũng không thể khuyên ngăn Nhiếp Mỹ Nương. Hắn về đến phòng bên trong. Linh Tuệ Hòa thượng đã tại hắn Huyền Hoàng Thần cốc hạt giống bên trong ngủ ngon, La Quân đem phong kín, sau đó chui vào đến giường. Dương, Kiều Ngưng đã ngủ say, nàng mặc lấy váy sa mỏng tử, xuân quang vô hạn. Đây thật là một bộ hải đường xuân ngủ mỹ nhân đồ. La Quân thỏa mãn ôm Kiều Ngưng. Cứ việc đây là giữa hè, khí trời rất nóng. Nhưng đối la quân cùng kiều ngưng dạng này người, bọn họ tự mình giải quyết năng lực rất mạnh, cho nên thân thể không có một tia mồ hôi, hơn nữa còn băng băng lành lạnh. Kiều ngưng đang say ngủ, cũng là bị la quân quấy rối cho làm tỉnh lại. La quân hôn nàng vành tai, khiến kiều ngưng cảm thấy tê ngứa, nhưng lại cảm thấy tị y hát chính đang cuộn trào. Người chán ghét ha, còn có nhường hay không người ngủ. Kiều ngưng lầm bầm nói ra. La quân hì hì cười một tiếng, tay lại trèo trước ngực nàng sung mãn sau đó tự nhiên lại là một vòng gió tanh mưa máu sáp lá cả lẫn nhau giết phong cuồng vũ gấp xuân quang kiều diễm tất nhiên là không cần nhiều lời kích tình sau đó kiều ngưng mặt mũi tràn đầy ửng hồng thỏa mãn mà kiều mị nàng rúc vào la quân trong ngực hỏi người đi khuyên đến thế nào a à? la quân nói ra nàng khăng khăng muốn đi kiều ngưng nói ra người muốn là đem nàng hướng dường nhấn một cái ta cam đoan ngày thứ hai nàng sẽ không đi nói đi cái chữ này. Là quân tại nàng ngực nắm, nói ra, người cái này tiểu dã miêu, chẳng lẽ thật không biết tâm tư ta sao? Kiều ngưng ăn một chút cười một tiếng, nói ra, ta hiện tại biết, người cảm thấy có ta rất thỏa mãn nha. La quân nói ra, cái kia không muốn nói lời như vậy nữa. Kiều ngưng hì hì cười một tiếng, nói ra, tốt ha. À? Lúc này vẫn là nửa đêm, ly thiên sáng còn sớm. Kiều ngưng đi qua trận này vận động, rất là thỏa mãn, sau đó lại ngủ thật say. La Quân lại là ngồi xuống, hắn xuất ra thiên đạo bút lần nữa nghiên cứu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân pháp lực thăm dò vào đến thiên đạo trong bút. Oanh một tiếng, La Quân nhất thời cảm thấy đầu chi tựa hồ có đổ nổ tung. Bởi vì hắn não vực cùng thiên đạo bút liên hệ với nhau. La Quân trông thấy cuồn cuộn một màn. Chính là tại thiên đạo trong bút, lại có chín tòa tuyết sơn. Cuồn cuộn, mạo hiểm, rộng lớn, thê lương, loại loại cảm giác côn ra la quân trong lòng. Cái kia chín tòa tuyết sơn có loại đứng thẳng vào mây trời cảm giác, giống như là chín tòa cự đại tinh bích một dạng. Trước đó, là quân xóa đi lạc thiên tình tại thiên đạo bút pháp lực lúc hắn đều không có cảm nhận được minh mông như vậy thiên đạo bút, mà trước mắt hết thảy, tựa hồ là phát sinh cải biến. Thật chẳng lẽ bởi vì ta là thiên mệnh chi vương, chẳng lẽ này thiên đạo bút cùng ta là thật có duyên phận? La Quân không khỏi âm thầm suy nghĩ. Ngay tại La Quân cuồng nghỉ thời điểm, hắn đột nhiên lại cảm giác không thấy thiên đạo trong bút cuồn cuộn. Thiên đạo bút chi, là một hồ nước đọng, liền một tia gợn sóng đều không có. Đây là thiên đạo bút trước kia bộ dáng, giống như tử hải không dao động. Thiên đạo trong bút có tự thành không gian, hồ này mặt rộng lớn càng 300 mét vuông cây số, xa xa xem xét, giống như là một tòa tử hải. La Quân cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, hắn một lần nữa thu hồi pháp lực, lần nữa thăm dò vào đi vào. có thể bên trong vẫn là bình tĩnh mặt hồ. la quân cũng có thể cảm ứng được hồ nước chi, còn sót lại thiên đạo lực lượng. mà lạc thiên tình chính là điều động những lực lượng này, đồng thời vận dùng pháp lực đến viết chữ cổ. uy lực này còn thiếu rất nhiều a. À, la quân thầm nghĩ, vừa mới ta đoán gặp viết sơn tinh bích quả quyết không phải ảo giác, có thể cái này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. la quân chính mình cũng nghĩ không thông sau đó hắn nghĩ tới linh tuệ hòa thượng. Lúc này ở trong gian phòng đó, tự nhiên là không tiện hô linh tuệ hòa thượng đi ra. Bởi vì kiều ngưng còn cảnh xuân lộ ra đâu, là quân ngay sau đó đứng dậy, đến đến trong đình viện. Một vầng minh nguyệt treo trên cao chân trời, màu xám bạc ánh trăng vẩy vào đình viện chi. Vắng vẻ chi, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang. Là quân lúc này mới đem linh tuệ hòa thượng kêu đi ra. Linh tuệ hòa thượng đứng tại đình viện bàn đá, bản thân nó là một hạt giống, rất sắc trưởng thành một cái cây giống. Cây này giống có cái mũi, có mắt, có chút đáng yêu. Linh Tuệ Hòa Thượng cười một tiếng, nói ra, đạo hiểu, người lúc này không phải tại phong lưu khoái hoạt sao? Lại phải gọi bần tăng làm gì? Là quân mặt mò đỏ ửng, theo rồi nói ra, có chính sự. Linh Tuệ Hòa Thượng liền cũng nghiêm mặt nói ra, làm sao? Là quân đem trông thấy thiên đạo trong bút cái kia chín tòa tuyết sơn tinh bích sự tình nói. Linh tuệ hòa thượng nghe xong giật nảy cả mình, nói ra, đạo hữu người thật nhìn thấy cái kia chín tòa tuyết sơn tinh bích. La quân nói ra, cái này còn có giả, nếu là không có gặp, ta nơi đó nói được bực này tình trạng. Làm sao, trong này có huyền cơ gì? Linh tuệ hòa thượng nói ra, thiên đạo bút nhận chủ điều kiện tiên quyết là có thể nhìn đến bên trong chín tòa tuyết sơn tinh bích. Nhiều năm như vậy, tất cả các đại lão đều cho rằng thiên đạo bút bởi vì mất đi khí linh, cho nên cái kia chín tòa tuyết sơn tinh bích cũng theo biến mất. Đều kết luận thiên đạo bút là vật vô dụng. Là quần nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên trông thấy cái kia chín tòa tuyết sơn tinh bích. Nhưng về sau, lại cái gì đều cảm giác không thấy. Quả nhiên là quái cực kỳ, ta cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, sau đó mới đưa người kêu đi ra hỏi cho rõ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này, Bần Tăng cũng nghĩ không thông, nhưng đạo hữu người cũng chứng thực một việc, đó là thiên đạo bút tuy nhiên tổn thất khí linh, nhưng thiên đạo bút tránh thức lực lượng vẫn còn ở đó. Chín tòa tuyết sơn tinh bích đại biểu cửu cửu trí tôn, cũng đại biểu suy cho cùng. Một khi đạo hữu người thật khu động cái này chín tòa tuyết sơn tinh bích, sau đó lấy thiên đạo bút viết chữ cổ, như vậy uy lực tất nhiên vô cùng. Đợi đến nhất định cảnh giới, thiên đạo bút chỗ viết ra chữ là nắm dựa theo thiên đạo, có thể nặng đặt trước trật tự. Là quân thân thể chấn động, hắn nói ra, ta được thật tốt nghiên cứu một chút, cần phải đem cái này chín tòa tuyết sơn tinh bích tìm ra. bất quá cái này chữ cổ ta giống như không biết viết. linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng biết mấy cái chữ, có thể nói cho đạo hữu ngươi. sớm biết, ta nên tìm lạc thiên tình đem những chữ kia hỏi rõ ràng. hiện tại đã đả thảo kinh xà, cái kia thần tộc ta là không thể đi. la quân nói ra, linh tuệ hòa thượng nói ra, cái kia tính lạc tiểu tử, biết có hạn, cũng không có viết ra chữ cổ tinh túy đến còn không bằng bần tăng đây bần tăng nơi này có bảy chữ đạo hữu người đem bảy chữ này học hội cũng đã là hưởng thụ vô cùng há cái kia bảy chữ la quân liền vội vàng hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng lấy nguyên thần truyền ý truyền cho đạo hữu hắn nói xong nhô ra một cái nhánh cây nhỏ hướng la quân thái dương huyệt tìm kiếm la quân cũng không né tránh nói trở lại nếu như nhanh nhạy thật muốn hại la quân lúc này hắn là có cơ hội nhưng La Quân tính cách là như thế, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hắn nguyện ý cho Linh Tuệ hòa thượng phần này tín nhiệm. Cái kia bảy cái chữ cổ rõ ràng truyền lại đến La Quân não vực chi. Theo thứ tự là sinh, tử, mang ra, phong, giết, chui, ẩn. Chữ cổ, mỗi một chữ cùng bây giờ kiểu chữ đều có khác biệt lớn. Nói là chữ, ngã về là thần bí phù, mỗi một bút chi đều chất chứa huyền bí đồng thời dùng cái này câu thông thiên địa thần bí chi môn la quân đem mấy chữ này trong nháy mắt một mực nhớ kỹ sau đó la quân để linh tuệ hòa thượng hồi huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong hắn bản thân tại trong đình viện nghiên cứu lên thiên đạo bút tới lần này vô luận hắn làm sao tới thăm dò thăm dò đều không có tìm được thiên đạo trong bút bộ chín tòa tuyết phong tinh bích quái la quân không khỏi thầm mắng một tiếng hắn có vẻ hơi bực bội. Nhưng mà bực bội cũng vô dụng, thiên đạo bút như cú tại chỗ nào, không có bất kỳ biến hóa nào. La quân bất đắc dĩ, chỉ có thể về phòng trước nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, La quân đi gặp một chuyến hoàng đế hiên chính hạo. Hai người cũng không có trò chuyện quá nhiều hắn đồ, vật, hàn huyên một phen về sau, La quân cũng đứng dậy cáo từ. Tô Yên Nhiên bên kia cũng tới gặp La Quân một lần, Tô Yên Nhiên nói ra nàng cũng không có liên hệ đến trường sinh đại đế. Cho nên, La Quân xin nhờ nàng tìm trường sinh đại đế cứu làm tử y sự tình, đại khái là không làm được. Việc này tại La Quân dự kiến chi, La Quân cũng không nói thêm gì. Sau đó, Tô yên nhiên cũng rời đi. La Quân cùng Kiều ngưng tại thiếu uy phủ đợi ba ngày, sau đó rời đi. Cách trước khi đi, La Quân cho nhiếp mị nương một cái hỗn độn quả, mặt khác cho một chút đan dược. Trừ những thứ này, hắn không biết mình còn có thể làm những gì. Cũng không biết ngày sau Giang Hồ Chi, khi nào mới có thể nhìn thấy nhiếp mị nương. Có lẽ, đời này khó có thể gặp lại đi. Tương lai sự tình, người nào nói đến chính xác đâu. Là quân cũng không biết mình đến cùng còn có thể sống mấy năm, đời này sự tình tăng thương biến hóa, ai có thể dự liệu được ngày mai sự tình đâu. Bởi vì cái gọi là hôm nay không biết rõ ngày sự tình, ngày mai ruộng đất hậu nhân chồng, phú quý trăng tròn khó lâu dài, hồng nhan lão vu nến đỏ trước, dù cho là thiên cổ phong lưu, phong tiêu tiêu, người mịt mờ, kết quả là, số mệnh khó thoát. Là quân cùng kiều ngưng rời đi hoàng thành, là quân quyết định trước đối trời cao tông ra tay. Trời cao tông tay có đạo thiên thê cùng băng thiên nhận. Là quân cảm thấy cần phải may mắn là, hắn cùng lăng vân phong chính là là bạn tốt. Chuyện này, còn phải theo lăng vân phong chỗ này làm vào tay điểm. Là quân cùng kiều ngưng tại vân vụ chi phi hành, hai người một bên thương lượng đối sách, hiện tại đối với chúng ta có lợi một mặt là, Trời Cao Tông còn không có chuẩn bị. Bọn họ không biết ta lại đột nhiên đối cái này đạo thiên thê, băng thiên nhận nhất định phải được. Mà bây giờ nan đề là ta như thế nào mới có thể nhìn thấy Lăng Vân Phong đại ca. Trời Cao Tông nhân đều rất khôn khéo, nếu ta đột nhiên xuất hiện, sau đó Lăng Vân Phong lại đi muốn đạo thiên thê cùng băng thiên nhận, như vậy thế tất sẽ khiến Trời Cao Tông chú ý. Một khi bọn họ biết ta đối hai thứ này bảo bối nhất định phải được, như vậy bọn họ có thể sẽ công phu sư tử hoạn. Mà bọn họ công phu sư tử ngoạm về sau, cái kia vũ hóa môn cũng có thể sẽ nhận được tin tức. Kể từ đó, ta muốn lấy được mấy thứ này, hội cực khó khăn. Kiều Ngưng nói ra, không sai. Là quân nói ra, biện pháp cũ là, trước tiên ở trời cao tông bên ngoài chờ đợi, bắt người đệ tử độ hóa, sau đó để đi thông bẩm Lăng Vân Phong đại ca, để hắn ra đến gặp mặt. Kiều Ngưng nói ra, ta nhìn làm như vậy. Hai người ăn nhịp với nhau rất mau tới đến trời cao tông thập vạn đại sơn bên ngoài. Lúc này là buổi trưa ở giữa, trời cao bên ngoài tông vây đại sơn minh mang buồn bực, xung xuê thúy thúy, liếc nhìn lại, chính là nhìn không thấy bờ. Lục hải chập trùng, ánh sáng mặt trời như hỏa. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng tú lệ phong cảnh. Là quân cùng kiều ngưng lặng yên chui vào, rất mau tới đến trời cao tông hộ cung đại trận bên ngoài. Kế hoạch đến biến biến, trời cao tông không thánh thành, người ở trong thành thị muốn nhịn không được ra ngoài canh chừng người tại núi ngược lại là khó có loại này muốn đi ra ngoài tâm tư ta nhìn chúng ta rất khó đợi đến có người từ trong đại trận đi ra còn là không bằng chúng ta ẩn vào trận kiều ngưng nói như vậy la quân cũng ý thức được vấn đề này gật gật đầu nói ra ta đến nghiên cứu một chút trận pháp này thấy thế nào có thể thần không biết quỷ không hay đi vào kiều ngưng nói ra tốt la quân nghiên cứu cái này vân cung đại trận Phát hiện đại trận chưa chắc có nhiều hung mãnh, chỉ là một khi có người chui vào đi vào, sẽ kinh động trận pháp. Phá trận không khó, khó là như thế nào thần không biết, quỷ không hay đi vào. Muốn tìm tới Vân Cung đại trận vận hành lỗ thủng, cần không thiếu thời gian. La Quân nhớ tới Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, hắn dứt khoát vận chuyển hỗn độn chi khí, này lặng yên xé mở một đầu lỗ hồng. Sau đó cùng Kiều Ngưng xuyên thẳng qua tiến Vân Cung trong đại trận. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí, cùng vạn vật đều là giống nhau nhóm máu. Lúc trước La Quân dựa vào thứ này đem Vũ Hóa môn tảng chân các đều lặng yên mở ra, cho nên giờ phút này muốn xông vào cũng không tính khó. Trong mây cung đại trận, Y Nguyên vẫn là tại dãy núi chi. Trời cao tông bây giờ là có 45 ngọn núi. 45 ngọn núi, nguy nga đứng vững. La Quân cùng Kiều Ngưng Lặng Yên đến Lăng Vân Phong chỗ Thiên Cô Phong phía dưới, sau đó la quân cùng kiều ngưng chờ đợi không bao lâu tìm một tên theo trời cô phong ra ngoài đệ tử la quân cưỡng ép theo hư không đem đệ tử kia chặn lại đệ tử kia là lấy pháp khí chuẩn bị tiến về vân cung không muốn bị la quân chặn lại la quân cũng không muốn nói nhảm trước độ hóa sau đó để đi cho lăng vân phong truyền lời thiên cô phong phương giã có pháp trận trải rộng ngoại nhân rất khó thần không biết quỷ không hay xâm nhập la quân là sợ làm cho người khác chú ý cho nên mới như thế truyền lời. Đệ tử kia đi không lâu sau, liền tới gặp La Quân, Đạo Hiếu, sư phụ ta đã tạm thời đóng lại thiên cô phong trận pháp, Đạo Hiếu có thể trực tiếp thi triển thần thông đi cùng sư phụ tụ hợp. La Quân gật đầu, hắn cũng không vội lấy đem đệ tử này hoàn tục, cũng là sợ đệ tử này sẽ ra ngoài mật báo. La Quân cùng Kiều ngưng chợt lách người, sau đó lấy đại na di thuật trực tiếp xuất hiện tại Lăng Vân Phong tu hành tĩnh thất chi. Lăng Vân Phong toàn thân áo trắng, chính khoanh chân tĩnh tu, là quân cùng kiều ngưng xuất hiện về sau, hắn mở mắt mỉm cười, sau đó liền đem bên ngoài trận pháp khôi phục. là quân, kiều cô nương nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lăng vân phong cười cười nói ra, như vậy lén lén lút lút đến đây, nên không phải muốn nuồm đồ ta trời cao tông bảo bối gì a? À. là quân nghe vậy cười ha ha một tiếng nói ra, vân phong đại ca, người thật sự là quá thông minh thật là vì trời cao tông bảo bối mà đến, mà lại, ta nhất định phải đạt được. Người biết, ta hiện tại tại chúng tinh điện bên trong, tinh chủ bàn giao nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành. Bất quá người cũng yên tâm, ta muốn hai thứ đồ này, đối trời cao tông tới nói dâu rìa. Lăng vân phong nào nào, theo rồi nói ra, người muốn bảo bối gì? Đạo thiên thê, băng thiên nhận, là quân nói ra, hai thứ này bảo bối, vân phong đại ca người cũng đã biết. Lăng vân phong lắc đầu, nói ra ta chưa nghe nói qua bất quá trong tông trong tàng bảo các mặt bảo vật có rất nhiều rất nhiều bảo vật đè ép ở bên trong ta không biết cũng không trách chỉ là cái này đạo thiên thê cùng băng thiên nhận có lai lịch ra sao sao la quân nói ra là như vậy ngay sau đó hắn đem tam thập tam thiên trí bảo nói ra bao quát huyền quang động thiên phù đồ bí mật cũng nói tới la quân đối lăng vân phong là tuyệt đối tín nhiệm cho nên không có chút nào giữ lại lăng vân phong nghe xong nói ra nói như vậy lên cái này đạo thiên thê cùng băng thiên nhận đối trời cao tông tới nói tác dụng xác thực không lớn cái này huyền quang động thiên phù đồ thiếu một kiện chính là uy lực giảm nhiều la quân nói ra tình chủ tay đã có không ít trí bảo tại hắn tay đồ vật không có người có thể lấy đi lăng vân phong cười một tiếng nói ra ngươi đừng lo lắng ta cùng ngươi là huynh đệ ta sẽ không muốn lấy tại ngươi nơi này làm lợi ích cái này đạo thiên thê cùng băng thiên nhận người biết cụ thể ở nơi nào sao la quân nói ra cái này ta còn cần tỉ mỉ tìm kiếm một phen lăng vân phong nói ra ừm um, nếu như không tại trong tàng bảo các còn nói được một điểm ta cùng các vị tổ sư đều có chút giao tình dùng chút bảo vật đi đổi bọn họ hẳn là sẽ đồng ý người trước điều tra thêm xem đi la quân gật đầu nói ra tốt lần này la quân liền lợi dụng tay trí bảo kỹ càng tìm kiếm hắn trọn vẹn tìm kiếm nửa giờ nửa giờ sau sắc mặt hắn hơi hơi cổ quái thế nào không có cha được kiều ngưng nhíu mày hỏi la quân lăng vân phong cũng nhìn về phía la quân cha được tại lôi vân ngọn núi la quân cười khổ lôi vân ngọn núi lăng vân phong bị kinh ngạc hắn sau đó cũng cười khổ nói ra đây thật là không phải oan gia không đối đầu a à. ta một mực cùng hoa thiên anh không hợp nhau lắm cho nên lôi vân tổ sư cũng nhìn ta không quá thuận mắt dù sao lôi vân tổ sư là hoa thiên anh sư phụ nha hiện tại mọi người đều biết đều biết ngươi là quân là ta lăng vân phong bằng hiếu mà hoa thiên anh lại chết tại tay ngươi lôi vân tổ sư tâm hận ta sợ là đều muốn hận độc hắn như không biết ta muốn cái kia đạo thiên thê cùng băng thiên nhận còn tốt nếu là ta vừa mở miệng hắn nhất định tìm kiếm nghĩ cách đều không cho ta được đến là quân nói ra cho nên ta mới phát giác được chuyện này thật sự là vô sảo bất thành thư a bất quá bây giờ còn tốt, chúng ta còn có có lợi một mặt. Đó là lôi vân tổ sư không biết chúng ta đang tìm đạo thiên thê cùng băng thiên nhận. Kiều Ngưng nói ra, không nếu chúng ta lặng lẽ lẻn vào đến lôi vân ngọn núi, đem lôi vân khống chế lại, buộc hắn giao ra đạo thiên thê cùng băng thiên nhận. Là quân khoát tay, nói ra, cái kia không được, sự tình bại lộ, khẳng định sẽ liên lụy đến lăng vân phong đại ca. Kiều Ngưng nói ra, cái này. Là quân trầm ngâm, Lăng Vân Phong cũng muốn biện pháp. Chúng ta ở trong tối, lôi vân tổ sư ở ngoài sáng. Nếu như chúng ta có biện pháp đem lôi vân dẫn suốt trời cao tông, như vậy sự tình dễ làm nhiều. Kiều Ngưng nghĩ một lát, nói ra. Lăng Vân Phong thì nói ra, lôi vân tổ sư có một cháu gái, gọi là lôi vui mừng. Lôi vân tổ sư đối lôi vui mừng mười phần sủng ái, lần ngươi cái kia tiên hạc sự tình, là thần thú cảnh vì cho lôi vui mừng một đầu tiên hạc tạo thành chỉ muốn các người đem lôi vui mừng bắt lấy, liền có thể nghĩ cách đem lôi vân tổ sư dẫn suốt trời cao tông. Là quần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi, lôi vui mừng ở nơi nào? Lòng hắn đã sinh ra một cái kế hoạch. Lăng vân phong nói ra, lôi vui mừng tại liên vân ngọn núi tử dương chân nhân môn hạ tu hành. Làm sao không có theo lôi vân tổ sư tu hành, kiều ngưng nghe vậy không khỏi quái. Là quân cười một tiếng, nói ra, chắc là nhà đầu nghịch ngợm lôi vân cũng không tiện sụ mặt săn dậy bởi vậy giao cho người khác ngược lại tốt dậy bảo một chút lăng vân phong nói ra là cái này lý nhi hắn tiếp lấy còn nói thêm bất kể nói thế nào lôi vui mừng nha đầu kia cũng không tính là là cái người xấu ta hy vọng ngươi không muốn thật thương tổn đến nàng không phải vậy lời nói đây là ta sai lầm la quân nói ra vân phong đại ca chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm ta lăng vân phong cười một tiếng nói ra, đương nhiên yên tâm. Sau đó lại tiếp sau đó, Trời Cao Tông phát sinh một kiện bí hiểm sự tình. Đó chính là Liên Vân ngọn núi Tử Dương chân nhân môn hạ tam đại đệ tử Lôi Vui mừng, hứng thú gây nên, đột nhiên chạy ra Trời Cao Tông. Nhưng là rất nhanh, Lôi Vui mừng thế mà bị Thiên Châu Chi, tiếng xấu sáng tỏ hái hoa ma chính là hồng quang bắt lại. Bất quá cái kia chính là hồng quang ngược lại là sợ tại Trời Cao Tông uy danh, không dám làm ẩu chỉ nói là muốn gặp mặt lôi vân tổ sư, lấy chút chỗ tốt. Chính là hồng quang là bí mật đem tin tức truyền lại tiến đến, đồng thời nghiêm lệnh không được lộ ra. Không phải vậy giết con tin. Sau đó, lôi vân tổ sư cũng không có đem chuyện này truyền đến trưởng giáo trí tôn trong lỗ tai đi. Sự thật, sự kiện này đi qua là như vậy. Là quân cùng kiều ngưng lặng lẽ bắt tại tu luyện lôi vui mừng, liên vân ngọn núi trận pháp, là quân lấy hỗn độn chi khí lặng yên xé rách một đầu lỗ hồng, vẫn chưa kinh động tử dương chân nhân. Sau đó, là quân độ hóa lôi vui mừng nha đầu kia. Về sau, hắn liền mệnh lệnh lôi vui mừng chính mình rời đi trời cao tông. Cứ như vậy, liền coi như là cùng Lăng Vân phong triệt để phủi sạch quan hệ. Mà chính là hồng quang xuất thủ, càng làm cho la quân cùng kiều ngưng cũng ẩn nấp đi. Kể từ đó, lôi vân tổ sư cũng vạn vạn nghĩ không ra, hậu trường hắc thủ thế mà có người khác. Địa điểm ước định là tại Bắc Hải Chi. Bắc Hải chính là chính là hồng quang ổ điểm, mà lại khoảng cách trời cao tông rất xa. Cho nên, vị trí này cũng sẽ không để Lôi Vân Tổ sư sinh nghi. Thời gian là ban đêm, một vầng minh nguyệt đem biển rộng minh mông in nhuộm thành màu xám bạc. Tối nay phong có chút lớn, thủy triều chập trùng, mang theo từng tia từng tia ý lạnh. Ở một tòa hải đảo hư không, Lôi Vân Tổ sư đến đúng giờ. Chính là hồng quang cũng mang theo lôi vui mừng ở trên không xuất hiện hai người đứng lơ lửng trên không cái kia lôi vui mừng gặp lôi vân tổ sư lập tức bi thiết hô lôi ra ra cứu ta lôi vân tổ sư một thân hắc bào không giận tự uy hắn trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hướng chính là hồng quang trời cao tông cùng các hạ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông tôn giá bắt ta cháu gái là vì chuyện gì lôi vân tổ sư lạnh lùng hỏi thăm chính là hồng quang cười một tiếng nói ra ta biết trời cao tông ngạo nghế tại thế gian, không đem thiên hạ anh hùng để vào mắt. Ta chính là Hồng Quang cũng không phải là các ngươi trời cao tông đối thủ, cho nên, ta cho các ngươi lưu mặt mũi. Nếu là hắn nữ tử, ta sớm đem nàng thân thể muốn, nguyên âm hút, nơi nào sẽ lưu đến giờ này khắc này. Nhưng ta xem ở trời cao tông mặt mũi, cho nên mới một mực không có ra tay. Hiện đang tìm ngươi đến, cũng là muốn chút chỗ tốt, ngươi cũng không thể để ta làm thâm hụt tiền mua bán ta vốn cũng là muốn đem nhà đầu này làm, nàng không phải nói nếu là gọi ngươi đến, ta có thể được đến càng tốt đẹp hơn chỗ. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lôi vân tổ sư trầm giọng nói ra, các hạ nếu là hiện tại thả ta cháu gái, sự kiện này, lôi mỗ có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta nhổ vào, chính là hồng quang nói ra, ngươi cũng không động não ngấm lại, ta nếu là sợ ngươi, sớm đem nhà đầu này đem thả. Đã lão tử phí lớn như vậy kinh, không có khả năng không công mà lui. Lôi vân tổ sư mắt hàn quang lóe lên, sát cơ ẩn hiện. Hắn hạng gì thân phận, thế mà bị chính là hồng quang loại này hạ lưu người quát lớn, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn. Hắn sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, chính là hồng quang, một cháu gái, ta lôi vân chưa hẳn bỏ qua không. Ngươi như còn dám nói năng lỗ mãng, bổn tọa chắc chắn ngươi chém giết nơi này. Một cỗ rét lạnh sát ý bước tới chính là Hồng Quang bị kinh ngạc. Hắn nhất thời có chút bên ngoài cường kiền, nói ra, lôi vân, người muốn giết ta, chưa chắc có bản lãnh này. Lại thêm bần đạo đâu, ngay vào lúc này, lôi vân tổ sư tay phòng bị tu di đột nhiên bảo quang lóe lên, sau đó, một tên áo bảo trắng đạo nhân xuất hiện. Cái này áo bảo trắng đạo nhân tiên phong đạo cốt, vừa xuất hiện liền cho người ta một loại thâm bất khả chắc, cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Người đến không là người khác, chính là tử dương chân nhân tử dương chân nhân tính được là lôi vui mừng sư tổ. Bất kể như thế nào, lôi vui mừng đều tính được là liên vân ngọn núi tử dương chân nhân tỏa hạ đệ tử. Cho nên lôi vui mừng ra chuyện, tử dương chân nhân cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tử dương chân nhân đem chính là hồng quang phía sau chặn lại, hắn từ tốn nói, chính là hồng quang, bần đạo biết ngươi luôn luôn là tặc không đi không. Bất quá hôm nay, ngươi như lại khư khư cố chấp, không thể nói được, bần đạo muốn cùng lôi vân đạo hữu vì dân trừ hại. Nói cho cùng, các ngươi là lại muốn cứu người, còn suy nghĩ gì cũng không cho. Chính là hồng quang nổi nóng cực kỳ. Hắn nói ra, rất khác nhau khởi tử. Nói xong liền chết bóp lấy lôi vui mừng trắng như tuyết cái cổ. Lôi vui mừng lập tức hoảng sợ chi cực. Lôi vân tổ sư lạnh giọng nói ra, chính là hồng quang, người muốn cái gì? Chính là hồng quang nói ra, ta làm sao biết ta muốn cái gì, ta muốn người đưa người phòng bị tu di bên trong pháp bảo bày ra cho ta xem một chút, ta nhiều nhất chọn cái ba loại. Người yên tâm, người sở trường pháp bảo ta không muốn. Lôi vân tổ sư cùng tử dương chân nhân bỗng cảm giác nghi hoặc. Cái này chính là hồng quang hành tẩu giang hồ, cũng là tiếng xấu chiêu lấy hạng người. Không biết đoạt nhiều ít pháp bảo, làm sao đối lôi vân tổ sư pháp bảo cảm thấy hứng thú đâu. Trong lúc nhất thời, lôi vân tổ sư cùng tử dương chân nhân đều muốn không quá thấu, chính là hồng quang thì hung dữ nói ra, khác lề mà lề mề. Lôi vân tổ sư ngay sau đó không nói một lời, sau đó liền đem cái kia phòng bị tu di rất nhiều pháp bảo, đan dược toàn bộ lấy ra, đồng thời thi triển pháp lực để phiêu phù ở hư không. Chính là hồng quang liếc nhìn đạo thiên thê cùng băng thiên nhận, hắn đại hỉ, lập tức thi triển pháp lực đi bắt đạo thiên thê cùng băng thiên nhận. Nhưng là lôi vân tổ sư càng nhanh, vung tay lên, liền đem tất cả pháp bảo thu nhập túi chính là hồng quang nhất thời vừa sợ vừa giận nói lôi vân ngươi lôi vân tổ sư mắt thoáng hiện lệ quang nói ra xem ra ngươi đến có chuẩn bị là chuyên môn vì bản tỏa cái này đạo thiên thê cùng băng thiên nhận nói ngươi rốt cuộc muốn hai thứ này bảo bối là làm cái gì sau lưng ngươi có người hay không tại sai xử ngươi ngay vào lúc này là quân cùng kiều ngưng theo chính là hồng quang tay luân hồi bàn dần hiện ra tới bây giờ đã là lộ ra kế hoạch la quân cũng không muốn giấu giếm nữa cái gì hắn đem lôi vân tổ sư cản trở sau đó thẳng thắn nói ra lôi vân ta là người giật dây ngươi cũng đoán không sai hôm nay ta là muốn người cái kia đạo thiên thê cùng băng thiên nhận la quân lôi vân tổ sư cùng tử dương chân nhân gặp la quân đồng thời bị kinh ngạc lôi vân tổ sư hai mắt nhất thời huyết hồng nói ra tốt lắm người giết đồ đệ của ta hôm nay lại tới đánh bổn tọa chủ ý bổn tọa hôm nay há có thể dung ngươi hắn sau khi nói xong toàn thân sát khí tăng vọt liền muốn liều lĩnh hướng la quân xuất thủ tại tu đạo trong mắt cao thủ thân tình vô cùng yếu kém lôi vân tổ sư đối đồ đệ mình hoa thiên anh hiển nhiên là bảo vệ càng nhiều mà đối cái này cháu gái lộ ra mở nhạt rất nhiều lúc khi tối hậu trọng yếu bỏ qua một cháu gái hắn là có thể không chút do dự điểm ấy khí phách lôi vân tổ sư không có khả năng không có la quân hít sâu một hơi hắn nói ra chậm đã Lôi vân tổ sư nói, ừm. Là quần nói ra, người muốn cùng ta giao thủ, ta vui lòng phụng bồi. Hôm nay dẫn người đi ra, cũng không phải muốn chiếm người tiện nghi gì. Hắn sau khi nói xong, đem kim quang phù lục tế ra, trong nháy mắt đem lôi vui mừng trong thân thể kim quang hấp thu. Lôi vui mừng liền cũng trong nháy mắt khôi phục thần thức. Lôi ra ra, bọn họ hại ta. Lôi vui mừng lập tức kêu to, là bọn họ tại liên vân ngọn núi bên trong bắt ta, lại dùng tà thuật nghi ngờ ta lôi ra ra cứu ta lôi vui mừng bi thiết cực kỳ la quân xuống lần nữa lệnh nói ra chính là hồng quang thả nàng chính là hồng quang lập tức nói ra vâng hắn lập tức đem lôi vui mừng phóng thích lôi vui mừng liền một bước chạy vội tới lôi vân tổ sư bên người lôi vân tổ sư bắt lấy lôi vui mừng đem ném vào một kiện pháp khí bên trong hắn sau đó cùng tử dương chân nhân kinh ngạc nói ra liền chính là hồng quang dạng này người cũng đã bị người khống chế lại, là quân, người quả nhiên không đơn giản. Là quân cười lạnh, nói ra, ta có thể có hôm nay, còn không phải thác lôi vân người phúc khí. Nếu không phải ngày đó người lôi vân cùng không động lão thất phu liên thủ bức ta, ta làm sao có thể đầy đủ bị ép phản bội chạy trốn ra mây thiên tông. Tử dương chân nhân nghe vậy khe khẽ thở dài, chuyện ngày đó, bây giờ trời cao trong tông bộ sớm đã điều tra rõ ràng chỉ là trưởng giáo trí tôn không có lại truy cứu a mệnh số gây ra a tử dương chân nhân thở dài lôi vân tổ sư mặt mo đỏ ửng hắn theo rồi nói ra xem ra hôm nay ngươi là muốn mà tính thanh trước sổ sách la quân nói ra một là một hai là hai chuyện ngày đó tuy nói là lôi vui mừng duyên cớ nhưng nói cho cùng cuối cùng chuyện xấu vẫn là không động tổ sư môn hạ làm ra ta cũng sẽ không dẫn lây sang các ngươi cho nên đối với lôi vui mừng ta không nhúc nhích nàng một cọng tóc gáy. Mà lúc này, ta muốn người đạo thiên thê cùng băng thiên nhận. Như vậy đi, hai người chúng ta đánh một trận, ta cũng xuất ra tiền đặt cược tới. Chỉ cần ngươi thắng, ta đem cái này. Hắn sau khi nói xong, liền xuất ra đồng dạng hai kiện trí bảo tới. Liền theo thứ tự là sát thiên giản, trí thiên môn. Ta hai món trí bảo này, cùng ngươi đạo thiên thê, băng thiên nhận đồng xuất một đường, ngươi thắng, hai kiện pháp bảo kia là ngươi ta thắng người cái kia hai kiện pháp bảo là ta người có dám la quân nói ra thật sự là chuyện cười lôi vân tổ sư nói ra người đối đạo thiên thê cùng băng thiên nhận nhất định phải được bổn tỏa có thể không có thèm người cái kia hai kiện trí bảo la quân nói ra lại thêm cái này la quân lập tức điều động ra một triệu viên thuần dương đan tới thêm cái này lôi vân ngươi thấy được sao la quân nói ra ta la quân hôm nay vốn có thể sử dụng lôi vui mừng kiềm chế các ngươi thừa cơ đánh lén. Lấy chính là hồng quang cùng kiều ngưng thực lực, kiềm chế lại tử dương chân nhân cũng không khó. Mà ta cũng có thể cùng ngươi trực tiếp nhất chiến, nhưng ta đồng thời không làm như vậy, cũng là khinh thường đi làm những thứ này tiểu động tác. Lôi vân, ta chỉ hỏi ngươi, có dám hay không? Cái kia một triệu viên thuần dương đan hình thành thuần dương chi long. Thuần trùng thuần dương khí tức phát ra. Tiên giới khí tức, tử dương chân nhân cũng không khỏi biến sắc. Là quân mỉm cười, nói ra, không tệ, hai vị đều đã tại tầng 10 đỉnh phong dừng lại quá lâu. Nếu có cái này tiên giới thuần dương đan, đột phá đến hư tiên, cũng không phải là nan đề. Lôi vân tổ sư cùng tử dương chân nhân liếc nhau. Hồi lâu sau, lôi vân tổ sư nói ra, là quân, như vậy đi. bổn tỏa có thể đem đạo thiên thê cùng băng thiên nhận cho ngươi. Quyết chiến không cần, tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn. Ngươi cho chúng ta hai triệu mai thuần dương đan, chuyện này thành giao la quân sướng sờ sau đó hắn không khỏi ở trong lòng cười cái này lôi vân tổ sư cùng tử dương chân nhân đều không hổ là cáo giả a à. bọn họ không có mạnh như vậy giành thắng lợi hiếu chiến chi tâm tại lợi ích trước mặt cái gọi là cừu hận cũng có thể buông xuống la quân cũng không có kè mặc cả hắn nói ra tốt ta người này người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cũng không thích sông dài hai triệu thuần dương đan ta có thể cho nhưng các người cũng đừng cảm thấy ta đáp ứng nhanh còn muốn tăng giá nữa, cái kia không có ý nghĩa. Ta hy vọng việc này dừng ở đây, tất cả mọi người đừng nhắc lại việc này, chỗ có ân oán cửu hận, hôm nay xóa bỏ, như thế nào? Thành giao, Lôi Vân Tổ sư cùng Tử Dương chân nhân nói ra. Sau đó, La Quân đem 2 triệu mai thuần dương đan giao ra. Mà Lôi Vân Tổ sư sảng khoái đem Đạo Thiên Thê cùng Băng Thiên nhận cho La Quân. Song phương bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, về sau mỗi người vui sướng bái bai. Đến mức lôi vân tổ sư cùng tử dương chân nhân làm sao chia tang, đó là bọn họ sự tình. Chính là Hồng Quang cũng trở về đến luân hồi bàn nghỉ ngơi, là quân cùng kiều ngưng không khỏi trái ngược nhau mà cười, vạn vạn không nghĩ đến, nguyên lai tưởng rằng là dương cung bạt kiếm sự tình, thế mà đơn giản như vậy giải quyết. Xem ra, là chúng ta đem sự tình muốn quá phức tạp. Là quân nói với kiều ngưng. Kiều ngưng nói ra, hiện tại kém vũ hóa môn hai kiện trí bảo. Là quân nói ra, các loại đem vũ hóa môn hai kiện trí bảo lấy, chúng ta đi trước tìm nhanh nhạy tại van xin thế giới bảo tàng. Cái này thuần dương đan, quá hữu dụng. Linh tuệ hòa thượng cũng theo huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong nhảy ra, hắn nói ra, đó là đương nhiên, thuần dương đan là hấp thu nguyên khí của tiên giới luyện hóa đi ra. Bần tăng năm đó còn cướp bóc không ít thuần dương đan. Loại này thuần dương đan, là phàm gian người tu đạo tha thiết ước mơ đồ vật. Bần tăng tại van xin thế giới tòa kia bảo tàng mới là đại bảo tàng, bên trong thuần dương đan có trọn vẹn 11 tỷ. Là quần nhãn tình sáng lên. Tại lấy được trời cao tông bảo dấu về sau, là quần nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn đồng thời cũng biết, thuần dương đan đối hư tiên phía dưới cao thủ, sức hấp dẫn là lớn nhất. Bởi vì bọn hắn không cảm ứng được nguyên khí của tiên giới. Mà hư tiên chi cao thủ, cũng rất ưa thích thuần dương đan bởi vì bọn hắn mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới có hạn mà lại rất nhiều pháp bảo cũng cần thuần dương đan đến thôi vận thứ này cùng tiền mặt một dạng đều là càng nhiều càng tốt la quân cùng kiều ngưng tại bắc hải chi tìm đảo nhỏ trước ở lại ở tại phòng bị tu di trong cung điện đêm nay la quân cùng kiều ngưng vui với hưởng thụ loại này cuộc sống yên lặng nhìn qua tư nhân dạp chiếu phim liền lại là sao làm không biết mệt La Quân đem chính là hồng quang đánh ra đến phòng bị tu di bên ngoài, mà Linh Tuệ Hòa Thượng thì phong tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Là Quân cùng Kiều Ngưng hưởng thụ lấy hoàn toàn hai người thế giới, không có bất kỳ người nào tới quấy giày. Các loại khoái hoạt sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng giúp vào giường. Hai người liền bắt đầu suy nghĩ, như thế nào lấy được vũ hóa môn cái kia hai kiện trí bảo. Tại vũ hóa môn bên trong là oanh thiên trùy, tàn thiên đồ nếu như trực tiếp cùng tiêu giật giao dịch đâu. Kiều Ngưng nói ra, lấy 10 triệu thuần dương đan, người nói tiêu giật sẽ tâm động sao. Là quân thiếp tay đến tại Kiều Ngưng sao tác quái, nghe vậy liền cũng thu tay lại, nghiêm mặt nói ra, vừa đến, muốn gặp được tiêu giật không dễ dàng. Thứ hai, tiêu giật nếu như biết rõ chúng ta có nhiều như vậy thuần dương đan, làm không tốt trực tiếp xuất thủ giam giữ chúng ta. Thứ ba, đường đường trưởng giáo trí tôn, làm bực này giao dịch giống như cũng không quá hào quang cho nên tìm tiêu giật là không cần tìm. Người phân tích, ngược lại cũng có chút đạo lý. Kiều Ngưng nói ra, La Quân nói ra, tốt nhất là cùng bên trong cái nào đó trưởng lão làm giao dịch, hoặc nhìn trực tiếp có thể hay không đem độ hóa. Đương nhiên, đầu tiên một cái điều kiện tiên quyết là, chúng ta muốn xác định, cái kia hai kiện bảo bối là tại vũ hóa môn bên trong tay người nào. Không tệ, Kiều Ngưng nói ra, La Quân nói ra, ta trước đó đã từng xông qua một lần vũ hóa môn, bọn họ cảnh giới hiện tại khẳng định vô cùng nghiêm mật chúng ta muốn giống tiến trời cao tông như thế xông vào vũ hóa môn bên trong sợ là rất không có khả năng kiều ngưng nói ra vậy ngươi ý là là quân nói ra ha ha thực ta còn không có gì chú ý hết thầy cũng chờ đi trước vũ hóa môn phụ cận rồi nói sau kiều ngưng nói ra thực ta ngược lại thật ra có cái biện pháp há biện pháp gì là quân liền hỏi kiều ngưng nói ra ta không biết, tiên tôn phải chăng đem hai cái kia đầu người đưa về vũ hóa môn. Hai cái kia đầu người đưa trở về, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Khi đó, chúng ta là có thể thừa dịp loạn đi vào. Là quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, có đạo lý. Đưa tiêu viễn sơn cùng tiêu gặp vũ nhân đầu đến vũ hóa môn, đây chính là thiên đại tin tức, tất nhiên sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên châu. Là quần nói ra, hiện tại chúng ta còn không thấy được động tính, vậy nói rõ tiên tôn còn chưa hành động. Kiều Ngưng nói ra, không nếu chúng ta đi chuyến minh nguyệt cung, hỏi một chút tiên tôn đến cùng còn đưa hay không đưa. Là quân khoát khoát tay, nói ra, như vậy sao được. Kiều Ngưng nghi hoặc, nói ra, làm sao không được. Là quân nói ra, tiên tôn lâu như vậy không có hành động, có lẽ là tâm lý có ý định khác. Vạn nhất tiên tôn dự định lắng lại việc này, chúng ta như thế đi hỏi một chút, không phải để tiên tôn xuống đài không được sao. Kiều Ngưng nói ra, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, chúng ta vẫn là đi trước vũ hóa môn phụ cận yên lặng nhìn biến đi. Ta hiện tại ngược lại không phải là rất gấp, này thời gian mới đi qua hơn một tháng, ta đã tìm đủ nhiều như vậy pháp bảo. Còn lại, thời gian vẫn là rất dư giả nha. Kiều Ngưng mỉm cười, nói ra, tốt à. Nàng sau đó không khỏi cảm khái, nhưng người, đặt ở La Quân thân thể, hôn La Quân môi, nói ra, ta cảm thấy dạng này thật tốt. Ừ. La Quân hơi hơi nghi hoặc. Kiều Ngưng nói ra, có thể cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu, mặc kệ đường làm sao khó đi, chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, dạng này ta rất thỏa mãn. La Quân nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười ha ha. Hắn cũng ra sức Kiều Ngưng, sau đó nói, nghĩ không ra chúng ta uy phong hiển hách ngân xa vương, cũng có như chim non nép vào người thời điểm. Audio điện tử võ tấn bền Thanh Sơn ban đầu không già, bởi vì trắng như tuyết đầu. Nước biếc vốn không lo, bởi vì phong nhân mặt. Kiều ngưng vốn là bách luyện cương, nhưng ở gặp phải la quân về sau, liền cũng hóa thành ngón tay mềm. Kiều ngưng rất hưởng thụ bây giờ sinh hoạt, giang hồ lại hiểm ác, la quân đều là nàng ấm áp bến cảng. Mà la quân đâu, hắn vĩnh viễn nhớ đến lần thứ nhất gặp kiều ngưng cảnh tượng, khi đó kiều ngưng, uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang, để hắn nhìn lên. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc đi đến nước này, rốt cuộc cầm giữ mỹ nhân vào lòng, khiến hắn không cảm khái. Lúc này Kiều Ngưng nhào vào La Quân thân thể, hai người một vòng hôn nồng nhiệt, lẫn nhau tỉ y hát phun trào. Về sau, hai người lại lăn tại một chỗ, dung nhập vào cái kia một dòng nước nóng chi. Dạng này thời gian, chính là đổi lại thần tiên cũng không nguyện ý đổi. Ngày thứ hai, La Quân cùng Kiều Ngưng sớm rời giường. Hải đảo phong cảnh, từ là không tệ, hải đảo ban đêm, tràn ngập yên tĩnh, nguy hiểm mà hải đảo sớm thì là lộng lẫy. Chim hót hoa nở, bãi cát chi, kim sắc tiên nắng ban mai in nhuộm. Mà nơi xa mặt biển, minh mông. Sáng sớm gió biển thổi phất qua đến, thấm vào ruột gan, hài lòng đến khiến người ta nhịn không được muốn hét dầm lên. La quân cùng kiều ngưng dạo bước ở chỗ này. La quân nhịn không được nói ra, đợi đến tương lai, ca có rảnh, tìm như thế một chỗ hải đảo, xây dựng rầm rộ, xây biệt thự, xây hoa viên, dưỡng trước thần thú sau đó cùng các ngươi ở chỗ này sinh hoạt như thế thời gian lão tử là thần tiên cũng không nguyện ý làm kiều ngưng cũng không nhịn được hướng tới nói ra đúng vậy a à, nếu quả thật có một ngày như vậy tốt biết bao nhiêu nhất định sẽ có một ngày như vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực la quân nói ra tương lai giống như là cái này mặt biển xem ra bình tĩnh không nhưng lại không biết bên trong đã là như thế nào mãnh liệt lại giấu giếm vô số sát cơ La Quân cùng Kiều Ngưng tại hải đảo vui sướng vượt qua ba ngày, trong ba ngày này, hai người cũng bắt một chút món ăn dân dã tới làm đồ nướng. La Quân đồ nướng trang bị đầy đủ, vùng bột tiêu cay cùng thìa là, cái kia mùi thơm xuyên vào đến người trong xương cốt. Kiều Ngưng ăn cái này La Quân nướng thịt rừng, hô to ăn quá ngon. Hải đảo mặt trời mọc, mặt trời lặn, đều là hùng vĩ mà mỹ lệ phong cảnh. Có lúc, hai người hội thi triển pháp lực tại mặt biển theo gió vượt sóng, có lúc, sẽ trực tiếp hướng hướng Thái Dương chỗ địa phương. Có lúc, sẽ trực tiếp đến vũ trụ chi, sau đó lại nhanh chóng trở về. Ba ngày sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng vừa lòng thỏa ý. Sau đó bắt đầu tiến về vũ hóa môn làm việc. Theo Bắc Hải đến vũ hóa môn, cũng không cần thời gian rất lâu. Vũ hóa môn cũng tại dãy núi chi, La Quân cùng Kiều Ngưng rất nhanh thi triển đại na di thuật đi vào thủy triều lên xuống đại trận bên ngoài vũ hóa môn là vận chuyển thủy triều lên xuống đại trận la quân lúc này cũng không dám tùy tiện đi vào bởi vì hắn tin tưởng vũ hóa môn sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau phía trước lấy được trí bảo thành công cũng không có để la quân sinh ra lơ là bất cần chi tâm hắn biết mình nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa không phải vậy lời nói có thể sẽ phí công nhọc sức thời gian là buổi trưa mặt trời gây gắt chiếu dọi tại thập vạn đại sơn mặt thanh sơn chi ánh nắng tươi sáng La Quân cùng Kiều Ngưng trốn ở một gốc rậm rạp đại thụ mặt. Hai người cũng không tùy tiện hành động, mà là tại chờ đợi vũ hóa môn chi dấu vết để lại. Nhất định phải thuận thế mà đi, không phải vậy lời nói, đem vũ hóa môn dạng này thái cổ cự thú gây tỉnh, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. La Quân kiên nhẫn cũng luôn luôn rất tốt, mà Kiều Ngưng cùng La Quân cùng một chỗ, chính là hữu tình uống nước no bụng, cho nên cũng sẽ không cảm giác đến thời gian dài rằng rạc. Hai người nói chuyện giao lưu, đều dựa vào ý niệm giao lưu, cho nên cũng sẽ không lộ ra động tính gì ra ngoài. Cái này nhất đẳng, thời gian thật đúng là dài rằng giặc, thế mà đợi 10 ngày. Ngày thứ 10 thời điểm, vũ hóa môn bên trong rốt cuộc xuất hiện động tính. Là quân thần niệm bắn phá, lập tức nghe được vũ hóa môn, có người nổi giận. Tiêu Minh Nguyệt, người khinh người quá đáng, ta vũ hóa môn cùng ngươi Minh Nguyệt cung, không đội trời chung. Cái này là đến từ một tên quá cổ trưởng lão tiếng giống giận dữ la quân lập tức minh bạch minh nguyệt tiên tôn rốt cuộc tặng đầu người tới cơ hội tốt la quân cùng kiều ngưng mặt thoáng hiện vui mừng hai người biết lúc này vũ hóa môn cùng minh nguyệt tiên tôn khẳng định là lên đại xung đột la quân hướng bầu trời nhìn qua quả nhiên trông thấy cái kia thiên không chi phong vân dũng động cuồng bạo năng lượng ngay tại lan tràn tứ phương đi la quân tuyệt không do dự lập tức xông vào vũ hóa môn bên trong lúc này thủy triều lên xuống đại trận đã không có người chủ trì, là quân đi vào, chẳng khó khăn gì. Là quân cùng kiều ngưng tiến quân thần tốc, người nào cũng không có chú ý tới cái này nhỏ bé biến hóa. Là quân lấy tay trí bảo cảm ứng vũ hóa môn oanh thiên trùy cùng tàn thiên đồ. Tại tàng chân các bên trong, là quân lập tức cảm giác được, hắn đối vũ hóa môn tàng chân các đã là xe nhẹ đường quen, ngay sau đó thẳng hướng bắt đầu ngọn núi đi. Cái kia tàng chân các tại bắt đầu ngọn núi mặt, bắt đầu phong phong chủ gọi là vạn liên hoa chính là cực thần thông hạng người một lần la quân gặp may mắn vạn liên hoa cũng không tại bắt đầu ngọn núi nếu như vạn liên hoa tại cái kia la quân đoán chừng sớm đáng chết tại tàng chân các bên trong dù sao lúc đó la quân tu vi còn cực chi yếu a à. la quân không biết là cái kia tàng chân các cũng bị vũ hóa môn cao thủ bố trí một loại huyền quang trận pháp cái này huyền quang trận pháp một khi bị kẻ ngoại lai xâm nhập sẽ bị nhiễm huyền quang, lại thần không biết, quỷ không hay. La quân cùng kiều ngưng đi thẳng tới cái kia tàng chân các phía trước. Lúc này bắt đầu phong phong chủ vạn liên hoa đã trước đi đối phó minh nguyệt tiên tôn, bao quát đại sư huynh trầm tinh hoa cũng không tại. Nhưng tàng chân các bên trong còn có hai vị lợi hại trưởng lão một mực thủ hộ. La quân lấy huyền hoàng dịch đem tàng chân các đại môn lần nữa mở ra, hắn cùng kiều ngưng tiến vào tàng chân các về sau, lập tức cùng cái kia hai tên thủ hộ trưởng lão đánh giáp lá cà. Là quân lại là không mong đợi đến trong này thế mà còn có trưởng lão thủ hộ, hắn ở bên ngoài cũng không có cảm ứng được bên trong có loại tình huống này. Cho nên trong chấp nhoáng này, bốn mắt nhìn nhau, đó là một cái so sánh buồn cười tràng diện. Cái kia hai tên trưởng lão phân biệt gọi là lệ thiên, lệ chấn. Hai người là huynh đệ, ngày đêm thủ hộ tàng chân các. Hai người này tu vi, đều đã là tầng 10 sơ kỳ tặc tử quả nhiên lại tới lệ thiên lệ quát một tiếng la quân cũng không đem cái này hai tên trưởng lão để vào mắt hắn cười lạnh một tiếng nói với kiều ngưng người đi cầm pháp bảo ta đến nên trả cho bọn họ kiều ngưng nói ra tốt la quân lập tức cùng cái này hai tên trưởng lão ra tay đánh nhau la quân không chút khách khí cấp tốc lấy biển linh hồn đem cái này hai tên trưởng lão một mực bao trùm hắn vận chuyển biển linh hồn vừa đi vừa về biến hóa cái này hai tên trưởng lão chỗ đó có thể khám phá biển linh hồn huyền ảo, liền ở bên trong hết sức dễ dụa. Kiều Ngưng rất mau tìm đến oanh thiên trùy, tàn thiên đồ. Tìm tới, thuận tiện còn cầm một chút khác pháp bảo, đan dược. Dù sao cũng không lấy tiền, Kiều Ngưng đến hì hì cười một tiếng, nói ra. Nàng vốn là trầm ổn tính cách, lúc này lại giống như là cơ linh cổ quái xinh đẹp hoàng dung. Ha ha, là quần cười to, sau đó nói, chúng ta đi hắn cấp tốc thu biển linh hồn sau đó cùng kiều ngưng thi triển đại na di thuật giống như là một đạo thiểm điện một dạng cấp tốc biến mất đồng thời xa xa chạy nhanh ở ngoài mấy ngàn dặm la quân cùng kiều ngưng đạt được hai món trí bảo này về sau liền trực tiếp hồi đại khang hoàng thành bởi vì đại khang hoàng thành là tuyệt đối an toàn địa phương mà vũ hóa môn đêm đó cao tầng mở một cái vô cùng kịch liệt hội nghị trưởng giáo trí tôn tiêu giật chủ trì hội nghị hai vị quá cổ trưởng lão tiêu hoa, sắc bén có mặt. Các phong phong chủ cũng có mặt, chứ có chút đi xa phong chủ không có tới, hắn đều tới. Sỉ nhục, vô cùng lớn sỉ nhục, lăng lệ trưởng lão phẫn nộ nói ra. Chiến, nhất định muốn chiến, cũng có người quát nói. Tất cả mọi người an tĩnh một chút đi, tiêu giật sau cùng tay hướng xuống áp, hắn nói ra. Mọi người gặp trưởng giáo trí tôn nói chuyện, cũng chỉ có thể nhịn xuống đi. Bản tôn biết, các vị đang ngồi ở đây đều là nhiệt huyết hảo nam nhi tiêu giật chậm rãi nói ra chiến bản tôn cũng muốn chiến nhưng là chư vị chúng ta nhất định có thể thắng sao liền tiêu viễn sơn tiền bối cùng tiêu gặp vũ tiền bối đều chết tại tiêu minh nguyệt tay ta vũ hóa môn bây giờ còn có thể chống lại tiêu minh nguyệt cao thủ sao trừ phi là tổ sư theo tiên giới trở về không phải vậy lời nói chúng ta dựa vào cái gì chiến chuyện này đã xôn xao một vị phong chủ nói ra trí tôn khó nói chúng ta dạng này nén giận mặc cho người giang hồ chế nhạo ta vũ hóa môn sao tiêu giật nói ra lên lên xuống xuống luôn luôn có nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng đi minh nguyệt cung cô độc một mình ở nước ngoài không phải chúng ta chủ yếu địch nhân nếu như chúng ta cùng minh nguyệt cung thật khai chiến cho dù thắng cũng là tổn thất nặng nề cho đến lúc đó các ngươi coi là ma tộc trời cao tông còn có cái kia đại khang hoàng đế thực sẽ khoanh tay đứng nhìn, không tới đối phó chúng ta sao? Các vị, suy nghĩ thật kỹ đi. Chúng đều là trầm mặc. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài có đệ tử nói ra, bẩm trí tôn, tàng chân các hai vị lệ trưởng lão có việc gấp cầu kiến. Ừm, chẳng lẽ tàng chân các cũng ra chuyện, người phía dưới nhất thời nghị luận ẩm ý. Cái kia bắt đầu phong phong chủ vạn liên hoa càng là sắc mặt âm trầm. Lệ thiên, lệ trấn rất mau vào tới sau đó, hai người đem hôm nay tàng chân các sự tình bẩm báo tới. Hết thải tổn thất oanh thiên trùy, tàn thiên đồ, hoạt bát tôn, thiên khuyết linh, hoa tư dẫn các loại 10 cái bảo bối, tổn thất thần đan 100 mai, thiên đan 300 mai. Hai vị trưởng lão đem chỗ kiểm kê số lượng chi tiết báo đi. Chút tổn thất này, đối với vũ hóa môn tới nói, cũng bất quá là mưa bụi. Đây đã là lần thứ hai tàng chân các mất trộm, có người xì xào bàn tán. Đáng chết, Tiêu giật cũng là triệt để giật, giống như mẹ hắn, từng cái từng cái quá khi dễ người. Đối phương là ai, các người có thể nhận ra. Tiêu giật trầm giọng nói ra, cũng không nhận ra. Lệ Thiên cùng Lệ Trấn nói ra, hai người này sống núi, chỗ đó hội nhận biết là quân cùng kiều ngưng đây. Xã hội này tin tức truyền đạt rất nhanh, nhưng là người tướng mạo là không có cách nào truyền bá ra ngoài. Tiêu Minh Nguyệt vừa đến, đối phương tìm chỗ chống tiến đến trộm cắp chẳng lẽ là tiêu minh nguyệt sai sử? Có người nói, không biết, tiêu giật đánh gãy, nói ra, như thế ít đồ, tiêu minh nguyệt không có khả năng nhìn đến. Chỉ sợ là có người tìm tới cơ hội này, mới này xuất thủ. Cần phải không có quan hệ gì với tiêu minh nguyệt. Lệ thiên nói ra, khởi bẩm trí tôn, người tới có chìa khóa có thể đem tàng chân các đại môn mở ra, tựa hồ cùng lần trộm cắp người không có sai biệt. Chỉ sợ là cùng một nhóm người. Một lần lâm thiên sơn, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Hiện tại xem ra, chính là cái giả mạo, thế đồng thời không lâm thiên sơn người này. Thái trưởng lão tiêu hoa nói ra, lần này nếu là có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem vậy chân chính người ăn trộm tìm ra, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, vạn liên hoa mở miệng, hắn nói ra, mọi người chẳng lẽ đều cho rằng, lần này người ăn trộm cùng lần người ăn trộm là cùng một người gây nên. Thật là có cái này khả năng, tiêu giật nhìn về phía vạn liên hoa, Nói ra, Liên Hoa, người có không đồng ý với ý kiến sao? Vạn Liên Hoa nói ra, một lần, ta đại đệ tử trầm tinh hoa cùng cái kia người ăn trộm giao thủ qua. Bất quá là cái thái hư cửu trọng thiên kỳ tu vi. Mà lúc này, lệ thiên, lệ chấn hai vị trưởng lão tu vi cao bậc nào? Cái kia người ăn trộm chẳng lẽ ngắn ngủi hơn một năm, có thể một người nhẹ nhõm ưng phó hai vị trưởng lão? Cái này, mọi người không khỏi nghẹn lời. Cái này thật là rất không có khả năng cũng tràn ngập thật không thể tin. Hơn một năm thời gian, như là cùng một người, làm sao có thể tiến bộ sẽ như thế thần tốc đâu. Trừ phi, tiêu giật trầm ngâm đi xuống. Trừ phi cái gì, còn mời trí tôn chỉ rõ. Vạn liên hoa vội vàng nói. Tiêu giật nói ra, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, cũng không phải là cùng một người. Loại thứ hai, cái này người ăn trộm chính là thiên mệnh giả. Có thể tiến triển nhanh như vậy, chỉ có những cái kia thiên mệnh người mới có thể làm đến. Lang lệ trưởng lão thì nói ra, mặc kệ có phải là cùng một người hay không, mặc kệ cái kia người ăn trộm có phải hay không thiên mệnh giả, bây giờ cái kia người ăn trộm đã nhiễm huyền quang trận pháp huyền quang, chúng ta dùng cái này truy sát tới, nhất định có thể làm cái cha ra manh mối. Tiêu giật nhãn tình sáng lên, nói ra, không sai. La quân cùng kiều ngưng trở lại thiếu uy phủ, khiến La quân có chút thất lạc cùng phiền muộn là, nhiếp nghị nương thật đã đi. Thiếu uy phủ bên trong chính là quản gia Lâm Bá tại chủ sự, khiến La Quân luôn cảm thấy thiếu một ít gì. Hoặc nói, thiếu uy phủ còn có tất yếu tồn tại sao? Nguyên lai thiếu uy phủ một mực tồn tại, để hắn cảm thấy nơi này là một ngôi nhà, vẫn luôn bởi vì là có mị nương tồn tại a. À? Hiện tại nàng không tại, La Quân cảm thấy thiếu uy phủ bất quá là một tòa tòa nhà mà thôi. Nơi này vẫn là chúng ta nhà, Kiều Ngưng an ủi La Quân, nói ra, ta rất ưa thích nơi này. Ba đồ cũng ưa thích nơi này a à. Chúng ta ở trên trời châu, dù sao cũng phải có cái cư trú chỗ, người nói có đúng hay không. Là quân bị kiều ngưng như thế một trấn an, tâm tình cũng là thư sướng rất nhiều. Quản gia lâm bá, còn có bích nguyệt, bích đào đều là người đáng thương. Các nàng cũng ưa thích tại thiếu uy phủ sinh hoạt, là quân cũng là đưa các nàng xem như chính mình người. Là quân mỗi lần lúc rời đi, đều sẽ lưu lại đầy đủ ngân lược, hoàng kim đến cho các nàng sinh hoạt lâm bá tuổi tác cũng lớn dưới gối không có con cái tự nhiên cũng sẽ không tham ô la quân cũng đã nói nếu như bích nguyệt bích đào phải lập gia đình hắn tuyệt không ngăn hội cho các nàng đầy đủ phong phú đồ cưới bích nguyệt bích đào đối la quân đều là vô cùng cảm kích thiếu uy phủ tuy nhiên không có mị nương nhưng cũng vẫn là ngay ngắn rõ ràng năm tháng im ắng trôi qua nhưng cái này địa cầu lại tựa hồ như vĩnh hằng bất biến thiếu người nào nó đều như thế chuyển thiếu uy phủ cuối cùng, cũng sẽ từ từ thói quen không có nhiếp nghị nương thời gian. La quân cũng đi hướng hiên chính hạo làm qua báo cáo, nói xuống đoạt bảo tiến trình. Hiên chính hạo đối những chuyện này cũng không quá quan tâm, nhưng mỗi lần cũng sẽ cùng la quân uống hai chén. Hiên chính hạo vẫn luôn tại tích cực tiến thủ tu luyện, hắn tất nhiên là hy vọng công lực có thể càng tầng lầu. Hắn tuy nhiên một mực không có ra ngoài, nhưng trưởng khống toàn bộ đại khang hoàng triều, cái này với hắn mà nói, cũng là cực lớn ma luyện. Hiên chính hạo loại người này cũng là không thể lẽ thường đến suy đoán. Đồng thời, là quân tìm Tô yên nhiên, hắn muốn đi hướng van xin thế giới. Cái kia van xin thế giới cũng không phải là có thể tự do tới lui, cần dựa vào truyền tống trận mới có thể đi qua. Đương nhiên, như là dựa vào bàn nhược thiên chu loại kia siêu cấp pháp khí, liền muốn đi chỗ nào nhi đều không cần truyền tống trận. Là quân tại thiếu uy phủ đợi 5 ngày sau đó, ước Tô yên nhiên đến thiếu uy phủ ăn cơm. Tô Yên Nhiên tại muộn đúng giờ phó ước, nàng một thân tử trang, xinh đẹp phi phàm. Kiều Ngưng nhìn đến Tô Yên Nhiên tiến thiếu uy phủ lúc, nhịn không được hướng La Quân cười nói, chỉ cần ngươi chịu, nàng có thể là ngươi người nha. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, người càng ngày càng không đứng đắn. Kiều Ngưng khách khách mà cười. Tô Yên Nhiên sau khi đi vào, cười cười nói, ta cách thật xa, nghe các người thật giống như là tại nói thầm ta. Kiều Ngưng nói ra là đang khen tán tô cô nương người đây, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Tô yên nhiên liền cũng cười một tiếng, nói ra, xinh đẹp có gì hữu dụng đâu, người ta không phải là nhìn không sao. Ha ha ha, kiều ngưng cười to, là quân mặt mò đỏ ửng, nói ra, tô cô nương, mời đến. Rượu say tai nóng về sau, là quân hỏi tô yên nhiên, hắn hy vọng có thể đi hướng van xin thế giới. Tô yên nhiên nghe nói về sau, nói ra, Bây giờ là quân ngươi cùng đại khang hoàng đế chính là tuần trăng mật, hắn có đi hướng van xin thế giới truyền tống trận. Ngươi tùy tiện nhắc tới lấy, hoàng còn có thể không đáp ứng ngươi. Là quân cười một tiếng, nói ra, có thể làm giao dịch sự tình, không muốn dùng nhân tình. Tô yên nhiên nao nao, sau đó tỉ mỉ nhấm nuốt là quân câu nói này ý tứ. Sau một lúc lâu, nàng giơ ngón tay cái lên, nói ra, cao kiến. Nàng theo rồi nói ra, ừm, um, cái kia theo giá thị trường đi, sử dụng một lần truyền tống trận, 3 vạn lượng hoàng kim. Đây không phải ta, cho nên chúng ta còn là dựa theo thiên chỉ các quy củ tới. La Quân nói ra, hoàn toàn không có vấn đề. Tô Yên Nhiên nói ra, cái kia còn có hắn sự tình sao? La Quân nói ra, không, uống rượu đi. Ngày thứ hai, La Quân cùng Kiều ngưng tiến về thiên chỉ các bên trong. La Quân giao nộp đầy đủ hoàng kim, nhưng hắn thân thể còn thừa lại hoàng kim lại là không nhiều. Hắn phát hiện có lúc vẫn là đến chứa đựng một chút hoàng kim, liền thuận miệng cùng Tô Yên Nhiên nói ra, người nói, ta dùng một cái thần đan có thể đổi lấy các ngươi nhiều ít hoàng kim. Tô Yên Nhiên xứng sờ, nói ra, đại khái có thể đổi 100 vạn lượng hoàng kim đi, mà lại có tiền mà không mua được. Không có người bán, người muốn là bán, chúng ta lập tức cùng người thành giao. La Quân nói ra, tốt, lần sau đến cùng các ngươi đổi ta khác không nhiều, đan dược nhiều. ngươi là siêu cấp thổ hào, tô yên nhiên nói ra. la quân cùng kiều ngưng cười ha ha một tiếng. về sau hai người liền vận chuyển pháp lực, khu động cái kia truyền tống bát quái trận. bát quái trận tản mát ra mãnh liệt kim quang. về sau la quân cùng kiều ngưng cảm giác được hư không chi thông đạo bị triệt để mở ra. cuồng mãnh pháp lực bị kéo xuống hư không chi. la quân cùng kiều ngưng pháp lực biên cuồng tan biến cái này đi hướng thế giới bao la tan biến pháp lực còn kinh khủng hơn. Về sau không lâu sau, là quân cùng kiều ngưng trước mắt hư không thông đạo biến mất. Sau đó, trước mắt suốt cục xuất hiện vật thật. Đó là một mảnh rậm rạp rộng lớn rừng rậm. Là quân cùng kiều ngưng dưới chân, còn có cự đại bát quái trận. Bất quá lúc này, dưới chân bát quái trận ngay tại biến mất, sau đó, chỗ có quang mang cũng theo biến mất, hết thảy liền đều khôi phục lại bình tĩnh. Đây là van xin thế giới một cái cùng trời châu, thế giới bao la nổi danh thế giới. La quân không khỏi cảm thán. Kiều ngưng dương mắt, nhìn đến bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, liền nói ra, quả nhiên là một mạch tương liên, liền khí hậu, thời gian điểm đều là giống nhau. La quân nói ra, không sai, xác thực một dạng. Hắn nhìn đến dưới chân trận pháp tuy nhiên biến mất, nhưng là trầm tích ở dưới đất trận pháp vẫn là tồn tại. Mà lúc này, La quân cùng Kiều ngưng pháp lực hao tổn hơn phân nửa. La Quân vội vàng xuất ra thuần dương đan tới, Kiều Ngưng ăn 300 mai thuần dương đan, liền khôi phục pháp lực. La Quân trực tiếp nuốt 1000 mai, cũng mới miễn cưỡng khôi phục pháp lực. Cái này pháp lực, nếu là chậm chậm khôi phục, ít nhất phải thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày là nhất định sinh tử, cho nên có thuần dương đan là khác biệt. Về sau, La Quân đem Linh Tuệ Hòa thượng kêu đi ra. Linh Tuệ Hòa thượng nhìn khắp bốn phía, không khỏi đại hỉ, nói ra: quả nhiên là van xin thế giới, rất tốt, rất tốt, chúng ta rốt cuộc tới. La Quân cùng Kiều Ngưng nhìn nhau cười một tiếng, La Quân còn nói thêm, hiện tại muốn tìm bảo tàng, liền dựa vào ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này giao cho Bần Tăng. Bần Tăng Đại Linh Dịch Thuật bản nguyên ở chỗ này bảo bối núp bên trong, các loại Bần Tăng đến Đại Linh Dịch Thuật liền có thể càng tầng lầu. Chính là tu ra tự tại thể, thành vô công pháp, cái kia cũng không phải là không được kiều ngưng cười ha ha nói ra nhanh nhạy a à, xem ra ngươi vẫn là rất hướng tới trước kia công danh mà linh tuệ hòa thượng cười ha ha một tiếng nói ra bần tăng đồng thời không quá lớn dục vọng nhưng có thể hướng về phía trước vẫn là không hy vọng lui về phía sau hắn đồng thời không giấu giếm cực thẳng thắn cho nên la quân ngược lại càng phát ra tín nhiệm linh tuệ hòa thượng la quân nghĩ tới một chuyện vừa cười vừa nói tại thế giới bao la bên trong người cũng không biết bọn họ là may mắn dường nào sinh hoạt tại thế giới kia. Mà thế giới bao la đối với hắn giới tới nói, là bánh trái thơm ngon. Thiên Châu muốn thay thế thế giới bao la, mà van xin thế giới đã từng cũng muốn thay thế thế giới bao la. Bất quá đáng tiếc, về sau thần đế, hoa đại đế, tu la đại đế buông xuống van xin thế giới, ngăn cản bọn họ dã tâm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng năm đó ở van xin thế giới lúc đợi, vẫn là mấy ngàn năm trước sự tình. Cho nên, bọn hậu bối phát sinh cái gì bần tăng cũng không hiểu biết bất quá lấy bần tăng xem ra cái kia mấy chục năm trước thần đế bọn người tựa hồ tu vi còn chưa đủ lấy ứng đối van xin thế giới cũng không biết là kinh lịch cái gì mới đưa van xin thế giới âm mưu vỡ nát đại khái bởi vì bản thân cái này là thiên đạo chỗ không cho phép đi là quần nào nào hắn cảm thấy linh tuệ hòa thượng nói tựa hồ rất có đạo lý năm đó thần đế bọn người tu vi tuy nhiên đã rất là không tệ nhưng van xin thế giới cũng là cao thủ như mây địa phương bọn họ đến cùng là làm sao vỡ nát đâu điểm này la quân không nghĩ ra được bất quá đó cũng không phải lúc này hắn cần đau đầu hơn không cần quan tâm nhiều chúng ta vẫn là mau chóng đi tìm bảo tàng đi la quân nói ra linh tuệ hòa thượng cười một tiếng nói ra đúng là nên như thế về sau linh tuệ hòa thượng chỉ rõ ràng phương hướng cái kia bảo tàng địa điểm ẩn núp tại phía tây nam một tòa núi cao chi, bảo tàng giấu kín ở lòng đất phía dưới, đồng thời có mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng trận pháp thủ hộ. Linh tuệ hòa thượng năm đó chính là thiên quân đều muốn nhân vật lợi hại, hắn chỗ bố trí đưa đồ vật, tuyệt đối cường hãn mà thần thái diệu. Là Quân cùng Kiều Ngưng thi triển đại na di thuật, hướng linh tuệ hòa thượng chỗ nói địa phương bay đi. Ương ừ thế giới rộng lớn vô biên, là Quân cùng Kiều Ngưng một đường bay đi, đồng thời dùng thần niệm bắn phá. Là quân cảm giác được ương thế giới cùng thiên châu quả nhiên là kinh người tương tự, chỉ là ương thế giới tựa hồ càng lớn, càng thêm rộng rãi, xâm nghiêm. Là quân theo Phó Thanh Trúc chỗ đó hiểu được, tại ương thế giới, chính là vương triều tập quyền chế độ. Một chút môn phái, đều là một chút tán binh, rất khó có tránh thức hành động. Mà tư nguyên đều bị mấy cái đại vương triều chiếm lĩnh, cho nên vương triều chi cao thủ tầng tầng lớp lớp. Tại ương thế giới bên trong, có bốn đại vương triều. Mà đáng giá nói chuyện là, tại ương thế giới bốn đại vương triều bên ngoài, ở nước ngoài chi còn có một cái thế lực, vị chi ly hận thiên cung. Ly hận thiên cung không thuộc về vương triều, nhưng nội bộ cao thủ có thể cùng vương triều sánh ngang. Thêm ly hận thiên cung cùng bốn đại vương triều lãnh địa cách nhau rất xa, ly hận thiên cung cũng không có xâm phạm đến bất kỳ vương triều lãnh địa. Cho nên cũng không có vương triều dám đuôi mù đi gây ly hận thiên cung. Dù sao, bốn đại vương triều kiềm chế lẫn nhau, bảo trì một cái thăng bằng nếu là một cái nào đó vương triều công kích ly hận thiên cung dẫn đến thăng bằng đánh vỡ như vậy tai họa ngập đầu hội tùy thời buông xuống la quân cũng không muốn quản ương thế giới ân ân oán oán thị thị phi phi có người địa phương có giang hồ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên mạnh càng có cường thủ đi cùng ương thế giới người tranh giành dài ngắn là không có ý nghĩa sự tình trước mắt la quân muốn cầm linh tuệ hòa thượng bảo tàng sau đó cùng ương thế giới bái bai một đường thi triển đại na di thuật ở trên không là quân càng có thể cảm nhận được biến ảo khôn lường khí dồi dào thừa số từ trường nhấp nhô lao nhanh phải nói tại rất nhiều thế giới chi thế giới bao la là linh khí ít nhất một cái thế giới mà tại thời cổ thế giới bao la là linh khí thứ nhất dồi dào về sau thiên đạo vì bảo vệ thế giới bao la cho nên thế giới bao la linh khí mới cơ hồ bằng không thế giới bao la là một cái thiên hạ vô ma thế giới La quân cùng kiều ngưng rất mau tới đến linh tuệ hòa thượng nói tới cao sơn chỗ, bất quá đến mục đích lúc, ba người đều mộng bức. Bởi vì mục đích không có cao thủ, có chỉ là vô tận đại hải. Biển rộng minh mông, ánh mặt trời chiếu sáng, sóng nước lấp loáng. La quân ba người dừng lại tại mặt biển hư không. Sau một hồi lâu, La quân nói ra, nhanh nhạy, người xác định ngươi không có làm sai chỗ. Linh tuệ hòa thượng nói ra, tuyệt sẽ không sai. Kiều Ngưng thì nói ra, này cũng cũng không trách, mấy ngàn năm thời gian, tang biển biến biển cả, không có cái gì là không thể nào. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng ta đi đáy biển tìm một chút đi. La Quân nói ra, người đối cái kia bảo tàng còn có cảm ứng sao. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng đã thoát thai hoán cốt, cho nên chỉ có thể bằng cảm giác tìm. Nhưng là cảm ứng loại hình đồ vật, đã toàn không có. Đất này xác di động, người cái kia bảo tàng cũng có khả năng đang di động chi bị nổ tung sau đó bảo bối toàn bộ tách ra đến biển rộng minh mông chi la quân nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra thật là có loại khả năng này kiều ngưng thì nói ra cái này biển sâu có mấy ngàn gạo khí áp rất lớn đi xuống thời điểm còn nên cẩn thận la quân nói ra thử một chút xem sao hắn sau đó liền thi triển pháp lực nhất thời một tầng kim quang đem ba người bao phủ lại bây giờ la quân Thiên nhân biển đều là không nói chơi Kim quang kia như tàu ngầm một dạng Cấp tốc hướng phía dưới mau chóng đuổi theo Chớ xem thường mấy ngàn mét khoảng cách Càng hướng xuống đến từ đại hải Sức nước ép càng khủng bố hơn Là quân kim quang bao bọc dòng năng lượng chuyển Cấp tốc tiêu trừ những cái kia khủng bố sức nước ép Lấy là quân bây giờ công lực Cũng lớn nhất chỉ có thể nhiều đến dưới biển 2 vạn mét khoảng cách Bất quá còn tốt Rất tốt có 2 vạn mét biển sâu này phiến hải vực dưới đáy ước chừng có sáu ngàn mét sâu. là quân cùng kiều ngưng còn có linh tuệ hòa thượng đến tột cùng bộ. cái kia dưới đáy dãy núi trồng lên lại thật giống là một tòa núi lớn. tại đáy biển này chỗ sâu cũng còn có một số đáy biển dị thú tới lui. đồng thời là quân lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. rất nhanh là quân lại thu hồi thần niệm. không có bất kỳ cái gì trận pháp ba động. xem ra linh tuệ hòa thượng ngươi bảo tàng là không đùa là quân dùng ý niệm giao lưu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không, bần tăng cảm giác được bảo tàng nhất định còn tại. Chẳng qua là ban đầu bần tăng chôn rất sâu, bây giờ cái này bảo tàng lại tại biển trong, liền càng khó tìm hơn đến. Trong này sức nước ép quá mạnh, nếu là muốn lại vào, chỉ sợ là ta cũng khó có thể tiến lên. La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng tuy nhiên cùng bảo tàng lại không cảm ứng, nhưng bần tăng đã từng tập luyện quá lớn linh dịch thuật, Bần tăng có cảm giác, đại linh dịch thuật tại cái này phạm vi ngàn dặm bên trong. Là quân cùng kiều ngưng nhãn tình sáng lên. Vào bảo sơn, người nào cũng không muốn tay không mà quay về. Đã có hy vọng, là quân cùng kiều ngưng còn là muốn tìm được bảo tàng. Linh tuệ hòa thượng còn nói thêm, bảo tàng còn trong lòng đất khoảng một vạn mét. Là quân đạo hiếu, người có thể đào đất 10 km sao? Là quân nói ra, nếu là ở đất bằng đào đất 10 km còn miễn cưỡng có thể làm nhưng tại đáy biển này chi, ta làm không được a à. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cho nên, hiện tại chúng ta còn cần đi trước, tìm kiếm được ngũ hành đào đất phù, hay là am hiểu đào đất pháp khí. Vân vân. La Quân nói ra, tốt, đi. La Quân cũng không dài dòng, hắn ở chỗ này lưu lại dấu ấn tinh thần, sau đó liền nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt, ba người rời đi biển sâu, lần nữa đến mặt biển. Kim quang bao bọc triệt hồi, là quần ba người thân thể không có nhiễm đến nhất hải nước. Muốn tìm tới ngũ hành đào đất phù dạng này phù, đạt được ương thế giới phồn hoa khu vực đi. Là quần trầm ngâm nói, ương thế giới bên trong, vương triều tập quyền, cao thủ như mây. Nhất định cũng có bán phù hoặc là pháp khí thương hội. Kiều Ngưng nói ra, người ý là, cùng loại thiên trì các như thế tồn tại, đúng hay không? Là quần nói ra, không sai. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng đi nghỉ trước, chuyện còn lại liền lặng chờ đạo hữu tin lành. Hắn hận không thể suốt ngày đều ngâm mình ở huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. La quân cũng không ngăn cản, các loại linh tuệ hòa thượng tiến vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong về sau. La quân cùng kiều ngưng phân biệt rõ ràng phương hướng, sau đó hướng phía đông bay đi. Bốn đại vương triều, tập quyền quản lý. Chia làm đông nam tây bắc, cách biển mà trị. Mỗi một cái vương triều cương vực là cực kỳ rộng lớn, chính là phía đông đại chiêu vương triều, chiếm diện tích đạt tới 12 triệu km vuông. La Quân cùng Kiều Ngưng muốn đi phương tiện là Đại Chiêu Vương Triều. La Quân cùng Kiều Ngưng rất nhanh tới Đại Chiêu Vương hướng lãnh địa hư không. Ừm, La Quân cùng Kiều Ngưng nhất thời bị kinh ngạc. Bởi vì hai người phát hiện, tại Đại Chiêu Vương hướng hư không ngàn mét khoảng chừng chỗ, lại có trận pháp ba động. Cái kia trận pháp đồng thời không cường đại, nhưng lại có dám thị tác dụng. Rộng lớn như vậy cương vực, Thế mà toàn bộ bố thành trận pháp, cái này cần muốn cường đại cỡ nào tư nguyên mới có thể tạo điểm này. La Quân không khỏi cảm khái. Thủ bút này, Thiên Châu đều muốn khí phái nhiều. Đồng thời, La Quân cũng minh bạch, đại chiêu vương hướng cái này cách làm, cùng thế giới Bao La bên trong trải rộng lạc giám sát, camera là một cái nguyên lý. Chỉ bất quá, thế giới Bao La tại một chút vắng vẻ khu vực, luôn luôn không có cách nào toàn phương vị giám sát. Nhưng là cái này trận pháp lại là có thể làm được cũng là nói, tại Đại Chiêu Vương triều là càng không có cá nhân tư ẩn. Làm cái gì? Kiều Ngưng hỏi La Quân. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta lấy Huyền Hoàng dịch vì chìa khóa, lặng lẽ xé mở một đầu lỗ hồng, sau đó thần không biết, quỷ không hay đi vào. Bất quá, ta đoán chừng trong này giám thị rất nghiêm, bình thường người là không thể tùy tiện bay loạn. Chúng ta tìm tới Phồn Hoa khu vực, như Đại Chiêu Vương hướng thủ đô, sau đó lại đi vào. Kiều Ngưng nói ra, tốt. Hai người bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn, tuy nhiên cái này đại chiêu vương hướng giám thị nghiêm mật, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức cố kỵ. Muốn khóa chặt đại chiêu vương hướng thủ đô cũng không khó, quan vương tinh thần phấn chấn vận, có thể tìm tới thủ đô. Là quân cùng Kiều Ngưng đi vào đại chiêu vương hướng thủ đô hư không, sau đó lấy huyền hoàng dịch vì chìa khóa, lặng yên mở ra một đầu lỗ hồng. Một giây sau, hai người xuyên thẳng qua đi vào, liền trực tiếp dừng chân đến một chỗ yên lặng đường đi đằng sau. Đại chiêu vương hướng thủ đô tên là Đại chiêu phủ. Đại chiêu trong phủ kiến trúc rộng rãi khí phách, là quân cùng kiều ngưng phục thị đồng thời không đặc dị, cho nên trực tiếp xuất hiện tại đường đi. Nơi này quả nhiên là cổ nhân phong mạo, nhưng loại này phong mạo cùng phim điện ảnh và truyền hình bên trong biểu hiện ra lại có khác biệt lớn. Phim điện ảnh và truyền hình bên trong chỉ là hình, mà ở trong đó rất nhiều chi tiết mới khiến cho người cảm thấy, nguyên lai like cổ nhân chính là như vậy a. À. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt vẩy vào cục gạch lục ngói hoặc là cái kia nhan sắc tươi đẹp lầu các mái cong chi, cho trước mắt cái này một mảnh phồn thịnh đại chiêu phủ đường đi tăng thêm mấy phần rực rỡ và ý thơ. Là quân cùng kiều ngưng tùy ý tại nhộn nhịp đường cái rong chơi lấy, dưới chân một mảnh nhẹ nhàng. Cái kia đột một hoành ra mái cong, cái kia thật cao tung bay cửa hàng bảng hiệu cờ xí, cái kia lăn tăn mà đến xe ngựa, cái kia như nước chảy người đi đường, cái kia từng chương không màng danh lợi hài lòng vẻ mặt vui cười, tất cả không có ngoại lệ làm nổi bật ra đại chiêu vương hướng dân chúng đối với minh mông thịnh thế tự đắc vui. Là quân cùng kiều ngưng tại đường đi xuyên thẳng qua, đồng thời, là quân thần niệm bốn phía bắn phá, bắt đầu tiếp nhận như hải như nước thủy triều tin tức. Đây là thần thông giả chỗ lợi hại, là quân rất nhanh đến mức đến rất nhiều tin tức. Như, đại chiêu phủ quy củ xâm nghiêm, bất kỳ người nào đều không được tự mình phi hành. Tất cả tu sĩ, cao thủ, đều phải đăng ký tạo sách, kẻ trái lệnh trảm. Đại chiêu phủ hoàng đế gọi là đường bá chiêu, đường bá chiêu được xưng là đường đế, tu vi thâm bất khả chắc. Tại đại chiêu vương hướng bên trong, tất cả cao thủ đều muốn bị đại chiêu vương hướng hợp nhất, kẻ phản nghịch giết không tha. Hoàng tộc chi, cũng là quy củ xâm nghiêm, cách mỗi 10 năm, hoàng tộc tử đệ có thể khiêu chiến hoàng đế đương chiều, chỉ cần thủ thắng, liền có thể trở thành hoàng đế. Mà đường bá chiêu đã làm chỉnh một chút 50 năm hoàng đế. Đại chiêu vương hướng cảnh nội, vô luận tu vi cao bao nhiêu, nếu như muốn phi hành chỉ có hai cái biện pháp, một là có thể lấy được thận bay ti thần phi lệnh, hai là suốt tiền lấy tia chấp ti cung cấp phi hành pháp bảo. Tại đại chiêu vương hướng bên trong, tia chấp ti trải rộng toàn bộ vương triều Phi hành giá cả cũng không đắt đỏ, bình thường dân chúng đều có thể hưởng thụ muốn lấy tia chấp tì phi hành pháp bảo nhất định phải có nghiêm ngặt lương dân chứng đồng thời phải đi qua nghiêm mật kiểm tra điểm này giống như là thế giới bao la bên trong công ty hàng không một dạng là quân đạt được rất nhiều tin tức biết rõ đại chiêu vương hướng tập quyền cực kỳ khủng bố đồng thời là quân cũng tìm tới mình muốn tìm tìm đồ là quân hiểu được tại đại chiêu vương hướng tàn khốc thống trị phía dưới vẫn còn có một cái siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại này lưu giữ đang gọi là lục diệp sẽ, lục diệp chiếu cố chủ gọi là ngỗng chín nương. Ngỗng chín nương tuổi tác rất lớn, nghe nói nàng là đại chiêu vương hướng đời thứ nhất khai quốc hoàng đế thê tử, cũng là lúc đó hoàng hậu. Về sau ngỗng chín nương mở như thế một nhà lục diệp sẽ, kinh doanh thiên hạ sinh ý, già trẻ không gạt. Mà đại chiêu vương hướng cũng một mực dễ dàng tha thứ lục diệp sẽ, lục diệp sẽ trở thành các tu sĩ một cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Qua nhiều năm như thế, lục diệp hội thực lực cũng là tương đương khủng bố chính là đại chiêu vương hướng muốn đối lục diệp sau đó tay vậy cũng phải thật tốt cân nhắc một chút la quân chỗ giải lục diệp sẽ cùng thiên châu thiên chỉ các là không có sai biệt ngay sau đó la quân rất nhanh cùng kiều ngưng đi vào lục diệp hội tổng bộ đó là một tòa rộng rãi đại điện bốn phía đại điện cổ thụ che trời cây xanh dâm mát tường đỏ ngói vàng kim bích huy hoàng la quân cùng kiều ngưng theo sơn son đại môn tiến liền có tỷ nữ đón lấy. Tiến vào sơn son đại môn, vốn là hoa viên. Trong hoa viên, cầu nhỏ nước chảy, khúc hành lang quay về, chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng. Hoa viên khúc kính tĩnh mịch, liền giống như đến hoàng cung ngự hoa viên. Có đại sinh ý muốn làm, là quân vào cửa thời điểm, đối với cái kia tỷ nữ nói như sau sáu cái chữ. Sau đó cái kia tỷ nữ liền ngầm hiểu, mang theo la quân cùng kiều ngưng tiến hậu điện lầu các chi cái kia lầu các cũng là giường cột chạm trổ, khí phái phi phàm. Tại lầu các chi, đàn hương đốt, pha trộn lượn lờ, thấm vào ruột gan. Là quân cùng kiều ngưng ngồi xuống về sau, cái kia tỷ nữ nói ra, hai vị khách quý đợi chút. Tỷ nữ sau khi nói xong liền lui xuống đi. Lục Diệp biết lái thuận tiện đại môn, làm thiên hạ sinh ý. Vốn là mỗi cái tiến lục diệp hội người đều muốn cung cấp một cái tụ linh đan, nhưng giữ cửa tỷ nữ, Bọn hạ nhân cũng đều là kinh nghiệm phong phú, có thể con mắt tinh tường. Cho nên cái kia tỷ nữ gặp La Quân cùng Kiều Ngưng khí độ, liền biết hai người này chính là bất phàm hạng người. Liền dứt khoát đem hai người đưa vào tới. Có thể tại Đại Chiêu phủ lục diệp hội tổng bộ chờ đợi tỷ nữ, tuyệt đối là có kiến thức. La Quân cùng Kiều Ngưng không có đợi bao lâu, rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Về sau, một tên áo đen lão giả đẩy cửa vào ông lão mặc áo đen này dáng người gầy gò ánh mắt như điện hắn hai mắt cho người ta một loại sắc bén cảm giác toàn thân phía dưới đều phát ra cái này một loại giữ kín như bưng khí tức là quân quét mắt một vòng lập tức đem ông lão mặc áo đen này nhìn thấu cửu trọng thiên sơ kỳ thực lực là quân tâm lập tức có một cái ấn tượng lão giả này bất quá là lục diệp hội một cái quản sự lão giả gọi là huyền bá huyền bá tại lục diệp sẽ đợi lâu uy nghiêm cực lớn quả thực là không giận tự uy. Huyền bá hai chữ này, tại toàn bộ đại chiêu trong phủ, vậy cũng là có phân lượng. Nhiều ít quan to quyền quý gặp huyền bá, đều muốn cung cung kính kính, hô một tiếng ra. Cho nên huyền bá đi vào thời điểm, là có chút ở trên cao nhìn xuống. Nhưng là giờ này khắc này, hắn bị la quân quét mắt một vòng. Cái nhìn kia phía dưới, nhất thời có loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác. Cao thủ, huyền bá tâm kinh hãi, hắn lập tức biết, trước mắt đối với tuổi trẻ phu phụ, riêng là cái này nam tử trẻ tuổi chính là là tuyệt đối cao thủ khủng bố. Ừm, huyền bá thầm nghĩ, đại chiêu phủ rất nhiều cao thủ, ta đều có ấn tượng. Người trẻ tuổi kia, như thế lạ lắm, rốt cuộc là ai? Huyền bá mặc dù tốt, nhưng lại bất động thanh sắc. Lục diệp lại là làm ăn, không thích hợp lời nói quá nhiều, cũng không thích hợp hỏi quá nhiều. Là Quân cũng là dựa vào lục diệp biết cái này loại dư luật, mới như vậy trắng trợn tìm đến không biết hai vị sưng hô như thế nào, Huyền Bá sau đó mỉm cười, nói ra. La Quân Tử Tốn nói, cái này không cần phải nói đi. Huyền Bá nao nao, liền nói ra, lão hủ bất quá là tùy tiện hỏi một chút, hai vị không muốn nói, lão hủ từ không miễn cưỡng. La Quân nói ra, ta muốn một vật, không biết lục diệp hội có hay không. Huyền Bá nói ra, dưới chân muốn cái gì? La Quân nói ra, ta cần một kiện có thể đào đất mấy vạn mét pháp khí. Huyền bá nhìn La Quân liếc một chút, lòng hắn lóe qua nghi hoặc, nhưng lại cuối cùng cái gì đều không hỏi, chỉ nói là nói, ta hội thật có dạng này pháp khí, gọi là hóa sắt đá. Chỉ là không biết, dưới chân nguyện ý cho ra cái dạng gì đại giới. Ngang cấp pháp khí, ta có thể dùng hai kiện đến đổi. La Quân nói ra, huyền bá nói ra, trong thiên hạ này, có thể đào đất pháp khí cũng không nhiều. Cho nên cho dù là ngang cấp pháp khí hai kiện, cũng là đổi không đi ta hội hóa sắt đá. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, loại pháp khí này, nói cho cùng cũng có chút gà mờ. Công lực cao giả, mình có thể đào đất. Huyền bá nói ra, nhưng có lúc, nó lại phi thường hữu dụng. Như bây giờ, La Quân không khỏi thầm nghĩ, những thứ này làm ăn người, quả nhiên từng cái đều là cáo giả. Lúc trước tôi yên nhiên cũng là đem lão tử hố sừng sốt một chút. Lại thêm 10 cái thần đan, không nguyện ý tính toán. La Quân lôi kéo kiều ngưng đứng dậy, nói như vậy thành giao, huyền bá lập tức cười tủm tìm nói ra. Sau đó, là quân dùng hai kiện không sai biệt lắm phẩm chất pháp khí, còn có 10 cái thần đan, rốt cuộc đổi lấy hóa sắt đá. Về sau, là quân cùng kiều ngưng ra lục diệp sẽ. Cái kia hóa sắt đá thật là một khối rượu thạch đầu, tảng đá kia, toàn thân đen như mực, giống như trứng gà thạch. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hóa kim trong đá có rượu nguyên làm tồn tại, sau đó bị luyện khí sư dùng trận pháp thối luyện qua tại pháp lực thôi vận phía dưới hóa sắt đá hình thành nguyên tố thật có gặp đất dung đất gặp thạch dung thạch công hiệu ngũ hành đào đất phù là la quân hạ hạ chi tuyển có bực này đào đất pháp bảo có thể không hạn lần sử dụng tự nhiên là muốn tốt hơn nhiều hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi sau đó la quân mang theo kiều ngưng dùng huyền hoàng dịch vỡ ra hư không trận pháp lỗ hồng sau đó nhất phi trùng thiên mà đi đang bay ra đi trong nháy mắt đó La Quân rõ ràng cảm giác được đại chiêu phủ trận pháp bị kinh động. Bất quá La Quân cũng lười quản, cùng Kiều Ngưng cùng một chỗ đại na di thuật thi triển ra, trong nháy mắt tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Hai người lần nữa đi vào trước đó mặt biển. Kiều Ngưng nói ra, Lục Diệp có thể hay không đem chúng ta tìm hóa sắt đá việc này báo cho đại chiêu phủ hoàng đế A. La Quân nói ra, Lục Diệp sẽ mở cửa làm ăn, điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp có lẽ vẫn là có. Bất quá cũng khó đảm bảo bọn họ không biết đối chúng ta điều tra, nhưng muốn đến bọn họ cũng điều tra không ra thứ gì. Chúng ta tìm bảo tàng, lập tức rời đi, quản hắn người ở đây có ý nghĩ gì đây? Kiều Ngưng nói ra, cũng đúng. Lần này, là quân cùng Kiều Ngưng lần nữa chui vào thâm hải chi. Là quân trước vận chuyển kim quang bao bọc mang theo linh tuệ hòa thượng, Kiều Ngưng bốn phía tìm kiếm. Bây giờ, Linh tuệ hòa thượng cũng là dựa vào cùng đại linh dịch thuật một điểm huyền diệu liên hệ đến tìm kiếm phần này bảo tàng. Tại đáy biển ngang dọc tới lui, chuyển rời mấy lần. Một giờ sau, linh tuệ hòa thượng rốt cuộc tìm được chính xác điểm. Hắn hưng phấn nói ra là nơi này. Bây giờ là quân, kiều ngưng, chứa đựng một hơi, có thể sống tầm 10 năm. Cho nên tại biển đợi, cũng là không hề có một chút vấn đề. Tìm đến địa điểm, là quân liền xuất ra hóa sắt đá. Tại La Quân chuẩn bị thôi vận hóa sắt đá, đi chui xuống lòng đất thời điểm. Một loại vi diệu cảm giác truyền vào La Quân trong lòng. La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Làm sao, Kiều Ngưng lập tức phát giác được La Quân biến hóa. Hai người lại ý niệm giao lưu. Chúng ta bị người chầm chầm. La Quân nói ra. Lục Diệp hội người, Kiều Ngưng nói ra. Không biết, đi trước. La Quân liền lập tức hướng mới bơi đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh tới mặt biển chi. Cái này thời điểm đã là mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời thải hà giống như bị máu nhuộm. Mặt biển, một mảnh yên tĩnh. Người nào, lăn ra đến, là quân nhìn khắp bốn phía, đột nhiên một tiếng quát trói tai. Vừa dứt lời âm, cái kia trong nước biển lập tức lên ba động. Sau đó, bốn bóng người xuất hiện. Bốn người này, tất cả đều là tuổi tác lão giả. Từng cái từng cái uy nghiêm sâu đậm, pháp lực cũng đều là thâm bất khả chắc riêng là coi là bài lão giả tóc trắng kinh khủng nhất xem ra đã là hư tiên cảnh tu vi lão giả tóc trắng này tóc bạc mặt hồng hào sắc mặt hồng nhuận phơn phớt một đôi mắt như hàn giả đá lạnh ngôi sao nhìn một chút khiến người ta như rơi a à tị địa ngục các ngươi là ai la quân trầm giọng nói ra lão giả tóc trắng từ tốn nói ta chính là vô tu ba vị này là ngô huynh đệ ngô huynh đệ bốn người được xưng vực ngoại tứ kiệt sau đó còn lại ba người phân biệt nói ra vũ ngọn núi, vũ không, vũ tính. Ta tựa hồ không biết bốn vị A, à. là quân không chút kinh hoàng, từ tốn nói. Vũ tu từ tốn nói, dưới chân không biết chúng ta, cái này rất bình thường. Nhưng chúng ta lại là phụng mệnh theo đuổi giết hai vị. Ồ, là quân nói ra, phụng người nào mệnh. Vũ tu nói ra, chẳng lẽ dưới chân quên, ở trên trời châu, dưới chân lại nhiều lần đi vũ hóa môn tàng chân các trộm cắp. Chúng ta chính là vũ hóa môn mời về thật thần. Lần này, Vũ Hóa Môn trí tôn hạ lệnh, để huynh đệ chúng ta bốn người đến đây truy sát hai vị. La Quân cùng Kiều Ngưng nhất thời bị kinh ngạc, vạn không nghĩ tới Vũ Hóa Môn thế mà nhanh như vậy tìm tới chính mình. Xem ra Vũ Hóa Môn quả nhiên vẫn là làm chuẩn bị. La Quân trong lòng không sai, cũng biết về sau phiền phức sẽ rất nhiều. Cái này xem như đem thần tộc, còn có Vũ Hóa Môn đều đắc tội thảm. Cùng trời cao tông quan hệ cũng không lớn tốt, chính mình cử nhân tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Bốn người này một đường đuổi theo, chắc hẳn thân thể cũng có đan dược, mới có thể nhanh như vậy khôi phục công lực. La Quân ám đạo. Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, tức là như thế, cái kia bốn vị còn nói lời vô dụng làm gì, động thủ đi. Vô Tu nói ra, chúng ta đồng thời không muốn động thủ. "Ồ," La Quân nói ra. Vô Tu nói ra, dưới chân hẳn là đang tìm truyền thuyết chi trùng hoàng bảo tàng a. Người đây đều biết, La Quân nói ra. Vô tu nói ra, trùng hoàng bảo tàng, thiên hạ có tên. Không nghĩ tới, lại là giấu tại một chỗ như vậy, quả nhiên là đầy đủ khiến người ta ra ngoài ý định. Dưới chân chỉ cần chịu để cho chúng ta bốn người cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào cái kia trùng hoàng bảo tàng, chúng ta nguyện ý giúp trợ dưới chân tiêu trừ cùng vũ hóa môn ân oán. La quân trầm mặc đi xuống. Vô tu gặp La quân tựa hồ tại cân nhắc, lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói ra, trong thiên hạ sự tình tốt, không thể bị một người thật lớn như thế bảo tàng, chúng ta chia đều, cái kia cũng đều là dùng mãi không hết. Vũ Tu tiếp tục nói, mọi người kiếm củi đốt giếm cao, nếu là dưới chân tổng là muốn đem cái dạng gì chỗ tốt đều một người đến, đó là sẽ tao ngộ tai và bất ngờ a. À. La Quân nói ra, như thế không sai, ta người này cũng không phải lòng tham không đáy hạng người. Như vậy đi, bảo tàng sáu người chia đều, các người thấy thế nào? Vũ Tu bọn người mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, vậy rất tốt. Là quân còn nói thêm, ta là có thành ý, bất quá ta như là đã đáp ứng. Các người phải chăng cũng cần phải biểu hiện ra một chút thành ý đến đâu? Vô tu nói ra, đó là tự nhiên. Dưới chân muốn muốn như thế nào thành ý? Là quân nói ra, các người bốn người cùng một chỗ, ta không yên lòng. Vạn nhất đi tìm bao sơ đợi, đợi khi tìm được bảo tàng, các người bốn người cùng một chỗ ra tay. Vậy ta cùng ta bạn lữ chẳng lẽ không phải muốn chết không táng sinh chi địa? ta muốn hai người các ngươi bây giờ trở lại Thiên Châu đi. Chỉ muốn trở về hai cái, chúng ta lập tức đi lấy bảo bối. Vô tu bốn người nhất thời ngẩn ngơ, lại là không nghĩ tới là quân hội đưa ra dạng này yêu cầu tới. Là quân cười mỉm nhìn lấy bốn người này. Vô tu cùng nhị đệ vũ ngọn núi liếc nhau, sau đó, vô tu mắt lóe qua rét lạnh sát ý, nói ra, xem ra, dưới chân là muốn ép chúng ta ra tay. Là quân cười ha ha, nói ra, rõ ràng đầy mình cướp gà trộm chó lại cùng ta nói về đạo lý tới muốn đánh đánh càng muốn cái này hứa nói nhảm nhiều tới đi để ta lĩnh giáo một chút các ngươi vực ngoại tứ kiệt lợi hại hắn sau đó liền đem chính là hồng quang cũng phóng xuất ra nhất thời là quân bên này cũng là lấy tam đối bốn nhân số cũng không có quá lớn thế yếu không biết tự lượng sức mình vỗ tu lạnh hừ một tiếng đón lấy tứ huynh đệ đồng loạt ra tay bốn người bọn họ cộng đồng tế luyện một kiện pháp khí gọi là tạo hóa thiên quang lô lúc này cái kia tạo hóa thiên quang lô tế ra la quân liền gặp nhất tôn cử đại lô đỉnh bao bọc tại bầu trời chi trong chớp mắt cái này lô đỉnh đem chọn cái thương khung bao phủ lại tứ hải chi thủy thiên địa chi vật toàn bộ đều tại cái này cử đại lô đỉnh chi bên trong thiên địa đen kịt một màu đen nhánh chi nồng đậm xương mù màu trắng pha trộn vần quanh mà vũ tu tứ huynh đệ phân bốn cái phương vị đem la quân cùng kiều ngưng vây quanh. Lấy vũ tu cầm đầu, vũ tu phát động tạo hóa lĩnh vực. Tạo hóa thiên quang lô vốn là nhất trọng lĩnh vực, mà tạo hóa lĩnh vực là lĩnh vực chi lĩnh vực. Là quân cùng kiều ngưng, còn có chính là hồng quang nhất thời cảm nhận được chỗ kinh khủng. Bốn phía hết thảy vật chất, quy tắc, tư trường, toàn bộ đều là thuộc về tạo hóa lĩnh vực. Là quân ba người nhất thời cảm thấy tứ cố vô thân đại hỏa diễm thuật là quân cấp tốc phát chiêu lập tức vô cùng địa ngục chi hỏa ầm ầm bốc cháy lên toàn bộ tạo hóa lĩnh vực bên trong toàn bộ đều là cuồng bạo địa ngục chi hỏa cái này địa ngục chi hỏa đem cái kia nhân quân chi khí đốt cháy đến xì xì rung động là quân cùng kiều ngưng còn có chính là hồng quang lập tức cảm giác được tựa hồ có thể trưởng khống quy tắc từ trường phần tử chờ một chút hết thảy vật chất đáng giận vô tu bọn người đối cái này địa ngục chi hỏa cảm thấy cực không thoải mái Vô tu xuất thủ trước, tạo hóa vô cùng, viễn cổ bốn thú công sát, vô tu pháp lực thúc động. Sau đó, theo là Quân bốn người bọn họ phương hướng xuất hiện bốn con dị thú. Mỗi một con dị thú đều là đến từ viễn cổ, có liệt diếm kim thú, hỏa kỳ lân, tranh thú, phi thiên lang. Bốn đầu hung mãnh thần thú, mỗi một đầu đều như một ngọn dãy núi lớn nhỏ. Bọn họ mở ra huyết bồn đại khẩu, đem tất cả địa ngục chi hỏa đều hút vào bụng. Ừm. La quân lập tức thôi động pháp lực, địa ngục chi hỏa càng thêm tràn đầy. La quân liền muốn đem cái này bốn đầu thần thú cho phần sát mà chết, nhưng là lập tức La quân minh bạch vô tu dụng ý. Tại bốn đầu hung mãnh thần thú bụng chi đều có một khối tạo hóa thạch, tạo hóa thạch đem địa ngục chi hỏa hấp thu đi vào. Mặc cho La quân như thế nào thôi động pháp lực, địa ngục chi hỏa đều không tránh thoát tạo hóa thạch. Thì ra là thế, La quân minh bạch về sau mắt cũng không chớp hắn cấp tốc tế ra đại kim đan. Đại kim đan tại thiểm điện chi hóa thành một miệng kim quang cự kiếm. Là quân pháp lực cuồng mãnh vận chuyển, kim quang này cự kiếm oanh một tiếng, trực tiếp đem cái kia hỏa kỳ lân chém giết thành phấn vụn. Đồng thời, là quân huy động kim quang cự kiếm, tạo hóa kiếm quyết. Trong nháy mắt, ngàn đạo kiếm quang ở trên không hình thành, mỗi một đạo đều hung hãn vô cùng, sau đó chém tới hắn ba con thần thú. Kiều ngưng lúc này cũng không phải ăn chay, nàng lập tức vận chuyển ra cổ lôi phù. Cự đại lôi trì xuất hiện, cái này lôi trì chi, trong nháy mắt vận chuyển ra vạn cái lôi long tới. Lôi long tại tạo hóa lĩnh vực bên trong ngang dọc lao nhanh, không ngừng va chạm, gào thét, liền muốn đem cái này lĩnh vực xé rách ra một đầu lỗ hồng tới. Chính là hồng quang thì là thi triển ra luân hồi bàn đến, cái kia luân hồi bàn luân hồi chi lực phát ra, vì hắn công thành chiếm đất. Là quân muốn chém giết còn lại ba con thần thú lúc, vũ tu xuất thủ lần nữa. Mà vũ ngọn núi ba người thì cùng Kiều Ngưng còn có chính là Hồng Quang chém giết. Kiều Ngưng mặc dù là tầng 10 sơ kỳ, nhưng nàng tập luyện chư thiên vạn long luyện giới thuật, giờ phút này cũng là mạnh mẽ vô cùng. Song phương chiến đến khó phân thắng bại, không tướng dưới. Là quân cùng vũ tu liên tục giao thủ, vũ tu khống chế tạo hóa thiên quang lô, diễn biến ra vô cùng thế giới, vô cùng lực lượng tới hắn liền vận chuyển ngàn tòa tạo hóa sơn đem la quân kim quang kiếm ngân cản tạo hóa cái gì gọi là tạo hóa tạo hóa chính là ngàn vạn biến hóa chỉ cần vô tu có thể tưởng tượng ra đến cái này tạo hóa thiên quang lô có thể hoàn thành hắn tưởng tượng tạo hóa chi ta tức là thần thần nói phải có ánh sáng sau đó có ánh sáng thần nói muốn người chết tử vong liền là buông xuống ầm ầm theo vũ tu chú ngữ đọc tạo hóa trong lĩnh vực hết thảy phát sinh biến hóa. Vốn là quang mang vạn trược, đột nhiên, chỗ có quang mang hóa thành ăn mòn hắc khí. Ừm, Kiều Ngưng lập tức cảm nhận được nàng vạn cái lôi long bị loại này hắc ám chi khí ăn mòn. Mà lại, nàng cảm thấy độc, những thứ này tử vong chi khí nhuộm dần đến lôi long thân thể, tương đương với cũng nhuộm dần đến trong cơ thể nàng. Không tốt, Kiều Ngưng kinh hô. Nàng cảm giác được thân thể đang phát sinh biến hóa. vô tu bạo giống một tiếng, để còn lại ba vị huynh đệ trợ giúp hắn cùng một chỗ thi triển tạo hóa chi lực sau đó loại này hắc ám chi khí càng thêm mãnh liệt thật liền như tử thần hàng lâm chính là hồng quang đồng thời cũng cảm giác được loại biến hóa này tất cả luân hồi chi lực đều bị hắc ám chi khí ăn mòn liền luân hồi bản cũng thay đổi thành màu đen chân hắn cũng bắt đầu biến hóa thành màu đen đây là không thể ngăn cản không thể ngăn cản kiều ngưng còn có chính là hồng quang các nàng lòng bàn chân cũng bắt đầu biến thành đen. Loại này hắc ám chi khí dần dần xâm nhập, rất nhanh, các nàng chân cũng bắt đầu biến thành đen. Có thể suy ra, một khi toàn thân biến thành đen, liền là tử vong thời điểm. Liền kiều ngưng cổ lôi phù cũng tại từng bước biến thành đen. Cái này tạo hóa chi quang lợi hại, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá lúc này, có một cái ngoại lệ, đó là La Quân. La Quân thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia vô cùng tử vong chi khí xâm nhập đến la quân thân thể la quân lại là không hư hao chút nào vạn trưởng lôi đình hắn đều chịu đựng được tử vong chi khí lại như thế nào la quân cũng không nhiều lời hắn trong nháy mắt phóng thích biển linh hồn biển linh hồn lần này không có đại diện tích mở rộng ra ngoài mà chính là chăm chú đem kiều ngưng chính là hồng quang bao trùm linh hồn lốc xoáy quyển giết đi qua sau đó liền đem những cái kia tử vong khí tức dảo sát đến sạch sẽ Kiều ngưng cùng chính là hồng quang lập tức cảm giác thân thể dễ chịu, luân hồi bàn cùng cổ lôi phù cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cho người toàn bộ hút, là quân cảm nhận được tử vong chi khí chính là là biển linh hồn tốt thuốc bổ. Ngựa lớn diện tích phóng thích biển linh hồn. Trong một chớp mắt, toàn bộ tạo hóa lĩnh vực bên trong bị biển linh hồn tràn ngập. Biển linh hồn chi, vô số lốc xoáy cuốn giết, liền giống như là hắc ám vũ trụ chi, đầu đầu cũng có vũ trụ hắc động một dạng cái này biển linh hồn nguyên lý, ảo ý liền như là vũ trụ minh mông. Linh hồn lốc xoáy đem cái kia tử vong chi khí toàn bộ rảo sát đi vào, sau đó xoắn thành phấn vụn, làm biển linh hồn chất dinh dưỡng. Linh hồn cùng tử vong, vốn là chặt chẽ không thể tách rời. Vũ tu bọn người hoảng sợ. Vũ tu tứ huynh đệ bằng vào chiêu này tạo hóa chi quang, không biết vỡ nát nhiều ít chư thiên cao thủ, bây giờ lại tại la quân trước mặt ăn lớn như vậy thua thiệt cái này tứ huynh đệ làm sao có thể đầy đủ không kinh hãi làm sao có thể ta một chiêu này đã từng đem động thiên cảnh cao thủ đều giết qua người tiểu tử này sao có thể a à, vũ tu phẫn nộ giống to la quân cười lên ha hả vũ tu tứ huynh đệ cấp tốc thu tạo hóa chi quang đồng thời vũ tu tứ huynh đệ cùng một chỗ phát lực tạo hóa thần kiếm chém giết trong nháy mắt một đạo tạo hóa kiếm quang cấp tốc giết vào đến biển linh hồn chi Đạo này tạo hóa kiếm quang vừa đến, nhất thời khác biệt. Kiếm quang này liền giống như không tại tam giới bên trong, không tại ngũ hành. Linh hồn lốc xoáy rào sát tạo hóa kiếm quang, nhưng cái này tạo hóa kiếm quang lại là sừng sững bất động. Lợi hại, là quân nhất thời cảm giác được chỗ kinh khủng. Cái này tứ huynh đệ hợp lực tạo hóa thiên quang lô, cực chi lợi hại. Kiều ngưng lập tức lấy cổ lôi chỉ đụng giết tới. Một tiếng ẩm vang, tạo hóa kiếm quang thế mà trực tiếp đem cái kia lôi trì cắt thành hai nửa, nhất thời, tất cả lôi thủy tiết ra ngoài. Hỏng bét, Kiều ngưng hoảng sợ. La quân cũng là bị kinh ngạc, biển linh hồn cùng cái này lôi thủy cũng không kiêm dung. Lôi thủy từ nội bộ oanh sát biển linh hồn, sẽ đem biển linh hồn trọng thương. Kiều ngưng cấp tốc vận chuyển pháp lực, khống chế vô cùng vô tận lôi thủy. Nàng cưỡng ép đem lôi trì khép lại, không cho lôi thủy tiết ra ngoài. Nhưng cái này mỗi một phút, mỗi một giây, Kiều Ngưng đều tại tiêu hao rất lớn pháp lực. Mà lúc này, La Quân cũng không dám đem Kiều Ngưng ném ra biển linh hồn bên ngoài. Tại biển linh hồn bên trong, Kiều Ngưng mới là an toàn. Mà Lôi Chỉ nếu như vứt bỏ ra ngoài, này Kiều Ngưng cũng là tổn thất nghiêm trọng. Cái này Lôi Chỉ tuy nhiên bị hao tổn, nhưng muốn đền bù lên vẫn là có khả năng. Trong chớp mắt, La Quân bên này tình huống trở nên nguy cơ vạn phần. Nhất định phải có lấy hay bỏ. La Quân là cái quả quyết người, hét lớn một tiếng, nói, Kiều Ngưng, vứt bỏ lôi trì. Kiều Ngưng tuy nhiên mọi loại không muốn, nhưng cũng không có cách nào. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân biển linh hồn thu liếm thành một quả đan hoàn. Đồng thời, La Quân mang theo Kiều Ngưng lóe lên. Sau đó, toàn bộ lôi trì ở trên không nổ tung lên. ầm ầm, cái kia tạo hóa kiếm quang cũng bị hủy ở lôi thủy chi. Pháp khí tự bảo, đáng giận vô tu mấy người cũng là hoảng sợ. Lôi thủy nổ tung, mang đến mạnh mẽ bạo tạc lực. Lúc này, là quần đem chính là hồng quang, kiều ngưng toàn bộ chứa vào đến phòng bị tu di chi. Cả người hắn cũng bị dìm ngập tại lôi quang chi. Cùng lúc đó, vô tu bọn người cấp tốc đem tạo hóa thiên quang lô lấy đi. Vô tu bọn người đã từng dùng tạo hóa chi quang trọng thương qua động tiên cảnh cao thủ, đó là bởi vì động tiên cảnh cao thủ động tiên pháp tắc cường hãn vô cùng, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ cho nên bọn họ tại động thiên pháp tác bên trong thi triển tạo hóa chi quang này bằng với là tại người trong bụng phóng độc khí cho nên lực sát thương là rất rõ ràng mà lúc này tạo hóa thiên quang lô bao phủ phạm vi ngàn dặm lôi trì nổ tung lên cũng chẳng khác gì là tại bọn họ trong bụng nổ tung cho nên lúc này bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian lấy đi tạo hóa thiên quang lô lôi trì nổ tung mang đến khủng bố vô cùng lực sát thương lúc này mặt biển lôi thủy nổ tung Sâu đạt mấy ngàn thước nước biển chỗ sâu đều bị chấn động, trong vòng phương viên trăm dặm, nhấc lên ngập trời biển động tới. Sóng biển cuồn cuộn, cuốn lên ngàn mét độ cao sóng biển. Đây là cực hiếm thấy mà hùng vĩ một màn. Đồng thời, phủ cận vùng biển sinh linh, thuyền con qua lại, còn có nước biển một trong chút yếu tiểu sinh linh toàn bộ chết tại cái này nổ tung phía dưới. Đến mức La Quân, La Quân tại Bạo Tạc Tâm, nhưng hắn lại là một chút sự tình đều không có cái này kim cương bất hoại chi thân cũng không phải làm giả một vòng này nổ tung về sau cổ lôi phù cũng từ đây xóa bỏ nổ tung về sau chỉ còn lại có mặt biển khó có thể bình tĩnh là quân người ngay tại chỗ đồng thời không trốn đi vũ tu bốn người một lần nữa vây giết tới khi bọn hắn nhìn đến là quân lông tóc không tổn hao gì thời điểm không khỏi bị kinh ngạc gia hỏa này đến cùng là cái gì cấu tạo a à? Vũ tu tứ huynh đệ cảm thấy có chút dùng mình. Tạo hóa thiên quang lô, bất kể như thế nào, tứ huynh đệ cũng không nguyện ý từ bỏ tới tay bảo tàng, đồng thời lần nữa thi triển ra tạo hóa thiên quang lô. Bọn họ cuồng nuốt đan dược, đền bù sở thụ tổn hại pháp lực. Là quân pháp lực hao tổn cũng không nhiều, bởi vì vẫn luôn là cái này tứ huynh đệ tại công kích. Tứ huynh đệ lập tức lần nữa phát ra tạo hóa chi kiếm đến. Hư không chi, cái kia tạo hóa thiên quang lô đem thương khung che chắn, vô cùng tạo hóa chi khí phối hợp bọn họ pháp lực hình thành một đạo tinh diệu, thần diệu tạo hóa chi kiếm tới. Kiếm quang lóe lên, xẹt qua hư không, hướng về La Quân chém giết mà đến. Lúc này, tứ huynh đệ cũng không có nương tay. Nghiêm chỉnh mà nói, muốn tìm tới bảo tàng, đến bắt La Quân cái này người sống. Nhưng là, nếu như tứ huynh đệ có chủ tâm lưu thủ lời nói, có thể sẽ bị La Quân phản sát. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể trước toàn lực ứng phó tính toán không cẩn thận giết La Quân, đây không phải là còn có La Quân đồng bạn nha. Tạo hóa chi kiếm, hung mãnh vô song. Kiếm quang này hướng về La Quân đầu lâu chảm giết tới. La Quân tuy nhiên tự phụ kim cương bất hoại chi thân lợi hại, nhưng cũng không dám tiếp đạo này tạo hóa chi kiếm. Cái kia lôi chỉ vốn là cường hãn vô cùng chi vật, nhưng ở tạo hóa kiếm dưới ánh sáng, giống như là bị cắt đậu hũ một dạng cắt nát. Là Quân đồng thời không cho rằng thân thể của hắn cái kia lôi trì còn cường hãn hơn. Nếu không có lôi trì nổ tung, đem trước tạo hóa chi kiếm ngăn cản một cái trước mắt, hậu quả đã sớm không thể tưởng tượng nổi. Trốn, là chạy không thoát. Lại nhanh cũng không nhanh bằng cái này tạo hóa chi kiếm, huống chi, cái này tạo hóa thiên quang lô còn đem thương khung bao phủ lại. Vừa nghĩ, nhìn cân treo sợi tóc, nguy cơ tới cực điểm. Tại loại nguy cơ này phía dưới, là quân ngược lại rất là tỉnh táo. Hắn mấy năm qua này, thường xuyên tại kinh lịch dạng này nguy cơ. Đông lạnh, cái kia một cái chớp mắt, là quân địa sát chi tinh tuôn ra. Địa sát chi tinh bên trong liền có lôi lực, kim sắc địa sát bao phủ hàn băng hình thành băng tường, băng tường chi, lôi lực nhấp nhô. Trong nháy mắt, là quân điểm ra tầng 9 băng tường. Nhưng là, không có chút nào tác dụng. Tầng 9 băng tường bị tạo hóa thiên quang lô tạo hóa chi lực trong nháy mắt xé rách, cái kia tạo hóa chi kiếm giống như là khoái đao cắt mỡ bỏ một dạng. Nguy cơ, nguy cơ. Là quân thân thể có đại thiên nhãn thuật, đại bản nguyên thuật, đại lục việt thuật, đại phong ấn thuật, đại thôn phệ thuật, đại hỏa diễm thuật, nhưng là hắn phát hiện không có có một loại thuật pháp có thể đem cái này tạo hóa chi kiếm ngăn cản được. Biển linh hồn. Là quân đại não giống như siêu máy tính một dạng, cấp tốc làm ra phản ứng, đây cũng là không cho do dự biển linh hồn chi vô số lốc xoáy cuốn giết tạo hóa chi kiếm tạo hóa chi kiếm không bị ảnh hưởng chút nào cấp tốc xuyên qua biển linh hồn tiếp tục hướng la quân chém giết mà đến la quân ngón tay múa hắn là vạn không dám dùng đại thôn phệ thuật cái kia không phải là tìm chết sao một khi nuốt vào đến lập tức bị làm chết đại phong ấn thuật la quân thôi động pháp lực ngàn đầu linh hồn sợi tơ cấp tốc đem cái kia tạo hóa chi kiếm bao trùm. Trong nháy mắt, đem khẩu này tạo hóa chi kiếm bao thành kén tầm. Oạch một tiếng, tạo hóa chi kiếm theo kén tầm chi sát đi ra, tiếp tục hướng La Quân chảm giết tới. La Quân không khỏi hoảng hốt. Lúc này, hắn chả có một chiêu có thể chống đỡ cản cái này tạo hóa chi kiếm, đó là lấy chính là hồng quang thân thể đến ngăn cản. Nhưng loại chuyện này, La Quân sao cũng làm không được hắn đem biển linh hồn trải rộng người tại biển linh hồn chi xuyên thẳng qua dùng cái này trốn tránh tạo hóa chi kiếm truy sát tình trạng mạo hiểm tới cực điểm mà vũ tu tứ huynh đệ toàn lực thi triển pháp lực thôi vận tạo hóa chi kiếm tạo hóa thiên quang lô toàn lực phát động tạo hóa chi kiếm chém giết hết thảy la quân mắt thấy muốn tránh cũng không được tiếp tục như vậy chính là một con đường chết hắn lập tức cầm ra thiên đạo bút tuy nhiên thiên đạo bút rất lợi hại nhưng la quân vẫn là quyết định để thiên đạo bút đến ứng kiếp la quân mạnh mẽ huy động thiên đạo bút hướng cái kia tạo hóa chi kiếm chém giết tới lần này chém giết kết quả la quân không đoán ra được la quân trung quy là quá khinh thường tại lôi trì nổ tung thời điểm hắn là có cơ hội đào tẩu nhưng hắn không mà lúc này hắn tuy nhiên biển linh hồn lợi hại vô cùng có thể vô tu bản thân là hư tiên cảnh cao thủ lại thêm tam huynh đệ giúp đỡ lại có tạo hóa thiên quang lô bực này pháp khí. Cho nên cái này là quân lập tức thiệt thòi lớn. Tại thiên đạo bút mắt thấy muốn cùng tạo hóa chi kiếm phát sinh va chạm thời điểm. Ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Một tiếng ẩm vang, cái kia thiên không chi truyền đến chấn động kịch liệt cùng tiếng vang. Đón lấy, mới tạo hóa thiên quang lô xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng. Tạo hóa chi khí nhất thời tiết ra ngoài, đồng thời, tạo hóa chi kiếm theo biến mất vô tu bốn sắc mặt người biến đổi lớn cuồng phún một ngụm máu tươi la quân bỗng cảm giác cổ quái hắn thần niệm bắn phá lập tức phát giác được bên ngoài bắt đầu từ biển trong thoát ra một đầu cửa thú cái này cửa thú trực tiếp đem tạo hóa thiên quang lô cho cắn nát một miệng đem cái bầu trời đều cho cắn nát cái này cửa thú cái này cửa thú chỉ sợ to đến vô biên vô hạn lại một giây sau là quân cảm giác được cái kia thế lực bá chủ huyết bồn đại khẩu hướng hắn chả có cái kia tứ huynh đệ thôn vệ mà đến. Đại na di thuật, là quân bị kinh ngạc, lập tức muốn chạy trốn. Cái này thế lực bá chủ, là quân không cảm giác được giới hạn, còn có sức mạnh, cảm giác cái này thế lực bá chủ tựa hồ không phải một cái đơn thuần sinh linh, mà chính là đại biểu trí cao không tồn tại tại. Liên tạo hóa thiên quang lô bực này pháp khí, đều có thể bị cái này thế lực bá chủ cắn một cái nát la quân cũng không cho rằng mình có thể chống lại cái này thế lực bá chủ tạo hóa thiên quang lô lúc đó tình huống là đang bị toàn lực vận chuyển ngoại giới cao thủ rất khó đột phá tạo hóa thiên quang lô mà lại tạo hóa thiên quang lô phá nát về sau sinh ra năng lượng nổ tung cũng là cực kỳ khủng bố nhưng cái này thế lực bá chủ lại là không quan tâm trực tiếp thôn phệ la quân lòng bàn chân bôi dầu nhưng là tại hắn đại na di thuật triển khai lúc một cỗ siêu cường hấp lực liền đem cái kia đại na di thuật tạo thành không gian trận pháp trực tiếp hút thành một đoàn hỏng bét la quân cảm nhận được cỗ lực hút này khủng bố hắn hướng phía dưới không tự chủ được rơi xuống chính là như rơi xuống vực sâu hắn có mọi loại thuật pháp lúc này lại ngăn cản không nổi cái này cỗ kinh khủng hấp lực vạn lưu quy hải la quân rất nhanh rơi vào đến một cái thông đạo chi lối đi này mang theo tinh sát vị đạo bốn phía đều là giống như thép như sắt thép chất liệu ta chẳng lẽ lại là như thần nông trong thế giới công nghệ cao đồng dạng la quân thầm giật mình vô tu tứ huynh đệ cũng bị hút vào lối đi này chi tại kinh lịch dài đến một giờ rơi xuống về sau la quân rốt cục trùng điệp ngã tại mặt đất chi hắn bị ngã đến thất điên bát đảo nhưng lại vẫn không có mất đi thần trí mà vô tu tứ huynh đệ cũng theo sát về sau ngã xuống bọn họ không có la quân kim cương bất hoại chi thân nhưng thảm nhiều ngũ tạng lục phủ lệch vị trí nội thương nghiêm trọng sợ là liền tiểu hài tử đều đánh không lại la quân trong nháy mắt vọt lên đến hắn ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy hư không chi từ trường phân tử như tổ ong vỏ vẽ một dạng lít nha lít nhít cuồng bạo cùng cực chính là như vậy đại từ trường phân tử đem la quân bọn người hút vào tới nơi này quá nguy hiểm la quân không lo được vỗ tu mấy người hắn lập tức triệu hoán linh tuệ hòa thượng đi ra dùng ý niệm giao lưu nói ra làm sao che giấu linh tuệ hòa thượng nói ra thiên đạo bút thiên đạo bút chi có cái ẩn chữ chỉ muốn đạo hữu người viết ra ẩn chữ đến liền có thể giấu đi la quân không khỏi nổi nóng nói ra thiên đạo bút còn không thế nào có thể sử dụng ẩn cái rắm a nơi này tình huống qua bí hiểm linh tuệ hòa thượng nói ra nhưng là hắn biện pháp đều không dùng Bần Tăng nhìn nơi này tựa hồ là công nghệ cao. Có lẽ nơi này là cổ minh ẩn tàng điểm, chúng ta đi vào thời điểm, đều đã bị phát hiện. Là quần lúc này lỗ tai dựng lên, liền nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Tại cuối thông đạo, có một sắt thép đại môn, tiếng bước chân là theo bên kia tới. Hết thảy 6 người, tiếng bước chân cực kỳ nặng, mỗi người trọng lượng đạt tới một tấn. Quái sinh vật, chưa chắc là người. La Quân biết mình lần nữa xa vào đến cực cảnh hiểm nguy. Hắn nhất định phải mau chóng nghĩ đến biện pháp, lúc này, La Quân cũng không có bối rối. La Quân tính cách chính là, gặp việc nhỏ có nộ khí, gặp đại sự có tính khí. Đáng tiếc, tinh chủ bản chép tay về sau cũng cùng nhau cho nhị ca. Không phải vậy lời nói, ta có thể dùng tinh chủ bản chép tay đi thử một chút thiên đạo bút. Dù sao theo tinh chủ bản chép tay đến xem, tinh chủ tựa hồ cùng viên giác có quan hệ. Đúng, cái kia võ đạo người là thiên đạo bút sách viết ra. La Quân trong lúc cấp thiết, theo đại kim đan chi cầm ra võ đạo người. Lúc này, La Quân thuần túy là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái kia võ đạo người còn không rõ ràng cho lắm, nhưng La Quân đã đem võ đạo người vùi đầu vào thiên đạo trong bút. Tại cái kia một cái chớp mắt, võ đạo người trở về bản thể, thành làm một cái chữ võ. Chữ võ bay vào đến thiên đạo trong bút. La Quân ngưng thần cảm ứng cứ việc lúc này, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng La Quân y nguyên tỉnh táo phó đạo người cái này chữ võ tại thiên đạo trong bút phiêu tán. Đại biểu chữ võ khi tức, còn có quen thuộc thiên đạo chỉ ý triệt để phát tán ra. Âm âm, La Quân lập tức cảm nhận được thiên đạo trong bút bắt đầu sinh ra biến hóa. La Quân cuồng hỉ, thầm nghĩ, võ đạo người quả nhiên hữu dụng. Lúc này, liền gặp thiên đạo trong bút vốn là một mảnh tử hải. Thiên đạo bút vốn là một mảnh tử hải, tử hải chi chỉ có còn sót lại thiên đạo khí tức. Mà lúc này võ đạo nhân khí hơi thở còn có thiên đạo chi bao hàm chui vào, liền giống như một cái chìa khóa mở ra Pandora hộp ma. Là quân thu linh tuệ hòa thượng cấp tốc lấy pháp lực thăm dò vào thiên đạo bút chi. Hắn lập tức cảm nhận được ngày hôm đó nói bút tử hải chi xuất hiện một đạo thần bí đại môn. Đại môn này hiện ra màu đồng cổ, đại môn chi tràn đầy diệu phù. Cái kia võ đạo nhân khí hơi thở thuận lợi tiến vào đại môn bên trong. Là quân pháp lực lại bị đại môn ngăn cản. Vào không được, là quần cấp tốc đi bắt lấy huyền hoàng dịch, sau đó cắm vào thần bí đại môn lỗ khóa chi. Một tiếng ẩm vang, đại môn mở rộng. Lập tức, là quân nhìn đến trước đó thấy to lớn thế giới. Chín tòa tuyết phong tinh bích hiện ra ở trước mắt. To lớn thiên đạo khí tức tại tràn ngập, đồng thời tại vân vụ chi cuồn cuộn gào thét, lao nhanh không thôi dung là quân khẽ quát một tiếng hắn pháp lực cuốn vào thiên đạo khí tức chi cái kia thiên đạo khí tức lập tức đem là quân pháp lực bao phủ thiên là quân kinh hãi thất sắc hắn đột nhiên phát hiện pháp lực cùng thiên đạo khí tức là cần xứng đôi cũng là nói một khi không thể xứng đôi lập tức hội phản phệ. đây là cực kỳ khủng bố cùng huyền diệu một màn sợ ý một chút là quân hội đầu một nơi thân một nẻo cũng đầy đủ bảo ngày mai nói bút đặc thù tính, không phải là cái gì người đều có thể thi triển thiên đạo bút. Nói một cách khác, Lạc Thiên Tình còn muốn cảm ơn ông trời nói bút đã từng lọt vào nặng áp chế. Không phải vậy hắn dám can đảm dùng pháp lực dung nhập thiên đạo chi khí bên trong, tại chỗ hội bỏ mình. Là quân lúc này cũng là kinh hồn bạt vía. Từ xưa coi là, thiên đạo bút ba vị chủ nhân, toàn bộ là nắm dựa theo thiên đạo. Điều này nói rõ, thiên đạo bút không phải bình thường người có thể nắm giữ vật này chính là thiên địa tạo hóa chi vật A. Nhưng là lúc này, là quân trong lòng cũng lưu giữ hy vọng. Bởi vì hắn cũng là thiên mệnh chi vương A, hắn biết mình có khả năng rất lớn sẽ có được thiên đạo bút. Nhưng cũng có khả năng rất lớn, sẽ bị phản vệ mà chết. Có điều rất nhanh, là quân biết lo lắng dư thừa. Bởi vì La Quân phát hiện hắn pháp lực cùng thiên đạo bút thiên đạo khí thức rất nhanh hòa làm một thể. Quả là thế, La Quân lập tức cảm nhận được thiên đạo bành trướng, đồng thời có thể cảm nhận được bên trong uy nghiêm. Cái này thiên đạo khí tức theo chín tòa tuyết sơn tinh bích phát ra. Là quân lấy mạnh mẽ pháp lực vận chuyển, hắn lập tức cảm giác được chín tòa tuyết sơn tinh bích nối liền thành một thể, giống như bắt đầu thất tinh. Nhưng cái này bắt đầu thất tinh càng thêm huyền diệu, bởi vì đây là suy cho cùng. Thiên đạo tuy nhiên cường hãn, nhưng ta pháp lực đối tại thiên đạo tới nói, quá mức yếu ớt. Mà lại, cái này cũng không phải chân chính cái kia thiên đạo, mà chính là diễn hóa thiên đạo, cùng tránh thức thiên đạo tướng vẫn là có bản chất khác nhau. Ta tuy có thiên đạo bút, nhưng cùng cái kia Hồng Quân đạo nhân, Đa Bảo đạo quân, viên giác vẫn là kém xa. La Quân tâm lóe qua một ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, hắn liền vận chuyển thiên đạo bút ở trên không viết ra một cái ẩn chữ. Cái kia thiên đạo khí thức cuồng mãnh lôi kéo La Quân pháp lực. Trong nháy mắt, cái kia ẩn chữ lập tức hóa thành vô số kim sắc phù rơi vào đến La Quân thân thể. Diệu, thật là khéo. La Quân không khỏi muốn muốn cười to. Hắn cảm giác được cái này vô số kim sắc phù hình thành một cái vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ đang diễn hóa bốn phía khí tức, từ trường, chờ một chút. Cũng là nói, cái này vòng bảo hộ đem La Quân bao lại, sau đó bắt trước được bốn phía hết thảy vật chất biến hóa. Kể từ đó, La Quân tuy nhiên tại hiện trường, nhưng tại trong mắt người khác. Trung quanh là không khí, từ trường, chờ một chút hết thảy tại viết ra cái này ẩn chữ đồng thời, là quân pháp lực tiêu hao không ít, mà lại giờ phút này, pháp lực y nguyên không ngừng tại tiêu hao. Là quân biết, chỉ cần mình không triệt hồi cái này ẩn chữ, như vậy pháp lực hội không ngừng tiêu hao. Ẩn chữ không phải trong nháy mắt tiêu hao pháp lực, mà chính là không ngừng tiêu hao pháp lực. Mà lại, tại duy chỉ cái này ẩn chữ đồng thời, chính là là thông qua thiên đạo bút đến thực hiện loại này huyền diệu. Cho nên, là quân pháp lực còn cần trèo chống thiên đạo bút vận chuyển lấy la quân giờ này ngày này tu vi, hắn cũng chỉ có thể trèo trống ẩn chữ 10 giờ. Bất quá cũng may, la quân thuần dương đan có rất nhiều, hắn có thể một bên bổ sung pháp lực, một bên thi triển cái này ẩn chữ. Gia hỏa này, vũ tu bọn người mặc dù trọng thương, nhưng còn không có hôn mê. Bọn họ tự nhiên cũng biết nguy hiểm, có thể lúc này trơ mắt nhìn lấy la quân con hàng này thế mà. Bỗng dương mẹ nó biến mất. Gia hỏa này, quá cổ quái khó trách có thể mấy lần ra vào tàng chân các, vũ tu không khỏi ám đạo. La quân lập tức né qua một bên, hắn bắt đầu quan sát nơi này tình huống. Mà lúc này, bên kia cổ đồng đại môn cũng rốt cục bị mở ra. Tiến đến là sáu cái, sinh linh. Cái này sáu cái sinh linh, không thể xưng là người, cần phải dùng quái vật hình dung so sánh chuẩn xác một điểm. Loại quái vật này, là la quân tại sách, Sơn Hải Kinh cũng không trông thấy. Bọn họ rất là quái dị, là đứng đấy đi bộ. Hình thái có chút giống người, nhưng chân màng to lớn, đồng thời hiện ra màu nâu, có lân phiến. Một con mắt, có to bằng miệng chén. Bọn họ đầu cũng là rất lớn, có loại phim khoa học viễn tưởng bên trong ngoại tinh nhân cảm giác. Bọn da hỏa này, mặt phủ đầy màu nâu lân phiến, thân thể không mặc quần áo, nhưng nhưng lại có màu nâu xanh lân giáp. Quái vật gì, là quần ám đạo, lòng hắn là kinh hãi, đối ở trước mắt hết thảy, đều cảm giác đến không cách nào giải thích, cũng không thể nào hiểu được đến cùng phát sinh cái gì. Quả nhiên là thiên hạ to lớn, đều có, ai có thể nghĩ tới, tại dạng này đáy biển chỗ sâu, sẽ có một nhân vật như vậy. Mà lại nơi này không có chút nào biển áp, cũng có không khí chờ một chút hết thảy. Nhìn quái vật này, tựa hồ là cổ ngu rốt chi vật, nhưng trước mắt hết thảy, lại như pháp lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Cổ quái cổ quái, thật là cổ quái. Là quân âm thầm nhìn trộm, Kinh hãi quái lạ, đồng thời phân phó Kiều Ngưng, tuyệt đối không nên tự tiện đi ra. Kiều Ngưng biết lúc này không thể tùy hứng, tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Cái kia sáu cái quái vật sau khi đi vào, liền tại Vũ Tu bốn người trước mặt đứng lại. Bọn họ đi bộ ở giữa, tốc độ nặng nề, còn có quy luật. Hiển nhiên là có độ cao trí tuệ. La Quân không dám dùng thần niệm bắn phá, ở chỗ này, hết thảy cũng không dám vọng động. Hắn không rõ lắm cái này sáu cái quái vật tu vi nhưng đáy lòng lại có loại cảm giác. Đó là, thâm bất khả chắc. Cầm đầu quái vật đột nhiên nhíu mày. Ân, mặc dù không có lông mày, nhưng cũng là làm nhíu mày động tác. Hắn đột nhiên miệng nói tiếng người, nói ra, không phải có 5 cái kỳ lân nhi sao? Làm sao chỉ có bốn cái? Kỳ lân nhi, có ý tứ gì? Là quân nghe vậy ám đạo. Là quân cũng biết, tại thế giới bao la bên trong, kỳ lân nhi là lời ca ngợi nhưng hắn nghe mấy tên này nói ra kỳ lân nhi lại tựa hồ như không phải cái gì tốt từ giống như là hỏi mấy cái chó một dạng bên cạnh một tên quái vật giống như là thủ hạ hắn cung kính hồi đáp hồi thừa tướng lời nói vừa mới thật là bắt năm cái kỳ lân nhi tiến đến nhưng là không biết vì cái gì thiếu một cái có lẽ là giấu đi cái kia thừa tướng nhạt lạnh nói ra tìm vâng mọi người trả lời sau đó những quái vật này liền ngưng tụ thần đón lấy bọn họ mi tâm tách ra một cái quái nhãn đi ra cái này quái nhãn phát ra quang mang bốn phía bắn phá loại này bắn phá chính là bốn phương tám hướng giống như thần nể tình bắn phá la quân nhất thời bị quang mang kia bắn phá hắn giật mình bất quá lập tức hắn yên tâm bởi vì những quái vật này bắn phá không ra la quân tồn tại tới người kia trong này hắn có một loại pháp thuật ẩn thân giấu đi Vô Tu khó khăn hướng mấy cái này quái vật nói ra, hắn thân thể có bảo tàng bí mật, nhất định muốn bắt đến hắn. Đồ chó này, lúc này đều không quên kéo lão tử xuống nước. La Quân không khỏi thầm mắng. Cầm đầu thừa tướng nhìn về phía Vô Tu, nhạt lạnh nói ra, ẩn thân thuật giấu ở trong này. Đóng lại đại môn, thừa tướng lập tức uy nghiêm hạ lệnh. La Quân không dám sử dụng pháp thuật, nhưng bản thân hắn thân thể lực lượng đến, lập tức hướng đại môn kia chỗ lao đi. Chỉ là, mấy cái này quái vật lại không phải lấy tay đóng cửa. Một cái quái vật hẳn là, ấn xuống tay đè tay cầm. Lập tức, đại môn đóng lại ở. Là quân cuối cùng vẫn là chậm một bước, không có chạy đi. Thừa tướng nhìn khắp bốn phía, quát nói, lăn ra đến. Uy nghiêm vô song, uy thế như vậy khiến người ta sợ hãi. Là quân đương nhiên sẽ không lăn ra đến, hắn không nói một lời. Ta nói lại lần nữa xem, lăn ra đến thừa tướng nói ra, nếu không lời nói, bản tướng liền khởi động lò luyện, để ngươi chết không táng sinh chi địa. La quân bị kinh ngạc, nhưng hắn theo không sai bất động thanh sắc. Thừa tướng liền lạnh giọng nói ra, mang những thứ này kỳ lân nhi rời đi, sau đó khởi động lò luyện. Đúng, thừa tướng, mấy cái quái vật cùng kêu lên quát nói. Bọn họ chỉ một chảo, liền đem vô tù bốn người bắt bỏ vào tới tay bao cổ tay bên trong. Tựa như là bắt vào phòng bị tu di đồng thời mấy cái này quái vật hướng chỗ cửa lớn đi đến la quân liền muốn cùng mấy cái này quái vật cùng đi ra hắn vừa phóng ra bước chân liền dừng thân hình không được bọn họ nhất định là có biện pháp bắt ta cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy chỉ cần ta cùng theo một lúc ra ngoài chính là mà tính toán la quân đầu chuyển cực nhanh hắn dừng bước lại la quân xác thực không có đoán sai cái kia thừa tướng là muốn dẫn la quân cùng theo một lúc ra ngoài mà tại chỗ cửa lớn, hắn đã thiết trí một đạo máy dẫn điện. Loại này điện, đem hết thảy vật chất, từ trường, phần tử đều có thể trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. Là quân tính toán ẩn thân, nhưng một khi rơi vào đến máy dẫn điện bên trong, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này máy dẫn điện, là quái vật nhóm phát minh vĩ đại. Bất quá, cũng chỉ có thể mì sợi thích sử dụng. Thừa tướng đi ra đại môn, bọn quái vật đi sát đằng sau. Ra đại môn, máy dẫn điện cũng một mực mở ra. Những thứ này máy dẫn điện đối bọn hắn là vô hiệu, đây là đặc biệt nhằm vào nhân loại. Thế nhưng là, máy dẫn điện một mực không có bị xúc động. Ừm, thừa tướng lần nữa nhíu mày. Mà lúc này, đại môn đã đóng lại. Khởi động lò luyện, thừa tướng không nghĩ nhiều nữa, hạ lệnh. Vâng, thủ hạ trả lời. Là quân người tại lối đi kia chi, ngay vào lúc này, gặp cái kia hư không từ trường phần tử lần nữa bắt đầu cuồng bạo, mà lại tràn ngập tại mỗi khắp ngõ ngách. Ở giữa khu vực, có một cái to lớn động cơ bộ dáng đồ vật, bên trong phun ra vô cùng lam hỏa. Lam hỏa giống như lết, đồng thời ở trên không hình thành long quyển phong. Cỗ này long quyển phong đem tất cả từ trường phân tử hút vào, sau đó, hết mana sắc long quyển phong càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Chỉnh cái trong thông đạo, toàn bộ tràn ngập tràn ngập màu xanh lam phân tử, cái này mỗi một hạt màu xanh lam phân tử chi độ ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao, còn có cực bá tuyệt lực sát thương. Một viên màu xanh lam phân tử có thể trong nháy mắt đem một đầu trưởng thành lam kình đốt cháy thành cho bụi. Mà giờ khắc này, màu xanh lam phân tử chính là ức vạn cấp bậc. Cái này là kinh khủng bực nào. Cho nên cái kia thừa tướng mới vẫn chưa quá mức để ý, quản ngươi có cái gì ẩn thân thuật, trực tiếp dung hóa thành cho tàn liền có thể. Là quân lập tức cảm nhận được cái kia ẩn chữ hóa thành từ trường phân tử cũng toàn bộ hóa thành màu xanh lam phân tử. Những thứ này màu xanh lam phân tử tại La Quân bên ngoài cuồng mãnh vận chuyển, nhưng đồng thời không làm thương hại La Quân thân thể. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Đồng thời, La Quân cũng cảm nhận được pháp lực tiêu hao đến càng khủng bố hơn. Hắn không thể không sớm xuất ra thuần dương đan đến thôn phệ, dùng cái này đến khôi phục pháp lực. Cái kia lò luyện duy trì nửa giờ, sau nửa giờ mới ngừng, trong thông đạo hết thảy khôi phục lại bình tĩnh la quân ngẩng đầu nhìn hư không liếc một chút cái thông đạo này hư không cao có mấy ngàn gạo mà lại đã đóng lại thông đạo đại môn la quân muốn theo cái lối đi này rời đi lại là không thể nào mà thông hướng nội bộ đại môn cũng là đóng chặt la quân lúc này đồng thời không hành động thiếu suy nghĩ hắn biết đối phương khẳng định cho là mình bị luyện hóa thành cho tàn cho nên lúc này hắn không thể tùy tiện hiện thân đây là một cái ưu thế la quân kiên nhẫn chờ đợi Tại dạng này một cái bí hiểm khó lường địa phương, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tại cái này trong thông đạo, La Quân chờ 2 giờ. Hắn pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, may mà thuần dương đan cũng đang một mực bổ sung. Sau 2 giờ, cái kia thần bí đại môn rốt cục mở ra. La Quân trông thấy đại môn mở ra về sau, tiến đến hai người. Trông thấy hai người kia thời điểm, La Quân thân thể run lên bần bật không phải là bởi vì La Quân nhận biết hai người kia, mà chính là tiến đến hai người này trần chuồng, cái gì cũng không có mặc. Mà lại, bọn họ cổ mang vòng sắt, cùng loại chó vòng loại đồ vật này, mặt còn có một số bí ẩn trang bị, chính là khống chế hai người này. Đây là hai tên nam tử trưởng thành, bọn họ bò tiến đến, tay cầm máy hút bụi bắt đầu quét dọn vệ sinh. Cái này hai tên nam tử tựa hồ, không biết đứng lên đi bộ, bọn họ như vậy bò quét dọn vệ sinh, mà lại biểu hiện được cực tự nhiên, nên giết là quân không khỏi trong lòng tức giận. Nhân loại chính là vạn vật chi linh lớn lên, những xúc sinh này lại dám như thế đối đãi nhân loại. giờ khắc này là quân hận không thể đem những xúc sinh này nghiền xương thành cho người cuối cùng sẽ vật thương tổn loại. lúc này là quân tuy nhiên phẫn nộ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. loại địa phương này đối với la quân tới nói đều tính được là một cái ma quỷ quật. Hắn cũng không dám đến độ hóa hai người kia loại, sợ hội dẫn xuất động tính gì. La quân thừa dịp hai người này tại quét dọn vệ sinh, thừa dịp đại cửa không đóng, hắn cấp tốc lướt đi đại môn, đi vào thông đạo bên ngoài. Ngoài thông đạo mặt, lại là một cái to lớn cung điện. Cung điện này là tràn ngập hiện đại hóa, mặt đất gạch men sứ chính là một loại nào đó nham thạch rèn luyện bóng loáng mà thành, đường vân tự nhiên thiên thành. Vị này gì gạch men sứ đều muốn tràn ngập nghệ thuật hóa mái vòm chi, có các loại bích họa, mà mái vòm ánh đèn càng là lộng lẫy. Khiến La Quân cảm thấy mình tựa hồ là đi vào châu Âu hán kim nhà trắng. Cung điện này rất lớn, đủ có mấy ngàn mét vuông, ở giữa còn có một cái hồ bơi. Tại cung điện cũng không phải là một tầng, La Quân ngẩng đầu nhìn phía trước, liền xuất hiện thang máy bộ dáng đổ vật. Nhìn kỹ, liền mới phát hiện bên trong cung điện này, đủ có vài chục tầng độ cao. Đây là một cái vĩ đại hiện đại hóa cung điện. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là một cái cùng loại thần nông thế giới tồn tại. Cung điện chỉ có thật nhiều quái vật, những quái vật này cách ăn mặc khác nhau. Bọn họ tựa hồ là đang cử hành một cái vũ hội, hai bên còn có thật nhiều thực vật. Bao quát hoa quả, hải sản, mỹ tử. Cũng có thật nhiều quái vật cách ăn mặc tươi đẹp, có thể rõ ràng nhìn ra là thuộc về giống cái quái vật. Những quái vật này, rốt cuộc là thứ gì? La Quân nói thầm. Những quái vật này, phổ biến nhân loại cao lớn rất nhiều. Tại những quái vật này trước mặt, nhân loại giống như là sủng vật cầu một kích cỡ tương đương. Mà lại, rất nhanh, là quân nhìn đến muốn rách cả mí mắt một màn. Bởi vì thật có mấy tên giống cái quái vật, cùng loại quý phụ nhân một dạng tồn tại. Các nàng có dắt một cái nhân loại, có thì đem 78 tuổi hài đồng ôm vào trong ngực. Những hài đồng kia người mặc là lạ y phục, sau đó lẻ lưỡi láp quái vật tay, giống như là một con chó đang lấy lòng nhân loại đây là hiện thực một màn cũng là hoang đường một màn khiến la quân cảm thấy phẫn nộ sau khi lại lại bắt đầu hoài nghi đây hết thảy đến cùng là thật sao vẫn là một trận châm trọc mộng huyễn là đang nằm mơ lại hoặc thì nhân loại vốn là sủng vật chính mình bất quá là làm một cái mỹ lệ mộng mà thôi có lẽ chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình cũng là quái vật này sủng vật mà lại lúc này la quân còn trông thấy bản kia thực vật có một bàn là dùng lửa đốt rú đồng, một cái mới hai tuổi đánh hài đồng bị nướng toàn thân vàng rực, kinh ngạc. Một tên quái vật trước, dùng dao nĩa một cắt, nhất thời, đứa bé kia bụng phá vỡ, bên trong chảy ra nồng đậm nước canh tới. Mùi thơm bốn phía, giống, là quân rốt của kìm nén không được, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, là quân thu ẩn thân thuật. Hắn hiển hiện tại nhiều trước mặt quái vật. Hắn một tiếng này bạo giống, nhất thời sóng âm nổ bể ra tới. Các ngươi muốn chết, La Quân bạo giống một tiếng. Hắn trăm phương ngàn kế đi đến giờ phút này, nhưng là tại thời khắc này, vốn có thể hòa bình ẩn tàng, nhưng hắn lại bộc phát ra mạnh nhất lửa giận tới. Bởi vì hắn là một người a. À. Hiện trường đại khái hơn trăm tên quái vật đều là bị kinh ngạc, bọn họ kinh hãi nhìn về phía La Quân. Cái này là ở đó đến một đầu điên kỳ lân nhi. A, à, giống như phát cuồng bị cắn có thể hay không đến niên kỳ lân bệnh a Có quý phụ bộ dáng quái vật lo lắng. Thị vệ, thị vệ ở đâu? Lập tức, có người đương quyền quái vật hét lớn một tiếng. Sau đó lập tức, theo bốn phương tám hướng xông ra hơn 30 tên quái vật, tay cầm súng laser giới đem la quân bao bọc vây quanh. Đánh chết, người đang nắm quyền kia quái vật quá to. Lập tức, súng laser giới phun ra màu xanh lam lết. Ừm, La Quân lập tức cảm giác được cái này màu xanh lam lết thế giới bao la lết muốn cường hãn gấp trăm lần. Nơi này khoa học kỹ thuật thế giới bao la cao hơn gấp trăm lần. La Quân ám đạo. La Quân cảm giác được màu xanh lam lết lợi hại, bất quá những thứ này súng laser, La Quân còn không để vào mắt. Hắn không tránh cũng không tránh, chỉ là kim cương bất hoại chi thân thi triển đi ra. Phanh phanh phanh, những cái kia màu xanh lam lết bắn giết tại La Quân thân thể, La Quân lông tóc không tổn hao gì. "Ngưng, người đang nắm quyền kia quái vật quát nói. Tất cả quái vật thị vệ ngừng bắn." Đông đảo bọn quái vật cũng đẹp hướng La Quân, hiển nhiên là rất quái lạ, vì cái gì cái này kỳ lân nhi hội cổ quái như vậy cùng cường hãn. Rất nhiều bọn quái vật bắt đầu xì xào bàn tán, cái này kỳ lân nhi thật là lạ, thế mà không bị thương tổn. Chẳng lẽ cái này kỳ lân nhi vụng trộm học tập các trưởng lão pháp thuật? Đây chính là trọng tội a, à, muốn bị lột da cắt thịt mà chết." La Quân đột nhiên ha ha lệ cười. "Chết?" Hắn trong nháy mắt chém ra một kiếm. Đại Kim đan ngưng tụ thành một đạo hung hãn kiếm quang. Đạo kiếm quang này quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt đem 30 tên quái vật thị vệ chặn ngang chém giết mà chết. La Quân cảm thấy trong thân thể huyết dịch sôi trào, hắn cấp thiết muốn muốn giết, muốn đem bảy quái vật này toàn bộ giết chết. "A!" À những quyền quý kia bọn quái vật thấy cảnh này máu chảy thành sông nhất thời hoảng sợ cái này bọn họ là thật cảm thấy sợ hãi sau đó quay người nhao nhao chạy trốn muốn chạy trốn trốn được sao là quân cấp tốc xuất thủ hắn biển linh hồn trong nháy mắt thả ra ngoài đem cung điện này một tầng tất cả quái vật cùng nhân loại đều bao phủ lại những quái vật này chi cũng không có cao thủ tồn tại là quân bắt rất thuận lợi bọn quái vật trừ khí lực rất lớn da rất dày bên ngoài hắn đổ không có gì khác biệt cùng cái kia trước đó xuất hiện thừa tướng các loại quái vật chính là hoàn toàn khác biệt là quân rất mau đem tất cả quái vật tóm lấy đồng thời khống chế lại sau đó lấy đại pháp lực cấp tốc đem toàn bộ độ hóa bầy quái vật này cũng không có tu vi là quân độ hóa lên chẳng khó khăn gì về sau là quân đem những quái vật này thậm chí cả nhân loại toàn bộ đều ném vào cái kia hắc ám mạn đồ la chi kiều ngưng cũng theo đi ra nàng cảm nhận được la quân phẫn nộ nhưng đồng thời không hiểu nơi này chuyện gì phát sinh chuyện gì xảy ra kiều ngưng quan tâm hỏi la quân la quân chỉ chỉ cái kia nướng rú đồng còn có một số nguyên liệu nấu ăn kiều ngưng nhìn một chút nhất thời linh hồn run rẩy những thứ này nguyên liệu nấu ăn đối với bọn quái vật tới nói có lẽ là mỹ vị nhưng đối với la quân cùng kiều ngưng tới nói cái kia là địa ngục nhân gian nơi này rất cổ quái la quân nói ra đợi hội phát hiện không đúng, người lập tức trở về đến phòng bị tu di bên trong, biết không? Ừm, Kiều Ngưng nói ra, là quân cái này thời điểm đã bại lộ, dứt khoát thần niệm trong nháy mắt bắn phá bốn phương tám hướng. Rất nhiều tin tức liền giống như là thủy triều hướng La Quân trong não vực hội tụ. Nơi này chính là Thâm Hải Chi, cung điện này thực tế là một chiếc vũ trụ cự hạm. Đây là bất luận cái gì hàng không mẫu hạm đều không thể nghĩ. Tại cung điện chi, quái vật có hơn 10.000 đầu. Nhân loại sủng vật có hơn 1.000 đầu, nhân loại nô bộc hơn 1.000 đầu, nhân loại thực vật thì đạt tới hơn 10.000 đầu. Nơi này là ăn người, người là một loại rất mỹ diệu thực vật. Là La Quân trước mắt thực vật chi, có thịt người canh, còn có người thịt salad. Vân vân. Tại quái vật trong mắt, đây là rất phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Nhưng ở La Quân trong mắt, lại là tu la địa ngục, lại là muốn để hắn phát cuồng nổi giận tồn tại. Cũng là tại lúc này, quái vật tu sĩ Pháp cao thủ đã hiểu rõ đến cung điện một tầng biến hóa. Cái kia phía trước thân hình lóe lên, liền xuất hiện bốn đầu quái vật. Cầm đầu quái vật liền là trước kia gặp qua thừa tướng. Người thế mà không chết, thừa tướng cũng nhận ra La Quân. Lúc trước hắn biết La Quân bị bắt vào đến, hắn coi là cái kia lò luyện đã đem La Quân luyện thành cho tấn. La Quân lạnh lùng nhìn lấy thừa tướng, hắn hiện tại đồng thời không e ngại thừa tướng, bởi vì hắn tay đã có thể đánh bạc. Đám kia bị độ hóa quái vật tuy nhiên không là cao thủ, nhưng tựa hồ lại hơi có chút địa vị. Ta không chết, đại khái để ngươi thất vọng, là quân lạnh lùng đáp lại. Đem bọn hắn thả, bản tướng để ngươi rời đi, thừa tướng từ tốn nói. Là quân nói ra, ngươi là ai? Nói cho ta biết, câu nói này không phải đang mắng người, mà chính là la quân thật tốt nơi này hết thảy thừa tướng hiển nhiên lười nhác trả lời la quân vấn đề hắn lạnh lùng nhìn lấy la quân loại ánh mắt này để la quân đều cảm thấy có chút dùng mình liền cũng tại lúc này thừa tướng cổ tay đột nhiên hồng quang lấp lóe đón lấy tựa hồ là có cùng loại với điện thoại đến cảm giác thừa tướng điểm một ra tay cổ tay vòng tay đón lấy tại thừa tướng xuất hiện trước mặt một đoạn toàn bộ tin tức hình ảnh ở trong đó cũng xuất hiện một cái quái vật quái vật này càng thêm uy nghiêm hắn nhìn về phía thừa tướng nói ra, bản vương nghe được đến từ mấy vị quý tộc cầu cứu, hiện tại bản vương cũng không liên lạc được những quý tộc này, người nơi này chuyện gì phát sinh. Cái kia tín hiệu cầu cứu lại là tại La Quân không có độ hóa những quý tộc kia trước đó, từ những quý tộc kia phát ra ngoài tín hiệu. Thừa tướng sắc mặt lãnh đạo, nói ra, sụp đổ vương, nơi này xác thực xảy ra bất chắc. Chúng ta lúc trước cảm nhận được mặt biển phát sinh cự đại bạo tạc, phát hiện là lục địa tu sĩ kỳ lân nhi tại tranh đấu, những thứ này kỳ lân nhi pháp lực không yếu, sau đó chúng ta đem bắt vào đến nghiên cứu. Nhưng là một cái kỳ lân nhi tựa hồ có đặc thù pháp môn, tránh thoát chúng ta đuổi bắt, lại tại lò luyện chi còn sống sót. Hiện tại, cái này kỳ lân nhi trốn tới, đem chính đang tụ hội quý tộc toàn bộ bắt lại. Bản tướng đang cùng hắn đàm phán. Sụp đổ vương bị kinh ngạc, nói ra, lại có dạng này sự tình. Cái này kỳ lân nhi sau lưng ngươi, ngươi xem một chút đi. Thừa tướng nói ra sụp đổ vương quay người, liền nhìn về phía La Quân. La Quân không khỏi kinh hãi, đám này quái vật khoa học kỹ thuật như thế nào như thế phát đạt. Bất quá là cùng loại video trò chuyện tồn tại, vì cái gì quái vật này giống như là hiện trường đích thân tới đồng dạng. Sụp đổ vương nhìn về phía La Quân, lạnh giọng hỏi, ngươi là cái kia kỳ lân nhi. La Quân xem như biết, cái này kỳ lân nhi không phải cái gì tốt từ nhi. Chỉ ít tại bầy quái vật này miệng bên trong, cũng không phải cái gì tốt từ nhi. Hắn không thèm để ý cái này sụp đổ vương, cong ngón búng ra. Một đạo bén nhọn chỉ kiếm hướng sụp đổ vương bắn giết mà đến. Sụp đổ vương nao nao, hắn đồng thời không né tránh. Cái kia chỉ kiếm theo hắn thân thể xuyên qua, nhưng hắn lại là lông tóc không tổn hao gì. Làm càn, thừa tướng thấy thế cũng là cả giận nói. Là quân biểu hiện, quá mức làm càn. Sụp đổ vương nhãn lé qua rét lạnh sát ý, nhưng hắn lại nói, những quý tộc kia không cần phải để ý đến. Cái này kỳ lân nhi, vô luận tính cách, vẫn là thuật pháp đều có chỗ đặc thù. Đem hắn bắt lại, đưa đến kỷ phân trắng thế giới tới. Kỷ phân trắng thế giới, là quân nghe vậy bị kinh ngạc. Hắn lập tức nhớ tới, ba nghìn thế giới chi, thật có cái kỷ phân trắng thế giới. Nhưng cái này kỷ phân trắng thế giới tại vô cùng vi diệu trong góc, khó có thể tìm. Mà lại, cũng không có người đi vào qua kỷ phân trắng thế giới kỳ phân trắng thế giới diệu ở chỗ này, không ai có thể đi vào. Cũng không mở ra cho người ngoài. Thời gian lâu dài, không có người xen vào nữa kỷ phấn trắng thế giới. Dù sao kỷ phấn trắng thế giới cũng không có đối với ngoại giới mang đến tổn thương gì. Sau đó, sụp đổ vương liền biến mất. Thừa tướng cổ tay, hào quang màu đỏ kia đình chỉ lấp lóe. Hiển nhiên là, cùng loại với điện thoại cúp máy. Là quần cảm giác được nguy cơ hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, nói ra, thế nào, mạng bọn họ, các người thật mặc kệ. Kiều ngưng ở một bên cũng cảm thấy khẩn trương, nơi này đài cổ quái. Thừa tướng không nói một lời, chỉ là vung tay lên. Sau đó phía sau hắn ba tên quái vật lập tức xuất thủ. La quân không biết cái này ba tên quái vật thực lực, nhưng lại luôn cảm thấy nguy hiểm. Loại trực giác này, Kiều Ngưng cũng có. Hai người trực giác là sẽ không ra sai biển linh hồn, là quân cấp tốc tế ra biển linh hồn. Cái kia biển linh hồn liền đem bao quát thừa tướng cùng một chỗ cái này bốn tên quái vật toàn bộ bao phủ ở bên trong. Linh hồn lốc xoáy, là quân không chút khách khí, lập tức thi triển linh hồn lốc xoáy rảo sát cái này bốn tên quái vật. Cái kia thừa tướng tứ quái vật đối mặt là quân biển linh hồn, lại là mắt cũng không nháy. Chỉ gặp một tên quái vật tại cổ tay nhấn một cái, lập tức, màn ánh sáng màu xanh lam đem bọn hắn bốn tên quái vật bao phủ đón lấy ba tên quái vật mi tâm chi lộ ra một cái quái nhãn tới ba cái quái nhãn trong nháy mắt bắn giết ra ba đạo lam quang cái này ba đạo lam quang cấp tốc xuyên thấu màn ánh sáng màu xanh lam ba đạo lam quang lại là bắn tại một chỗ sau cùng hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền càng phát ra trói mắt la quân bỗng cảm giác không ổn linh hồn hắn lốc xoáy mảy may không làm gì được cái kia màn ánh sáng màu xanh lam mà cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam chi ngay tại hình thành khủng bố lực sát thương chỉ sợ một khi nổ tung la quân biển linh hồn muốn bị nổ thành phấn vụn la quân có chỗ không biết là loại này ánh sáng màu lam nổ tung gọi là trụ quang trụ quang đối với nơi này cung điện còn có bản thân bọn họ không có một tia thương tổn nhưng lại sẽ đem la quân kiều ngưng thậm chí biển linh hồn nổ thành phấn vụn tuy nhiên những quái vật này là muốn bắt sống la quân nhưng là xuất thủ lúc lại là không chút lưu tình. Loại này trụ quang, cực cổ quái, thần, huyền diệu. Là la quân chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng cái này trụ quang lại tựa hồ là nhân loại, chính là hết thảy pháp thuật, pháp bảo khắc tinh. Nguy hiểm, la quân lập tức đem thiên đạo bút tế ra. Ẩn, ẩn chữ cấp tốc viết ra, la quân cùng kiều ngưng đều ẩn thân không thấy. Cái kia một cái chớp mắt, la quân đem biển linh hồn co vào tiến não vực chi ầm ầm. Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng màu xanh lam nổ tung lên. Toàn bộ cung điện chấn động mạnh một cái, ánh sáng màu xanh lam kia hướng bốn phương tám hướng nổ bể ra đi. Hư không từ trường, không khí, chờ một chút hết thảy vật chất trong nháy mắt vỡ nát. Là quần trước mặt ẩn chữ vòng bảo hộ cũng bị ánh sáng màu xanh lam nhuộm dần. Ừm. Là quân cảm giác được ẩn chữ vòng bảo hộ đang cùng với hóa ánh sáng màu xanh lam, mà lại, Hắn chả cảm giác được pháp lực đang bị cuồng mãnh lôi kéo. Cái này lượng tiêu hao là to lớn mà khủng bố. Rất nhanh, phòng bảo hộ cũng thay đổi thành ánh sáng màu xanh lam, nhưng lại cuối cùng không có thương tổn đến La Quân cùng Kiều Ngưng tí tẹo teo. "Đừng sợ, chúng ta ẩn thân." La Quân thân thể cảm thấy hơi hơi suy yếu, trong lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, đồng thời bắt lấy Kiều Ngưng tay, dùng ý niệm giao lưu nói ra, "Bọn họ nhìn không thấy chúng ta." Kiều Ngưng liếc nhìn thừa tướng bọn người xem bọn hắn thần sắc, cũng biết bọn họ là thật nhìn không thấy chính mình. Đây là, ta hiểu thấu đáo thiên đạo bút, là quân trầm giọng nói ra, nơi này quá nguy hiểm, những quái vật này không biết là nhân vật gì, loại này ánh sáng màu lam, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ừm, Kiều Ngưng nói ra, là quân lúc này đồng thời không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn xa xa cái kia thừa tướng. Đồng thời, hắn đem thuần dương đan bắt một nghìn mai đi ra, hướng trong miệng mãnh liệt rót vào. Hắn bị tiêu hao pháp lực liền nhanh chóng bổ sung lên. Loại này bổ sung là rất nhanh, nhưng cũng không phải vô hạn. Bởi vì nhân tinh lực vẫn là có hạn, không có khả năng một mực bổ sung năng lượng, có thể một mực ở vào một loại cường độ cao công tác chi. Là quân biết mình tình cảnh thực rất không ổn, nhưng hắn cũng biết, địch nhân còn không biết rõ ràng chính mình át chủ bài. Trận kia thừa tướng sắc mặt tái nhợt, hắn đứng ngay tại chỗ không nói một lời thừa tướng làm cái gì một tên quái vật hỏi thừa tướng nếu như ta như vậy giết các người nơi này quái vật các người mỗi cái quái vật đều có thể tự vệ sao la quân suy nghĩ sau một lúc lâu đột nhiên hỏi hắn trực tiếp mở miệng bởi vì la quân đột nhiên phát hiện chính mình loại này ẩn thân thuật liền là đối phương theo thân thể của mình đi qua cũng sẽ không bị phát giác bởi vì ẩn chữ chân thực cải biến vật chất cái kia chủ quang tuy nhiên lợi hại nhưng ẩn chứ tại chủ quang giết đến thời điểm vòng bảo hộ cũng thay đổi thành chủ quang cho nên la quân trực tiếp mở miệng hắn vừa mở miệng cái kia thừa tướng chính là xuất thủ hắn hướng la quân chỗ địa phương búng một ngón tay nhất thời một đạo cường hãn chủ quang hướng la quân bắn giết mà đến la quân bị kinh ngạc cái kia chủ quang tốc độ căn bản khiến người ta đến không kịp né tránh nhưng là rất nhanh là quần ý nghĩ được chứng thực cái kia ẩn chữ vòng bảo hộ đem trụ quang lần nữa đồng hóa chỉ là duy nhất không diệu là mỗi đồng hóa một lần là quân pháp lực tiêu hao chính là to lớn ta hội giết sạch các ngươi nơi này tất cả quái vật là quân từng chữ nói ra lúc này hắn không thể yếu thế hắn nhất định phải để cái này thừa tướng cảm thấy áp lực thật sao thừa tướng nhạt lạnh cười một tiếng hắn nói ra bất luận cái gì vật chất thi triển cùng biến hóa, cũng phải cần trả giá đắt. Người ẩn thân thuật, không có khả năng một mực bảo trì. Nếu như bản tướng đoán không sai, người cái này ẩn thân thuật là đem bốn phía vật chất toàn bộ đồng hóa, mỗi đồng hóa một lần, người đại khái muốn tiêu hao lượng lớn pháp lực A. La Quân bị kinh ngạc. Kiều Ngưng cũng ý thức được điểm này, nàng lo lắng nhìn về phía La Quân. La Quân giật mình tại quái vật này trí tuệ, cư nhiên như thế khủng bố, nhưng là bất kể như thế nào la quân cũng không thể tùy tiện thừa nhận hắn chỉ là cười một tiếng nói ra thật sao chờ xem đi nhìn xem rốt cục là ai có thể cười đến cuối cùng thừa tướng đột nhiên nói ra tốt bản tướng cho ngươi một lần cơ hội thông đạo chi môn vì ngươi mở ra ngươi có thể rời đi nhưng tất cả quý tộc nhất định phải lưu lại la quân cảm nhận được nơi này sát cơ cùng nguy hiểm hắn trầm ngâm cũng không có lập tức trả lời hắn muốn những quý tộc này tự nhiên là không có tác dụng gì, hắn kiên trì, ý nghĩa cũng không lớn. Lại lâu mang xuống, sẽ có quá đại biến đếm cùng nguy hiểm. Cái kia thừa tướng cũng nhìn ra La Quân đang suy nghĩ, vì vậy tiếp tục nói ra, người rời đi nơi này, chúng ta từ đó không thấy. Chuyện hôm nay, người đều có thể coi là ảo tưởng mơ một giấc. Tốt, khai thông nói chi môn, La Quân nói ra, ta sau khi ra ngoài, nếu như phát hiện an toàn, đem những quý tộc kia toàn bộ vứt ra, các ngươi lại đi nghĩ cách cứu viện. Thừa tướng nói ra, không được. La quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không được tính toán, nếu không ta đưa người cung điện này toàn bộ hủy. Thừa tướng nói ra, cung điện này, không có có sinh linh có thể đem hủy diệt. La quân nói ra, tùy ngươi nói thế nào, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể cười tới khi nào. Thừa tướng nói ra, thông đạo mở ra, ngươi thả người, chúng ta thả ngươi đi đơn giản như vậy la quân nói ra không có nói la quân là đàm phán cao thủ cũng là chơi tâm lý cao thủ hắn biết thừa tướng tuy nhiên đoán rất đúng nhưng thừa tướng bản thân cũng không dám chắc chuyện này la quân biểu hiện được càng thêm cường ngạnh thừa tướng sẽ cảm thấy la quân thẻ đánh bạc càng có phân lượng người hẳn phải biết những quý tộc kia sinh tử bản tướng cũng không phải là quá để trong lòng thừa tướng nói ra khéo léo ta cũng không có để trong lòng đã như vậy người đem thông đạo mở ra ta rời đi chính là nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì la quân lạnh cười nói chưa từng có một cái kỳ lân nhi dám như thế nói chuyện với bản tướng thừa tướng mắt lóe qua băng hàn sát ý lăn mẹ ngươi la quân nói ra trong mắt ta người bất quá là một đầu thông minh một chút xúc sinh thôi cũng dám cản dỡ hắn sau khi nói xong liền là cưỡng ép xuất thủ kiếm trảm la quân vận trưởng kết ấn chém ra một nói kim sắc kiếm quang tới. Kim sắc kiếm quang này hướng thừa tướng chém giết mà đi. Kiếm quang lóe lên, sắc bén vô cùng. Thừa tướng sắc mặt không thay đổi, lần nữa nhất chỉ bắn ra. Lại là một đạo trụ quang, trụ quang lóe lên, liền đem La Quân kiếm quang chém giết thành phấn vụn. La Quân trong lòng trầm xuống, hắn cảm giác được cái này trụ quang cái kia thần nông thế giới bên trong lôi tử nguyên bạo lợi hại hơn nhiều. Loại này trụ quang la quân không cách nào cảm nhận được vật chất cảm thấy tựa hồ thật sự là hợp vũ trụ chi lực ẩn chứa vũ trụ chi rất nhiều huyền ảo đạo lý bầy quái vật này lai lịch thật là bí hiểm khó lường la quân lúc này khống chế ẩn thân thuật đồng thời không có quá nhiều pháp lực đến thi triển đừng mà lại thiên đạo bút tại duy trì ẩn chữ cũng không thể viết ra hắn chữ tới khiến la quân có chút đau đầu hắn lập tức nói ra tốt quả nhiên lợi hại người xúc sinh này đã không làm gì ngươi được, cái kia không thể nói được, ta muốn đi tìm hắn xúc sinh suối quẩy. Kỳ lân nhi, ngươi dám, thừa tướng giận dữ, là quân cười lạnh liên tục, nói ra, ngươi nhìn ta có dám hay không. Sau đó, là quân không dài dòng nữa, nhanh chóng nhanh rời đi cung điện một tầng. Hắn thần niệm bắn phá, lập tức bắt được cung điện tầng hai bên trong, cũng không ít quái vật. Là quân đem pháp lực điên cuồng thiêu đốt, cấp tốc lấp lóe đến tầng thứ hai trong cung điện cái kia tầng thứ hai cung điện chi, có thật nhiều gian phòng, biệt thự, đình viện. Vân vân, tựa hồ là ở rất nhiều hộ gia đình một dạng. La Quân cũng nhìn đến, mỗi một hộ trong gia đình đều nuôi nấng nhân loại nô bộc hoặc nhân loại sủng vật. Những cái kia nhân loại, vô luận nam nữ, toàn bộ đều là không mặc quần áo, như chó trên mặt đất bò, đồng thời lấy lòng bọn quái vật. Chết, La Quân bạo giống một tiếng, hắn đồng thời để Kiều Ngưng tiến vào phòng bị tu di chi, bởi vì hắn một người hành động dễ dàng hơn một chút. La quân xuất thủ mãnh liệt, trong nháy mắt giết mấy cái quái vật. Một nhà bốn chiếc, La quân toàn bộ giết sạch sành xanh. Tôi tớ kia nhân loại dọa đến trốn đến một bên, mà sủng vật người lại là mặt lộ vẻ hung tướng, muốn tìm ra hung thủ. Về sau, vừa thương xót thương tổn tại chủ nhân thân thể thút thít. La quân biết, nếu là mình không có ẩn thân thuật, sủng vật này người đoán chừng trở về cùng mình liều mạng. Cái này tránh thức là một trận BIA. Là quân tâm ám đạo. Là quân liên tục giết người, liền để cung điện tầng 2 chi hỗn loạn tương bừng. Còi báo động vang lớn, khủng hoảng giống như là ôn dịch một dạng lan tràn ra ngoài. Về sau, là quân lần nữa thoáng hiện đến cái kia thừa tướng các loại trước mặt quái vật. Là quân cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra, các ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Giết! cùng giết gà chó không có gì khác biệt. Thừa tướng sắc mặt tái xanh. Hắn đột nhiên quát nói, đem thông đạo mở ra. Đúng, thừa tướng, có quái vật đáp lại. Về sau, bọn họ liền thông qua cổ tay vòng tay truyền đạt mệnh lệnh. Về sau, là quân liền trông thấy cái kia thông hướng thông đạo thần bí đại cửa bị mở ra. Là quân theo cái kia hắc ám mạn đồ la chi cầm ra một cái nhân loại sủng vật, sau đó mệnh lệnh tại tới trước đi. Kia nhân loại sủng vật bị la quân độ hóa, nghe lời cực kỳ. Nhân loại sủng vật thuận lợi tiến vào trong thông đạo, là quân đồng thời không nóng nảy đi vào. Hắn các loại rất lâu, sau đó mới ra bất ngờ tiến thông đạo chi. Là quân tiến vào thông đạo về sau, liền cảm giác được thông đạo đại môn xác thực đã mở ra. Mà lại trong thông đạo từ trường, phần tử không lại cuồng bạo. Đi, là quân trong lòng thầm quát một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, đại na di thuật triển khai một cái nháy mắt công phu đều không cần, tiếp theo trong nháy mắt, là quân đã xuất hiện tại mặt biển. Cái này thời điểm đã là Nguyệt Thiên, mặt biển một mảnh yên tĩnh, màu xám bạc ánh trăng vẩy chiếu vào mặt biển. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Giống hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Lúc này, cái kia thừa tướng cũng theo đuổi theo ra tới. Cái này thừa tướng tu vi, thâm bất khả chắc, hiển nhiên không kém la quân. Thừa tướng Y Nguyên nhìn không thấy La Quân, nhưng hắn lại lạnh giọng nói ra, đem chúng ta đồng bào thả, không phải vậy chân trời góc biển, đều sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân cũng không nhiều lời, đem cái kia hắc ám mạn đồ La cầm ra. Liền đem nhân loại bên trong sủng vật, nô bộc, bọn quái vật từ không trung chi ngã xuống. Cùng phía dưới sủi cào một dạng, hơn 100 quái vật hướng biển rơi xuống. Cái kia thừa tướng lập tức xuất thủ, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, liền đem toàn bộ quái vật cùng sủng vật nhân loại đều chộp vào cái kia hư vô đại thủ chi. La Quân quay người liền thi triển đại na di thuật, nhanh chóng nhanh rời đi địa phương. Nơi này quá nguy hiểm. La Quân không rét mà run, lúc này cũng không lo được cái gì bảo tàng, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi. Hắn một chút chuyển rời ra mấy ngàn dặm về sau, mới tại mặt khác một mảnh biển tìm một mảnh hải đảo, sau đó hạ xuống đi. Sự thật là quân cũng không có đem cái kia tất cả quái vật đều giao ra. Hắn đối những quái vật này nhóm tràn ngập tốt, cũng cảm thấy việc này cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên hắn tuy nhiên thoát đi, nhưng cũng hy vọng đem sự tình biết rõ ràng. Tại hải đảo hạ xuống về sau, là quân thở phào một hơi. Sau đó, hắn liền để linh tuệ hòa thượng còn có kiều ngưng đều đi ra. Tiến vào phòng bị tu di trong biệt thự, là quân ngồi xếp bằng. Kiều ngưng cùng linh tuệ hòa thượng lo lắng nhìn lấy la quân la quân người cảm giác thế nào kiều ngưng hỏi la quân nhìn về phía kiều ngưng hắn nói ra ta không sao hiện tại chúng ta đã trốn ra ngoài ta bất quá là nguyên khí hao tổn đến có chút lợi hại ta phải chỉ ít tĩnh dưỡng một ngày thêm phục dụng thuần dương đan mới có thể khôi phục công lực kiều ngưng nghe vậy cũng buông lỏng một hơi đồng thời kiều ngưng cùng la quân đều cảm thấy dùng mình lòng còn sợ hãi la quân nói ra lần này cần không phải vận khí ta tốt, kịp thời đem thiên đạo bút ngộ ra tới. Chỉ sợ giờ phút này, chúng ta xuống chàng không thể tưởng tượng nổi. Cái này vận mệnh chi thủ, thực sự quá biến hóa khó lường. Là quân sông thần tộc, sông trời cao tông, sông vũ hóa môn, hắn đều đoán trước qua nguy hiểm. Có thể cái kia mấy lần, lại đều bình yên vô sự, vô kinh vô hiểm. Lần này đến đoạt bảo tàng, vốn cho rằng là lữ cái du sự tình. Không nghĩ tới lại hiểm lại càng hiểm, kém chút lật thuyền trong mương. Những cái kia xúc sinh, coi nhân loại là làm sủng vật. Nếu như chúng ta rơi vào trong tay bọn họ, còn không biết xuống chẳng có bao thê thảm đây. Là quần nhịn không được nói ra. Kiều ngưng thì nói ra, hào quang màu xanh lam kia, mười phần cổ quái. Tựa hồ cùng chúng ta chỗ lý giải tất cả lực lượng, vật chất đều không giống nhau. Quả nhiên là rất cổ quái. Linh tuệ hòa thượng trầm ngâm nói, những quái vật này, bần tăng cũng chưa từng thấy qua, càng không từng nghe nói qua. Hào quang màu xanh lam kia, bần tăng cũng thầm quan sát một phen, năng lượng bạo phát, tại trong tiên giới đều tìm không ra giống nhau năng lượng tới. La quân nói ra, không nói trước những thứ này, ta muốn trước khôi phục công lực. Tại ta hắc ám mạn đồ la bên trong, còn có một cái rất có địa vị quái vật. Chờ ta tu dưỡng tốt, chúng ta hỏi lại cái rõ ràng. Linh tuệ hòa thượng cùng kiều ngưng gật đầu. Đúng, nhanh nhạy, ta lo lắng những quái vật kia hội căn cứ ta bắt cái quái vật này khí tức đuổi tới, ngươi làm một chút che giấu. là quân phân phó. tốt, linh tuệ hòa thượng nói ra. an bài như thế về sau, là quân mới chính thức buông lỏng một hơi. sau đó, là quân nhắm mắt tu dưỡng lên. cái này một tu dưỡng, chính là một ngày một đêm. là quân cùng kiều ngưng phân biệt ăn một cái hỗn độn quả, còn có một số thuần dương đan. hải đảo mười phần bình tĩnh đến mức cái kia vực ngoại tứ kiệt, vô tù bọn người đến cùng gặp phải cái dạng gì kết cục bi thảm, cái kia lại không phải La Quân nên quan tâm vấn đề. Một ngày một đêm về sau, La Quân lần nữa tinh lực rồi rào lên. Cả người hắn rực rỡ hẳn lên, cảm giác sảng khoái tinh thần. Kiều Ngưng cùng Linh Tuệ hòa thượng một mực tại một bên bảo vệ. La Quân đứng người lên đến, hỏi, bên ngoài còn tốt đó chứ? Rất tốt, không có bất cứ động tĩnh gì, Kiều Ngưng nói ra, cái kia tốt la quân sau đó theo hắc ám mạn đồ la bên trong đem quái vật kia cho cầm ra tới quái vật kia đã bị la quân độ hóa nghe lời cực kỳ quái vật này tại la quân trước mặt ngoan ngoãn la quân nhạt lạnh nói ra quỳ xuống đi đúng chủ nhân quái vật lập tức quỳ đi xuống quái vật này la quân cảm giác được hắn thân thể có quyền lực uy nghiêm cho nên mới biết địa vị hắn không thấp người tên là gì la quân đầu tiên hỏi Kiều Ngưng cùng Linh Tuệ Hòa thượng cũng đối quái vật này tràn ngập tốt, liền đứng tại La Quân bên người, đều nhìn về quái vật này. Quái vật nói ra: "Hồi chủ nhân, ta gọi Tân." Tân? La Quân cũng không làm rõ ràng được cái tên này đến cùng là thuộc về phía Đông, phía Tây. "Vân vân, các ngươi là cái gì giống loài?" La Quân ngẫm lại, hỏi. Tân nói ra: "Hồi chủ nhân, chúng ta là linh tôn." Linh tôn? Thứ gì? La Quân không khỏi im lặng linh tuệ hòa thượng ở một bên nói ra đạo hữu cái này linh tôn đại khái là một cái chủng loại như người gọi người loại bần tăng đoán chừng là ý tứ này linh tôn là quân cảm thấy đó căn bản không thể cho hắn một điểm nhắc nhở sau đó hắn tiếp tục hỏi các ngươi làm sao lại tại đáy biển chỗ sâu kiến tạo cung điện tân nói ra hồi chủ nhân chúng ta tại chư thiên thế giới chi rất nhiều nơi đều có sắp xếp ân cũng là các ngài kỳ lân nhân loại chỗ xưng hô phương thiên thuyền kỳ lân nhân loại, chúng ta là nhân loại, tại sao muốn gọi là kỳ lân nhân loại? Kiều Ngưng ở một bên lập tức hỏi. Tân nói ra, tại chúng ta trước kia, kỳ lân cái này giống loài có chút thông minh, là chúng ta thích nhất sủng vật. Bây giờ kỳ lân cơ hồ diệt tuyệt, chúng ta gặp nhân loại cùng kỳ lân một dạng thông minh, cho nên gọi là kỳ lân nhân loại. Thế mà đem chúng ta người làm là súc vật, là quân cùng Kiều Ngưng nghe vậy không khỏi nổi nóng cực kỳ. Linh Tuệ Hòa Thượng thì nói ra, theo chuỗi thực vật tới nói, nhân loại đem tự thân cùng khác động vật đều phân chia ra đến, thật cao tại. Nhưng, nhân loại chưa chắc là đỉnh chuỗi thực vật, cho nên bị linh tôn xem như sủng vật, thực vật, cái này cũng bất quá là chuỗi thực vật một bộ phận. La Quân cả giận nói, người là vạn vật linh trưởng, há có thể cùng xúc vật tướng. Người có phong phú cảm tình cùng tự chủ, có đạo đức ước thúc, xúc sinh có sao. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A-di-đà Phật, đạo hữu không cần thiết kích động bần tăng chính là sự luận sự tình mà thôi. La quân cũng sẽ không tiếp tục cùng linh tuệ hòa thượng tranh luận, cái này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mặc kệ như thế nào, La quân đều thuộc về nhân loại, hắn cảm tình là vĩnh viễn thiên hướng về nhân loại. Kiều Ngưng tuy nhiên xuất sinh không thuộc về loài người, nhưng nàng hiện tại đã là tránh thức nhân loại. Audio điện tử võ tấn bền Tại chuỗi sinh vật chi, nhân loại cùng long là rất nhiều sinh linh mục tiêu cuối cùng vạn không đê tê vạn, c không hết bọn yêu vật hấp thu nhiệt nguyệt tinh hoa, khắc khổ tu luyện, mà bị đoán cốt, kinh lịch vô cùng kiếp nạn. Bọn họ mục tiêu là muốn trở thành một người, hoặc là một con rồng. Cái gọi là lý cá vượt long môn, là yêu tinh gian khổ một cái bằng chứng. Cho nên, mặc kệ theo phương diện nào tới nói, kiều ngưng đối với nhân loại là rất có cảm tình. Nàng đã trở thành nhân loại, nàng thích nhân loại yêu, nàng không thể tiếp bị nhân loại thành làm sủng vật làm kiều ngưng nhìn đến cái kia nướng rú đồng thời điểm, nàng phẫn nộ cùng La Quân là một dạng. Nàng cũng cảm động lây. Lúc này, La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, hỏi tân, các người trước kia. Trước kia là lúc nào, ta chưa từng nghe nói qua địa cầu có các người cái này giống loài. Tân nói ra, hồi chủ nhân, chúng ta tổ tiên đã không tại địa cầu thật lâu. Gần nhất thời điểm, hẳn là tại nhân loại miệng kỷ phấn trắng. Tại 65 triệu năm trước, địa cầu tao ngộ vẫn thạch pha chạm, dẫn đến thiên tai không ngừng, núi lửa bạo phát, địa cầu đã không cách nào sinh tồn. Chúng ta tổ tiên sớm dự phán đến tình huống này, sau đó chế tạo ra một chiếc đế quốc thiên chu. Về sau, chúng ta tổ tiên, hết thảy 30.000 tinh anh linh tôn đạp đế nước thiên chu, hướng vũ trụ chi xuất phát. Là quân đám người nhất thời bị kinh ngạc. Là quân nói ra, các ngươi, 65 triệu năm trước có thể chế tạo ra thiên chu, hướng vũ trụ xuất phát. 65 triệu năm trước, không phải khủng long thời đại sao. Tân nói ra, chủ nhân, ngài miệng khủng long chính là chúng ta. Chỉ bất quá, khủng long là kỳ lân nhân loại đối với chúng ta xưng hô, chúng ta thực tế gọi là linh tôn. Linh tôn chủng loại có rất nhiều, những cái kia đại hình linh tôn, cũng là các loại khủng long, bọn họ đều là khuyết thiếu nhanh nhạy. Cho nên, chúng ta để bọn hắn tại địa cầu tự sanh tự diệt. Mà chỉ có như chúng ta bực này linh tôn, mới nắm giữ cao đẳng trí tuệ. Chúng ta tổ tiên đã từng thống trị địa cầu 170 triệu năm. Các tổ tiên đi qua dài rằng giặc tiến hóa, còn có rất nhiều tranh đấu, phát triển, sau cùng cũng phát triển ra độ cao rõ ràng. Chúng ta tổ tiên chế tạo đế quốc thiên chu tại vũ trụ chi xuất phát, dựa vào thôn vệ hành tinh mà tiếp tục năng lượng. Bây giờ, đế quốc thiên Chu đã thôn vệ mấy trăm triệu khỏa hành tinh, trở thành vua vũ trụ người. Chúng ta linh tôn số lượng cũng đạt tới 3 triệu cái này ba triệu linh tôn lớn nhiều đều tại đế quốc thiên chu lạ mặt lưu giữ. La quân cùng kiều ngưng còn có linh tuệ hòa thượng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến tiền sử rõ ràng lại là cái dạng này. Thống trị địa cầu 170 triệu năm, La quân thì thào nói ra. Hắn không dám tưởng tượng, đây là một cái dạng gì khái niệm. Linh tuệ hòa thượng thì nói ra, mà nhân loại hóa thạch, sớm nhất bất quá là 7 triệu năm trước. Không phải một cái lượng cấp cho nên linh tôn là địa cầu chủ nhân trước bọn họ tựa hồ thật có tư cách này đem nhân loại xem như sủng vật như vậy các ngươi hiện tại ẩn núp nhiều như vậy phương thiên thuyền tại địa cầu bên trong là muốn làm cái gì la quân tiếp tục hỏi tân tân đang muốn mở miệng ngay vào lúc này hắn khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên lên hắn mặt vốn là xấu xí phe này tăng nâng lên đến càng khủng bố hơn chỉ chốc lát về sau tân liền hô hấp khó khăn La Quân bị kinh ngạc, hắn lập tức phát giác được Tân là bệnh tim phát tác. Hắn tim đập phá lệ lợi hại, sau cùng phanh một chút, trái tim vỡ ra. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ thành một đoàn. La Quân biết, đây cũng không phải là thật bệnh tim, cái kia có bệnh tim sẽ để cho trái tim nổ tung. Mà lại, chỗ đó sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Hết lần này tới lần khác lúc này nổ tung. Cái kia Tân tại chỗ chết, trạng thái chết rất thảm, thất khiếu chảy máu linh tuệ hòa thượng sắc mặt nghiêm túc nói ra xem ra đây là cao đẳng bí mật a nếu như bần tăng không có đoán sai lời nói hẳn là mỗi cái linh tôn thân thể đều cắm vào một loại nào đó công nghệ cao máy theo dõi một khi bộc lộ ra bí mật hội sinh ra nổ tung loại này công nghệ cao la quân là không dám tưởng tượng nhưng la quân cũng biết những thứ này linh tôn trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu như nhân loại thời nay rõ ràng cho nên tại bọn họ xuất hiện bất kỳ cao khoa kỹ sản phẩm, liền không có chút nào quái. Cao đẳng bí mật, là quân sắc mặt nặng nề, hắn cảm giác được rất không ổn. Kiều Ngưng nói ra, lấy bọn họ bản sự, thôn vệ ức vạn hành tinh, cái kia địa cầu trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là một khỏa hành tinh A. Cần làm nhiều như vậy khổ tâm sao? Vậy thì khác, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bọn họ là xuất từ địa cầu, liền biết địa cầu cái hành tinh này không giống bình thường. Hắn hành tinh, nếu là không có sinh mệnh đương nhiên tốt thôn vệ địa cầu chúng ta thần thông cao thủ nhất quyền cũng có thể đánh nổ tinh cầu địa cầu cùng hắn hành tinh lớn nhất khác nhiều liền là địa cầu có người có người địa phương hết thảy đều sẽ khác biệt la quân nói ra hành tinh có rất nhiều bọn họ như là đơn thuần muốn thôn vệ hành tinh thu hoạch năng lượng liền không cần thiết phí cái này khổ tâm theo ta thấy bọn họ vẫn là mệt mỏi chim nghĩ tổ bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy muốn muốn trở về linh tuệ hòa thượng nói ra khả năng này rất lớn bọn họ đã từng là địa cầu người thống trị nhưng phái trở về quân tiên phong lại phát hiện địa cầu đã thay trời đổi đất bây giờ người thống trị biến thành nhân loại la quân nói ra cho nên bọn họ muốn làm là một lần nữa làm địa cầu người thống trị bọn họ cho rằng nhân loại cũng bất quá là một loại sinh linh bọn họ muốn lấy thế hệ loại địa vị làm cho nhân loại tới làm heo làm chó cho nên bọn họ vì chinh phục nhân loại liền trước phái quân tiên phong, sau đó bắt rất nhiều nhân loại, như cao thủ, khoa học gia, chờ một chút hết thảy. Bọn họ muốn nắm giữ nhân loại rất nhiều bí mật, sau đó mới tốt tiến công. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, nếu thật sự là như thế, cái kia địa cầu thật nguy hiểm. Kiều Ngưng trầm giọng nói ra, không là địa cầu nguy hiểm, mà là nhân loại nguy hiểm. Một khi bọn họ đến, nhân loại nếu là ngăn cản không nổi. Như vậy về sau, nhân loại địa vị liền cùng heo chó không khác nhân loại sẽ trở thành thực vật, sủng vật, vân vân. Ba người này đều là đương thời tuyệt đỉnh thông minh hạng người, tuy nhiên Tân không có đem điểm mấu chốt nói ra. Nhưng bọn hắn lại đoán ra một hai. Không biết bọn họ tiến hành đến một bước nào, La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cũng không biết đế quốc Thiên Chu lúc nào sẽ tới. Đế quốc Thiên Chu nếu như đem địa cầu nuốt vào đi mà không tiêu hóa đâu. Bọn họ muốn trưởng khống địa cầu thủ đoạn, chúng ta cũng đoán không ra la quân nói ra chuyện này nếu như không biết rõ ràng nhân loại tai nạn ở trước mắt có lẽ chính là thiên ý sẽ để cho la quân đạo hữu người phát hiện cái này cái đại bí mật linh tuệ hòa thượng nói ra la quân đạo hữu đến đón lấy người có tính toán gì la quân lắc đầu nói ra ta còn không có nghĩ kỹ không biết cần phải đi cùng người nào thương lượng cùng tinh chủ tinh chủ đến cùng có quản hay không việc này ta cũng không dám khẳng định nếu như áo tím còn tỉnh dậy ta cùng với nàng thương lượng ngược lại là rất tốt. Kiều Ngưng nói ra, muốn không đi theo Hiên Chính Hạo thương lượng một chút. La Quân nói ra, Hiên Chính Hạo tư tâm cũng rất nặng, không biết hắn lại là phản ứng gì. Hắn đón đến, nói ra, luôn luôn muốn thử một lần. Chúng ta trước về Thiên Châu đi. Kiều Ngưng nói ra, cái này tân thi thể giữ lấy, cũng coi là một cái bằng chứng. La Quân gật đầu, sau đó đem tân thi thể ném vào đến hắc ám mạn đồ La Chi về sau là quân liền cùng kiều ngưng ra phòng bị tu di linh tuệ hòa thượng trở lại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong bây giờ chiến đấu tầng diệt linh tuệ hòa thượng sớm không giúp được cái gì lúc này vừa lúc là hắc ám đi qua bình minh tiến đến chân trời tờ mờ sáng mặt trời mới mọc còn giấu ở tầng mây chi hải đảo không khí phá lệ tươi mát là quân cùng kiều ngưng thi triển đại na di thuật cấp tốc bay ra hải đảo cái này mặt biển, gió êm sóng lặng, minh mông. La Quân cũng không có ý định đi tìm bảo tàng, thứ nhất là tìm bảo tàng quá nguy hiểm. Thứ hai nha, cũng là quan trọng một điểm. La Quân bây giờ là lo lắng, nhân loại đại kiếp sắp đến, hắn không có khả năng như thế không tim không phổi. Hắn cũng biết, lấy hắn lực lượng một người là khó có thể chống lại linh tôn. Hắn hy vọng có thể có càng nhiều trợ thủ, hắn hy vọng những cái kia có thực lực cao thủ có thể giúp hắn. Nhưng hắn không biết đến cùng mấy người sẽ ra tay mà lại cái kia chủ quang khủng bố như thế la quân không biết các cao thủ pháp lực đến cùng có thể hay không chống lại chủ quang đây đều là la quân cần muốn cân nhắc sự tình nhưng mà tại lúc này la quân cùng kiều ngưng đại na di thuật trận pháp đột nhiên lọt vào phá hư một đạo chủ quang đột nhiên chảm giết tới la quân đại na di thuật trận pháp liền bị chặn ngang chặt đứt đến la quân hoảng sợ hắn cùng kiều ngưng theo đại na di thuật phá không mà ra. Lúc này, liền vẫn là tại cái kia minh mông mặt biển. Tia nắng ban mai đã vẩy soi sáng mặt biển. Mà tại hư không chi, đột nhiên có bốn người phá không mà đến. Cầm đầu chính là cái kia thừa tướng. Nói cho đúng, cũng không phải là bốn người, mà chính là cái kia bốn cái quái vật. Thế mà đuổi theo, ta khí tức đã ẩn tàng, bọn họ làm sao đuổi theo? Là quân tâm tràn ngập hồ nghi, mà lại, hắn đầu chuyển cực nhanh biết cái này thừa tướng đã lần nữa đuổi theo nhất định là muốn đến biện pháp đến phá giải chính mình ẩn thân thuật không phải vậy lời nói lấy cái này thừa tướng tác phong làm việc không biết làm bực này vô dụng công kiều ngưng la quân cũng không nhiều lời khẽ quát một tiếng kiều ngưng hiểu ý chợt lách người tiến la quân phòng bị tu di chi cũng không phải là la quân cảm thấy kiều ngưng vướng víu mà chính là cái kia trụ quang rất khó khăn ngăn cản kiều ngưng pháp lực mạnh hơn thốt nhiên phía dưới cũng khó có thể tiêu trừ đến lúc đó sẽ còn để la quân phân thần điểm này là không phải kiều ngưng là phân rõ ràng cho nên kiều ngưng lập tức trốn la quân nhìn về phía thừa tướng cười lạnh một tiếng nói ra lại tới làm sao còn không nỡ ta thừa tướng sắc mặt nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi là một người mới có chỗ đặc thù chỉ cần ngươi chịu đế quốc chúng ta chúng ta sẽ cho người khách quý lễ ngộ. Đem đến địa cầu bị chúng ta thống trị về sau, người cùng người nhà ngươi đều sẽ nhận được ưu đãi. Đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi nói, nếu như ngươi không chân quý, như vậy, ngươi sẽ không còn cầm giữ có cơ hội. Là quân cười ha ha, nói ra, ta cho ngươi cơ hội, lập tức ở trước mặt ta quỳ xuống đến nhận lầm. Không phải vậy lời nói, phàm là ta là quân có một hơi tại, Ngày khác cũng muốn để ngươi hối hận hôm nay ở trước mặt ta nói bực này cản dỡ lời nói. Thừa tướng sắc mặt không có chút rung động nào, hắn nói ra, rất tốt, xem ra cơ hội này ngươi là không muốn. La Quân lạnh lùng nói ra, nói nhảm cái gì, động thủ đi. La Quân cấp tốc tế ra Thiên Đạo bút, viết kế tiếp ẩn chữ. Ẩn thân thuật tại trong chớp mắt hoàn thành. Tuy nhiên La Quân hoài nghi ẩn thân thuật có thể có thể đối phó không thừa tướng bốn người này. Nhưng hắn cũng muốn thăm dò ra hư thực tới. Ẩn chữ vòng bảo hộ đem La Quân bao lại, chàng liền mất đi La Quân tung tích. Cái kia thừa tướng cùng bốn tên thủ vệ biến hóa cũng là cực nhanh, bọn họ đột nhiên cùng một chỗ phát động vòng tay. Tay kia vòng chi, xông ra bốn đạo màu xanh lam quang trụ. Bốn đạo màu xanh lam quang trụ trong nháy mắt đem Phương Viên hơn 10 dặm bao phủ lại. Cái này hơn 10 dặm phía dưới, liền đều là lam sắc quang mang lấp lóe. Ừm. La quân lập tức phát hiện không ổn. Đó là ẩn chữ thế mà không cách nào biến thành lam sắc quang mang, ẩn chữ vòng bảo hộ đồng hóa không lam sắc quang mang. Như vậy giờ khắc này, ẩn thân thuật tương đương mất đi hiệu dụng. Thật thông minh linh tôn chủng tộc, nhanh như vậy kết hợp công nghệ cao nghĩ ra phá giải chi pháp. Là quân ngầm kinh hãi, biết hào quang màu xanh lam này khẳng định là một loại địa cầu không có vật chất, cũng là thiên đạo chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Cho nên ẩn chữ vòng bảo hộ mới không thể cùng hóa loại vật chất này chết cái kia thừa tướng mắt hàn quang lóe lên tiếp lấy cùng còn lại ba tên linh tôn đồng loạt ra tay bọn họ cộng đồng lộ ra mi tâm chi quái nhãn phát ra hung hoành trụ quang tới bốn đạo trụ quang hướng la quân chém giết mà đến cái này trụ quang nhanh đến mức thật không thể tin không thể trốn tránh trong nháy mắt la quân hung hiểm tới cực điểm mà lại biển linh hồn cũng vô pháp ngăn cản trụ quang tại cái kia cực nguy hiểm một cái chớp mắt, La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, lần nữa thi triển thiên đạo bút. Phong, La Quân thôi động cuồng mãnh vô cùng pháp lực, cấp tốc viết kế tiếp phong tự. Cái này phong tự vừa đến, ở trên không kim quang lóng lánh, sau cùng hình thành vô số kim sắc phù. Cái này phong tự có chút cùng loại với đại phong ấn thuật, nhưng lại đại phong ấn thuật càng thêm bá đạo, sắc bén. Cái kia bốn đạo trụ quang lập tức bị kim sắc phù toàn bộ bao trùm. Oanh, bất quá lập tức chủ quang chấn động liền đem phong tự tạo thành kim sắc phù trấn thành phấn vụn la quân bị kinh ngạc hắn viết cái này một cái phong tự tiêu hao rất lớn pháp lực mang ra la quân lần nữa viết ra một cái chữ tới cái này đoán chữ vừa đến liền cấp cấp như luật lệnh bốn phía rất nhiều vật chất bắt đầu tan giã bao quát hào quang màu xanh lam kia phong ấn cũng tại bắt đầu giải thể bốn đạo chủ quang cũng bị đoán chữ chỗ nhuộm dần bất quá cái này chủ quang chỉ là giấy dụa một chút, liền đem cái này đoán chữ cũng chấn thành phấn vụn. Bốn đạo chủ quang, hung hãn vô song, tiếp tục đánh tới. La quân không khỏi gấp, lần nữa viết ra một cái chữ sát đến. Nhất thời, kiếm quang bắn ra bốn phía. Chữ cổ tạo thành chữ sát hết thảy có 16 bút, cái này 16 bút hình thành 16 miệng sát nhân chi kiếm, hung hãn giết ra. Ầm ầm, tại 16 miệng sát nhân chi kiếm oanh sát phía dưới, cái kia bốn đạo trụ quang rốt cuộc bị đánh thành phấn vụn. La quân cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, cái này mỗi viết một chữ, chỗ hao phí pháp lực thực sự quá khủng bố. Chui, La quân cấp tốc lại viết kế tiếp chữ tới. Chui chữ vừa đến, La quân bên người không gian nhanh chóng biến hóa. Giống như là vật sở hữu chất, từ trường đều đang trôi qua, bị thôn vệ một dạng. Hào quang màu xanh lam kia cũng bị thôn vệ đi vào. La quân thân hình lóe lên, cấp tốc hướng cái kia chui chữ tâm lốc xoáy bên trong sông đi vào. tại cái kia trong không gian là quân cảm nhận được không gian độc lập vật chất. đại na di thuật lúc này đại na di thuật có thể thi triển đi ra. là quân không chút do dự lập tức thi triển đại na di thuật thoáng qua ở giữa liền bay ra mấy ngàn dặm. là quân lòng còn sợ hãi đồng thời không ngừng nghỉ lần nữa thi triển đại na di thuật liên tục chuyển rời một mực chuyển rời đến tiến vào ương thế giới truyền tống trận chỗ. Sau đó, là quân cuồng nuốt thuần dương đan, đền bù lượng lớn tiêu hao pháp lực. Đồng thời, hắn khởi động truyền tống trận. Đây là tại trong rừng cây, lòng bàn chân bát quái trận rốt cục hiển hiện ra. Ta đến, kiều ngưng dần hiện ra đến, trợ giúp la quân khởi động truyền tống trận. Kim quang trói mắt, cái này nồng đậm kim quang đem la quân cùng kiều ngưng bao trùm. Hai người vừa đi thôi động trận pháp, cái này trận pháp tốc độ tăng tốc không ít. La Quân đã thành công câu thông đến Thiên Châu truyền tống trận, tiếp qua một cái chớp mắt, có thể vào truyền tống thông đạo chi. Oanh, tại lúc này, một đạo trụ quang từng đánh chết tới. Vô cùng hung hãn trụ quang. La Quân cùng Kiều Ngưng vô ý thức tránh ra, đón lấy, cái kia trụ quang liền đem truyền tống trận chém giết thành phấn vụn. La Quân cùng Kiều Ngưng hoảng sợ. La Quân vạn không nghĩ tới, thừa tướng bọn người đuổi theo tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng tánh mạng đã nguy cơ sớm tối la quân đã không thể không sống mái một trận chiến la quân biết nếu như lúc này thi triển đại na di thuật nhất định sẽ bị bọn họ trụ quang chặt đứt chính là hồng quang đi ra la quân cấp tốc cầm ra chính là hồng quang luân hồi bàn trong nháy mắt đó chính là hồng quang ngầm hiểu đem luân hồi bàn tế ra tới thừa tướng bốn tên linh tôn vừa xuất hiện luân hồi bàn ở trên không hình thành to lớn la bàn. Cái này la bàn bốn phía, phù lưu chuyển. Vô cùng luân hồi chi lực tràn ngập, vừa đối mặt công phu, luân hồi bàn liền ở trên không bao lại thừa tướng cái này bốn tên quái vật. Vô cùng tận luân hồi chi lực như thanh sắc nồng đậm vũ khí một dạng, đem bọn hắn cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Chém, cái kia thừa tướng khẽ quát một tiếng. Nhất thời, liền gặp một đạo mạnh mẽ trụ quang thoáng hiện. Chỉ một kiếm, liền đem cái kia luân hồi bàn chém thành hai nửa luân hồi bàn tất cả tinh khí luân hồi chi lực toàn bộ tiết ra ngoài ra ngoài chính là hồng quang cùng luân hồi bàn ý hợp tâm đầu chặt chẽ liên hệ cái này luân hồi bàn bị chém đứt hắn cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới sau lưng thừa tướng một tên quái vật không nói hai lời liền hai mắt tách ra một đạo trụ quang oanh trong nháy mắt chính là hồng quang liền bị chém giết thành cho tàn cái kia chủ quang chi hung mãnh không thể tưởng tượng. La quân cùng kiều ngưng vốn còn muốn liều mạng, nhưng gặp tình huống này, nhất thời lòng sinh lạnh gan. Chính là hồng quang như vậy chết, là quân tâm cũng thấy ái náy. Bất quá lúc này, cũng không phải là thương cảm thời điểm. Là quân hướng kiều ngưng gấp giọng nói ra, người đi trước. Sau đó, hắn tay hóa ra một miệng kim sắc cửa kiếm, thân hình mạnh mẽ chuồn, liền đến thừa tướng sau lưng. Hắn bạo giống một tiếng, kiếm quang hướng thừa tướng đầu hung hăng chém giết tới. Nhanh như sấm sét, thừa tướng thân hình cũng lóe lên, lại là hư không tiêu thất. Cái này thừa tướng cũng không phải là dựa vào công nghệ cao. Hắn tu vi, bí hiểm khó lường. Là quân gặp trước mắt thừa tướng biến mất, hắn chính là dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng mẫn cảm, cũng không để ý tứ phương hết thảy, chính là trở tay một chạm. Cái này một đạo kiếm quang hung hãn giết ra, ẩn chứa là quân phẫn nộ cùng tinh thần cái kia thừa tướng vốn là muốn đánh lén la quân lại không nghĩ rằng la quân phản ứng như thế cấp tốc rơi vào đường cùng thừa tướng hướng về sau lóe lên tránh đi la quân một kiếm này trụ quang đỉnh thừa tướng mắt thoáng hiện màu lạnh đột nhiên bắn ra một vật cái kia lại là một cái quái trung đỉnh cái này trụ quang đỉnh quang mang lóe lên liền khiến la quân cùng kiều ngưng trước mắt trắng lóa như tuyết kế tiếp nháy mắt trụ quang đỉnh ầm ầm chụp xuống tới cái này một cái chớp mắt là quân thi triển tất cả vốn liếng, lại là cuối cùng không có cách nào tránh đi cái này trụ quang đỉnh. Oanh! Là quân cùng kiều ngưng bị trùm tại trụ quang trong đỉnh. Theo lòng đất trốn, là quân đầu óc chuyển cực nhanh, lập tức sử dụng theo lục diệp hội chỗ đó được đến hóa sắt đá. Ừm, nhưng mà, là quân phát hiện trụ quang đỉnh cũng không phải đơn giản như vậy, hội lưu rõ ràng như vậy lỗ thủng. Nguyên lai like lại là tại đến mặt đất trước đó, trụ quang trong đỉnh có một tầng môn hộ. Lúc này, môn hộ sớm đã đóng chặt. Phá, là quân không lo được hắn, hét lớn một tiếng, liền thi triển ra đại linh hồn lôi kiếm. Mạnh mẽ lôi quang ở giữa ẩm ẩm chém giết. Cái này trụ quang đỉnh giống như là một tòa căn phòng lớn một dạng, bên trong không gian rất đủ. Là quân vận dụng tự thân linh hồn lôi lực thi triển ra đại linh hồn lôi kiếm. Trụ quang đỉnh đem ngoại giới ngăn cách, là quân đại linh hồn lôi kiếm không cách nào hấp thu từ trường chi lực, giảm bớt đi nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã là vô cùng mạnh mẽ ầm ầm đại linh hồn lôi kiếm chém xuống toàn bộ trụ quang đỉnh đều là chấn động chỉ là cũng chỉ là chấn động mà thôi trụ quang trong đỉnh bộ liền một tia vết sách đều không có kiều ngưng cũng điều động lôi pháp liên tục công sát cái này trụ quang đỉnh nhưng trụ quang đỉnh từ sừng sững bất động trụ quang đỉnh đem ngoại giới hết thảy vật chất ngăn cách là quân cùng kiều ngưng pháp thuật công kích giảm bớt đi nhiều nguy hiểm nguy hiểm tới cực điểm cơ hồ là tuyệt cảnh lần này như lại bị mang về phương thiên trong đò chỉ sợ la quân cùng kiều ngưng xuống chàng đó là cực sự thê thảm làm sủng vật sợ đều là không có tư cách cái này thừa tướng thế nhưng là đem la quân cho hận độc mà lại la quân biết thừa tướng bọn họ tốc độ di chuyển đại na di thuật không biết chậm không phải vậy lời nói bọn họ sẽ không như thế mau đuổi theo tới cũng là nói chỉ cần mấy cái trong nháy mắt công phu bọn họ có thể trở lại phương thiên trong đỏ đi. Là quân cùng kiều ngưng nôn nóng không, cái này chủ quang trong đỉnh, uẩn dục nói không nên lời hoảng sợ. Là quân không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại đối phương thiên chu bên trong hết thảy cảm thấy dùng mình. Làm cái gì, kiều ngưng có chút hoang mang lo sợ. Là quân pháp lực đã trên diện rộng tiêu hao, hắn cấp tốc thôn phệ hỗn độn quả, thuần dương đan bổ sung. Kiều ngưng cũng bắt đầu bổ sung, đồng thời, là quân cầu thông linh tuệ hòa thượng nhanh nhạy có biện pháp nào không thanh âm hắn tràn ngập nôn nóng cùng tuyệt vọng linh tuệ hòa thượng cũng có phần đau đầu nói ra những thứ này linh tôn bần tăng cũng là chưa từng nhìn thấy bọn họ lực lượng pháp khí đều là siêu nhiên tại địa cầu chi bần tăng cũng không có cách nào phá giải a à. linh tu âm dương nguyên thần khẩn cấp chi là quần ánh mắt bỗng nhiên sáng lên hắn thế mà quên trọng yếu như vậy một gốc dạ Kiều Ngưng cũng là nhãn tình sáng lên. Đúng, âm dương thai ngén vạn vật, nhất định có thể có giải quyết chi pháp. Linh Tuệ Hòa thượng cũng là nhãn tình sáng lên. Lúc này, tại cái kia hiện trường chi, cái kia thừa tướng vẫy tay một cái, liền đem trụ quang đỉnh chộp vào tay. Cái kia to lớn trụ quang đỉnh đột nhiên hóa thành một cái đỉnh nhỏ, bị thừa tướng nắm trong tay. Thừa tướng, cái này rốt cục không có sơ hở nào. Đỉnh này chính là các lão tổ tông ban cho cho ngài lấy địa cầu những thứ này kỳ lân nhi thiên tư vĩnh viễn cũng tham phá không đỉnh kia ảo diệu một tên thủ hạ lập tức nói ra thừa tướng sắc mặt nhạt lạnh nói ra đỉnh kia sử dụng một lần tiêu hao một lần không phải vạn bất đắc dĩ bản tướng cũng không nguyện ý sử dụng hai cái này tiểu kỳ lân tu vi đồng thời không xuất sắc lại đem bản tướng bước đến nước này bọn họ cũng đủ để tự ngạo một tên khác thủ hạ nói ra cái này công kỳ lân nhi coi là thật đáng giận lại dám nhiều lần cùng thừa tướng ngài chống đối. Lớn lối như thế khí diễm, quả thực đáng hận, thừa tướng, người tính làm sao trừng phạt hắn. Hắn chả có giá trị nghiên cứu, các loại nghiên cứu còn về sau, để hắn làm bản tướng một đầu sủng vật kỳ lân nhi đi. Bản tướng cao hứng thời điểm, hội thưởng cho hắn xương cốt ăn, hắn như không nghe lời, liền cây roi hầu hạ. Thừa tướng cười lạnh, còn không thể mặc quần áo, thủ hạ kia cũng cười lên ha hả. Ha dưới đáy chữ liền quảng bá vị. Thừa tướng nghe vậy, mặt cũng lộ ra không thể diễn tả nụ cười tới. Tựa hồ là chỉ cần tưởng tượng đến như thế một hình ảnh, bọn họ liền cảm giác tuyệt không thể tả. Về sau, thừa tướng thi triển pháp thuật, liền dẫn còn lại tam quái hồi phương thiên thuyền đi. Hắn thế mà rất nhanh xé phá không gian, cấp tốc chuyển rời ra ngoài. Tốc độ, thật đúng là có thể cùng đại na di thuật sánh ngang. Mà lại, cái này thừa tướng tu vi, ít nhất là hư tiên cảnh không phải vậy lời nói, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy xuyên thẳng qua hư không, sử dụng không gian xuyên toa. Thừa tướng một hàng linh tôn chỉ một lúc sau, liền đến phương thiên thuyền chỗ mặt biển hư không. Về sau, bọn họ chui vào trong nước biển, sau đó trở lại phương thiên thuyền. Phương thiên trong đỏ, kim bích huy hoàng, một mảnh sáng ngời. Thừa tướng tại chiếc này phương thiên trong đỏ, địa vị trí cao không? Hắn tiến vào phương thiên thuyền về sau, đi thẳng đến nghiên cứu khoa học trong phòng mặt. Cái kia nghiên cứu khoa học phòng là phương thiên thuyền hạch tâm cơ mật, ít có linh tôn có thể tiến đến. Nghiên cứu khoa học trong phòng mặt, có vài chục cao cấp linh tôn ngay tại làm nghiên cứu. Mà bị đối tượng nghiên cứu là nhân loại, vũ tù bốn người giờ phút này bị lột sạch y phục, sau đó bị giam tại dụng cụ bên trong, cung cấp các khoa học gia nghiên cứu. Đây đại khái là vũ tù bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả. Bọn họ là viễn cổ thật thần, sống vô số năm tháng. Bọn họ tiếu ngạo thế gian, coi con người như kiến hôi, nhưng giờ phút này, bọn họ lại bị dạng này nhục nhã. Có thể vô tu bọn người cho dù tâm phẫn nộ lại như thế nào, bọn họ lúc này bất quá là đợi làm thịt cừu non a. À. Nghiên cứu khoa học phòng rất lớn, chừng 2 000 mét vuông. Trong này bị người nghiên cứu loại nói ít đều có 300 cái. Đủ loại nhân loại, có phổ thông nhân loại, hữu nhân gian quyền quý, bất quá nghiên cứu càng nhiều đều là tu sĩ chư vị, tin tức tốt, thừa tướng bên người tâm phúc lý tiếu trước khi đi, triệu tập chư vị khoa học gia tập hợp. Những thứ này các khoa học gia, toàn bộ đều là linh tôn. Hình thể cao lớn, mặc lấy áo khoác trắng, có vẻ hơi dở dở ương ương. Nhưng bọn hắn nghiên cứu khoa học kỹ thuật, mức độ lại là nhân loại không dám tưởng tượng. Cái kia nhằm vào la quân ẩn thân thuật làm ra phá cục trận pháp, là các khoa học gia nghiên cứu 3 giờ phá giải đi ra. Hơn 10 vị các khoa học gia thả tay xuống nghiên cứu, tụ tập tới. Lý Tiếu, tin tức tốt gì?" Một vị linh tôn khoa học gia hỏi. "Chẳng lẽ các ngươi đem cái kia đáng giận Kỳ Lân Nhi bắt trở lại?" Lại một vị linh tôn khoa học gia nói ra. "Nếu thật là bắt đến, vậy quá tốt, cái kia Kỳ Lân Nhi, thân thể tràn ngập cổ quái, chúng ta nếu là nghiên cứu triệt để hắn, nói không chừng chúng ta thành quả có thể lấy được bay vọt tiến bộ." "Không sai." Lý cười cười ha ha một tiếng. Nói ra, cái kia kỳ lân nhi, chúng ta bắt trở lại. Tại chúng ta thừa tướng trụ quang trong đỉnh. a à, vậy quá tốt, chúng các khoa học gia cũng là phi thường cổ vũ hưng phấn. Nhanh, nhanh để cho chúng ta nhìn xem, một vị khoa học gia nói ra. Thừa tướng liền nói ra, mọi người không nên kích động, cái kia hai cái kỳ lân nhi tuy nhiên bị bản tướng vây khốn. Nhưng còn không có mất đi chiến đấu lực, trước chuẩn bị tốt dụng cụ cùng trận pháp, như thế về sau, bản tướng lại thu trụ quang đỉnh. Đúng đúng đúng, vẫn là thừa tướng cân nhắc Chu Toàn." Một vị khoa học gia vội vàng nói. Sau đó, các khoa học gia chuẩn bị tốt dụng cụ, bố trí tốt trận pháp. Đồng thời tại cái kia nhìn như pha lê một thật lớn dụng cụ chi cắm vào rất nhiều tử sắc khói bụi. Những thứ này tử sắc khói bụi chính là đặc biệt nhằm vào tu sĩ, chính là động tiên cảnh cao thủ gặp phải loại này tử sắc khói bụi cũng sẽ lập tức thân thể mềm nhũn. Những thứ này các khoa học gia không chỉ là nghiên cứu khoa học khoa học kỹ thuật hiện đại càng là đối với tu sĩ thân thể mò được nhất thanh nhị sở. Bọn họ là thuộc về linh tôn đế quốc đỉnh phong nhân tài. Tốt, mở trụ quang đỉnh đi. Một vị khoa học gia nhìn dụng cụ bên trong sau khi chuẩn bị xong, hắn hưng phấn xoa xoa tay, nói ra. Chúng linh tôn các khoa học gia cũng đều trông đợi nhìn lấy bên trong. Thừa tướng mỉm cười, hắn vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức đem cái kia trụ quang đỉnh hóa thành một sợi nguyên lực, thu nhập đến não vực chi. Cái này sợi nguyên lực có thể tự do ra vào dụng cụ chi, đồng thời không sẽ phá hư dụng cụ độ hoàn hảo. Nhưng là lúc này, một đám linh tôn nhóm lại là ngây người. Bao quát thừa tướng sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì cái kia dụng cụ bên trong, không có cái gì, duy nhất có là tử sắc khói bụi. Cái này, làm sao có thể, thừa tướng biến sắc. Cái kia Lý Tiếu, còn có còn lại hai tên tâm phúc cũng là thất sắc. Không có khả năng bản tướng rõ ràng đã đem bọn họ bao bọc vào đến trụ quang đỉnh chi. Trụ quang đỉnh chi huyền diệu tuyệt không phải hai cái này kỳ lân nhi có thể khám phá. Thừa tướng y nguyên không dám tin. Thừa tướng, có thể hay không bọn họ thi triển ẩn thân thuật. Lý Tiếu nhịn không được nói ra. Một tên linh tôn khoa học gia nói ra, điều đó không có khả năng, bất kỳ tu sĩ nào, đều ngăn cản không nổi chúng ta u quyến rũ lãnh yên. Xem như thi triển ẩn thân thuật, hắn bị u quyến rũ lãnh yên nhuộm dần, cũng sẽ mất đi pháp lực trèo trống hiện ra chân thân tới có thể cái kia kỳ lân nhi bản thân tràn ngập cổ quái lý cười nói đã có hoài nghi cái kia dùng phá ẩn thân thuật trụ lực nguyên từ trận đến xem một vị khoa học gia nói ra thừa tướng nhãn tình sáng lên hắn cùng ba tên tâm phúc lập tức bố trận sau đó hào quang màu xanh lam kia trận pháp thoáng hiện liền đem toàn bộ nghiên cứu khoa học phòng đều cho bao phủ lại mà sự thật chứng minh cái kia hai cái kỳ lân nhi thật là không ở bên trong. Lẽ nào lại như vậy, thừa tướng không khỏi nổi giận. Tranh thủ thời gian cha đi, thừa tướng, một tên lão khoa học gia thái độ lãnh đạm đi xuống, nói ra, cái kia kỳ lân nhi có Phật môn độ hóa pháp thuật, đem chúng ta linh tôn độ hóa, còn bắt cái kia tân rời đi. Tuy nhiên tân đã chết, thế nhưng kỳ lân nhi chắc hẳn đã biết chúng ta không ít bí mật. Nếu như chúng ta sự tình bại lộ, đừng nói tương lai thống trị địa cầu khó khăn, xem như không có thể chiến thắng đám này kỳ lân nhi, vậy cũng là không thể biết được. Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, không cần ta đến cùng ngươi cường điệu A. Thừa tướng nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người, hắn nói ra, bản tướng biết, bản tướng má hội đuổi theo giết. Lão khoa học ra lạnh hừ một tiếng, nói ra, nếu như ngươi không giải quyết được, muốn báo. Chuyện này, không thể kéo quá lâu, hiểu sao? Bản tướng biết, Thừa tướng lập tức mang theo thủ hạ rời đi nghiên cứu khoa học phòng. Thừa tướng một hàng linh tôn, sở dĩ có thể mỗi lần chuyển xác đuổi tới La Quân đều là bởi vì thừa tướng bọn người theo vũ tu bọn họ thân thể tìm ra huyền quang. Mà La Quân thân thể vẫn luôn có nhiễm huyền quang. Thừa tướng bọn họ là pháp lực cao thủ, cho nên cũng có thể chuyển xác truy tra đi qua. Cho tới thời khắc này La Quân cùng Kiều Ngưng, bọn họ đến cùng là làm sao chạy đi đâu? Nguyên lai lại là tại thời khắc mấu chốt là quân cùng kiều ngưng âm dương linh tu Cái kia âm dương thai ngén vạn vật Chính là tại trụ quang trong đỉnh chế tạo ra một cái cùng ngoại giới tương thông trận pháp không gian Đây là cùng loại đại na di thuật trận pháp Là quân bọn người thông qua nội bộ không gian trận pháp Cùng ngoại giới phần tử lẫn nhau sâu chuỗi Từ đó thực hiện một lần huyền diệu trùng động khiêu dược Trực tiếp vượt qua hư không khoảng cách Rời đi trụ quang đỉnh Cho nên cái kia thừa tướng một hàng linh tôn mới có thể mảy may không có cảm giác được La Quân cùng Kiều Ngưng trong lúc nhất thời là khó có thể trở lại Thiên Châu. Bởi vì truyền tống trận Pháp đã bị thừa tướng chảm thành cho tàn. La Quân cùng Kiều Ngưng lúc này biện Pháp duy nhất là tìm tới Lục Diệp sẽ. La Quân cảm thấy Lục Diệp hội hẳn là có đi Thiên Châu truyền tống trận. Buổi trưa 10 giờ, ánh sáng mặt trời đã rất là mãnh liệt. Đại Chiêu Vương hướng thủ đô Đại Chiêu trong phủ, phồn vinh hưng thịnh. Đường phố đám người núi liền không dứt, có quý công tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thiên kim tiểu thư ngồi ở trong xe ngựa, xấu hổ nhấc lên bước rèm che. Đại triều vương hướng bầu không khí vẫn là rất khai phóng, cũng không cấm chỉ nữ tính suốt đầu lộ diện. Bất quá bất kể nói thế nào, tại loại này phong kiến vương triều bên trong, nữ tính địa vị còn là xử nữ tại bị áp bách một phương. Bởi vì là nữ tính không quá có thể suốt đầu lộ diện đi ra công tác. Đây là một cái trí mạng điểm mấu chốt. Là quân cùng Kiều Ngưng tranh thủ thời gian đến lục diệp hội tổng bộ cái kia lục diệp hội tổng bộ tựa như cung biển, khí thế rộng rãi, cổ thụ che trời. Trong đình viện, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu các, rất là lịch sự tao nhã. La quân cùng kiều ngưng đều tính được khách hàng cũ, mà lại, lục diệp hội huyền bá cũng đem la quân cùng kiều ngưng liệt vào khách quý. Cho nên, la quân cùng kiều ngưng bị lục diệp hội nha hoàn thẳng tiếp đón được lúc trước đi qua trong lầu các. Hai người ngồi xuống uống trà, không có đợi bao lâu, huyền bá liền tới. Huyền bá sau khi đi vào, gặp La Quân cùng Kiều Ngưng, vốn là giật mình, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới hai vị nhanh như vậy trở về. Bất quá hai vị hiện tại tình cảnh tựa hồ không nên trở về tới. La Quân bị kinh ngạc, hắn cũng là một mực tại chú ý huyền bá biểu tình biến hóa. Huyền bá gặp mặt lúc giật mình để La Quân sinh ra cảnh giác. Huyền bá lời này, nói thế nào? La Quân bất động thanh sắc, nói ra. Huyền bá nói ra, hai vị lai lịch lạ lắm, trước đó lại thi triển pháp thuật cưỡng ép rời đi đại chiêu phủ, đã là kinh động trong hoàng cung thần vệ. Các thần vệ còn đang điều tra hai vị, nếu là hai vị bị thần vệ phát hiện, chỉ sợ rất khó lại rời đi đại chiêu phủ. Là quân cùng kiều ngưng nhất thời bị kinh ngạc, hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy chính mình thật sự là hồ đồ, thế mà quên quan trọng cái này một gốc giả. Lúc đó rời đi, là quân cùng kiều ngưng là rất yên tâm, bởi vì căn bản không có ý định lại hồi đại chiêu phủ tới có thể cái này tạo hóa trêu người a. À. Hai người còn thật lại trở về. Chúng ta đi vào thời điểm đã mọi loại chú ý. La Quân lập tức nói ra, cái kia các thần vệ đại khái trong thời gian ngắn rất khó truy tra tới. Huyền Bá ngài sẽ không đi mật báo a. À. Huyền Bá nghe vậy cười một tiếng, nói ra, nếu là muốn mật báo, cũng sẽ không cùng hai vị nói ra những thứ này. Chúng ta lục diệp sẽ mở cửa làm ăn, mua mua tin tức tình báo, cũng rất bình thường. Nhưng tuyệt không làm mật báo sự tình, nhưng nếu như hoàng cung có người đến mua tình báo này, như vậy chúng ta Lục Diệp hội cũng sẽ không đến vì hai vị bảo thủ. La Quân lập tức nói ra, tình báo này ta mua. Ta hy vọng Lục Diệp hội không muốn lại đem ủy nhiệm cho người khác. Huyền bám mỉm cười, nói ra, công tử là người sảng khoái, vậy thì tốt, tin tức này giá trị vạn lượng hoàng kim. Công tử hẳn là sẽ không cảm thấy quý a. À. Không quý, La Quân nói ra, cho hắn lập tức theo phòng bị tu di bên trong móc ra một vạn lượng hoàng kim cái kia vàng óng hoàng kim xếp thành một tòa núi nhỏ ánh mặt trời chiếu tại hoàng kim mặt lại là phá lệ lóa mắt công tử yên tâm chúng ta từ trước đến nay hàng không bán hai nhà người tin tức này chúng ta tuyệt sẽ không bán đi huyền bá nói ra la quân không khỏi thầm mắng một tiếng gian thương nhưng hắn hiện tại cũng không quá quan tâm vật này một vạn lượng hoàng kim tại la quân trong mắt Bất quá là giá rẻ nhất chi vật a. Dùng tiền có thể giải quyết sự tình, cái kia đều không gọi sự tình. Sau đó, La Quân nói ra bản thân kháng cáo, hắn hỏi Huyền Bá, lục diệp lại là có phải có thông hướng Thiên Châu truyền tống trận. Huyền Bá nhìn La Quân cùng Kiều Ngưng Liếc một chút, sau đó mỉm cười, nói ra, lão hủ còn tại quái, vì sao Đại Chiêu phủ lại đột nhiên ra hai vị dạng này cao thủ? Hóa ra hai vị là theo hắn vị diện thế giới tới. La Quân thẳng thắn nói ra, không sai, chúng ta là theo trời châu tới. Huyền Bá nói ra có mấy lời, lão hủ là không nên hỏi nhiều. Bất quá lão hủ vẫn còn có chút quái, hai vị là làm sao qua tới? Đã có thể tới, nên có trở về đường. La Quân nói ra, cái truyền tống trận kia đã bị người cho hủy. Ồ, Huyền Bá hơi kinh hãi, nói ra, xem ra hai vị là gặp đại phiền toái. La Quân nói ra cái này cũng không sai, bất quá, cái phiền toái này cũng không phải là ta một người. Huyền bá, ta gặp phải phiền phức, là việc quan hệ cả nhân loại. Cho nên, bọn họ sợ ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài, liền liều mạng truy sát. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại bọn hắn cần phải đều tiến vào đại chiêu phủ. Việc quan hệ cả nhân loại, huyền bá nhìn nhiều la quân liếc một chút, sau đó giống như cười mà không phải cười, nói ra, cái này cái mũ đập rất lớn, công tử là nói cười đi. La Quân nói ra, ha ha, ta đây cũng là cái đại bí mật. Ngươi nếu như muốn biết, vậy cũng phải hoa chút đại giới. Huyền bá khoát khoát tay, nói ra, lục diệp hội mua tin tức, đều là muốn thông qua gặp mặt trả giá bình tĩnh. Lão hủ có bán tin tức quyền lợi, không có mua tin tức quyền lợi. La Quân nói ra, cái này không bắt buộc, ta hiện tại là muốn hỏi, các người phải chăng có truyền tống trận. Huyền bá nói ra, có, đương nhiên là có bất quá không tại đại chiêu trong phủ. Ừm, La Quân nghe vậy, nhất thời nhíu mày, nhưng hắn cũng lý giải, nếu như tại đại chiêu trong phủ thiết trí truyền tống trận, như vậy khác vị diện cao thủ trực tiếp đạt đến đại chiêu phủ, đó là một kiện nguy hiểm sự tình. Đến mức ở trên trời châu đại khang trong hoàng thành, đó là bởi vì thiên trì các thực lực không kém gì hiên chính hạo. Hiên chính hạo cùng thiên trì các cũng đang ở vào tuần trăng mật. Mặc dù như thế, thiên trì các cùng hiên chính hạo đều đối truyền tống trận sự tình là cực kỳ coi trọng. Có lẽ về sau, loại này truyền tống trận đồng dạng hội rời ra hoàng thành. Truyền tống trận ở nơi nào? Là quân hỏi huyền bá. Huyền bá nói ra, ở ngoại giới. Giới ngoại là địa phương nào? Là quân hỏi. Giới ngoại là đại chiêu vương hướng ngoài vòng pháp luật chi địa, cái chỗ kia thần quỷ tụ tập, ác ôn cũng nhiều. Bất quá chúng ta lục diệp hội ở ngoại giới còn không ai dám chiêu chọc ở nơi nào chúng ta cũng có thể được rất nhiều không tưởng được chỗ tốt cùng tin tức. Huyền Bá nói ra, là Quân mỉm cười nói ra, cái này ta hiểu, từ trước đã là như thế. hỗn loạn địa phương cũng là cơ hội nhiều nhất địa phương. Lục Diệp Hội thực lực hùng hậu, đương nhiên có thể chiếm được không ít chỗ tốt. Kiều Ngưng lại là có chút lo lắng, bởi vì một khi rời đi Đại Chiêu Vương hướng che chở, thừa tướng cái kia làm Linh Tôn nói không chừng đuổi theo có điều nàng tuy nhiên tâm lý có ý tưởng, nhưng La Quân đang đàm luận thời điểm, nàng đồng thời sẽ không lung tung xen vào. La Quân theo rồi nói ra, dùng một lần truyền tống trận, giá cả bao nhiêu? Huyền bá nói ra, 10 cái thần đan. La Quân sướng sở sướng sở, trong lòng tự nhủ con chó thật là hắc A. Đây là làm thịt bình tĩnh lão tử A. Đối với sử dụng truyền tống trận giá cả, Kiều Ngưng trong lòng cũng rõ ràng. Thiên chỉ các tuy nhiên giảng nhân tình, nhưng cũng chỉ muốn vạn lượng hoàng kim. Nhưng 10 cái thần đan, đây chính là hoàng kim không cách nào đánh giá đồ vật. Cái này vách đá dựng đứng là công phu sư tử ngoạm A. La Quân nói ra, như vậy đi, huyền bá, người nói muốn 10 cái thần đan, không hề có một chút vấn đề. Nhưng là ta lo lắng, đi giới ngoại hội gặp nguy hiểm. Ta cho ngươi 100 mai thần đan, các người muốn bảo vệ ta đi giới ngoại, thành công dùng truyền tống trận trở lại thiên châu, như thế nào? Thật chứ, huyền bá nhất thời kích động cho dù là đối với lục diệp sẽ đến nói một trăm mai thần đan đó cũng là một món làm ăn lớn các tu sĩ đối với thần đan là không có sức chống cự lục diệp hội gia đại nghiệp đại đối với thần đan cũng là khát vọng huống chi đối với lục diệp sẽ đến nói bảo hộ cá biệt người đi giới ngoại đó cũng là đơn giản sự tình huyền bá người cũng không cần cao hứng ta chuyện xấu nói trước ta địch nhân không đơn giản đến lúc đó các người có tổn thất gì, cũng đừng lại ta. La quân nói ra, huyền bá nói ra, tốt, công tử, người chuyện này, lão hủ đi trước hướng mặt báo cáo một tiếng. Còn phải chăng thành giao, sao còn muốn nhìn mặt nói thế nào? La quân nói ra, tốt. Các loại huyền bá sau khi đi, La quân cùng Kiều Ngưng dùng ý niệm giao lưu. Tìm bảo tiêu, Kiều Ngưng nghĩ đến cái gì, cười một tiếng, nói ra. La quân nói ra, ta cũng là linh cơ nhất động, đầu năm nay tìm bảo tiêu cũng không dễ dàng. Làm không tốt bảo tiêu thấy chúng ta tay có hàng, trực tiếp đoạt. Nhưng lục diệp hội khác biệt, bọn họ thoạt nhìn là rất chú trọng danh dự cùng quy củ. Điểm này cùng thiên chỉ các rất giống, bọn họ mặc dù sẽ công phu sư tử ngoạp, nhưng tuyệt sẽ không hào lấy cướp đoạt. Kiều Ngưng nói ra, không sai. Là Quân nói ra, đem lục diệp hội lôi vào, sự tình khả năng dễ làm rất nhiều. Kiều Ngưng nói ra, ừm. Sau đó, là quân cùng kiều ngưng ăn đan dược, lặng im dưỡng thần, khôi phục công lực. Huyền bá chuyến đi này đi một giờ. Là quân cùng kiều ngưng thừa cơ hội này, cấp tốc khôi phục toàn bộ pháp lực. Bọn họ đan dược nhiều, cho nên khôi phục cũng nhanh. Bất quá mặc dù như thế, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, đem hao tổn tinh thần cho bù lại. Pháp lực có thể dựa vào đan dược bù lại, nhưng người mệt mỏi cùng hao tổn tinh thần nhất định phải thông qua thời gian nhất định nghỉ ngơi mới có thể bù lại lại sau một tiếng, huyền bá rốt cục trở về. Huyền bá sau khi đi vào, sắc mặt nghiêm túc, nói ra, hai vị đắc tội rốt cuộc là ai? Là quân bỗng cảm giác không ổn, nói ra, làm sao? Huyền bá nói ra, đại chiêu phủ thần vệ đều bị giết bốn cái, mới vừa rồi là là đại chiêu phủ thiên đô quân thần chỉ huy thủ hạ bốn tên tâm phúc mới đưa mấy cái kia quái vật miến cưỡng đuổi đi. Là quân tâm kế tiếp lộp bộp, quả nhiên nhanh như vậy đuổi tới, bất quá có vẻ như bọn họ không có làm ngụy trang, cho nên trực tiếp cùng đại chiêu phủ hoàng cung cao thủ lên xung đột. Là quân tâm không khỏi buồn cười, những quái vật này, cho dù muốn làm ngụy trang cũng khó có thể ngụy trang. Kiều Ngưng liền nói ra, chúng ta không phải đắc tội người nào, mà chính là trước sớm nói, chúng ta biết một số bí mật. Những bí mật này là nhằm vào cả nhân loại, đến lúc đó, các ngươi cũng siêu thoát không ra, chỉ là ngươi không tin tưởng chúng ta a à. Huyền bá nói ra, chuyện này, lão hủ nhào bột mì mấy vị cao tầng thương lượng. Bọn họ muốn đích thân thấy các ngươi một chuyến. La quân nói ra, không có vấn đề, lúc nào gặp. Hiện tại, huyền bá nói ra. La quân đứng dậy, nói ra, xin mang đường. Huyền bá nói ra, tốt. Xuất các lầu, liền vào một đầu hành lang. Lục diệp hội tổng bộ bên trong không chỉ có rộng lớn, hơn nữa còn rất hoa lệ, giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng. Điện bốn góc nhổng lên thật cao, yêu mỹ giống như bốn cái dương cánh muốn bay yến tử. Ánh sáng mặt trời rất là lóa mắt, khí trời có chút khốc nhiệt. Là quân cùng kiều ngưng toàn thân phía dưới, không có một mồ hôi. Tại huyền bá chỉ huy phía dưới, một đường bước đi. Trong điện bốn phía, đều có thể nhìn đến không ít lục diệp sẽ trở thành viên. Có đến đi vội vàng, có thì là trong điện tạp dịch. Vân vân, hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Về sau, là quân cùng kiều ngưng bị đưa vào đến chủ điện, theo chủ điện chi lại đi đến một gian thiên điện chi. Cái kia trong thiên điện mặt có chút hào hoa, nhưng cũng vô cùng mát lạnh cùng u ám. Trong thiên điện mặt không có cửa sổ, cũng không có ánh đèn. Các loại đại môn kia quan về sau, chính là một tia sáng đều không có. Kiều ngưng nhíu mày. Là quân lại là tâm nhiên, đây là đàm phán một loại thủ đoạn. Cố ý làm ra loại này cảm giác thần bí đến, dùng cái này cho người đến cảm giác áp bách. Nguyên Lai Lục Diệp hội nói chuyện làm ăn, ưa thích dạng này nói. La Quân cười một tiếng, nói ra: "U ám chi." La Quân bỗng nhiên cảm nhận được bốn đạo khí tức. Vậy nói rõ, thiên điện chi có nguyên thần xuất hiện. Đến bốn đạo nguyên thần, cũng không có tới chân nhân. Liền cũng tại lúc này, một nữ tử âm thanh vang lên. Nữ tử này nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, La Quân lập tức cảm thấy được, nữ tử có thể là Lục Diệp hội tổng bộ người phụ trách. Là quân biết, lục diệp chiếu cố chủ ngỗng chín nương cũng là nữ tử. Là không biết người này có phải hay không ngỗng chín nương, cần phải rất không có khả năng. Trong chấp nhóm này, là quân cũng tại phân tích tại chỗ tứ tôn nguyên thần. Là quân biết, ngỗng chín nương có thể tại đại chiêu vương hướng như thế tàn khốc hoàn cảnh, đem lục diệp hội phát triển đến nước này. Cá nhân thực lực, khẳng định cũng là cùng loại trường sinh đại đế loại kia. Trước mắt nữ tử này, tuy nhiên cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng không thuộc về ngỗng chín nương loại kia cái kia thanh âm cô gái êm tai nhưng lại bình tĩnh có loại trí cao không bao quát chúng sinh cảm giác hai vị đến thật đúng là cho đại chiêu phủ mang đến không ít phiền phức nữ tử từ, từ tốn nói la quân mỉm cười nói ra nếu là không có phiền phức vừa lại không cần phiền phức đến lục diệp hội đây nếu là thiên hạ đô sự sự tình trôi chảy cái kia lục diệp sẽ xảy ra ý chẳng phải là đều không làm tiếp được lời nói này nói ra về sau, chính là một mảnh trầm mặc. Cái kia còn lại ba tôn nguyên thần lấy nữ tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng không chen vào nói. Dám hỏi công tử, xưng hô như thế nào? Nữ tử đột nhiên hỏi. La quân, la quân nói ra. Công tử khí tức, mệnh cách toàn bộ bị ẩn tàng ở. Xem ra lai lịch bất phàm A. À. Nữ tử nói ra, gần đây, chúng ta nghe người thiên châu chi xuất hiện một vị nhân tài mới nổi, gọi là giả Lam Vương. Khéo léo, cái này Già Lam Vương gọi là La Quân, mà lại, Ngân Sa Vương vẫn là vị này Già Lam Vương bạn nữ. Như vậy công tử bên người chính là Ngân Sa Vương Kiều Cô nương. La Quân cùng Kiều Ngưng nghe vậy nhất thời bị kinh ngạc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không nghĩ tới danh hiệu ta thế mà đều truyền đến cái này ương thế giới bên trong tới. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, nói ra, công tử không cần kinh ngạc, vị diện thế giới sự tình cũng sẽ không có quá lớn lui tới. Chỉ bất quá, Lục Diệp lại là làm thiên hạ sinh ý. Thiên Châu cùng ương thế giới lại là hàng xóm, cho nên, chúng ta sẽ cùng thiên chỉ các có nhất định tin tức liên hệ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn theo rồi nói ra, ta cùng thiên chỉ các ở giữa quan hệ cũng rất tốt, bây giờ đến nơi đây, cũng coi là tìm tới một mối liên hệ. Bất quá, ta người này từ trước đến nay không cho bằng hữu ăn thiệt thòi chúng ta vẫn là lấy sinh ý đến nói chuyện dưới mắt nữ tử nói ra nói chuyện làm ăn cũng nói thành tín công tử chỉ ít cần phải cùng chúng ta thẳng thắn hết thảy la quân nói ra thẳng thắn thật là cần thẳng thắn bất quá thẳng thắn cũng không phải là đơn phương lục diệp hội khả năng cùng ta thẳng thắn các người ý nghĩ đến cùng là cái gì không hoặc các người phòng tuyến cuối cùng nữ tử không chút do dự nói ra điều đó không có khả năng la quân nói ra cho nên dựa vào công bình nguyên tắc ta cũng không có khả năng thẳng thắn nữ tử nói ra cái kia thật đáng tiếc chúng ta chỉ có thể mời công tử cùng kiều cô nương tự động rời đi la quân nói ra cái kia tốt hắn liền dắt kiều ngưng tay nói ra chúng ta đi kiều ngưng nói ra tốt ngay sau đó hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi đồng thời la quân nói ra ta cùng kiều ngưng hết thảy tin tức đã bị ta theo huyền bá tay cho mua một cái tin tức không bán hai nhà Ta hy vọng lục diệp sẽ có chính mình phẩm đức. Nữ tử nói ra, Điểm này, công tử cứ việc yên tâm. Nếu không giảng phẩm đức, Sớm nên đem công tử thân thể đồ vật đoạt. Là quân cười một tiếng, Nói ra, ta tin tưởng các ngươi. Nếu không tin, Cũng sẽ không lộ ra ta thân ra. Hắn sau đó cùng kiều ngưng ra lại sảnh. Một đường đi ra ngoài, Kiều ngưng tâm lo lắng, Dùng ý niệm giao lưu nói ra, Chúng ta như thế đi. Là quân nói ra, yên tâm đi, hội kêu chúng ta trở về. Lục diệp hội khẩu vị rất lớn, nếu là bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, cái kia rất khó nói tốt. Kiều ngưng nói ra, vạn nhất không hô đâu. La quân mỉm cười, nói ra, không có vạn nhất. Và lại, chúng ta cũng không phải cách lục diệp hội không sống được. Hai người trong nháy mắt đến cái kia sơn son đại môn trước đó, mắt thấy muốn đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, huyền bá từ phía sau vội vàng mà đến là công tử, kiều cô nương, xin dừng bước. Huyền bá cấp tốc đi tới, lão nhân ra kia đi bộ sinh phong, có chút khí thế. Là quân cùng kiều ngưng quay người, là quân mỉm cười, nói ra, chúng ta tựa hồ là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, không biết huyền bá còn có gì muốn làm. Chuyến này, các người cũng coi là kiếm lời, ta tiến đến cái gì đều không mò được, ngược lại đưa vạn lượng hoàng kim. Huyền bá không khỏi hơi hơi xấu hổ, nói ra, công tử thật là nói đùa, Vạn lượng hoàng kim tại công tử trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Là quân nói ra, cái kia ngược lại là. Huyền bá nói ra, mời nội điện lại tự thoại, đây là chúng ta bắt cô nương ý tứ. Bắt cô nương, là quân nói thầm, xem ra là trước đó nữ tử kia nguyên thần. Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, bắt cô nương là cái gì thuyết pháp? Tại sao muốn gọi bắt cô nương? Huyền bá nói ra, công tử có chỗ không biết. Chúng ta hội chủ có 8 tên nhập thất nữ đệ tử, người xưng Bát Tiên nữ. Bát cô nương xếp thứ 8 vị, bởi vậy gọi Bát cô nương. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hắn về sau liền cùng Kiều Ngưng lần nữa trở về cái kia u ám lại sảnh chi. Bát cô nương vẫn là biến mất tại hắc ám chi, cũng không lộ chân thân. Loại này hắc ám, trừ phi La Quân vận dụng Đại Thiên Nhãn thuật mới có thể xem cho rõ ràng, nhưng La Quân cũng cảm thấy không cần như thế. Đây là người ta ý nguyện la quân cũng phải tôn trọng la công tử người muốn quyền chủ động ta cho ngươi bát cô nương nói ra cùng đi bát cô nương còn có còn lại ba tôn nguyên thần nhưng bọn hắn lại là không nói một lời giống kiều ngưng tại la quân bên người lúc này cũng sẽ không nhiều nói cái gì lời nói chủ yếu vẫn là la quân cùng bát cô nương đánh cược la quân cười ha ha nói ra ta không hiểu nhiều cô nương trong lời nói ý tứ bát cô nương nói ra công tử cũng không phải là thật nghĩ đi, mà chính là muốn ta ra mặt giữ lại. Chẳng lẽ không phải như thế sao? La Quân nói ra, tất cả mọi người là có ý đồ, thực vốn cũng không tất cướp nhiều như vậy phần cong. Bất quá ta người này chất phác ngu dốt, như không để phòng điểm, cũng sợ các ngươi đem ta bán, ta còn thay các ngươi kiếm tiền. Bát cô nương cười khúc khích, nàng vốn là cực nặng vững vàng, ung dung đại khí người. Nhưng là lúc này, lại là nhịn không được bật cười. Bát cô nương nói ra, lục diệp sẽ mở cửa làm ăn, thấy người, đại gian đại ác, trung thực, thiện lương, đủ loại đều gặp. Nhưng giống công tử như vậy chất phác ngu dốt, còn thật là lần đầu tiên gặp. Kiều ngưng ở một bên đều cảm giác buồn cười. Kiều ngưng đối la quân quá giải, gia hỏa này, bằng hữu cùng hắn ở chung, khả năng này là như gió xuân ấm áp. Nhưng nếu là đối phương lời nói, cái kia sẽ chỉ làm đối thủ cảm thấy đau đầu cùng cực. La quân tuy nhiên tuổi tác không tính lớn, lại là tuyệt đối cáo giả. Bất quá tại La Quân tới nói, hắn cũng là đau đầu cùng Lục Diệp sẽ chả có thiên chỉ các những người này liên hệ. Hắn có thể sẽ không quên lúc trước tôi yên nhiên là làm sao cười mỉm hố hắn. Cũng sẽ không quên, hôm nay mới vừa đến, vùng cũng không có làm bị hố vạn lượng Hoàng Kim. Tuy nhiên Hoàng Kim trong mắt hắn không đáng một, nhưng cũng đủ để thấy Lục Diệp hội đám người này không biết thiên chỉ các muốn tiết kiệm dầu. Sau đó, bát cô nương nói ra, là công tử, người dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết người đắc tội với người đến cùng là lai lịch gì dạng này chúng ta mới có thể bình tĩnh hảo giao dịch giá cả la quân nói ra thực không phải ta đắc tội bọn họ mà là ta biết bọn họ bí mật ta cũng đã nói bí mật này quan hệ cả nhân loại nhưng là huyền bá cùng các ngươi thật giống như đều không tin bát cô nương nói ra công tử có gì cứ nói la quân nói ra ta có thể nói nhưng nói về sau các ngươi phải đáp ứng ta, đem ta an toàn đưa đến giới ngoại đi lấy truyền tống trận." Bát cô nương nói ra, Lục Diệp Hội luôn luôn coi trọng hai chữ thành tín, không có nắm chắc sự tình, cũng không dám qua loa đáp ứng. "Ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không có cách nào đáp ứng ngươi." La Quân nói ra, cái này xem ra, ta đi mà quay lại, đồng thời không có đạt được các ngươi một tia thỏa hiệp." Bát cô nương nói ra, "Không biết, chỉ ít, chúng ta sẽ không lại báo giết dê béo tâm tính đến đối ngươi." mà chính là nghiêm túc mà đối đãi như lời ngươi nói sự tình. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, chuyện này, quan hệ toàn nhân loại, ta cũng không có ý định giấu giếm. Các ngươi trước nhìn cái này. Hắn nói xong đem cái kia tân thi thể cầm ra tới. Bát cô nương bọn người gặp cái này thi thể, nhất thời bị kinh ngạc. Một tên nam tử nguyên thần nói chuyện, thanh âm hắn khí 10 phần, nghe thanh âm, khoảng 40 tuổi, đây là hôm nay công kích thần vệ, về sau bị thiên đô quân thần đánh lui bọn quái vật. Bát cô nương nhìn về phía La Quân, nói ra, quái vật này, người giết. La Quân nói ra, người cũng không cần kinh hãi, quái vật này cũng không phải là từng cái đều rất lợi hại. Như cái quái vật này, không có tu vi gì, rất dễ dàng giết chết. Nhưng hắn không phải ta giết, ta chỉ là bắt hắn, đang hỏi một ít chuyện thời điểm, trái tim của hắn tự bạo mà chết. Trái tim tự bạo, còn có bực này kiểu chết, bát cô nương nói ra còn lại ba tên nguyên thần cũng xì xào bàn tán lên trước đó nói chuyện tên nam tử kia nói ra những quái vật này đến tột cùng là lai lịch gì la quân nói ra cái này nói đến có mấy lời dài nhưng ta không biết các ngươi với cái thế giới này hiểu được cơ sở có bao nhiêu